chương 2070, kêu gọi. Thái Vũ Cung, nhanh mau ra đây. Thời buổi rối loạn, có người trận chiến, có người chửi mẹ, tà ma thiên riêng một ngọn cờ, hơn nửa đêm không ngủ được, đầy tinh không gọi hồn nhi, cái kia thần thái, cực kỳ giống một cái không đứng đắn lão thần côn, cầm lấy kẹo, lừa gạt tiểu nha đầu mắc lừa. Đụng đại vận, cũng là muốn xem nhân phẩm đấy. Như hắn, hiển nhiên không phải cái gì tốt biểu, vận khí từ cũng đi theo không phải tốt, không có gọi tới Thái Vũ Cung, lại hô lên nhất tôn đại thần, cái kia không, đã mang theo đao từ xa phương hướng qua được, anh dũng thần võ, sát khí thao thiên. Chăm chú nhìn qua, đúng là lục thiên thần tướng, cũng không biết ở đâu làm vài ngày đầu bếp, toàn bộ người đều đầy bụi đất, sán sán mâu, còn có liệt diễm thiêu đốt, vô luận từ chỗ nào xem, đều tốt tựa như 360 độ cho thế nhân biểu hiện rồi một phen lời, đều chớ chọc ta, lão từ tâm tình rất khó chịu. Hắn cũng đang tìm người, tìm hắn nhà nữ vương, tới rồi, nữ vương không có tìm được, lại nghe thấy có người ở gọi hồn nhi, tới đây nhìn lên, ai nha, là tà ma thiên na cái quát con bê. Ta nói tối nay mí mắt trái dù sao vẫn nhảy đâu lục thiên thần tướng bỗng nhiên đến tinh thần, không chỉ hai con người bốc hỏa, toàn thân đều ánh lửa mất trời. Trái lại tà ma thiên, tự tin liền có vẻ không đủ rồi. Trước kia, hắn chịu qua quần ẩu đấy, bị tám thần đỉnh đả thương căn cơ, lại bị lục thiên nữ vương một hồi chỉnh đốn, tu vi mặc dù vẫn còn, nhưng chiến lực đã không lớn bằng lúc trước. Tự thân đi vào, vẫn là ta bắt ngươi đi vào. Lục thiên thần đem nhân còn chưa tới, liền quăng ra một mặt thần kính, trong đó có sơn hà lộ ra, cất giấu một phương đại thế giới, nói trắng ra, chính là một tòa ngục giam, rất thích hợp quan tả ma thiên ngục giam. Thực cho là ngươi là lục thiên nữ vương tà ma trời lạnh cười, giải rác một câu, cũng không thất đính thiên đại thần bức cách, nhưng, ngoan thoại dứt lời, hắn liền bộ dạng xun xoe mở chạy rồi, theo tâm, không phải sợ, là một loại chiến lược tính chất rút lui tinh thần. Bắt ngươi, còn dùng nhà ta nữ vương lục thiên thần tướng cười nhạo, vừa xài bước vượt qua tinh hà, tiện tay chính là một đao, đao mang vắt ngang tám vạn trong, trực tiếp chém nứt rồi tinh không. Ta, chạy, ta ma thiên tâm trong nhất quát, lại như quỷ mị chui vào rồi hắc động. Sau đó, liền nghe trong bóng tối một tiếng gào to, đi ngươi. Lại sau đó, chính là đương một thanh âm vang lên, âm thanh tựa như não dưa đụng bằng thép. Chờ đợi lục thiên thần tướng giết tới, chính thấy tà ma thiên té xuống hắc ám, đầu lâu huyết phần phật một phiến, diện mục dữ tợn, vẫn mang theo vài phần mộng bức, bởi vì bị làm trở tay không kịp, đối phương là người nào hắn đều không thấy rõ, chỉ thấy một cái tử đại đỉnh, chính giữa hắn cái ót nhi. Ăn ta một đao, lục thiên thần tướng giết tới, lại là đao mang tung hoành cửu thiên. Tà ma thiên cũng là bi thương thôi đấy, chân trước mới đứng vững, chân sau liền bị bổ, cường đại thần khu, chừng nửa bên băng diệt, nổ thành rồi huyết cùng thịt nát. Thật là bổn vương sợ ngươi. Tà ma thiên hét to, cuồn cuộn ma khí quét sạch càn khôn. Mặc cho ai thấy, cũng bất giác cho rằng, hắn muốn hùng lên một vòng. Có thể, bức cách đã vỡ người, cho tới bây giờ đều là nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời, làm nhất sợ sự tình, như hắn, một phen phát ngôn bừa bãi phía sau bỏ chạy dáng vẻ, cũng là trượt nhất bước. Chạy đi đâu? Lục thiên thần tướng vừa thiên mà đến, tiếng quát rung động lắc lư càn khôn. Tà ma thiên cắn chặt hàm răng, phun ra rồi một đạo huyết sắc thần phù. Này phù không đơn giản, có quỷ mặt thoáng hiện, ở trên thần văn, thì là lấy thọ nguyên khắc hỏa, lực sát thương rất mạnh, phút chốc nổ bung, nửa cái tinh vực đều bởi đó đổ sụp, uy lực như thế bá đạo, đại giới cũng là vô cùng thê thảm, vẻn vẹn điêu khắc thần văn làm cho hao tổn thọ nguyên, liền đủ vạn năm nhiều, điểm ấy tuổi thọ, tại đính thiên đại thần mà nói, không quá nhiều trở ngại, nhưng tà ma thiên khác biệt, chịu qua đế tiên tuế nguyệt trường hà nuốt hết không biết bị não bao nhiêu tuổi thọ vạn năm với hắn mà nói quả thực đau dữ dội a à, lục thiên thần tựa đầu cứng rắn nghênh không đụng phải cái ngay ngắn mang theo cuốn sát khí trong khoảnh khắc diệt vong hơn phân nửa liền người mặc áo giáp cũng bị hủy thiên diệt địa chi lực phá hủy rồi nửa bên chạy tà ma thiên được rồi thở dốc cơ hội kéo lấy tàn khu vong mệnh trốn chạy trước mặt liền thấy không gian nổ nát vụn không biết từ chỗ nào chui ra một cái vương bát, trong tay vẫn mang theo một cái đại đỉnh, đó là lời thừa một câu không có, chạy hắn cái ót nhi, lại là đương làm một tiếng, suýt nữa đem hắn nện diệt. Không sai, là lão ô quy, mang theo đúng là táng thần đỉnh. Hơn nửa đêm đấy, ai mà không đang tìm người nơi nào. Họ chịu cái đồ kia không có tìm được, lại gặp được lưỡng kẻ thù cũng đang làm trận chiến, tiện tay liền bổ rồi hai đao, hắn cái này hai đao bổ tốt, vô cùng thê thảm chính là tà ma thiên, một tiếng đương một tiếng đương làm, thoải mái không muốn không muốn đấy. Ta làm ai đó đổ dê con mất dịch, lục thiên thần tướng đuổi tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão ô quy, còn có nện hắn nổi táng thần đỉnh, khó trách có thể trọng thương tà ma thiên, cái kia lưỡng tuyệt phối a. À. Ngươi, thiếu nợ ta cái nhân tình. Lão ô quy bỏ rơi một câu, quay đầu liền muốn đi. Lưu lại, tà ma thiên nghiến răng nghiến lợi, trước sau hai phiên chịu thiệt, có chết, hắn cũng phải kéo cái đệm lưng đấy, một câu, lão tử khó chịu, ai cũng đừng nghĩ khá giả. Đảo ngược càn khôn, nhưng nghe thấy tà ma thiên nhất âm thanh giống, tướng bỏ chạy lão ô quy, lại cho dắt trở về, nói cho đúng, là đổi cái vị trí, vừa gặp lục thiên thần tướng vung đao hạ xuống, lão ô quy đã trúng cái ngay ngắn, may mà táng thần đỉnh cứng rắn, thay hắn khiêng rồi tổn thương, không phải vậy. Cũng không có chuyện, huyền vũ sao, tiên thiên kháng đánh nhất mạch, mặc dù không có mai rùa đen, cũng dị thường kiên đính. Ta và ngươi liên thủ, chia cắt táng thần đỉnh, tà ma thiên đại uống. Dễ nói, lục thiên thần tướng dũng mãnh phi thường phi thường, một đao liền bổ lật ra lão ô quy. Đi đại gia người đấy, lão ô quy mắng to, miệng niệm chú quyết, thúc giục táng thần đỉnh, nghênh không nhất kích, đụng phải lục thiên thần tướng lộn nhào. Diệt, tà ma thiên tận dụng mọi thứ, một đạo kiếm quang bổ lão ô quy huyết cốt bay tứ tung. Trả lại ngươi nhất kiếm, lão ô quy trong mắt lóa sáng, thiểm điện bay vụt. Tà ma thiên lại bị chém, vừa rồi cải tạo thần khu, lại bị hủy đi thất linh bát lạc. Hầm cách thủy vương bát. Lục thiên thần tướng sơ tâm không thay đổi, ầm ầm chống đỡ ra bản mệnh dị tượng. Tà ma thiên mặc dù trạng thái không phải tốt, nhưng vẫn là diễn mở một phiến ma thổ. Lão ô quy nửa điểm không sợ, thân dung hoang thần binh, tạo ra được ngôi sao đầy trời. Oanh, phanh, đại thần đánh nhau, khai chiến chính là long trời lở đất, chiến trường liền cấm khu. Tinh không bởi đó gặp nạn, vô số cổ tinh nứt vỡ, vô số không gian đổ sụp, hủy diệt uy lực còn lại, thành từng đạo vầng sáng, một lần lại một lần hướng tứ hải bát hoang sông tới, đã liền kéo dài qua trên trăm tinh vực xa xôi tinh không, đều gặp không may ảnh hưởng đến. Dưới ánh trăng khu rừng nhỏ, tường hòa yên tĩnh. Triệu Bân đã tỉnh, lại bị xuống phong ấn, cấm túc tại một tòa trên tế đàn. Lúc này, hắn không phải mơ hồ, đang lẳng lặng nhìn bầu trời đương nhiên không phải xem những ngôi sao xem ánh trăng mà là tìm đồ vật tìm cái gì đâu hắn tự cái cũng không biết chỉ biết bị nhốt tại đây tỏa trên tế đàn bên tai liền một mực có tiếng âm hưởng triệt như là kêu gọi cũng như là cầu cứu thái vũ thái vũ đúng là cái này bốn chữ cổ xưa xa xưa cũng khàn khàn không chịu nổi xem cái gì đâu tam tiểu nha hoàn cũng ở đây cũng đều ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đầy trời xem tinh không cái này tiểu ca ca cũng thật thú vị đều thần trí không rõ, còn có nhàn hạ thoải mái thưởng phong cảnh. Ngoài rừng, lấy thân thử nghiệm tiểu lão đạo, cuối cùng đăng tràng rồi, vì đến cái kia bảo bối, mặt mo cũng không muốn rồi, đàn ông dù sao cũng là đàn ông, giả trang nương môn nhi, trung quy mang một ít xa khắc khí chất, cho nữ vương hình tượng, hủy rối tinh rối mù. Thế nào, ta nghĩ đu. Hoa đào tiểu nha hoàn nhìn thoáng qua, không tự giác sờ lên bộ ngực nhỏ. Bên cạnh thân hạnh hoa cùng quốc hoa, cũng biểu lộ quái dị, rất có mở thổ xúc động, chủ nhân quả thật tiết tháo thanh kỳ, vì quả nhân bảo bối, thật khó cho lão nhân ra người rồi. Tướng công, tiểu lão đạo trong mắt lê hoa đái vũ, ẩn tình đưa tình. Triệu bân căn bản không có phản ứng đến hắn, liền nhìn chằm chằm vào bầu trời xem. Thế nào không xem người ta, đem ta đã quên. Người đàn ông phụ lòng, có biết ta ăn nhiều khổ. Tướng công, nghe nói, người có một chương rất kỳ dị đại cung. Tiểu lão đạo mở lời làm nhảm hình thức, từng câu từng chữ không có ngừng rất tốt vì ba cái tiểu thị nữ xuất ra rồi một vòng như thế nào mặt dày mày rạt quanh đi quẩn lại một đại lòng vòng liền muốn muốn khống chế đại cung chú ngữ vì thế mặt là có thể không muốn đấy a à, vẫn là hoa đào tiểu nha hoàn che một chút miệng nhỏ thiếu chút nữa phun ra muốn ói liền thổ quá xem người hạnh hoa cùng cúc hoa dáng vẻ đều đã dọn xong vẫn là triều công tử bình tĩnh nếu như một tòa pho tượng tơ vân không đái động đấy tiểu lão đạo mặt, đen không thiếu, tốt xấu nói một lời. Đừng nói, triệu bân thật sự có đáp lại, nhưng không phải đáp lời, mà là lại đem tay, vươn vào rồi thể nội, lấy ra thái vũ cung, trùng hợp tinh huy nguyệt quang tản mát, thái vũ cung kim quang bắn ra bốn phía, hoàng tam tiểu nha hoàn, lưỡng nhãn một vòng hắc. Ta, tiểu lão đạo thấy chi, thì quay đầu chạy. Người là hắn mang đến đấy, hắn thái biết rõ cái thanh này cung uy lực. Có thể hắn, có vẻ như suy nghĩ nhiều, Triệu bân không nghĩ bắn hắn, mà là dương cung nhắm ngay thiên. Vẫn là kim sắc mũi tên dài, vẫn là là dương cung như trăng tròn. Tối nay Đông Hải tiên đảo, có chút rách nát. Từ thiên đi quan sát, đại điện là đổ sụp đấy, hòn đảo cũng hủy nửa bên, còn có cây cối hoa cỏ, đình đài lầu các, phòng xá cầu, cũng là lộn xộn một phiến, như là có hai cái tiên, chết xin trắng đoàn ở chỗ này làm nhất trận chiến. Trên thực tế, không ai làm trận chiến, chỉ bất quá nữ vương hành lễ hành nhiều hơn nàng từ không biết nguyên do, ngược lại lão già khỏm khẹm cùng đạo cô nhìn ra chút môn đạo. Gặp nàng hành lễ, tất có tai nạn, sợ không phải nàng bối phận rất cao thái tôn quý rồi. Nàng nghi tâm bí văn, sợ không phải phong ấn đạo cô nói rằng. Đích thị là như thế, lão già khỏm khẹm khạc một búng máu, ỉu siêu không sót phải đấy. Nữ vương cũng rất chăm chỉ, hơn nửa đêm không ngủ được, ở đâu chỉnh đốn hoa cỏ. Nàng có suy đoán của nàng, nên là trên biển sóng đại, dẫn xuất rồi một cái động đất. Phanh, địa chấn không có, oanh âm thanh cũng có một phiến, truyền từ hư vô mờ mịt. Đạo cô cùng lão già khỏm khẹm hướng lên trời nhìn lên, chính gặp thiên không nổ tung một đạo đại vết nứt. Vết nứt bên trong, có hai đạo chật vật bóng người té xuống. Cũng lão giả, một đen một trắng, toàn thân đều là huyết. Đại thần đánh nhau, tiểu tiên gặp nạn A, hắc bào lão giả rơi xuống lúc, chưa có đứng vững, Suýt nữa một đầu trồng xuống hư không, một nửa thân thể đều nổ tung. May mà không phải tại đây mảnh tinh không ác chiến, nếu không thì toàn bộ tinh vực đều có sụp đổ. Bạch Bào lão giả tu vi không tầm thường, rơi xuống lúc cứng rắn đứng vững vàng, đạp sụp nhất phiến không gian. Ai? Hai người đang khi nói chuyện, đều không tự giác hướng xuống nhìn thoáng qua. Cái này điều đi địa phương, lại còn có một tòa tiên đảo, tiên đảo ở bên trong, lại vẫn có có người, tu vi không phải cao nhưng một cái trong đó nữ oa sinh ngược lại sinh sắn, này làm sao tốt y tứ. chương 2071, lớn lên giống mà thôi. Oanh, triệu bân một mũi tên, như một đạo kim sắc thần quang, sông thẳng lên trời. Xong, hư không liền bị bắn ra nhất cái đại lỗ thủng toàn bộ thiên địa đều bởi đó rung động. Tiểu lão đạo một bước không có đứng vững, một cái cẩu gặm người cắm xuống đất lên. Biến thân thuật ở chỗ này phút chốc, bị chấn tản đi, tam tiểu nha hoàn càng chật vật, nhịn không được dung chuyển, ngã trái ngã phải, vết thương cũng không có tốt, lại thêm mới tổn thương, chính đại khẩu ho ra máu, phun phun, liền tập thể ngất đi. Chỉ có triệu bân, lông tóc không tổn hao gì, duyên cớ bởi vì hắn có kim quang hộ thể. Chờ đợi tiểu lão đạo bò lên, đợi hắn nhìn bầu trời, toàn bộ người đều bối rối. Trong đêm A, à, vốn nên là đầy trời tinh thần. Bây giờ lại nhìn, đâu còn có nửa cái những ngôi sao, toàn bộ bầu trời đều sấm sét vang dội nhìn cái kia từng đạo tráng kiện như long thần văn như lạc ấn trải rộng hư vô trưa nay liền là một loại vô thượng uy áp đó là không khác biệt lung chiều càn khôn áp hắn ầm ầm quỳ xuống đất đầu vai như đẻ ép một tòa tám nghìn trượng cự nhạc phong phong ấn hắn há to miệng ngơ ngẩn nhìn xem bầu trời thế nào cũng không nghĩ tới tu luyện của hắn chi địa lại vẫn cất dấu cổ xưa càn khôn nếu không phải tiểu tử kia một mũi tên phá vỡ giam cầm hắn đến nay vẫn chưa hay biết gì đâu cảm tình hắn nhiều năm như vậy đều là tại trước quỷ môn quan mù nhảy đáp o o n g hắn nhìn lúc phiêu miểu hư không lại là một tiếng oanh run rẩy thần văn nổ nát vụn theo cái kia phong ấn phá rác đúng là có một vòng thái dương tại trời cao hiển hóa nó thái lộng lẫy rồi ức vạn quang mang nở rộ tướng đêm tối chiếu nếu như ban ngày a à, tiểu lão đạo một cái phân tâm ngay tại chỗ thành mù lòa cũng ngất đi nhất kiên đĩnh đấy như cũng là triệu bân bởi vì kim quang hộ thể uy áp không thương thân dương quang không trói mắt ngược lại hắn nguy tâm bí văn đã trúng thái dương chiếu xạ lóe lên rồi ánh sáng như tựa như biến sống động rất có tản đi hiện ra oanh phanh tinh không ở chỗ sâu trong vẫn như cũ oanh âm thanh trấn thiên vô số thần quang bay múa chính là lão ô quy tà ma thiên cùng lục thiên thần tướng càng đánh càng hăng hái ba người hẹn khung vẫn là có một người bị quần ẩu. Lúc này, bị hai đánh một đã không phải lão ô quy, mà là lục thiên thần tướng. Ba người thuộc về hắn tối cường, đập vào đập vào, tà ma thiên liền đổi đồng đội rồi. Vì thế, hắn còn đem lão ô quy trước kia bổ cái kia hai đao, ném chư rồi sau đầu. Tạm thời không đề cập tới. Không có nghĩa là quên mất. Chờ đợi thu thập lục thiên thần tướng, cái kế tiếp chính là lão ô quy. Táng thần đỉnh tài ba lão tử có pháp để nó phạm mơ hồ đấy. Không còn trí cao thần khí, cái kia lão ô quy, chính là một cái tiểu vương bát. Huyền vũ đi ra ngoài mang theo đầu óc đấy. Lão ô quy cũng không ngốc, chẳng những không ngốc, vẫn thông minh đâu. Đều là cốt hóa cấp, tà ma thiên có tuyệt chiêu đặc biệt nhi, hắn biết không có táng thần đỉnh cam tâm tình nguyện đi theo hắn, có thể không phải là bởi vì hắn lớn lên giống vương bát. Phiền muộn chính là lục thiên thần tướng, hai cái kẻ thù cũ, đều là hố hàng. Đặc biệt là Tà Ma Thiên Na Tư, trước kia bỏ chạy lúc, sau một cái chật vật. Lần này, đánh phụ trợ ngược lại nhất tuyệt, cùng lão Ô Quy phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Hắn cái này đánh một cái coi như cũng được, đánh hai cái, liền có chút tốn sức rồi. Kết quả là, hắn cũng tới cái chiến lược tính chất rút lui, hôm nay, hoàng lịch không đúng, quả thực không thích hợp trang bức, chờ đợi tìm được nhà hắn nữ vương, lại lần lượt chỉnh đốn. Không có đánh xong đã nghĩ chạy đi cho người nhà hầm cách thủy vương bát. Tà ma thiên cùng lão ô quy từ không làm, một người cầm theo kiếm, một người mang theo đỉnh, ở phía sau chết đuổi theo không thả, một bên đuổi theo một bên đánh, hiển nhiên ba cái nhà buôn hộ chuyên nghiệp, tướng minh mông tinh không, hủy một phiến lại một mảnh. Đại thần đánh nhau, tiểu tiên gặp nạn, không biết bao nhiêu người bởi đó đẫm máu. Mẹ nó, nhất định đem bọn ta bước đến vũ trụ biên hoang mới coi xong. Không phải cái này đánh chính là kia đánh, sớm trốn sáng sớm tốt lành sinh, bảo mệnh gấp rút. Đầy tinh không đều là trốn chết người, nên là đấu chiến động tính quá mức to lớn, sốc lên rồi một phiến lại một mảnh vết nứt không gian, có quá nhiều người chạy trốn chạy trốn, liền đã bị cuốn đi vào, lại hiện thân lúc, đã không biết là nơi nào phiến thiên địa. Mà hắc bạch hai lão giả, chính là như vậy đến Đông Hải tiên đảo. Lúc này, hai người dĩ nhiên làm chút không phải giảng võ đức sự tình. Xem lão già khóm khẽm cùng đạo cô, đều đã có quắp trong vũng máu, chính trên ngực thổ huyết, tiên cũng chia cấp bậc, như cái này hai lão giả, liền cao hơn bọn họ mấy cái đại cảnh giới, chỉ một cái nháy mắt chính là chân áp, nửa điểm sức phản kháng cũng không có. Sư tôn, sư bá, nữ vương cũng không thể động đậy, bị tiên quang tỏa gắt gao. Đáp lại nàng đấy, thì là thở dài một tiếng, tao lão đầu nhi vô lực xoay chuyển trời đất, đạo cô cũng ánh mắt ảm đạm, tranh lệch quá xa, hôm nay, chính là một cái tử cục. Cái này nha đầu, nhìn thấy có thể quen mặt hắc bào lão giả vuốt vuốt tròm dâu. Tựa như ở đâu gặp qua, bạch bào lão giả thì là một cái kình phong mỏ xuống trông. Nhìn nhiều vài lần, hai người đều nhảy ra khỏi một bức tranh như. Trên bức họa, là nữ tử, cùng nữ vương sinh giống như đúc. Hoặc là nói, cái kia chính là nữ vương. Lục thiên nhất tộc vương, truyền thế bức họa vẫn là có không ít. Đúng lúc, hắc bạch hai lão giả đều cất chứa một bộ, đương nhiên không là đồ thật, là hậu nhân phục chế đấy, thật phẩm cũng tốt, phục chế cũng được, người là không sai đấy. Lục, lục thiên nữ vương. hắc bào lão giả lúc nói chuyện ngữ khí, đều là run rẩy không chịu nổi đấy. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, chỉ là sinh giống nhau mà thôi. Bạch bào lão giả ổn nhất bức, lục thiên nữ vương nơi nào nhân giá, đó là đính thiên cấp đại thần, trọng thương qua vĩnh hằng thủy tổ đấy, lại nhìn phía dưới vị kia, ngoại trừ dung nhan, nàng nơi nào điểm xứng đôi lục thiên danh hào, cho nên nói bình tĩnh kinh hắn cái này cách nói hắc bào lão giả trong nháy mắt đứng vững vàng sinh như mới kích động bạch bào lão giả dâm uế cười một tiếng vẫn là sư huynh ngươi hữu tình thuyên chuyển hắc bào lão giả cũng liếm lấy đầu lưỡi trước mắt đều là tà ác chi quang thật chính lục thiên nữ vương bọn họ chớ nói nhúng chàm nghĩ cũng không dám nghĩ tối nay sao đem bé con này xem như lục thiên nữ vương hưởng dụng ngược cũng không tệ như vậy nghĩ đến hắn từ thiên giò xét tay, cười âm trầm đáng sợ. Lão già khóm khẽm thấy chi, thở dài đóng nhãn, đạo cô thấy chi, cũng tâm cảnh bi thương, tiên môn truyền thừa đến nay, muốn thua ở trong tay nàng rồi, thẹn với liệt tổ liệt tông A. Ngược lại nữ vương, cái này trong nháy mắt, khí chất biến. Xem cái kia mi tâm, trăng lưỡi liềm bí văn lại chậm rãi tiêu tán. Cái này nhất tán khủng khiếp, trời cùng đất, đều bởi đó định dạng. Định dạng phía sau, chính là một cỗ để cho càn khôn đều run dậy uy áp. Phốc, sặc sặc, hắc bạch lão giả một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nghênh không lật bay ra ngoài, đều là nhục thân phá diệt, máu tươi như vũ khuynh hướng vậy. Cái này, lão giả khòm khẹm há to miệng, đạo cô cũng thần sắc ngơ ngẩn. Bọn họ trước kia một loạt suy đoán, có vẻ như thật không giả. Cái này tiểu nữ oa thực không phải bình thường người, quá mạnh mẽ thật là đáng sợ. Khó trách mỗi lần nàng hành lễ lúc, đều nương theo lấy rất nhiều tai nạn tai nạn đều là khinh đấy không có cái đại hủy diệt cũng không tệ rồi tại trước mặt nàng chúng ta sợ là liền làm một cái sâu kiến đều kém cách xa vạn dặm hai người tâm cảnh hoảng sợ nói chuyện cơ trong nháy mắt cũng đều sống lưng phát lạnh như thế nhất tôn đại thần nơi nào lại hô bọn họ lâu như vậy đích sư tôn cùng sư bá thực thật là lục thiên nữ vương xem hắc bạch hai lão giả đã là hai mắt nổi bật, đã là đồng tử co rút nhanh. điều này sao có thể a? À? lục thiên nữ vương không phải chết rồi sao thế nào còn sống? còn sống thì thôi, vẫn giấu ở một tòa chim không ỉa phân tiểu đào tự. thật vừa đúng lúc để cho bọn họ bắt kịp rồi. đây là kiếp trước nổ rồi bao nhiêu trại nuôi heo mới có thể đánh lên như thế cái kiếp nạn. tha mạng. hai người bịch một tiếng quỳ tại đó, như cầu bình thường nằm dạp xuống. trốn không trốn khỏi, đây là một tôn lính thiên cấp đại thần nữ vương không nói, cái kia diệt thế chi nhãn, cũng là băng lãnh cô quạnh. Tùy theo, chính là kêu rên cùng kêu thảm thiết, hai cái không tầm thường tiên vương, bị trong khoảnh khắc hóa diệt chân thân cùng linh trí, chỉ còn một phiến sán sán nguyên thần chi lực. Vãn bối có mắt như mù, lão già khọm khẹm cùng đạo cô thần sắc cũng trắng bệch, quỳ cái kia động cũng không dám động. Nữ vương không đáp lời, nhưng có một cỗ nhu hòa chi lực, tướng hai người nâng lên. Siêu, không chờ lão già khóm khẽm cùng đạo cô đứng vững, liền thấy hai đạo thần quang, từ trên trời giáng xuống, một trái một phải, đã rơi vào trong cơ thể của bọn họ, đó là hắc bạch hai lão giả nguyên thần chi lực, cũng là đính thiên đại thần thể hồ quán đỉnh. Sư tôn cũng tốt, sư bá cũng được. Mệnh là bọn hắn cứu đấy, nhân tình đến vẫn. a à, tao lão đầu nhi kêu rên, đạo cô cũng một hồi ngâm nga. Ngắn ngủn tam lưỡng trong nháy mắt, tu vi của bọn hắn, một đường làm tới rồi tiên vương cảnh đợi bọn hắn ý thức thành thanh minh, cái kia tôn cái thế thần, đã không thấy tung tích. Khu rừng nhỏ, đã quy tại bình tịch. Nhìn bầu trời, cũng đã khôi phục bình thường. Tại triệu bân nhìn nhìn xem, trên trời phiêu cái kế tiếp người, chuẩn xác hơn nói, là một cái hồn, thanh niên tư thái, không biết bị phong lại bao nhiêu năm, cổ xưa mà tang thương. Hắn không có tỉnh dậy, ngủ vô cùng là an tường. Từ thiên bay xuống lúc, hắn tựa như một phiến lá rụng. Thái vũ đệ nhất thần tướng, tiên giới chúa tể thì thào một câu, nhận ra cái kia nhân là ai. Nàng không biết là, cuối cùng nơi nào tôn đại thần, phong ấn cái này tuyệt đại loại người hung ác. Thái vô A, à, vạn cổ trước trí cao thần. Hắn tỏa hạ thần tướng, tùy tiện sách ra một cái, cũng có thể ấn lấy A à là Phật tôn bạo trì, càng thuộc về đệ nhất thần tướng, tối cường bá đạo nhất, đó là từng một người cứng rắn làm cấm khu chủ. Như thế, người ra tay đến có nhiều đáng sợ, mới có thể đem cái kia trấn áp thượng thương sao, lâm chi họa nghĩ đến, vẫn theo mâu nhìn thoáng qua phiêu miểu. Nàng xem lúc, thái vũ thần tướng đã rơi xuống. Triệu bân vô thức đưa tay đón lúc, đối phương lại là xuyên thấu qua rồi bàn tay của hắn, chậm rãi đã rơi vào trong tay hắn thái vũ cung nội, biến mất không thấy gì nữa. Đến, thần triều lại thêm nhất viên đại tướng. Cái này, là tiên giới chủ tể nghĩ muốn nói. Nữ vương là người tốt nơi nào, một cái thiên địa đồng thọ, đã đưa trang bị lại đưa đồng đội, liền tự thân cũng phụ vào, khó tránh khỏi vẫn đáp nhất đưa nhất. Triệu Bân lại đi rồi, cũng không biết là cố ý vẫn là không có nhìn thấy, là đạp tiểu lão đạo đi tới đấy. người lão nhân ra vừa tỉnh ngủ lại cho đưa vào rồi mộng đẹp. cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là Triệu Bân mi tâm, hắn quỷ đạo bí văn vẫn còn, hắn vẫn là phàm nhân hình thái. bởi vì cái này, chúa tể như Lâm Chi hỏa đều đến một câu, không khoa học a, à. thiên địa đồng thọ muốn tới đều đến, muốn đi đều đi, nữ vương cái kia đều khôi phục, hắn vẫn kẹt tại hóa phàm không thể quay về, trông coi nửa phần muốn tiêu tán dấu hiệu cũng không có. Cấm kỵ quấy phá, suy tư một phen phía sau lâm chi hỏa cho như thế cái kết luận. Nếu nói là xảy ra vấn đề, vẫn còn là ra tại nữ vương trên người, không phải thời đại này người, làm cái gì đều có cấm kỵ quấy nhiễu, sợ là thiên địa đồng thảo cũng không ngoại lệ. Thật là như thế, cái kia thần chiều khiêng kết nghĩa có thể đã thảm rồi đem nữ vương cái kia rồi, không chắc bị mất gây án công cụ. chương 2072, Quyến Luyến Phạm Trần Đêm, biển rộng, nữ vương bước liên tục tung tăng, tắm rửa nguyệt quang, từng bước một đạp tuyết mà đi. Trở lại trốn cũ, nàng đã đổi nhất thân phận, không còn là cái kia nhu nhược nhà nông vợ bé, mà là lục thiên nhất mạch tuyệt đại nữ vương. Trở lại trốn cũ, nàng cũng đổi nhất trọng tâm cảnh, tựa như lại thấy cái kia vợ chồng son nhi, che chăn, cùng một chỗ xem mặt trời mọc, cùng một chỗ thưởng ánh nắng chiều, nghèo khổ, ấm áp, lãng mạn, hóa phàm chí nhớ như từng bó một hoa khoe màu đua sắc khói lửa để cho nàng con mắt biến mông lung không chịu nổi, tâm thần cũng tùy theo hoảng hốt. Thậm chí đi tới đi tới lại đột nhiên nở nụ cười cũng như khi đó nhu nhu ngây ngốc đấy vẫn là cái kia kẽ nước băng tuyết nàng yên lặng định thân ngày xưa người kia chính là tại đây chìm nghỉm đấy. Băng Thiên Tuyết Địa, phàm nhân chi khu. Đêm đó nước biển nên là rất lạnh. Hàn Phong không hiểu ý, nhẹ nhàng vung lên nàng tóc trắng, để cho nàng không tự giác giữa, đưa tay sờ lên khóe mắt, trong mắt nhìn lên, nhiễm thấp chỉ tiêm đấy, không biết là tuyết vẫn là nước mắt. Nàng tưởng rằng một trận tâm ma kiếp, cuối cùng là, cũng là một trận tình kiếp. Nàng đã từng hận nghiến răng ngứa một người, cũng là chết cũng không nguyện để xuống nàng. Động tình tiên giới chúa tể một tiếng nói thầm. Đúng khẳng định động tình, nước mắt không lừa được người. Động tình tốt, dù sao vẫn so người nào đó bị thiến cường. Xem qua phương này, nàng lại nhìn lướt qua phiêu miểu hư vô, chính là trước trong nháy mắt, càn khôn áp chế bỗng nhiên tăng mạnh, trực tiếp theo bán thần cấp hạ xuống tiên vương cấp. Tùy theo, kinh thiên động địa tức giận mắng thanh âm, đi đại ra người đấy. Tiếng mắng truyền từ hồng hoang đại lục, lại chuẩn xác điểm, truyền từ thần minh hải. Chửi mẹ giả, đúng là đầy trời thần ma, đã ngừng công phạt, vượt qua nhiều hơn phân nửa, đều diện mắt đỏ bừng, nên là khoang trong nghẹn lấy một cỗ hỏa, dị thường khó chịu. Thật là buồn nôn cái gì đến cái gì, càn khôn áp chế hạ xuống tiên vương cấp không sao cả, công phá đại đạo thiên cục khó khăn, lại mẹ nó đi lên trên rồi một bậc. Tiên vương cấp chuẩn hoang thần, tiên vương cấp đế thần, tiên vương cấp chuẩn đế thần, tiên vương cấp thần minh, thật đồ sộ nơi nào. Bên ngoài chàng quần chúng, sừng sốt đình chỉ không có cười. Ngẫm lại cũng thế, như vậy nhiều trí tôn, như bức hò hét sát xuống, thể diệt thần hướng. Cuối cùng là, thiên cục còn chưa phá vỡ, Tu Vi lại bị tập thể áp chế tới rồi tiên vương lĩnh vực, như thế tình trạng, đó là 360 độ không góc chết đẹp mắt. Làm đến gọn gàng, có người nén giận có người hỉ. Thần triều cường giả, lúc này liền cười rất vui vẻ sao. Tuy nhiên bọn họ cũng gặp áp chế, nhưng đối với thiên cục ảnh hưởng không lớn. Như thế, lại thủ hắn cái giam 3 tháng, hoàn toàn không thành vấn đề đấy. Lúc này không ra, còn đợi khi nào? Tiên tôn một tiếng hét to, xem chính là hư vô. Cái này nhất cuống họng, uy lực cũng không nhỏ, cho phiêu miểu đều chấn khai một đạo vết nứt, có đầy trời thần quang rủ xuống, mỗi một đạo đều là hàng thật giá thất thần. Đều thần giới xuống đấy, đều là trí cao thần truyền thừa. Chờ đợi hoang thần binh treo lơ lửng giữa trời, đêm thiên địa đều biến trắng rồi. Trong biển tuyết, đã không nữ vương bóng người. Nàng đi rồi, trước kia là từng bước một đạp viết mà đi, mà nay là một bước một cái đại na di, mỗi đến một chỗ, nàng đều có bóp chỉ suy tính một phen. Tính cái gì đâu tính triệu bân ở đâu, tiểu tử kia còn sống. Có câu nói thế nào nói, nhiều ngày không thấy, thật là tưởng niệm. Trò chuyện không trò chuyện lý tưởng trước tạm bất luận, cái thanh kia thái vô cung, đến mượn tới đùa nghịch vài ngày, mang theo nó săn vài đầu cấm khu đại thần, có thể nói không dùng được tốt xấu đã làm cặp vợ chồng cái đồ kia có thể không mượn. nói đến cặp vợ chồng, nàng cái kia dung nhan tuyệt thế, còn có một từng mảnh dạng mây đỏ lộ ra, ngấm lại lên giường những sự tình kia nhi, liền muốn tìm một cái lỗ nhi chui vào, nàng thật là thi triển một phen tốt quỷ đạo, một cái thiên địa đồng thọ, đem tự thân góp đi vào rồi. tìm, đến tìm được cái đồ kia, đến tính tính toán toán sổ sách. ý nghĩ của nàng rất tốt đẹp, hiện thực có chút vô nghĩa. tinh thông thôi diễn nàng, tối nay lại cái gì không có tính ra đến có thần bí chi lực, che giấu triệu bân. Đương nhiên, đây là thứ yếu đấy. Chủ yếu vấn đề ra tại trên người nàng, từ khôi phục tu vi, nàng thôi diễn chi pháp, đã không phải trước kia như vậy linh nghiệm, còn có bản nguyên, thần uẩn, diệt thế đồng tử lực. Đều chỉ trở lại một nửa. Cũng chính là nói, thiên địa đồng thọ cấm pháp, còn không có hoàn toàn giải trừ. Nàng quỷ đạo bí văn mặc dù đã tản, nhưng triệu bân có vẻ như còn không có tán. Sao sẽ như thế? Nàng không hiểu, cũng như trước kia lâm chi hỏa, chúa tể có thể nghĩ thông suốt, nàng lại làm sao không biết nguyên do. Cái kia chết tiệt cấm kỵ, lại đang tối tăm trong quấy phá rồi. Không sao, mặc dù thôi diễn không ra, nàng đồng dạng có thể tìm được triệu bân. Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, nàng là thần, cái đồ kia là phàm, này làm sao tốt ý tứ. Nếu không thì thế nào nói là tuyệt đại nữ vương, chỉ là tam lưỡng này, liền tìm được rồi triệu công tử có lẽ xấu hổ có lẽ là nộ, nàng tập trung triệu bân vị trí lúc, hỏa khí đi trà sát đi lên tháo chạy, trong lúc nhất thời, cho người nào đó tháo cái linh kiện ý niệm trong đầu đều có đấy. Nhưng, chào đón rồi triệu bân, nàng lại không hiểu mềm lòng. Lớn tiếng náo phố dài, cái nào không phải lăng la tơ lụa, cái nào vinh quang tỏa sáng, chỉ cái kia một người, dâu ria sồm sàm, dối bù, một thân rách tung tóe cộng thêm xanh sao vàng vọt. Thần trí không rõ, cùng thành trong phồn hoa, không hợp nhau, vô luận từ chỗ nào xem, cũng giống như cái ăn mày, ôm một bộ cũ nát bức họa, đi đầy đường tìm vợ hắn. Vẫn ngu như vậy, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Cao cao tại thượng nữ vương, đâu chỉ mềm lòng, tâm vẫn đột nhiên đau một cái. Người trong bức họa là nàng, cái kia rách dưới xiêm y, cũng là nàng vá dệt đấy. Thế gian tình là có nhiều kỳ quái, dài đằng đẵng quyết trí thể bất thay đổi. Nàng cuối cùng buông xuống diệt thế kiếm, tùy thời giữa phút chốc định dạng, chậm rãi đi vào rồi Phạm trần, một bước đạp dưới phượng y thành làm áo, lưỡng bộ đạp dưới tu vi cảnh giới tự phong, ba bước đạp dưới mi tâm lại khác ra đạo kia ánh trăng bí văn. Ai nha? Bổn lại nhìn hư vô lâm chi họa, bỗng nhiên tiếu mi trao lên. Đây là cái gì cái thao tác, quyến luyến Phạm trần, lại tiếp tục tiền duyên. Không ai cho đáp án, nữ vương lúc này hóa trang, chính là tốt nhất đáp án, càng là cao cao tại thượng người, thực rồi nhân gian khói lửa, vượt qua dễ dàng say mê nàng cũng là nữ tử, có phần biết nữ vương tâm cảnh. Nữ nhân một khi chọc tình duyên, vậy thì một phát không thể vãn hồi rồi, cái gì cái cao ngạo, cái gì cái tuyệt đại phong hoa, đều đánh không lại một cái chữ tình. Cái này, mới là nữ vương kiếp. Cho nên nói, họ chịu cái đồ kia, so vĩnh hằng thủy tổ có tiền đồ. Thần tôn diệt lục thiên nữ vương thì như thế nào, tới rồi cũng không có đem nàng đánh phục. Nhìn một cái triệu bân, một cái hóa phàm mới mấy tháng, cho người chỉnh phục phục thiếp thiếp. Lúc này, nàng ngược là có chút thay đế tiên lúng túng. Chỉnh đốn nữ nhân bực này kỹ thuật công việc, còn phải nam nhân đến. Thần triều chi chủ liền làm rất bổng sao, không có cái gì là trên giường không giải quyết được đấy. Trên đường, triệu bân đã ngừng, ngơ ngẩn nhìn cách đó không xa. Đần độn rất nhiều ngày, hắn chưa từng nơi nào phút chốc, như lúc này như vậy thanh tình, lần này là rồi, biển người minh mông, chúng sinh, chỉ liếc một cái liền biết là nàng. Nương tử, khàn khàn kêu gọi là nhất ấm nhất ôn nhu là là ta nữ vương ngọc khẩu khẽ nhếch nhưng vẫn là ứng nước mắt triệu công tử là có đấy đã là tràn đầy rồi hốc mắt nữ vương nước mắt sao không biết được có phải hay không cứng rắn nặn đi ra đấy ta mang ngươi về nhà triệu bân kéo tay của nàng cười chính là cái kia không có tim không có phổi tuy là không phải tình nguyện nữ vương vẫn là mặc nàng lôi kéo đi rồi không sai nàng là quyến luyến phàm trần, có phần nghĩ lại bồi hắn đi một lần. chương 2073, Thể nghiệm sinh hoạt Trên biển băng thiên tuyết địa, tiểu sơn thôn cũng là xuân về hoa nở. Một trận đại tuyết tai họa phía sau, trong thôn lại thêm tiếng hoan hô nói cười. Sáng sớm, dương quang ấm áp, nhà nhà đều là khói bếp lượn lờ. Có cơm ăn, thật tốt. Đầu thôn, Lý Lão Hủ chính ngồi xổm lão cây hòe dưới ôm một chén nóng hổi cơm trắng, cần cù hướng trong miệng khuấy động như hắn trong thôn người phần lớn cũng như này đói sợ a à, ăn no rồi mới an tâm ai một trong nháy mắt lý lão hủ bưng bát đứng lên ngạc nhiên nhìn xem phương xa cái kia tựa như có hai người dắt tay qua được nhất công một mẫu tỉ mỉ nhất nhìn hình như là cái kia vợ chồng son nhi tự tử cái kia lưỡng ta không nhìn lầm a à. không thiếu lão nhân đều chừng lớn mắt khó có thể tin hôm đó đi đến tử lộ hai người lại còn sống. Thực tìm được tiên đảo rồi Lý Lão Hủ thì thào tự nói. Đúng, khẳng định tìm được rồi, nếu không thì không thể có thể còn sống sót. Kỳ tích, hắn hôm nay chứng kiến kỳ tích, cơm đều quên mất ăn. Tuyết tản, đánh thật xa, liền thấy triệu bân trái nhìn nhìn phải, trước mắt mừng rỡ. Không sai, hắn đã không lại lời vô vị ác mộng, đã khôi phục thanh tỉnh ý thức, đương nhiên không phải tự thân phục hồi như cũ đấy, mà là nữ vương chỉ tốt, chỉ một hồi sự tình chữa bệnh sao? Muốn thu tiền. Kết quả là, nửa đường trên, nàng đem triệu bân thái vô cùng cho lột rồi. Vì thế, nàng vẫn cho mình tìm cái lý do tốt, cho ta mượn đùa nghịch vài ngày. Nàng cũng không muốn như vậy, không nói võ đức đấy. Ai bảo thái vô cùng cùng cái kia hai khỏa quỷ dị thiên tự, thỉnh thoảng đến kim quang hộ thể, trông coi là lục thân không nhận, nếu không phải nàng có tu vi tại, sợ là sớm bị đánh bay. Để tránh phiền toái không cần thiết, phóng nàng cái này tốt, phóng nàng cái này an toàn. Đề cập thái vũ cung, cũng thật là làm cho nàng ngoài ý muốn, lại lưu lạc đến một cái tiểu sơn thôn, lại thành rồi một phàm nhân đồ gia truyền. Để cho nàng càng kinh ngạc chính là là, này cung ở bên trong, vẫn cất giấu một cái hồn phách, một cái đồng cấp biệt. Gần như vô địch tuyệt đại loại người hung ác, thái vũ đệ nhất thần tướng A. Dù là của nàng bối phận, thấy chi đô đến hô một cái âm thanh thái sư tổ. Thật là ngươi đám. Trong thôn người, đã thăm dò tính chất tụ qua đến đến lúc này vẫn là một mặt không tin cao thấp quét lượng hàng thật giá thật triều công tử vỗ vỗ lồng ngực phu sướng phụ vì sao nữ vương cũng là hiểu lắm lễ độ đấy đây cũng là trở lại trốn cũ tất cả đều là quen thuộc gương mặt bệnh đều tốt rồi tìm được tiên đảo rồi lão thần tiên dài dạng gì các hương thần tựa như có hỏi không hết vấn đề hiện trường phi thường náo nhiệt Triệu Bân là muốn trả lời kia mà, nhưng trí nhớ không phải rõ ràng, hoặc là nói, có chút cái hình ảnh, bị nữ vương biến mất rồi, ví dụ như, một đường đần đột, lại ví dụ như, nữ quỷ A. Tiểu lão đạo A, tam tiểu nha hoàn nơi nào, đều rất rảnh rỗi, không cần làm việc. Vẫn là lão đầu thôn, lại nghiêm mặt, đã ngừng lại tiếng ồn ào. Người vợ chồng son thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, dù sao cũng phải làm cho người ta nghỉ ngơi một chút. Hắn mà nói, vẫn như cũ dễ dùng, thôn dân mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là cười ha hả tản ra, không sao, thời gian còn dài đây có rất nhiều thời gian hỏi. Về nhà, Triệu Bân đẩy cửa phòng ra lúc, chính nhi bát kinh cảm khái một phen. Nữ vương cũng hoảng hốt cười một tiếng, nhà cái chữ này nhãn, nghe thật ấm áp. Nhiều ngày không được, cũng không phải hào hào quét sạch một phen sao. Triệu công tử nhiệt tình nhi mười phần, trong trong ngoài ngoài chạy tới chạy lui. Chờ đợi thu thập xong nhà, ngày mai bỏ đi ruộng lúa bận rộn, mượn người lương thực đến vẫn, còn phải nhiều tồn một chút, khó tránh khỏi nơi nào ngày, lại tới một trận đại tuyết tai họa. Trải qua cực khổ, hắn quả thực sợ. Bữa tối, đó là trước sau như một ấm áp. Vì làm chút ít lãng mạn, triệu công tử vẫn đặc biệt mượn lưỡng căn nến đỏ. Ta xem hai người thế nào ngủ, tối nay lâm chi họa, tặc có ý tứ, đại càn khôn cũng không nhìn rồi, liền nhìn chằm chằm vào bên này nhìn, nữ vương đều khôi phục nhớ, thâm nhập trao đổi lúc, hai người bọn họ không được đổi nhất đổi vị trí a nàng là có chút khỉ con cấp bách nghiễm nhiên quên mất rồi lên giường trước còn có chút chuyện khác nhi chuyện gì lạc rửa chân lúc này triệu công tử đã duỗi lưng mỏi đã tìm ghế ngồi cái kia thuận tay vẫn vén lên rồi ống quần nhi trong nội tâm cũng muốn chuyện tốt nhi tẩy rửa rồi chân liền lên giường để đi ngủ để cho nàng dâu bảy cái cái gì dáng vẻ tốt đâu nghĩ đi nghĩ lại hắn liền nở nụ cười bao nhiêu thiên không có ôm nàng dâu ngủ nhìn nữ vương cũng là một cái liếc xéo ánh mắt nghi người nào đó là thật tự giác a à. cái này tự đợi đến ta rửa chân cho ngươi rồi quá còn nhiều cho ngươi bày vài tư thế quá nói đến bày dáng vẻ mặt nàng vừa đỏ rồi nàng thiết tháo có vẻ như đã vỡ đầy đất nàng dâu thấy nữ vương ngồi cái kia bất động triệu bân hô một tiếng đầu có chút choáng váng nữ vương cũng là diễn kịch cao thủ bóp nghi tâm dáng vẻ đừng đề cập có nhiều ưu nhã rồi rửa chân, tẩy em gái người chân. Tráng váng đầu, triệu công tử là một cái đau nàng dâu đích nhân vật, nghe cái này hai chữ, chập choạng trượt liền đã tới, vẫn vẻ mặt lo lắng, sợ bệnh cũ tái phát. Nên là mệt mỏi, nữ vương nói qua, đó là vượt qua bóc vượt lên đầu. Cũng là một đường trèo non lội suối, triệu bân tặc tự giác, xoay người liền đi đốt nước rửa chân rồi, không nghe thấy sao nàng dâu mệt mỏi, tẩy tẩy chân giải lao. Đừng nói, Thần triều chi chủ tự mình cho rửa chân, nữ vương tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Lâm tri họa liền thổn thức rồi, khôi phục trí nhớ thật là tốt, nữ vương đa tài đa nghệ A. À. Liền tiểu triệu tử mấy cái nội tâm, không được bị nữ vương chơi chết. Bất kể thế nào nói, chân là giặt sạch, tiếp xuống mới là chính ý. Nhưng, không có chính ý, nữ vương ôm chăn nệm liền cho triệu công tử ném trên đất rồi, cũng như bọn họ mất trí nhớ đêm thứ nhất, hết thảy cũng tại không nói lời nào ta giường ngủ, người ngả ra đất nghỉ, ta coi trọng người dưới phân biệt rõ ràng. Cái này, ý gì triệu bân sửng suốt một chút. Nó đại di đến rồi, nữ vương nói chuyện, tự nhiên có học vấn, hóa phàm lúc, cũng là nói như vậy, chỉ bất quá, bây giờ nói tới dị thường thuận miệng nhi. Tới thì tới quá, thế nào còn không cho ta lên giường để đi ngủ. Sợ ngươi không thành thật. Ta, triệu bân nhất tự bật thốt lên, chỉ còn một câu ngỏa tào biểu đạt lúc này tâm tình nàng dâu không thế nào thích hợp nhi a à, giống như không có lấy trước như vậy ngoan siêu gió đêm rất thức thời trong phòng đang đều cho thổi tắt triệu công tử ỉu xìu không sót phải là thật nhẫn nhịn cái đại nội tổn thương tốt xấu hổ a à. lâm chi hỏa hít sâu một hơi đám hơn phân nửa đêm tại đây dưới ánh trăng nàng thần sắc lời nói thấm thía nữ vương quyến luyến phạm trần không hoàn toàn là a à. sợ là nghĩ tại vốn dĩ sân khấu kịch hào hào cho tiểu triệu tử hát nhất suất. Đến mức như thế nào hát, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Tối nay ánh trăng chính tốt, nàng, trước thay triệu bân mặc niệm cái buồn bã. Hôm sau, triệu bân sớm nâng lên cái cuốc, thẳng đến rồi ruộng lúa. Hắn vừa đi, đại nương thím đám đã tới rồi, hơn nữa, cũng không có tay không, dệt áo lông đấy, nạp đế giày tử đấy. Làm gì đều có. Thiêu thùa may vá công việc là giả, tìm tuấn tú vợ bé làm nhảm việc nhà là thật nữ vương cũng hợp quần, vá dệt quần áo lúc, cũng không quên cho người chính nhi bát kinh kể chuyện xưa, chuyện này, đại nương đại thẩm hậu nhân đám, có thể thổi tốt mấy trăm năm, bọn họ tổ tiên, cũng là cùng tuyệt đại nữ vương nói qua kinh luận hành lang đấy. Lâm Chi Hỏa cũng là nương môn nhi, không chỉ xem có tư có vị, vẫn ý vị thâm trường. Lục thiên nhất mạch vương, nghịch chuyển thời không mà đến, không tu đạo không còn nữa thủ cũng tại một cái tiểu sơn xó, cùng một đám đại nương thím kéo nhàn nhã, cái này như bị chúng thần biết được, không biết được có thể hay không giết qua đến quan sát quan sát. Đại thần không có, lưỡng đại tiên ngược lại có một đôi. Chính là tao lão đầu nhi cùng đạo cô, đặc biệt chạy tới xem. Chào đón nữ vương, hai người không khỏi liếc nhau một cái. Đại thần chính là đại thần, ngược lại biết thể nghiệm sinh hoạt, tu đạo con đường, đều cùng bọn họ khác nhau rất lớn, cái này, chính là trong truyền thuyết không quên sơ tâm. Một ngày này, bọn họ như nguyện gặp được triệu bân, chỉ nhìn lén lút xem. Liên tâm không phải người bình thường, cái này mi tâm có thái dương ấn ký đấy, định cũng không bình thường, bình thường tam lưu tiểu nhân vật, cũng không xứng với cái kia tôn tuyệt đại nữ thần. Hai người không quấy dày, cũng không dám quấy dày, nhẹ nhàng đến, yên tĩnh đi, đều là tiên vương rồi, đều muốn đi xem một chút, trung quy, thế giới rất lớn. Mặt trời lặn phía tây, xuống thưởng tốt thời điểm. Phối hợp lượn lờ khói bếp, hình ảnh rất ấm áp. Vì thế, Nữ Vương vẫn đặc biệt bò lên trên mái hiên, thưởng thức cảnh đẹp. Có như vậy mấy cái trong nháy mắt, nàng vẫn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, làm phàm nhân cũng không có gì không tốt. Nam canh nữ dệt. Phía sau mấy ngày, vợ chồng son chính là chỗ này giống như tới được. Bình thường là bình thường rồi chút, Triệu Bân rất cảm thấy an nhàn. Nữ Vương cũng phu sướng phụ vì, a à không đúng, là thích thú, mỗi ngày đều có người đoạn nước rửa chân, xương sống thắt lưng lưng đau rồi còn có người cho đấm bóp xoa bóp, một cái tâm tình không tốt, còn có thể lén lút cầm người nào đó trêu chọc một phen, đừng đề cập có nhiều thích ý. Đêm, nàng giải rồi tu vi phong ấn, tiện tay lấy ra thái vũ cung. Này nhất mạch tại nàng có ân, giúp thái vũ thần tướng một thanh, vẫn rất có thiết yếu đấy. Làm sao, nàng chịu quỷ đạo làm ra, không cách nào sử suốt toàn lực. Nguyên nhân chính là như thế, mới không cách nào tỉnh lại thái vũ thần tướng, cũng trách thương thế của hắn quá nặng, hồn phách liền hồn phách, gặp vẫn là thiên đạo tổn thương, nàng chịu bó tay. Lại là sáng sớm tốt thời gian. Triệu bân khiêng cái cuốc đi ra ngoài lúc, một đường đều tại ngáp. Đêm qua, rõ ràng chuyện gì đều không làm, cũng là đau lưng chuột rút nhi, đặc biệt là gương mặt này, dù sao vẫn cảm giác bị người đạp rồi mấy cước. Người thế nào như vậy không có tinh thần, Lý Lão Hủ không biết từ chỗ nào xông ra, còn đeo một cái dược cái sọt. Mệt, Triệu Bân chỉ nhất tự, xong, lại ngáp một cái. Người trẻ tuổi, còn phải tự ái a à. Lý lão hủ một câu thâm trầm. Yêu yêu yêu, lên giường đều tốn sức rồi. Triệu bân ỉu xìu không sót vài đạo. Có thể có phát hiện, nhà ngươi cái kia vợ chồng, từ sau khi trở về, biến có chút không giống với lúc trước. Lý lão hủ sát vào rồi một phần, nói rất nhỏ âm thanh. Vì cái gì nói như vậy, triệu bân nghe thấy chi, không khỏi lông nghi trao lên. Nàng xem ánh mắt của ta nhi, có điểm lạ. Lý lão hổ sờ lên cái cằm, tổ chức một chút ngôn ngữ, tựa như. Tựa như, lão tổ tông lại nhìn tiểu tôn tử. Cái này, nàng sợ không phải khôi phục trước kia nhớ. Lời này nhất xuất, triệu bân tựa như linh quang hiện ra. Từ trở về, nàng dâu thật sự biến cùng trước kia không giống với lúc trước, có vẻ như chưa cho hắn tẩy qua một lần chân, cũng không làm cơm, còn không cho hắn lên giường ngủ. Có thể có biện pháp thử một chút thật lâu, mới nghe thấy triệu bân ngôn ngữ. Có, Lý lão hủ nhéo nhéo dâu ria, nàng trước kia sợ nhất cái gì? Con chuột. Vậy thì con chuột. Một ngày này, triệu công tử không có quốc, Lý lão hủ không có chủng dược, hai người thẳng đến rồi núi lớn, không phải bắt bớ con thỏ, không phải săn lợn rừng, mà là bắt con chuột. chương 2074, Liên Chiêu. Con chuột, lại danh con chuột, chính là một loại rất xảo quyệt tiểu động vật. Vì bắt nó, đi săn tổ hai người có thể nói cần cù, trong núi trọn vẹn ngồi sổ một ngày, mới miễn cưỡng bắt được một cái. Nàng nếu không sợ, hơn phân nửa liền khôi phục trí nhớ. Lý Lão Hủ nói, nhìn được rồi, triệu bân như che chở tiểu bảo bối nhi, cho người con chuột trấn an một phen, mới chứa vào rồi túi tiền, tối nay, liền chỉ vào nó nhảy đáp rồi. Lời là nói như vậy, hắn vẫn có chút nhi chuột dạ. Tìm con chuột hù dọa nàng dâu, có phải hay không đặc biệt không có lương tâm? Ngươi cứ nói đi, Lâm Chi họa một tay nâng gương mặt dáng vẻ, đặc biệt yêu nhã. Không ngủ, nàng tối nay tuyệt đối không ngủ, đợi người nào đó bị đánh rồi. Cót két, màn đêm buông xuống, triệu công tử khiêng cái cuốc, đẩy ra tiểu viện môn. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy nàng dâu ngồi dưới tảng cây, chính rắc rắc gặm hạt dưa nhi. Trở lại, mệt muốn chết rồi a à. Nữ vương cười cười, theo con mắt vẫn nhìn nhìn triệu bân bên hông túi tiền. Cái này, tiểu con chuột thế nhưng yêu thích đồ vật, bắt lúc nên là rất tốn sức. Ta, có phải hay không nên đem ngươi bỏ? Triệu bân hít sâu một hơi. Nhân ra như thế hiền lành, cứ gì thôi ta? Nữ vương nghiêm túc nói. Ta đây đều bể bổn sống một ngày rồi, hiền lành cũng không biết cho ta làm bữa cơm ăn. Nha nha, tráng váng đầu. Hí tinh, là một cái tốt đẹp chủng loại, nữ vương chính là chỗ này số đấy. Triệu công tử vẫn là rất thương nàng dâu đấy, quay đầu liền thẳng đến rồi bếp nhỏ đài. Chỉ làm cơm, hiền lộ rõ ràng không ra ở nhà nam nhân tốt phong phạm. Ân, không cho nàng dâu rửa chân trượng phu, không phải tốt tướng công. Như triệu công tử, sau khi ăn xong liền rất tự giác đi thiêu nước rửa chân rồi. Nữ vương tựa như rất hưởng thụ như vậy đãi ngộ, quá mẹ nó thích ý. Tối nay, ta lên giường ngủ. Nó đại di, còn chưa đi. Đều hơn phân nửa nguyệt rồi, chuẩn bị tại năm này tắt đèn trước, Triệu công tử mặt to có chút hắc. Lên giường ngủ vẫn như cũ không có phần của hắn nhi, ngả ra đất nghỉ. Đến đi tiểu bảo bối nhi, xét thấy tâm tình rất khó chịu, hắn lén lút sách ra tiểu con chuột. Tuyệt chiêu sao, không có gì đặc biệt chú trọng, hướng trên giường ném là được rồi. A, à, trong bóng tối, có nữ vương một tiếng kêu sợ hãi, đương nhiên, nàng là giả bộ. Nhưng Triệu Bân không biết a, à, chẳng những không biết vẫn mừng thầm đến công việc rồi là vì đến công việc chính là nàng dâu chấn kinh dọa ôm ấp yêu thương sau đó hắn đại triển thần uy một tay bắt giữ cái kia tiểu con chuột lại sau đó sao hắc 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 nghĩ đi nghĩ lại hắn liền nở nụ cười nhưng không đợi hắn nhúc nhích nữ vương liền đã từ trên giường nhảy xuống cảnh tối lửa tắt đèn vô luận đạp rồi cái gì đều là hợp tình hợp lý đấy mà nữ vương một cước này liền đứng giữa đã dẫm vào tiểu triệu bân. Ai yêu ta đi? Triệu bân đau mãnh liệt ngồi dậy, chè đúng quần cùng trong mắt bốc lên nước mắt, cơ hồ là đồng bộ đấy. Tại đây, trong bóng tối còn có cái vật cưng cứng đối hắn trên chán rồi, nên là nàng dâu đầu gối, dùng sức vẫn tặc mạnh, thậm chí vừa rồi ngồi dậy hắn, lại bị đỉnh trở về, khuôn mặt vẫn đứng giữa đâm vào rồi cái bàn trên đùi, xong việc nhi chính là một cái bắn ngược, đầu đương làm một tiếng nện trên đất rồi. Ba giây vào mộng, triều công tử nhanh nhất ghi chép. Cái này, chính là nữ vương, mặc dù tự phong rồi tu vi, cũng vẫn như cố thân thủ bất phàm, trọn vẹn liên chiêu, không phải bình thường tơ lụa, cho bản thân tướng công, an bài rõ ràng, lý do sao. Nàng đều tìm xong rồi, có con chuột, nhân ra rất sợ đó, chịu kinh hãi, cũng không liền lung tung chạy sao. Cho ngươi làm ta sợ. Nữ vương tiêu sái lắc lắc mái tóc, cười rất vui vẻ. Triệu công tử liền lúng túng, tứ ngã trỏng vó nằm trên mặt đất, Lúc này, trong miệng còn có một ghép ghép bọt mép nhi, thân thể vẫn là thỉnh thoảng run dày một chút. Chật chật chật, hiện trường trực tiếp nhà bạo, lâm chi họa là trung thực quần chúng. Lúc này mới nơi nào đến đấy, từ sau, hơn phân nửa còn có càng thêm mới mẻ đấy. Trong phòng, nữ vương đã giải rồi tu vi phong ấn, như kiểu quỷ mị hư vô, xuyên tường mà qua, một cái thuấn thân, đi tới minh mông tinh không. Hơn nửa đêm đấy, đương nhiên không phải đến du sơn ngoạn thủy đấy, mà là trên phút chốc, nàng ngửi được nhất cổ hơi thở, một cỗ để cho nàng cực độ chán ghét khí tức. Chờ đợi mở diệt thế nhãn, nàng mới hơi ngửa con mắt, cực tẫn nhìn xem thương miểu, có thể thấy một đạo hắc ảnh, theo thần giới rơi vào tiên giới, là một cái tóc tím lão đạo, có một thanh kiếm, trong tay vẫn cầm lấy một thanh huyết sắc phất trần. Nâm lão còn sống đâu? Nữ vương lạnh lùng cười một tiếng, như cái u linh, ẩn vào rồi hắc ám ở chỗ sâu trong. Đông nhất trong nháy mắt, Tóc tím lão đạo định thân hư vô, hắn có thể không phải bình thường người, hắn chính là táng cấm biển khu vực đính thiên đại thần, thế xưng táng hải lão tôn. Có thể bị nữ vương xưng một câu nâm lão, tuyệt đối hàng thật giá thật cốt hóa cấp, đơn giản tự phong vạn cổ, ở thời đại này giải phong mà thôi. Không gian sai chỗ sao. Táng hải lão tôn hai mắt tĩnh mịch, liếc mắt một cái hoàn xem tinh không. Hắn hơn nửa đêm xuống, cũng không phải là du sơn ngoạn thủy đấy, mà là đi thần minh hải xâm chiến đấy, thuận tiện, bắt cái vĩnh hằng huyết thống, mang về luyện đan. Chỉ tiếc, tiên giới càn khôn đại biến, hắn cái này một cái không lướt chuẩn, đã rơi vào cái mảnh này tinh không. Không sao, nhiều đi vài bước đường mà thôi, coi như nhìn xem tiên giới phong cảnh. O, O, N, G. Đột nhiên một tiếng rung động mãnh liệt, vang vọng minh mông thiên. Có sát cơ, táng hải lão tôn lông mi hơi nhíu. Hắn cảm nhận không sai, bởi vì vi nhất đạo kim sắc tiến, đã như lôi đình hiện ra, nhanh đến không nhìn không gian cách trở, hơn nữa, tiến huy tiến ý tuổi khô lạp hủ. Tốt tiến pháp, táng hải lão tôn liếc qua, liền muốn na di né qua. Xấu hổ chính là, hắn chân này trưởng vừa rồi nâng lên, liền cảm giác nhất cỗ thần bí chi lực tới người, như phong ấn đem hắn giam cầm, thậm chí toàn bộ người đều định tại cái kia. Thời không chi lực, bị giam cầm rồi không quan trọng, táng hải lão tôn thần sắc trong nháy mắt đột biến, cái này một mũi tên rất bá đạo, như đã trúng, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Phốc, đính thiên đại thần huyết, vẫn là rất lộng lẫy trói mắt đấy. Tán hải lão tôn bị chém rồi, bị một mũi tên xuyên thủng rồi đầu lâu. Ra tay chi nhân, tất nhiên lục thiên nữ vương. Vốn định tuyệt sát đấy, làm sao thần lực không tốt. Người nào lăn ra đây? Tán hải lão tôn hét to, oanh một tiếng nứt vỡ rồi giam cầm. Phá phong cấm, không có nghĩa là là có thể đứng vững xem cái kia mi tâm lỗ máu, lúc này chính như suối tuôn bình thường, máu tươi tùy ý dâng lên, như thế nào đều khép lại không được, nhục thân tổn thương là tiểu, khó chịu chính là nguyên thần, bị một mũi tên bắn ra rồi đạo thương, có như vậy một loại mục nát chi lực, chính thực tận tàn phá hắn căn cơ. Lão Tôn, biệt lai vô dạng, nữ vương đạp thiên mà đến, trong tay vẫn mang theo thái vô cung. Chí cao thần khí chính là không giống nhau, mặc dù khí linh đã diệt phong, có thể lực sát thương, vẫn như cú hủy thiên diệt địa, nếu là bình thường thần, một mũi tên chính là tuyệt diệt. Ngươi, Lục Thiên Nữ Vương Táng Hải lão tôn không khỏi ngơ ngác một chút. Khó được năm lão còn nhớ rõ ta, nữ vương cười một tiếng, có thể nàng cười, lại cất giấu vô tận nộ, Lục Thiên nhất mạch hủy diệt, Táng Hải chính là tội khôi hỏa thủ. Thật làm cho ta ngoài ý muốn. Giật mình qua phía sau Táng Hải lão tôn lại một trận tâm kinh. Hắn là đánh giá thấp Lục Thiên Nữ Vương, thật không hổ là tu thời không đại thần có thể kéo dài qua vạn cổ, lấy chân thân hàng lâm thời đại này, như thế nghịch thiên cử chỉ, hắn tự nhận làm không được, một mũi tên không có không có miểu sát, quả thực vạn hạnh. Nói đến tiến, hắn lão con mắt gần như híp lại thành sợi. Là Thái Vũ đại cung, khó trách lực sát thương vô cùng. Lục Thiên Trái, nên trả, Nữ Vương một câu băng lãnh cô quạnh. Bằng ngươi táng hải lão tôn sâu kín cười một tiếng, lại lăng không tiêu thất rồi, cũng không phải là công phạt Nữ Vương, mà là bản thân bỏ chạy trước kia một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nguyên thần đã đã trúng trọng thương, hắn đến trước tìm cái chỗ chậm rãi rồi. Đã biết ta tu thời không, người đi được rồi. Nữ vương thản nhiên nói, cũng như nhân giữa bốc hơi. Tùy theo, liền thấy mấy trăm tinh vực ngoại, một phiến tinh không ẩm ẩm sụp đổ. Chiếu đến huyết quang, táng hải lão tôn từ thiên ngã xuống, đầu lâu đều bị chảm. Lục thiên nữ vương kiệt tác, tay cầm diệt thế kiếm, rất thích hợp chém dưa hấu làm sao có thể? Không còn thủ cấp, không chút nào ảnh hưởng táng hải lão tôn khiếp sợ. Nhìn chung vạn cổ, có thể đơn giản đem hắn ngăn lại người cũng không nhiều. Tối nay ánh trăng không tệ, rất thích hợp lên đường. Nữ vương rút kiếm mà đến, nhất lời đóng băng rồi 800 vạn trong tinh không. Nàng là trạng thái không tốt, nhưng chỉnh đốn ra hỏa này, không cần đỉnh phong chiến lực. Chạy, táng hải lão tôn nghĩ cũng không nghĩ, lại lăng không tiêu thất. Lần này, nữ vương không đuổi theo, bởi vì cái đồ kia chạy không được. Quả nhiên, táng hải lão tôn một giây sau liền trở về, so sánh với trên trong nháy mắt, cái kia lồng ngược chỗ, còn nhiều hơn một đạo máu chảy đầm đìa khoảng cách, như là bị đao chém đấy, đáng sợ đau uy, đem tàn khu, hủy chính là thất linh bát lạc. Nhìn người ra tay, đúng là lục thiên thần tướng, bổn dấu ở trong hắc động chữa thương, trong lúc vô tình ngửi được nữ vương sát khí, lúc này mới đến đây, đón đầu liền đánh lên táng hải lão tôn, cầu ra gặp mặt hết sức đỏ mắt, tất nhiên bổ một đao. Lão cầu, có thể có nghĩ tới ta. Lục thiên thần tướng tiếng cười như sấm, trước mắt đều là ép không được sát cơ. Táng hải, đó là hắn lục thiên nhất mạch huyết sắc lạc ấn, không chết không thôi. Đáng chết, táng hải lão tôn lảo đảo một chút, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Thần khu hủy, nguyên thần của hắn, cũng ảm đạm tới rồi cực hạn. Khó chịu vẫn là đạo thương, đó là thái vô cùng tuyệt diệt công phạt một đường đi tốt nữ vương nhàn nhạt một tiếng diệt thế trong mắt có cổ xưa dị tượng diễn hóa tùy theo chính là táng hải lão tôn kêu rên nguyên thần nổi lên rồi huyết sắc liệt diễm đó là thời không chi lực cực tẫn mục nát cũng là cực tẫn hủy diệt hắn chết phiền muộn ở nhà ngủ không thơm sao nhất định hạ giới cái này chỉnh còn chưa tới thần minh hải nửa đường trên liền bị giết chết rồi này làm sao tốt ý tứ lục thiên thần tướng tặc tự giác há miệng hấp táng hải lão tôn nguyên thần chi lực. Vẫn là nữ vương thương hắn, biết rõ hắn bị thương, cho hắn luyện đại thần tinh túy. Đừng nói, hấp nguyên thần chi lực, cả người hắn đều tinh thần rồi. Nữ vương không có nhàn rỗi, vất tay áo thu táng hải lão tôn bản mệnh khí. Bà cô của ta ơi, người đã chạy đi đâu, lục thiên thần tướng vượt thiên mà đến. Một phen bế quan, ngẫu có điều ngộ ra. Nữ vương vung lên dối đến, thật một cái mặt không đỏ hơi thở không gấp, chẳng lẽ lại nói nàng hóa phàm thuận tiện, vẫn cùng một cái kêu triệu bân hàng, không biết xấu hổ không có xấu hổ làm mấy nguyệt phu thê nên làm không nên làm, cũng làm rồi. Bế quan tốt. Lục Thiên thần tướng sờ lên cái cằm, cao thấp khoảng chừng quét lượng lấy nữ vương. Nhà hắn chủ nhân trạng thái, có vẻ như không phải đúng vậy. Sao chỉ có một nửa thần lực, một nửa khác đâu ném đi vẫn là nói, Ngộ đạo lúc ra cái gì biến cố? Không sao, nữ vương nói qua, xoay người đi rồi. Đi đâu, Lục Thiên thần tướng bề bộn sợ đuổi theo. Về nhà nấu cơm, nữ vương nói qua, biến mất không thấy gì nữa. Chương 2075, hậm hực. Sáng sớm, triệu công tử ra khỏi cửa phòng lúc, đi đường dáng vẻ có chút lạ. Mặt thương không sao, tiểu đệ đệ cũng thương, cái kia sẽ rất khó chịu. Chủ quan, một cái tiểu con chuột, thiếu chút nữa cho hắn chỉnh thành thái giám. Tướng công, tẩy tẩy ăn cơm đi, bếp lò truyền đến tiếng kêu. Cơm nghe nói cái chữ này nhãn, triệu bân theo con mắt nhìn sang, nàng dâu chính đặt cái kia bận rộn, cái này cho hắn cảm động đó a. À. Lão bà đại nhân làm cơm không dễ dàng. Xem ra, hắn đêm qua một phen bực tức, vẫn còn có chút dùng đấy. Nàng dâu rốt cuộc lương tâm phát hiện, rốt cuộc có hiền lành bộ dạng rồi. Bữa sáng, có hầm cách thủy thịt, hai đại bát đâu. Nóng hôi hổi thơm ngào ngạt. Ở đâu ra thịt, triệu bân nhìn thoáng qua. Vương lão bá đưa đấy, Nữ vương khẽ nói cười một tiếng. Đúng lúc, người bồi bổ thân thể. Triệu bân cười nói. Nếm thử hương vị. Được rồi. Triệu bân nhặt lên chiếc đũa, tướng ăn không phải yêu mỹ. Nàng dâu khó được xuống bếp, tay nghề thế nào vẫn sở trường nữa nha. Nữ vương không động, liền như vậy hai tay nâng gương mặt, chính nhi bát kinh xem triệu bân ăn. Có câu nói thế nào nói, con chuột hầm cách thủy canh, càng ăn càng thơm. Khó được tướng công bắt cái món ăn dân dã nhi trở về, không được cho hắn bồi bổ thân thể sao? Ngươi thế nào không ăn? Ta thích ăn chay. Cái này cái gì thịt, hương vị thực quái dị. Một loại rất xảo quyệt tiểu động vật. A, à, ăn giả vô tâm, khán giả hữu ý, Lâm Chi Hỏa lúc này giống như mang thai tiểu bảo bảo, che miệng từng đợt nôn ẹ, nữ vương cái này ba thao tác quá lưu. Cho nên nói, đừng cũng không có việc gì nhi hù dọa nàng dâu, lần này là hầm cách thủy canh khó tránh khỏi lần sau chính là hấp rồi một câu người nào bắt đấy ai làm xong nấc triệu công tử cái này ở một cái đánh chính là rất mãn nguyện nàng dâu thực thương hắn hai chén canh đều cho hắn uống người gặp việc vui tinh thần thoải mái triệu bân cầm theo sọt cá đi ra ngoài lúc toàn bộ người đều vinh quang đầy mặt đấy đợi đến bờ sông lý lão hủ đã ở tại đó tiểu rượu một cái tiếp một cái thế nào dạng thấy triệu bân Lão đầu nhi này chập choạng trượt gom góp đến. Một lời khó nói hết, Triệu Bân khi nói xong lời này, cái nào đó bộ vị vẫn đặc biệt thương. "Không vội, từ từ sẽ đến." Lý lão hủ nói qua, vẫn lén lút kín đáo đưa cho Triệu Bân một cái tiểu gói thuốc. Gói thuốc trong là một ít bột phấn hình dáng đồ vật, trông coi mùi thơm xông vào mũi. "Cái này cái gì?" "Đặc sản." "Đặc sản." "Độc nhất vô nhị bí chế, phu thê thiết yếu thuốc tốt." triều công tử nhiều thông minh a à, vừa nghe liền hiểu hôm nay đến sớm về nhà cơm tối nhất định hắn để làm tốt vụng trộm phóng gia vị cái gì cái chăn đệm nằm dưới đất cái gì cái đại di đều đi con bà nó thật tình không biết ẩn thân nữ vương lúc này liền ở bên cạnh hắn ngồi đâu chính nhiều hứng thú xem cái này hai người càng chú ý cái kia bao đặc sản nữ nhân ăn biết tóc sóng nam nhân ăn sao nên là xem ai đều là lông mày xanh đôi mắt đẹp đấy tướng công thân thể tốt, ăn nhiều vài bao, nên là không có gì đáng ngại. Thật sự không được, không phải còn có tay sao, hai cái cũng có thể dùng. Nữ vương có nhàn hạ thoải mái, nhưng nàng chạy tới đây, cũng không phải là xem cái này hai người vô nghĩa đấy, là tới nghiên cứu triệu bân đấy. Chuẩn xác hơn nói, là nghiên cứu triệu bân trong cơ thể độn giáp thiên tự. Cái kia thần chữ độn giáp, cùng nàng gặp qua là bất luận cái cái gì một khỏa thiên tự, cũng không thế nào đồng dạng, vì cái gì nói như vậy lạc bởi vì nó tựa như có linh tính, hơn nữa, vẫn không cách nào theo Triệu Bân thể nội tách ra đến, bọn họ tựa như đã dung thành rồi nhất thể. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới cảm thấy kinh ngạc. Vĩnh Hằng thủy tổ năm đó, đã từng muốn một khỏa độn giáp thiên tự, dung nhập thể nội, có thể trước trước sau sau mấy vạn năm, sừng sốt không thành công, cuối cùng còn bị nàng một trưởng đánh ra bên ngoài cơ thể. Triệu Bân có tiền đồ a, nhà hắn thủy tổ không làm được sự tình, hắn làm được nếu không phải ra hỏa này không có trí nhớ, nàng vẫn thật muốn hỏi hỏi, dung thiên tự là gì cảm giác. Thật lâu, nàng mới thu con mắt, như một đạo thần quang, vào triệu bân mi tâm, lấy đại thần thông, vượt qua quỷ đạo bí văn, một đường truy nguyên triệu bân kiếp trước, có phần nghĩ nhìn một cái, tiểu tử này kiếp trước, cuối cùng là người ra sao vậy? Có thể cho mượn như vậy lực lượng bá đạo. Nàng ý nghĩ rất tốt đẹp, có thể, hắn không phải nguyệt thần, luận thời không, nguyệt thần không kịp nàng, liều luân hồi, nàng kém chi không phải nhỏ tí tẹo, thậm chí quanh đi quẩn lại một đại lòng vòng, cũng không tìm ra triệu bân kiếp trước. Cái này đêm, triệu công tử đặc biệt chịu khó, đã sớm mang theo cá về nhà, tự mình tay cầm muôi, làm vài đạo mỹ vị món ngon, mỗi một đạo, đều thả điểm đặc sản. Phóng, nhiều phóng điểm. Dưới tàng cây gặm hạt dưa nữ vương, rất đúng nhàn nhã. Cho nàng dâu hạ dược, cái này đến nhiều nhân tài, mới có thể làm được cái này việc sự tình. Nàng rất vị ý, phàm nhân dược còn nghĩ để cho nàng tóc sóng ha ha ăn cơm triệu bân cái này nhất cuống họng hô đặc biệt kích động sớm ăn ngủ sớm sao tay hắn nghệ không kém nữ vương tối nay khẩu vị cũng rất tốt chính là sau khi ăn xong tên vở kịch có chút xấu hổ xách súng lên ngựa không có thiếu chút nữa bệnh lia dương ngược lại có một cái bá vương ngạnh thượng cung cũng phải có thể tìm được nhân tài được a à. xét thấy hắn tinh lực tràn đầy nữ vương lại cho hắn chuẩn bị không thiếu đặc biệt tiết mục, ví dụ như, trong đêm trên nhà xí đụng quỷ A. Nằm mơ biến thành một đầu heo A, thường xuyên tìm không ra tiểu đệ đệ A. Đa dạng, chúa tể đều xem mở rộng tầm mắt. Uất ức, triệu công tử bị chỉnh uất ức, hậm hực đến thậm chí nghĩ cùng bản thân nàng dâu bái cá biệt tử rồi. Lại là đêm, lại là bữa tối. Từ ngồi cái kia, triệu công tử liền một cái kình phong ngáp. Những thứ này thiên, việc lạ quá nhiều, toàn bộ người tinh thần không tốt có phải hay không có chút quá mức nữ vương trong lòng thầm nhũ dưới ánh nến triệu bân mơ hồ một chút mi tâm thái dương bí văn cũng đột nhiên lóe lên rồi ánh sáng như lạc ấn đường vân đang dần dần yếu hóa thấy chi nữ vương bàn tay như ngọc trắng không khỏi nắm rồi một chút tới rồi triệu bân quỷ đạo bí văn thời hạn đã tới rồi phàm trần đường phàm trần kiếp muốn tại tối nay kết thúc rồi so nàng dự đoán đấy, đếm sớm trước rất nhiều. Dù sớm có chuẩn bị, có thể đến cái này phút chốc, nàng ngược lại có một loại trước đó chưa từng có vắng vẻ. Chờ đợi bí văn tản đi, hết thảy tướng khôi phục như lúc ban đầu, nàng chính là lục thiên nữ vương, hắn chính là thần triều chi chủ, đời này kiếp này, vĩnh viễn, cái này thôn xóm nhỏ, đều sẽ không còn có bọn họ ngày xưa quang cảnh. Nàng đã hối hận, không nên mọi chuyện trêu chọc. Nàng đã hối hận, liền làm hiền lành thê tử trước mặt người này, ít nhất cảm động qua nàng. Nàng có thể có giá trị đối phương lưu luyến. A, à, cùng với Triệu Bân nhất tiếng kêu đau đớn, Quỷ đạo bí văn triệt để biến mất. Thiên địa đồng thỏ cấm pháp, cũng ở đây cái trong nháy mắt chậm rãi tản đi. Hắn khôi phục trí nhớ, cũng khôi phục tu vi, hết thảy đều trở về rồi. Nhưng, mặc hắn thiếu thần tâm cảnh, lúc này cũng không chịu nổi một mặt mộng ép. Đối diện vị này là Lục Thiên nữ vương bọn họ tại phàm trần làm vợ chồng son cái này chính là trong truyền thuyết yêu nhau tướng sát triệu công tử lộn xộn rồi cửu gia a à, cái này mẹ nó lên giường thích hợp sao xem nữ vương cũng không cởi ra tu vi phong ấn hai đầu lông mày tỉ mỉ khắc ra trang lưỡi liềm bí văn cũng không tán mặc dù đến thời khắc này vẫn còn lấy thê tử thân phật cho tướng công đĩa rau muốn nhìn một chút triệu bân sẽ đối với hóa phàm lúc thê tử thế nào sát vẫn là đi nàng dâu triệu bân thăm dò tính chất hô một tiếng. Ân, nữ vương ôn nhu cười một tiếng. chương 2076, hủy đi nhà. Lục thiên nữ vương. Hô qua rồi nàng dâu, triệu công tử lại thăm dò tính chất đổi cái xưng hô. Lần này, nữ vương không đáp lại, lúc này nàng, vai trò là một cái phàm nhân. Không có đáp lại tốt, không có đáp lại chính là không có đính thiên đại thần trí nhớ. Này làm sao tốt ý tứ, trong lúc nhất thời triệu công tử bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo hắn là tiên nữ vương là phàm nhân cái này không liền trở mình nông nô đem ca sướng rồi sao đến cho ra tẩy tẩy chân tối nay tinh không oanh âm thanh một phiến tiếp một phiến chăm chú nhìn tới xem mới biết là có người đang làm trận chiến một cái như một cái u linh xuất quỷ nhập thần tà ma thiên chính là cái thứ hai sao dĩ nhiên là đế tiên đúng là theo tiên phàm vết nước đi ra vẫn như cú bạch y huyết tóc, hơn nữa thần trí không rõ, tại đây, cũng không ngại nàng chiến lực thao thiên, bay múa thời gian, tướng cản khôn náo hỗn loạn không chịu nổi. Đáng chết, như hai chữ này, tà ma thiên không biết tại trong lòng mắng bao nhiêu lần. Nhân phẩm hắn là có nhiều kém a, từ ra hắc động, đã chịu ba bữa đánh. Vết thương cố chưa lành, lại thêm mới tổn thương, hắn cùng với tiên giới, thật cái bát tự không hợp. Chanh, đế tiên cũng mặc kệ cái này cái kia tay cầm thanh liên kiếm, một đường đuổi theo một đường đánh. Tà ma thiên là dị thường chật vật đấy, trốn đều trốn lão đảo đứng không vững. Cái này, là cái gì cái trạng thái? Tinh không ở chỗ sâu trong, lão ô quy toát ra đầu, xem chính là đế tiên. Lúc cách vạn cổ, gặp lại tiên đình nữ quân, lại như một tôn nữ ma đầu. Cái gì cũng không có ngại, là đồng đội là được, hắn mang theo đại đỉnh liền đã tới. Tiểu vương bát con bê, ra ra ta lại trở lại gặp lão ô quy xuất hiện địa phương, dù sao vẫn không thiếu lục thiên thần tướng. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, lại là một trận yêu nhau tướng sát. Phanh, trong đêm tiểu sơn thôn, cũng không bình tĩnh, một tiếng ẩm vang đến đột ngột. Đánh thật xa như vậy nhất nhìn, ai nha không biết nhà ai nóc phòng bay ra ngoài, nhìn cái kia độ cao, đến làm ra đi mấy trăm mét, đó là một đường sông thẳng lên trời. Phốc, đá vụn văng tung tóe ở bên trong, triệu công tử vừa lăn vừa bò chạy ra. Sau lưng, chính là lục thiên nữ vương, quần áo không chỉnh tề, mỹ mâu bốc hỏa. Trời đất chứng giám, triệu bân thật không nghĩ cường, bạo nàng, liền muốn tại trên người nàng, tìm một chút nhi đáng giá bảo bối, có thể tìm được tìm được, này nương môn nhi liền khôi phục trí nhớ cùng tu vi, cái này thường xuyên qua lại, cũng không liền làm lên sao. Còn dám đánh tướng công của ngươi, triệu bân một bước chạy tới rồi thiên ngoại. Lão nương còn nghĩ thiến người đây nữ vương sách ra diệt thế kiếm. Tính sổ đúng không, triệu công tử cũng cầm ra hỏa, hỏa khí trùng thiên. Cái kia ngọc trâm, ta đưa đấy, trả lại. Quần áo ngươi, ta diệt đấy, cởi ra. Yêu nhau tướng sát, đây mới là yêu nhau tướng sát. Hôm qua, vẫn cười cười nói nói vợ chồng son. Tối nay, ngay tại mở ảo hư vô đã đánh nhau. Thần tiên hẹn khung, không gặp pháp bảo bí khí đập loạt, tịnh thấy hai người đánh lúc lẫn nhau ném đầu ngổn ngang, cái gì cái ngọc châm nơi nào. Quần áo A, à, giày A, à, đây trời đều là, thậm chí đập vào đập vào, triệu công tử toàn thân liền thừa lại một cái hoa quần cọc rồi, cũng không thể lại thoát khỏi, lại cởi liền không có. Chật chật chật, tiên giới chúa tể như cũ là quần chúng, xem thổn thức sách lưới quả muốn cười. Xem đi, người nào đó tỉnh mới có thú vị, người nữ vương còn nghĩ mấy ngày nữa ngày tốt lành đâu hắn cái này vừa tỉnh, thật sao? vợ chồng son trực tiếp đem phòng ốc hủy đi. Thanh toán xong rồi. Triệu công tử vung tay lên, khí phách chắc lậu vung ra rồi 800 thần thạch. Nữ vương thấy chi, ngay tại chỗ bùng nổ, cho ta tiền ý gì, 800 một đêm sao. Tối nay trạng thái không tốt, ngày khác lại tán gẫu. Nơi nào đi? Nữ vương từ không làm, ở phía sau đuổi sát không buông, không chỉ Mỹ mâu bốc hỏa miêu, gương mặt vẫn đỏ bừng một phiến, không biết là khí vẫn là xấu hổ đấy, nàng đổi chủ ý rồi, tối nay, nhất định theo tiểu tử này trên người, tháo cái linh kiện xuống. Tình huống nào? Thôn xóm nhỏ các hương thân, đều là nghe tiếng đi ra ngoài đấy. Lúc này, đã ở triệu bân trước ra môn, tụ thành rồi một phiến. Lẽ ra, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn đấy. Chỉ là, triệu bân thiện tâm, nữ vương cũng cất giấu một phần từ bi. Hai người đánh nhau trước đều mở thủ hộ, bớt thôn dân gặp sư ba. Cái này, hủy phòng ở sao? Lý lão hủ một mặt ngạc nhiên, cả thôn nam nữ già trẻ cũng đều không hiểu ra sao. Còn có, cái kia vợ chồng son đâu cãi nhau rời nhà đi ra ngoài vẫn là nói, một cái nghĩ không thoáng, một cái không nghĩ mở, lại chạy tới nhảy sông tự vận tự tử rồi. Oanh, phanh, tinh không, mình mùng bao là bắt ngát, rất thích hợp đánh nhau. Hủy đi nhà tổ hai người, sẽ đem cái này đã coi như là chiến trường. Nói chiến trường, cũng không xác thực nói liếc mắt đưa tình có vẻ như thích hợp hơn. Ít nhất, tại Lâm Chi Họa xem ra, cái kia vợ chồng son là ở liếc mắt đưa tình, bởi vì từ mở chiến, hai người đều riêng phần mình lưu lại tay, không gặp người nào động sát sinh đại thuật. Trung Quy, cái kia lưỡng tại phàm trần có yêu một trận, hoặc nhiều hoặc ít có chút ràng buộc tâm cảnh. Nàng có lý do tin tưởng, lúc này Triệu Bân nếu nói là câu mềm lời, hoặc là nữ vương ôn nhu một điểm, khó tránh khỏi, hai người liền là vợ chồng song song trông non việc nhà trả ta nói mùi vị thế nào không đúng, cái kia mẹ nó con chuột thịt. Khôi phục trí nhớ chính là không giống nhau, triệu công tử chỉ số thông minh lên một lượt tăng. Đồng dạng dâng lên đấy, còn có cái kia ép không được hỏa khí, toàn thân đều cháy rồi. Ai bảo ngươi cầm nó làm ta sợ, nữ vương lật tay chính là nhất kiếm. Ngươi bại ra nương môn nhi, sớm nên bỏ ngươi, triệu bân mặt to đen tối. Bỏ, ta cho ngươi bỏ. Câu cửa miệng nói, bão nổi nữ nhân không thể chọc nữ vương lúc này chính là vượt xa người thường quy bộc phát. Nhìn cái kia thời không chi lực, bổ tinh không chia năm xẻ bảy. Triệu công tử cũng không yếu, chiến chi đạo pháp tác nghênh đón thiên bay múa. Hai loại lực lượng chạm vào nhau, đụng ra thành từng mảnh lộng lẫy quang hỏa, biết rõ đấy là có người đang làm trận chiến, không biết, còn tưởng rằng người nào đặt cái này phóng pháo hoa đâu. Nữ vương, vợ chồng son đánh nhau, hết lần này tới lần khác có bên thứ ba chen chân như lục thiên thần tướng, sẽ không biết từ chỗ nào xông ra. Hắn là cái trung tâm nhân tài, liền không muốn nhìn nữ vương đừng đánh, đó là lời thừa một câu không nói nhiều, một đao tung hoành vạn dặm suýt nữa đem triệu công tử sinh bổ. Ngươi, triệu bân có đau hay không không biết, nữ vương rất muốn cho lục thiên thần tương lai một trường. Cũng không cần nàng ra tay, lão ô quy đã đến, nhất đỉnh vung mạnh lật ra lục thiên thần tướng. Không vội, còn có, máu chảy đầm đìa tà ma thiên cũng tới, tổn thương chỉ còn một nửa thân thể. Phía sau, chính là bạch y huyết tóc đế tiên, nên là thần trí không rõ nguyên nhân, mỗi một đạo thời gian, đều nhuộm ma lực, cuồn cuộn sát khí tiệc thiên cuốn địa phương. Đại chiến, ở chỗ này phút chốc ngừng. Bọn hắn thần sắc, ai không giống nhau. Lại nói lão ô quy, tâm tình tặc tốt, rốt cuộc tìm được vĩnh hằng thể rồi. Lại nói tà ma thiên, nên là bị đánh buồn bực, diện mạo giữ tợn đáng sợ. Triệu Bân cùng lục thiên thần tướng sao, một cái đã trúng một đao, một cái đã trúng nhất đỉnh, một cái lung la lung lay, một cái não dưa ông ông, mơ mơ màng màng đứng không vững. Ngược lại lục thiên nữ vương, trông thấy đế tiên lúc, thần sắc rất mất tự nhiên. Nói nén giận a, à, không có mau bệnh, tiên đình nữ quân trước kia thiếu chút nữa đem nàng diệt. Nói trột dạ, có vẻ như cũng không có mau bệnh, bởi vì không ít cùng triệu bân thâm nhập trao đổi. Muốn nói nhất đần đột đấy, làm thuộc về đế tiên nàng trong mắt, có mê mang, cũng có băng lãnh. Ngoại trừ những thứ này, chính là ôn nhu cùng sát ý rồi. Tâm nhi, triệu bân lảo đảo một bước, mới đứng trước mặt ổn thân hình. Đánh ta nhà nữ vương, xem ta không bổ ngươi, lục thiên thần tướng cũng chỉ hoãn một hồi nhi rồi, không chờ triệu bân đi đế tiên cái kia, hắn liền mang theo đao qua được. Đại gia ngươi đấy, lục thiên thần tướng không lên tiếng còn tốt, như vậy nhất gào to, triệu bân nổi tiếng rồi. Hôm đó, chính là chỗ này hàng cùng hắn đánh cuộc, thua, vẫn mẹ nó không nhận nợ. Vừa rồi, lại mẹ nó chém hắn một đao. Thù mới thù cũ, hôm nay cùng nhau tính rồi. Lão phu không đánh nữ nhân. Lão ô quy rất cơ trí, biết rõ làm chỉ là nữ vương, mang theo táng thần đỉnh, liền thẳng đến rồi sống dở chết dở tà ma thiên, cái này quả hồng mềm, rất dễ dàng niết. Chanh, đần độn đế tiên, thì vừa xài bước vượt qua tinh hà, công hướng về phía nữ vương vợ cả đánh tiểu tam lâm chi họa ước lượng rồi tay, liền thích xem cái này lưỡng đánh nhau. chương 2077, chỉ cái bệnh. Nhóc con, hôm nay nhất định chảm ngươi. Lại nói lớn, coi chừng đau thật. Hôm nay triệu công tử, hỏa khí rất lớn, dũng mãnh vô cùng. Tối nay lục thiên thần tướng, cũng như đánh một cái máu gà, ngao ngao thẳng gọi. Hai người bọn họ gạch trên, khai chiến đã là hủy thiên diệt địa, thành mảnh tinh không bởi đó sụp đổ chạy nơi nào chạy một phương khác lão ô quy gào thét càng vang dội mang theo đỉnh đại triển thần uy tà ma thiên liền thê thảm nửa phần không dám chiến tập trung tinh thần thầm nghĩ trốn muốn nói khó xử nhất đấy làm thuộc về lục thiên nữ vương đế tiên thần trí không rõ mở công liền sát sinh đại thuật ngược lại là nàng càng nhiều thời điểm đều tại tránh chiến trốn tránh mặc dù ra tay cũng là hời hợt chỉ sợ không để ý đả thương đế tiên tốt xấu là triệu bân nàng dâu cái này như làm hỏng rồi, người nào đó không được gặp thiên chửi mẹ a. À. tranh, diệt thế kiếm không làm, khai chiến liền ông ông không ngừng. nó là tại biểu đạt nào đó kháng nghị, có thể hay không đánh. không nên a. À. khoảng cách cái mảnh này tinh không khá gần lão ô quy, không chỉ một lần xéo con mắt nhìn xem. hắn trong trí nhớ lục thiên nữ vương, cùng nương môn làm trận chiến lúc chưa từng sợ qua, có đúng không trên thần trí không rõ tiên đình nữ quân cũng là càng đánh khí thế càng yếu nhìn nhiều vài lần hắn không khỏi lộ ra vẻ quái dị cô nương kia nhi có vẻ như tại nhường không hề động toàn lực đây mới là lạ mới bao lâu không gặp nơi nào hoàn lương rồi phong nữ tử khẽ quát cuối cùng động thật sự rồi nhưng không phải công phạt mà là giam cầm nàng không đại chiến tâm tư chữa bệnh ý niệm trong đầu ngược lại có một ít cho ai chữa bệnh đâu tất nhiên cho đế tiên cái này nhà đầu gặp không may cắn trả thời gian chi đạo cắn trả, cần một tôn đồng tu thời gian thần, dẫn cái kia tỉnh ngộ. Thật vừa đúng lúc, nàng nghịch tu thời không chi đạo, đối với thời gian cũng rất có tạo nghệ. Vì thế, nàng vẫn cho mình, tìm rất tốt lý do. Triệu bân ngày xưa từng cứu nàng ra tiên phàm vết nứt, coi như trả nhân tình. Oanh, tinh không rung động, vô số thời không chi quang bay múa, tụ thành một phiến thần hải. Đó là nữ vương thời không chi hải, mộng ảo mà thần bí, to lớn cũng hào hùng vừa gặp đế tiên giết tới, lên người mang tuế nguyệt trường hà, cùng nhau được thời không bao phủ. Tâm nhi, triệu bân thấy chi, bỗng nhiên cấp bách, trước tiên hướng phương này giết qua đến. Lưu lại, lục thiên thần tướng đảo ngược càn khôn, lại cho đem chuyển lần tại chỗ. Cốt, ai nha, đừng đánh, chính đáng hai người mở làm lúc, bên tai đều vang lên một câu nói như vậy. Tất nhiên nữ vương lại nói, cũng không muốn cho chữa bệnh lúc, có người giết qua tới quấy rối đặc biệt là họ chịu cái đồ kia sợ là không muốn nhìn nàng dâu người bị khi phụ sỉ nhục cái gì đồ vật đừng đánh lục thiên thần tướng cho rằng nghe lầm đầu óc không có thế nào chuyển qua chỗ cong triệu bân thì vượt qua rồi hắn vừa xài bước càng đã rơi vào thần hải ngoại như thế nào đau lòng lục thiên nữ vương không khỏi nghiêng qua hắn liếc mắt một cái ta đây thân nàng dâu triệu bân không biết từ chỗ nào trộm một cái quần vừa nói một bên xuyên hợp không hợp thân trước tạm bất luận nàng dâu hô chính là thực thân. Ta đây đâu nữ vương khẽ nói. Ngươi, đại gia ngươi đấy, quần trả lại. Không chờ triệu bân đem nói cho hết lời, lục thiên thần tướng liền mang theo đao qua được. Nhưng, nữ vương một cái đôi mắt nhỏ thần nhi liếc đến, hắn bỗng nhiên dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ. Có thể làm thần tướng đấy, cái nào không phải thông minh tuyệt đỉnh. Như hắn, lúc này liền nhìn ra một chút môn đạo. Cái gì môn đạo lạc? nhà hắn nữ vương cùng cái này họ chịu đấy, quan hệ không đơn giản nơi nào. Nếu không thì, như thế nào lại có như vậy lòng giả thanh thản, cho tiên đình nữ quân chữa bệnh A. Cùng hắn, kết minh rồi lục thiên thần tướng truyền âm hỏi. Ân, nữ vương ngay chính lý do đâu cái này không đã tới rồi sao? Không nói sớm, lục thiên thần tướng buông xuống đao, cũng dắt đầu quần đặt cái kia xuyên. Mặc quần lúc, hắn vẫn theo con mắt nhìn nhìn triệu bân, cũng không biết ra hỏa này, cho nữ vương đổ cái gì thuốc mê, có thể để cho hắn lục thiên nhất tộc cao ngạo nữ vương, cùng vĩnh hằng nhất mạch kết minh, phải biết, hắn hai nhà có cửu đấy. Đã là chủ nhân quyết định, hắn tự không ngỗ nghịch. Bởi vì cái gọi là, địch nhân địch nhân, liền là bằng hiếu. Ít nhất, lúc này bọn họ có một cộng đồng cửu ra, táng hải cấm khu. Triệu bân không rảnh phản ứng đến hắn, chỉ nhìn đế tiên, trước mắt cũng vẻ lo lắng. Nữ vương nhìn, con người ảm đạm một phần, không biết là thất lạc vẫn là ghen. Hai người, không phải là trên giường kết minh A, à? lục thiên thần tướng hỏi. Cốt, được rồi, lục thiên thần tướng sách đao thẳng hướng rồi tà ma thiên. Kết minh rồi sao, nhất trí đối ngoại rất có thiết yếu. Đến mức hầm cách thủy vương bát canh, ngày khác uống nữa cũng không muộn. Hắn cái này giết đi qua không sao cả, cho tà ma thiên chỉnh vẻ mặt mộng bức, có một cái lão ô quy, liền đủ hắn khó chịu rồi, lại tới một cái lục thiên thần tướng. Mấu chốt là, vì cái gì a à? Ba đối ba, bất chính vừa vặn. Không đánh triệu bân, chạy tới đối ta. Lão ô quy cũng bổn trồn đâu này hàng như như nữ vương, hoàn lương rồi. Như vậy nghĩ đến, hắn hướng phương xa nhìn thoáng qua, triệu công tử cùng lục thiên nữ vương, nghiễm nhiên đã ngưng chiến, trông coi một lát, không hề lại mở chiến tư thế. Kết minh rồi. Huyền vũ nhất mạch không chỉ kháng đánh, não dừa cũng rất linh quang. Nếu không phải kết gia minh, nữ vương biết hảo tâm cho đế tiên chữa bệnh. Làm cái gì lục thiên thần tướng gào to rồi một tiếng. Sát nha lão ô quy thu con mắt chính là một tiếng gào thét. Cho tới bây giờ đều là hai bọn hắn gặp mặt liền bóp khung, vẫn là lần đầu chân chính trên ý nghĩa liên thủ, cho người tà ma thiên đánh chính là A. Đều đã quên tự thân họ gì. A. đế tiên ngâm nga, rất nhiều thống khổ sắc, dối tung tóc như huyết nhiễm qua. Thần trí không rõ, không có nghĩa là nàng một chút nào sức phản kháng, nhìn cái kia tuế nguyệt pháp tắc, mỗi một đạo đều cực tẫn bay múa, tướng nữ vương thần hải trảm cảnh hoàng tàn khắp nơi. Như vậy hỗn loạn, có thể không thích hợp chữa bệnh. Trung quy, nữ vương không phải chuyên tu thời gian chi đạo. Đỉnh đến, triệu bân một tiếng hét to, triệu hoán táng thần đỉnh. Muốn đế tiên yên ổn, còn phải trí cao thần khí chân áp. Hắn là nhất cuống họng khí phách chắc lậu, bước cách cũng là trong nháy mắt viên mãn, có thể đại đỉnh, căn bản không có phản ứng đến hắn, đang theo lão ô quy đại chiến tả ma thiên đâu. Tốt xấu hổ a à. Triệu công tử dù chưa ngôn ngữ, nhưng ho khan thần thái, đại biểu hết thảy Tốt xấu hắn là vĩnh hằng truyền thừa, thủy tổ bản mệnh khí, hắn vậy mà gọi không đến. Dùng nó. Nữ vương nhẹ phẩy tay, có một đạo cổ xưa thần quang, trong tay áo bay ra. Chăm chú nhất nhìn, đúng là thái vô cung, hàng thật giá thật chí cao thần khí. Lý lão hủ cung. Triệu bân tự nhận đến, nguyên nhân chính là nhận ra mới thần sắc kinh dị. Phạm nhân nhà tổ truyền chi vật đúng là một tôn trí cao thần khí. chờ đợi cầm thái vũ cung, chờ đợi chạm đến ở trên thiên tự, hắn khí lực run lên trong đầu bởi đó nhiều hơn một đoạn phá thành mảnh nhỏ trí nhớ là có quan này cung đấy. vì cái gì phá thành mảnh nhỏ bởi vì khi đó hắn thần trí không thế nào rõ ràng liền nhớ kỹ khắp thiên hạ tìm vợ cũng chính là hóa phàm nữ vương tìm ngươi lâu như vậy cảm động không triệu bân thúc dục đại cung không nhớ rõ, ngạo kiều lục thiên nữ vương, lời nói rất thanh lãnh. Triệu bân xem thường, hai mắt vẫn híp lại rồi một chút, xem chính là thái vô cung, trong đó cất dấu hồn phách, cái này hắn có trí nhớ, không biết thần thánh phương nào. chương 2078, thời không luân hồi. Vì cái gì? Tà ma thiên gào rú, là phát ra từ linh hồn gào thét. Hai đánh một, xác định bị đánh A, đứng cũng không vững đấy. Lần này, hắn không chỉ bị làm đơn giản như vậy bị lão ô quy nhất đỉnh đập vỡ nhục thân lại bị lục thiên thần tướng một đao sinh bổ nguyên thần lưu hắn một mạng nữ vương thản nhiên nói không cần hắn nói lục thiên thần tướng đao hạ thấp thời gian cũng thu rồi vài phần lực tà ma thiên là cái nhân tài sát tới quả thực có thể hoặc là nói lưu chi có trọng dụng không phải vậy nữ vương ngày xưa cũng sẽ không đeo lên mạo hiểm theo đế tiên trên tay cướp người tà ma thiên cũng là minh hữu triệu bân nhìn về phía nữ vương. Hắn, chỉ là chìa khóa, nữ vương nói cao thâm mà chắc. Chìa khóa triệu bân nghe, lông mi trao lên. Thiên cơ, không thể tiết lộ, nữ vương ung dung nói. Nói thực ra, người không có hóa phàm lúc nghe lời. Triệu bân một câu thâm trầm. Con chuột thịt, vừa vặn ăn, lục thiên nữ vương trực tiếp đổi rồi trở về. Lời này vừa nói ra, triệu công tử bỗng nhiên mặt hắc, nôn ẻ quả muốn đu nữ vương liền rất vui vẻ rồi gặp thấy gia hỏa này kinh ngạc liền không nói ra được thoải mái đang lúc nói chuyện lão ô quy cùng lục thiên thần tướng đã quy đến trong tay vẫn mang theo tà ma thiên đường đường đính thiên đại thần điều khiển qua táng thần đỉnh tuyệt đại loại người hung ác đã được luân phiên đả kích chỉnh sinh không thể lưu luyến rồi tự ứng kiếp quy vị có vẻ như sẽ không sống yên ổn qua đến nay ngày đạo tâm đều bị hủy đi thất linh bát lạc cái này là thái vô cung a à lão ô quy vuốt vuốt tròm dâu. Ân, trí cao thần khí, lục thiên thần tướng cũng ở đây ngửa đầu xem. Nhìn một chút, hai người đều con người sáng như tuyết rồi, tựa như cũng trông thấy thái vô cùng trong hồn, nguyên nhân chính là trông thấy, lông nghi mới chọn đặc biệt cao. Người nhận ra triệu bân nhìn nhìn lão ô quy. Đế phong, lão ô quy nghiêm trang nói. Đế phong. Thái vũ đệ nhất thần tướng, đỉnh phong thời kỳ, từng một người cứng rắn làm cấm khu. Lão ô quy lúc nói chuyện, trong mắt vẫn rất nhiều vẻ kinh sợ, trí cao thần tòa hạ thần tướng, tùy tiện sách ra một cái, đều quan tuyệt cổ kim chủ. Một người cứng rắn làm cấm khu. Dù là triệu bân chi tâm cảnh, nghe lời này cũng không khỏi đến kinh sợ. Cấm khu hạng gì tồn tại, một người cứng rắn làm, cái kia nhiều lắm dũng mãnh phi thường. Ân, hắn thần triều thiếu chính là như vậy loại người hung ác. Ta lục thiên nhất mạch cũng thiếu, lục thiên thần tướng thì sờ lên cái cằm, thầm nghĩ chờ nơi nào ngày đế phong phục hồi như cũ thế nào dạng mới có thể lắc lư đối phương bái cá biệt tử bối phận cái gì đấy đều không là vấn đề đừng quan tâm những chi tiết kia a à, thần hải ở bên trong đế tiên lại một lời nói ngâm nga đỏ tươi mái tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một luồng tiếp một luồng hóa thành trắng như tuyết còn có cái kia tuổi thọ cũng ở đây mấy cái trong nháy mắt ném đi vạn năm nhiều tại đây cái kia thọ nguyên vẫn còn tiếp tục sói mòn trông coi tốc độ đang không ngừng tăng nhanh. Cái này, triệu bân vừa vội rồi, bề bộn sợ điều động vĩnh hằng bản nguyên. Nhưng, không dùng được, mặc hắn thế nào thì pháp, cũng ngăn không được đế tiên thọ nguyên khô kiệt, chiếu như vậy xuống, cần gì một nén nhang, tiên đình nữ quân liền sẽ táng tại trong năm tháng. Cái này cắn trả, cũng thật là bá đạo, lục thiên thần tướng cao mày nói. Cắn trả là tiểu, linh hồn nàng tàn khuyết, lão ô quy lời nói ung dung muốn nói xem tối chân thiết đấy, vẫn là nữ vương, là nàng đánh giá thấp thời gian chi đạo, đến lúc này khác, mới biết đế tiên đã chết, bây giờ như vậy trạng thái, chỗ nào là đần đột, rõ ràng là hoạt tử nhân, tuổi thọ trôi qua, chỉ là tuế nguyệt chiếu quái tướng, làm cho người ta chưa phát hiện cho rằng, nàng còn sống. Như thế đủ loại, đều là do nàng ban tặng. Hôm đó, hai nàng cũng là đánh lên đầu, đều là chạy không chết không thôi đi đấy, nói nàng giết đế tiên, cũng không chút nào quá đáng. Lại một lần, nàng hiểu rõ tình là vật chi liền bởi vì nàng một câu xem triệu bân khó chịu đế tiên thực ta chịu cô này liều mạng nếu không phải yêu đến mức tận cùng như thế nào lại đánh bạc hết thảy mặc dù thành hòa tử nhân cũng không quên thủ hộ đây là muốn táng diệt a à, lão ô quy hít sâu một hơi nàng cái này trạng thái đồng tu thời không lục thiên thần tướng lại hai mắt híp lại như không nhìn lầm mà nói tiên đình nữ quân đã chết nữa a à. tâm nhi triệu bân con người đỏ lên không muốn sống thúc dục bản nguyên. Nguyệt Thần Đâu Nữ Vương hỏi, như thế gian này còn có ai có thể đem đế tiên kéo trở về, nàng có thể nghĩ đến đấy, chỉ có cửu thế thần thoại, nàng cần một tôn tu luân hồi đại thần trợ lực mới có hy vọng phục sinh đế tiên. Đi tìm ta kiếp trước rồi, Triệu Bân không giấu giếm. Cái này, cái này cũng được Lục Thiên Thần tướng kinh sợ một chút. Có thể tu ra cửu thế thần, ngươi cho rằng đùa giỡn lão ô quy nói. Nữ vương thì không nửa phần kinh ngạc đã từng là thiên đạo, thủ đoạn là thông thiên. Tú Nhi, Triệu Bân đã bế con mắt, cực tấn kêu gọi Nguyệt Thần. Bao nhiêu lần, Nguyệt Thần lần thứ nhất có đáp lại, có thể vượt luân hồi nghe được kêu gọi, nếu không phải khẩn cấp sự tình, Triệu Bân ngữ khí, sẽ không như vậy vội vàng. Phút chốc, Triệu Bân trên người nở rộ rồi luân hồi chi quang. Tùy theo, liền thấy một đạo bóng hình xinh đẹp, từ trong cơ thể hắn đi ra. Đúng là Nguyệt Thần, vẫn là một thân đồ hóa trang, vẫn là như vậy tựa như ảo mộng. Nàng hiền hóa, để cho lão ô quy cùng lục thiên thần tướng, đều tâm cảnh thẳng run. Lúc này, liên triệu bân đều tâm thần hoảng hốt rồi, thậm chí không để ý nhi, tựa như theo nguyệt thần trên người, trông thấy cái khác bát đạo nhân ảnh, thật là là của nàng trước bát thế luân hồi, tại đây chớp mắt trong nháy mắt, kinh hồng vừa hiện. Lúc này mới có năm đó bộ dạng. Nữ vương lẩm bẩm lời nói, trong mắt còn có một tia kiêng kỵ. Nhưng, nàng không phải kiêng kỵ nguyệt thần từng là thiên đạo, là kiêng kỵ cái này tôn thần, có thể đem luân hồi, tu đến như vậy tình trạng, nàng chân thân như là hoàn toàn trở lại, cái kia thế gian này, ngoại trừ thượng thương, liền không người có thể chân chính tướng nàng giết chết. Nguyệt thần không nói, chỉ nhìn đế tiên. Cái kia thần sắc cũng như lục thiên nữ vương, tiếu mi hơi nhíu. Nữ vương có thể nhìn ra đấy, nàng lại làm sao nhìn không ra. Đế tiên đã chết, này đây tuế nguyệt hình thái còn sống mà sát nàng giả, đang ở trước mắt. Thật không hổ là tu thời không đại thần, không ngờ theo vạn cổ trước, sát hồi rồi thời đại này, hơn nữa, lột sắc cực tấn viên mãn, không có như vậy nội tình, nàng cũng diệt không được tiên đình nữ quân. Trước tạm cứu nàng, nữ vương khẽ nói, nguyệt thần không lời thừa, luân hồi pháp tắc đã xuất. Đừng nói, có nàng trợ lực, đế tiên tuổi thọ sói mòn, thật liền ngừng lại, còn có nàng cái kia diệt phong tuế nguyệt trường hà, cũng bởi đó chậm rãi cải tạo. Hô. lão ô quy thở dài một hơi, may mà cửu thế thần thoại cùng lục thiên nữ vương hôm nay đều tại cái này nếu không đúng dịp thiếu một cái đế tiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ tiếp nàng trở về nguyệt thần đưa tay mở ra rồi một cái luân hồi đại đạo triệu bân nghĩ cũng không nghĩ một bước bước lên trên người còn có thời không chi lực thông thả đó là nữ vương pháp tác gia trì không có như vậy lực lượng đi liền về không được đa tài đa nghệ a à. lão ô quy nhìn nhìn nguyệt thần lại xem xét nữ vương ai nói nữ tử không bằng nam cái này lưỡng nương môn nhi liền kinh khủng nói chuyện không đâu nếu không phải nữ vương gặp cấm kỵ hạn chế nguyệt thần chân thân không hoàn chỉnh hai nàng nhất định càng cường một cái chiến qua vĩnh hằng thủy tổ một cái trải qua quá lên thiên đạo ai có thể yếu đi người nào sẽ không đi ném đi a à? lục thiên thần tướng xem thì là luân hồi đại đạo là đưa mắt nhìn triệu bân càng lúc càng xa đấy như rút đi thời gian biến mất tại phần cuối giết nàng, vì cái gì lại cứu nàng? Nguyệt thần đột nhiên một câu. Hoàn lương rồi quá, nữ vương đáp lời, tặc mẹ nó có học vấn. chương 2079, Tuế Nguyệt Niết Bàn. Siêu, triệu bân lại hiện thân, đã là một phiến hỗn độn thế giới, mông lung. Hắn không biết đây là đâu, chỉ biết tại đây tìm được đế tiên, liền có thể cứu vợ hắn. Tâm nhi, hắn gào thét, là phát ra từ linh hồn kêu gọi. Không ai đáp lại, toàn bộ thế giới đều tính dọa người. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được đẩy ra từng tầng một mê mù, một đường tìm một cái đường hô. Thời gian lâu dài, mới thấy thần quang tung bay, đó là tuế nguyệt chi quang. Có thể, tuế nguyệt như mộng, hắn muốn chạm đến, lại mong muốn không thể liền. Tụ, hắn một bước đứng lại, một tay bấm niệm pháp quyết. Chợt, liền thấy luân hồi pháp tác hiển hóa. Tới chẳng phân biệt được trước sau đấy, chính là nữ vương thời không chi lực hai loại lực lượng xen lẫn diễn thành rồi một vòng lộng lẫy thái dương. Đến dương quang phổ chiếu, hỗn độn dần dần tản đi, tung bay thời gian thì tại dung hợp, tụ ra một đóa thanh liên, nụ hoa chớm nở, mà đế tiên, liền ở trong đó. Liền ngươi rồi. Triệu bân vừa xảy bước qua hư vô, cầm thanh liên liền đi. Nhưng, hỗn độn tái hiện, liền thời không luân hồi đều chiếu không tiêu tan. Trưa nay, còn có lôi đình thiểm điện, mỗi một đạo đều hủy thiên diệt địa trên thực tế cái kia cũng không phải lôi đình thiểm điện mà là cấm kỵ một loại quỷ dị ngoại tướng đúng chính là cấm kỵ nghịch thiên đoạt mệnh cái này vốn chính là xấu quy củ đấy phốc giặc giặc triệu công tử bị chém rồi trực tiếp bị cấm kỵ chi lực hủy đi khí lực hỗn độn rồi nhuốm máu càng là nồng hậu dày đặc càng nhiều lôi đình thiểm điện bay múa diệt ngoại giới tinh không nguyệt thần cùng nữ vương đều là nhất tự khẽ quát vẫn là luân hồi cùng thời không pháp tắc, như lạc ấn khắc vào hư vô. Đại thần chính là đại thần, liên thủ đối kháng cấm kỵ, sừng sốt mở ra rồi một con đường, còn lấy thời không cùng luân hồi, tại triệu bân trên người, tạo một bộ áo giáp. Cái này áo giáp tặc kháng đánh, xét đánh chi, lại chỉ đụng ra một phiến ánh lửa. Cũng phải thiệt thòi có áo giáp, chậm thêm vài trong nháy mắt, triệu bân cũng không cần trở lại. Kết minh tốt, lão ô quy không khỏi cất tay, lưng eo rất cái kêu là một cái thẳng tắp. Lời giống vậy, lục thiên thần đem cũng cần nhận một lần, cùng triệu bân kết minh, chính là cùng nguyệt thần kết minh, này nương môn nhi không chỉ danh hào vang dội, chiến lực cũng cường khủng bố, thật như đỉnh phong đối với đỉnh phong, nhà hắn nữ vương cũng không phải cái kia đối thủ. Cho nên nói, liên thủ gây sự tình, kệ con mẹ hắn chứ táng hải. Nói đến táng hải, tự giải phong, không biết bao nhiêu đại thần hạ giới. Lúc này, đều tụ tại thần Minh Hải, vẫn còn oanh đại đạo thiên cục, Trước thay bọn ngươi mặc niệm cái buồn bã. Tiên giới chúa tể là một cái hiểu chuyện nhi người, kết cục đều cho người nghĩ kỹ. Chí cao truyền thừa cũng chia mạnh yếu, chỉnh đốn táng hải so chỉnh đốn thần khư đơn giản nhiều hơn. Trở lại, không biết nơi nào phút chốc, Lục Thiên thần tướng cùng lão Ô Quy gào to rồi một tiếng. Dứt lời, liền thấy huyết cốt đầm đìa triệu bân, từ luân hồi đại đạo mà đến. Theo hắn một đạo đến đấy, còn có kinh khủng cấm kỵ chi lực, như đao cũng như kiếm ở phía sau đuổi theo hắn chém, đem trên người hắn áo giáp, bổ từng khúc băng liệt. Định, nữ vương nhàn nhạt nhất tự, lấy thời không chi lực, đứng vững rồi cấm kỵ. Nguyệt thần thì đưa tay, lấy luân hồi tiếp dẫn, cưỡng ép đoạt lại rồi triệu bân. Bị đoạt hồi đáp, còn có cái kia gốc thanh liên, đã vào đế tiên thể nội. Trong khoảnh khắc, đế tiên khí lực thần quang sông tiêu, cho thiên khung đụng phải cái đại lỗ thùng. Tuế Nguyệt Trường Hà tùy theo cuồn cuộn, Cô tận thời gian, bay múa trong đó. Sau đó, chính là tam xích thanh liên, như cắm dễ tuế nguyệt trường hà, ngạo nghễ nở rộ. Còn chưa xong, nàng tại lột xác, nói cho đúng, linh hồn của nàng tại hồi phục, tuế nguyệt đạo âm hưởng triệt. Cái này trong nháy mắt, 800 vạn trong tinh không, đều xuống nổi lên ánh sáng chi vũ. Đó là thời gian chi lực, đem minh mông tinh không, nhiễm như mộng cảnh bình thường. Một kiếp nhất tạo hóa ha, lão ô quỳ duỗi tay, tiếc một luồng thời gian, nó là sống động đấy, hữu ý cảnh ẩn núp, cũng có nói uẩn sinh sôi. Ta mà chết một lần, có thể đem ta lôi trở lại không? Lục thiên thần tướng ha ha cười một tiếng, hỏi chính là nữ vương cùng Nguyệt thần, cái này hai bàn tay đoạn quá nghịch thiên. Nguyệt thần không nói, lục thiên nữ vương cũng dứt khoát không có phản ứng đến hắn. Chết, có rất nhiều chủng kiểu chết, không phải loại nào cũng có thể phục sinh. Như đế tiên, chỉ cần tuế Nguyệt không tiêu tan, liền có hy vọng đoạt lại đáng chết. Tà ma thiên khản giọng phẫn nộ gào thét, như phát điên cuồng bình thường. Nói cho cùng, táng thần đỉnh bị đoạt, lục thiên nữ vương lột xác, tiên đình nữ quân niết bàn, đều là bởi vì hắn, bởi vì hắn ứng kiếp nhập thế, mới có cái này một loạt nhân quả, lúc này, hắn thậm chí nghĩ cho tự thân đến phong hào rồi, đưa tiền tài đồng tử. Bên này, triệu bân đã qua đi, vòng quanh đế tiên, qua lại xoay quanh. Ân, là hắn nhà nàng dâu, đang tiến hành một trận đại niết bàn nhất trực quan đấy, chính là cái kia tu vi, đã trở về đế thần cảnh. Còn có cái kia uy áp, cũng ở đây mấy cái trong nháy mắt, bỗng nhiên kéo lên. O, O, N, G. Táng thần đỉnh O, O, N, G run rẩy đúng là không trải qua triệu hoán bay tới. Nó như cái xảo quyệt đứa con, tại đế tiên bên cạnh thân chạy tới chạy lui. Nó là tới đón nhận tẩy lễ đấy, tiếp nhận tuế nguyệt tẩy lễ, ngâm thời gian chi vũ, mơ hồ thần trí, lại rõ ràng không thiếu, ông 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 run rẩy không ngừng. Rất tốt, triệu bân sờ lên cái cằm, cao thấp khoảng chừng quét lượng táng thần đỉnh. Lão ô quy không có lửa gạt hắn, thần đỉnh bệnh, đế tiên sợ là thật có thể trị. Vẹn vẹn thời gian chi vũ, liền có như thế công hiệu, nếu là đế tiên chủ động thi pháp, nhất định tốt hơn sử dụng, khí linh như thanh minh, có thể sử dụng ra lực lượng mạnh nhất. Chờ đợi nàng lột xác hoàn thành, có thể đi thần giới đi dạo. Nữ vương nói rằng, táng hải ta đã nhiều năm không đi nguyệt thần nhìn thoáng qua hồng hoang đại lục tựa như có thể cách vô tận hư vô trông thấy thần minh hải đầy trời thần ma nữ vương cùng táng hải có cừu nàng làm sao không phải vậy có người liên thủ vậy thì một khối đánh quá chờ đợi thu con mắt nàng mới lướt nhẹ qua tay gọi đến rồi thái vũ cung tất cả đều sở trường táng thần đỉnh bệnh nàng trị không được nhưng đế phong bệnh nàng có thể trị đã là thiên đạo tạo tổn thương Vậy liền thiên đạo chị, dù là nàng là đã từng là thiên đạo. Chị, nói chị liền chị. Nàng lấy đại thần thông, mở ra rồi kỳ dị thần lực, đốt thành rồi liệt diễm. Lão ô quy thấy chi, ánh mắt sáng như tuyết, lục thiên thần tướng nhìn, lông mi trao lên. Nguyệt thần chính là nguyệt thần, không phải thượng thương, có thể động thiên đạo chi lực. Tuy nhiên, thiên đạo chi lực không là thuần phí đấy, nhưng chữa bệnh hoàn toàn đủ dùng. Tại bọn hắn nhìn nhìn xem, đế phong hồn phách bị liệt diếm lung chiều. Mục nát hóa thần kỳ, hắn chi thiên đạo tổn thương, lại tại chậm rãi khép lại. Nữ vương cũng không nhàn dỗi, bắn ra một luồng thần quang, làm thức tỉnh đế phong. Chữa bệnh sao, trong ngoài đồng tiến mới nhanh, không có gì môn đạo, vận chuyển tâm pháp là tốt rồi. Đa tả, đế phong tỉnh lúc, con người rất là đục ngầu, một câu cũng khàn khàn không chịu nổi. Cửu thế thần thoại, hắn tự nhận ra, lục thiên vương, hắn không có quên mất còn có bọn ta. Lão ô quy cùng lục thiên thần tướng tự đến quen thuộc, cười ha hả gom góp đến. Thái vũ đệ nhất thần tướng A, cốt hóa cấp nhân vật, cũng là thần tượng của bọn hắn. Đế phong chỉ cười một tiếng, nên là hắn bối phận rất cao, chưa có gặp qua hai vị này. Thái vũ đâu? Gọi thẳng chí cao thần tục danh, nguyệt thần gọi còn rất thuận miệng. Lời này vừa nói ra, lão ô quy cùng lục thiên thần đem đều nhíu lấy mi. Thế nào cái ý tứ, vạn cổ lúc trước tôn trí cao thần, vẫn mẹ nó còn sống sao. Nữ vương so với hắn lưỡng bình tĩnh, hoang thần không phong thiên đạo, không có nghĩa là liền táng diệt. Chỉ biết đi vũ ngoại, đế phong không giấu giếm. Audio điện tử võ tấn bền chương 2080, chuẩn hoang cấp chìa khóa Chẳng biết lúc nào, đế tiên mới mở con mắt, thời gian giải đầy rồi tinh không. Một kiếp nhất tạo hóa, niết bàn sau nàng, đã vượt qua xa ngày xưa có thể so sánh. Tu vi không là vấn đề, chỉ cần linh hồn trở lại, cái gì cũng không phải sự tình. Tâm nhi, là ta. Đế tiên ôn nhu cười một tiếng, theo con mắt vẫn nhìn về phía nữ vương. Cái nhìn này có thể khủng khiếp, tinh không tức thì choáng rồi băng xương. Muốn đánh, tùy thời phụng bồi. Nữ vương nhạt nói, nhưng tự tin có vẻ không đủ. Nguyệt thần khoảng cách nàng gần nhất, nghe cũng tối chân thiết nàng trong trí nhớ lục thiên nữ vương, là cường thế cao ngạo, dù là đối địch vĩnh hằng thủy tổ, cũng không sợ quá nửa phân, mà nay, lại bị đế tiên đẻ ép khi thế. Có việc, nhất định là có chuyện, sợ cũng nên có sợ đạo lý A. À. Chúng ta, dĩ nhiên kết minh, lục thiên thần tướng lời nói ung dung. Ân, nàng còn giúp chị cho ngươi rồi bệnh, lão ô quy ha ha cười một tiếng. Đế tiên không nói, lại xem triệu bân. Ta, đã giúp ngươi xuất hiện khí thế. Triệu công tử lời này, nói nghiêm trang. Tiên giới chúa tể nghe, không hiểu muốn bật cười. Là vì hả giận, sợ không phải chỉ hóa phàm lúc, ngủ phục rồi lục thiên nữ vương. Cho nên nói, chiến tranh niên đại, tuyển tướng rất trọng yếu, chỉ cần địch quân ra nữ bối phận, để cho họ triệu đi là được rồi, đánh không lại không sao, biết cùng cải trắng là được. Đế tiên cuối cùng tản sát ý, chuyên tâm cho táng thần đỉnh chữa bệnh. Kết minh rồi sao? còn có đại ân cứu mạng nàng đến lấy đại cục làm trọng nàng dâu mệt không triệu bân liền không phải bình thường hiểu chuyện rồi lại bưng trà lại rót nước lại nắn vai lại đấm lưng cái kia cười ha hả thần thái không đáng nói cần ăn đòn nhưng mặc cho ai nhìn đều không hiểu tay ngứa ngáy lão ô quy không có gì lục thiên thần tướng không có cái gì ở nhà nam nhân tốt sao đều đau lòng nàng dâu chủ ngược lại nữ vương không biết là phát hỏa vẫn là ghen xem triệu bân ánh mắt nhi, không nói ra được liếc xéo, muốn nói vợ cả đãi ngộ, thật là tốt ha. Ô, ô, n, g. Đế tiên chính là đế tiên, không quá nửa ngày, liền trị táng thần đỉnh. Nói chữa cho tốt, cũng không xác thực, chỉ có thể nói, nó trong thời gian ngắn sẽ không đần đột, bởi vì này khẩu đỉnh, bệnh căn tại kỳ chủ người, cũng chính là vĩnh hằng thủy tổ. Oanh, đại đỉnh ô, ô, n, g run rẩy nghiền tinh không đổ sụp, trí cao thần uy phách liệt cái này mới có trí cao thần khí bộ dạng, lão ô quy cười nói. Không sai, triệu công tử trực tiếp thượng thủ rồi, một cái kình phong vút ve. Lần này, táng thần đỉnh không còn mâu thuẫn, thỉnh thoảng đấy, vẫn cọ nhất cọ triệu bân. So sánh với nó, thái vũ cung liền có phần lộ ra yên lặng, duyên cớ bởi vì khí linh đã diệt. Mở, nguyệt thần, đế tiên cùng nữ vương, hợp lực chống đỡ ra một tòa quang môn. Cái này, là một cái thông đạo riêng biệt, đi vào, có thể nối thẳng thần giới đi chúng nhân một bước bước vào theo quang môn biến mất tại tiên giới liên minh sao cái thứ nhất chỉnh đốn tất nhiên cùng trung địch nhân có thể nhìn thấy kiếp trước của ta rồi triệu công tử chọc chọc nguyệt thần lời này vừa nói ra không chỉ lão ô quy cùng lục thiên thần tướng liền đế tiên cùng nữ vương đều nhìn lại có phần muốn biết triệu bân kiếp trước là thần thánh phương nào gặp được nguyệt thần cười một tiếng là ai Triệu bân ánh mắt dạng dỡ. Nghịch thiên thần, nguyệt thần ung dung nói. Thế nào vẫn thừa nước đục thả câu đâu. Lão ô quy một tiếng ho khan, lục thiên thần tướng lúc này cũng có chút mặt hắc. Đế tiên cùng nữ vương dù chưa ngôn ngữ, nhưng Mỹ mâu thâm thúy, có thể bị cử thế thần thoại, xưng chi nghịch thiên, tuyệt không phải tam lưu nhân vật, khó tránh khỏi, các nàng đều nhận ra. Triệu bân thì ước lượng rồi tay, chưa phát hiện nhớ lại rồi vĩnh hằng đạo thể. Hắn vô cùng đích xác định, vĩnh hằng đạo thể không phải của hắn hóa thân hắn có như vậy một loại suy đoán vĩnh hằng đạo thể chính là hắn kiếp trước hóa thân theo linh nhập thế cái chủng loại kia chỉ bất quá phủ đầy bụi nhiều năm ở thời đại này giải phong thật vừa đúng lúc bị hắn gặp được ngộ đem hắn nhận làm bổn tôn mấy người lại hiện thân đã là thần giới một phiến tinh không triệu bân bọn họ còn tốt trước đó không lâu mới vừa lên đến sóng qua lục thiên nữ vương cùng lục thiên thần tướng tâm cảnh cũng có chút hốt hoảng rồi trở lại trốn cũ khó tránh khỏi hoài niệm đó là một đoạn nhuốm máu mà tranh vanh tuế nguyệt năm trước còn có thể thoảng qua thần nhi sao lão ô quy ngáp lên lục thiên nữ vương tiên phong thu thần tiện tay đem tà ma thiên cho ném đi ra tới một đạo bị ném ra đấy còn có một tọa khắc đầy thần văn cổ xưa tế đàn lên đi ngươi lục thiên thần tướng có phần thô lỗ một cước đem tà ma thiên đạp lên rồi tế đàn mà nữ vương thì một tay bấm véo ấn quyết Thi triển một môn cấm kỵ thần thông. Theo hắn ấn quyết định dạng, tà ma thiên khí lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, từng tấc một mục nát, tuy nhiên không đau, nhưng hắn tiếng kêu rên rất đúng thê lương. Đây là làm chi? Triệu Bân nhìn nhìn Đế Tiên cùng Nguyệt Thần. Định vị, không chờ hai người nói, liền nghe lão Ô Quy mở miệng. Hao tổn chuẩn hoang thần định vị Triệu Bân nghe chính là lông mi trao lên. Không như vậy chỉnh, cũng tìm không được Táng Hải a. À. Không thể a. À tìm cấm khu như thế tốn sức người đây liền không hiểu a à. lão ô quy tiện tay cầm bầu rượu đổ một cái mới lên tiếng táng hải cũng không so cái khác cấm khu nhất sở trường ẩn núp trí cao thần khí đều không thể truy tung cần đến lục thiên nhất mạch thiên phú thần thông lấy hiến tế chuẩn hoang thần định vị hơn nữa bình thường chuẩn hoang thần còn không được muốn chính là tà ma thiên loại này huyết mạch dị thường đặc thù khó trách nữ vương nói hắn là chìa khóa triệu bân trong lòng thầm nhú cuối cùng đã hiểu tại hắn nhìn nhìn xem, trên tế đàn tà ma thiên, tại kêu rên trong táng diệt. Hắn chết cực kỳ phiền muộn, tốt xấu là đính thiên đại thần, lại bị hiến tế rồi. Hắn mặc dù chết rồi, lại có một đạo thần quang sông lên trời, diễn thành rồi một bộ tinh không đồ. Ngược lại biết tìm địa phương. Lục thiên nữ vương vung rồi ống tay áo, mang theo lục thiên thần tướng biến mất. Đế tiên cùng nguyệt thần cũng như thế, mang theo rồi triệu bân cùng lão ô quy. Có đại thần mở ra con đường, so vực môn dễ dùng nhiều hơn. Như triệu công tử, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, trong nháy mắt liền đến. Cách đó không xa, chính là một khỏa tính mịch tinh thần, nhiều thiên thạch vần quanh. Trưa nay, chính là một cái cổ xưa tinh hà, quang huy lộng lẫy trói mắt. Xác định là cái này lão ô quy trái nhìn nhìn phải, cũng chưa thấy manh mối. Tinh không đồ chỉ dẫn, nên sẽ không phân biệt, triệu công tử cũng ở đây dòm ngó. Trực tiếp nhất đấy, vẫn là nữ vương, nhất kiếm liền bổ tới. Nhưng, nàng đánh giá thấp táng hải phòng ngự, nhất kích cũng không phá vỡ. Không sao, Nguyệt thần cùng đế tiên đã hợp lực thúc giục táng thần đình. Đại đình một tiếng run rẩy hủy diệt trí cao thần uy cường thế hồi phục. Cái này dễ dùng, đem cái kia tính mịch cổ tinh, trực tiếp oanh rồi cái bạo diệt. Đá vụn văng tung tóe ở bên trong, có một phiến minh mông đại thế giới tại tinh không hiển hóa, chính là một phiến thương hải, phạm vi chừng hơn 800 vạn dặm, trong đó, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hòn đảo trải rộng, rất nhiều tiên sơn cùng cung điện trôi nổi, tựa như nhân gian tiên cảnh. Cái này, chính là táng hải, nhất mạch hàng thật giá thật chí cao truyền thừa. Mặc dù suy tàn rồi, nó dưới đáy uẩn căn cơ, vẫn như cú cường hãn vô cùng. Người nào hét to âm thanh tùy theo vang vọng, hải trong có như mọc thành phiến thần quang trùng thiên. Đại gia ngươi, gia gia của ngươi, ngươi tổ tông, lục thiên thần tướng thứ nhất, lão ô quy thứ hai, triệu công tử đệ tam. Ba cái đùa bức như ăn thuốc súng, một cái so một cái gào thét vang dội Bối phận cái gì đều không trọng yếu, quan trọng là. Như bức hò hét khí thế. Huyền vũ, vĩnh hằng thể, lục thiên thần tướng. Thấy người đến, tám hải chúng thần đều là sướng sờ, không nghĩ tới là cái này ba. Nguyên nhân chính là là cái này ba, bọn họ mới nghi hoặc Triệu Bân không phải tại trí tôn thành lão ô quy không phải chết rồi lục thiên thần tướng không phải từ lúc vạn cổ trước đã táng diệt còn có, bọn họ là thế nào tìm được cái này, kèm theo dẫn đường. Thật có lỗi, nóng dần lên, khỏi bệnh rồi sẽ mau chóng bổ canh. chương 2081, Đại Náo Táng Hải Thật can đảm, Táng Hải một tôn lão thần cười lạnh, vung kiếm chỉ phía xa thiên khung, bắt sống đấy. Ra lệnh, liền thấy một đạo mũi tên dài vắt ngang cửu tiêu, uy lực tồi khô lạp hủ. Ra tay chi nhân, đúng là đế tiên, sử dụng đúng là hoang thần binh thái vô cung. Phốc, huyết quang hiện ra, táng hải lão thần bị một mũi tên xuyên thủng rồi đầu lâu. Hàng thật giá thật tuyệt sát, nguyên thần chân thân cũng trong khoảnh khắc bị hủy. Làm sao có thể? Táng hải lão thần trước khi chết con mắt, đều là nổi bật đấy, khó có thể tin. Cái này mẹ nó là hắn táng hải địa bàn A, hắn cái này tôn chuẩn hoang thần lại bị miểu sát rồi. Cái này, tám hải chúng thần cũng run sợ, người nào mạnh mẽ như vậy, một mũi tên diệt chuẩn hoang. Chưa kịp phản ứng, liền thấy thương không rung động, một cái ngoài thiên hà thêm hai mảnh hải, từ thiên bao phủ mà đến, đúng là tuế nguyệt trường hà, luân hồi chi hải cùng thời không chi hải, vẻn vẹn chỉ vừa đối mặt, liền thôn diệt rồi tám hải trên bàn chân trăm tôn thần. Tiên đình nữ quân, cửu thế thần thoại, lục thiên nữ vương, toàn bộ tám hải đều là kinh dị thanh âm, như thế nào không nhận biết cái kia tam tôn thần đế tiên cùng nguyệt thần đã như vậy rồi lục thiên nữ vương thế nào cũng còn sống nợ máu trả bằng máu nữ vương một câu băng lãnh cô quạch rút kiếm sát nhập vào táng hải đế tiên cùng nguyệt thần cũng không chậm ra tay chính là sát sinh đại thuật đến triệu bân mượn kiếp trước chi lực chiến lực tại trong nháy mắt tăng vọt lục thiên thần tướng thì chống đỡ ra dị tượng đánh vào rồi một hòn đảo lão ô quy tu vi thấp, khí thế hơi yếu, nhưng có táng thần đỉnh che chở. Mở trận, cầu viện, táng hải một tòa đại điện, truyền ra thao thiên hí uống. Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo hùng vũ bóng người sát ra. Đó là táng hải chi chủ, bổn đang ngủ say, bị oanh âm thanh thức tỉnh Chịu đi ra rồi, lục thiên nữ vương vượt thiên mà đến, nhất kiếm vẽ ra rồi một đạo tinh hà. Táng hải chi chủ nửa phần không sợ, trưởng như thần đao, chém đứt rồi càn khôn. Hai người một trước một sau, chiến vào thương miểu, đánh chính là long trời lở đất. Đi ngươi, ở chỗ sâu trong một hòn đảo, triệu bân một trưởng nhấc lên một tòa đại điện. Lục thiên thần tướng thì vùng đao lăng thiên, đem chọn cái hòn đảo đều sinh bổ. Nhưng, hai người chọc rồi tổ ong vò vẽ, đáy biển có to lớn lực lượng quét sạch. Chăm chú như vậy nhất nhìn, mới biết là cửu đạo mơ hồ bóng người, cổ xưa thần bí, sát ra trong nháy mắt, liền chấn lật ra hai người, thần uy cường đại thái quá. Bọn họ, chính là táng hải cửu đại hộ pháp, đều là chuẩn hoang thần. Cái này chính là trí cao truyền thừa, mặc dù suy tàn, nội tình vẫn như cũ rất cường hãn. Thật quá sức a à. Triệu bân nhất tiếng kêu đau đớn, lục thiên thần tướng cũng là một bước lảo đảo. Không chờ hai người đứng vững, liền bị một cỗ lực lượng chuyển hướng về phía hắn phương hướng. Nguyệt thần đến rồi, tay cầm chu thần kiếm, ác chiến táng hải cửu đại hộ pháp thật cho là ngươi vẫn là năm đó nguyệt thần đệ nhất hộ pháp cười lạnh cái khác bát đại hộ pháp cũng đồng thời thôi thần khí nguyệt thần không sợ luân hồi pháp tắc như sấm cũng như điện bổ càn khôn hỗn loạn oanh phanh đông phương thương miểu cũng ánh lửa trùng thiên tuế nguyệt quang huy phổ chiếu đó là đế tiên một người nhất kiếm độc chiến táng hải bát đại tế ti thiên phạt lôi đình vạn quân triệu bân dơ lên cao đạo kiếm đưa tới ức vạn lôi đình từ thiên đánh xuống. Chợt, một hòn đảo liền bị đánh chìm, ở trên sinh linh không ai sống sót. Giống, Rồng ngâm âm thanh chợt nổi lên, một đầu ô hắc thần long từ ở chỗ sâu trong đánh tới. Đó là một đầu ma long, đế thần cảnh tu vi, khí lực khổng lồ như cự nhạc. Ta đến. Lão ô quy đầu treo táng thần đỉnh, thẳng đến cái đồ kia liền giết đi tới. Nhất long nhất huyền vũ, đều là bản thể, náo thương hải ba đảo vạn trường. Lục thiên thần tướng cái kia náo động tính càng lớn, tổ điện đều cho người sốc, lúc này, chính mang theo hắn thần đao, đầy trời đuổi giết táng hải chúng thần, cũng đúng, hắn cũng là đính thiên đại thần, ngoại trừ cấm khu chi chủ, cửu đại hộ pháp cùng bát đại tế ti, vì hôm nay tại táng hải thần, không có một cái là đối thủ của hắn. Diệt, triệu bân một trường ngang trời, đem một tôn lão thần minh, phách thành rồi bùn máu. Hắn như kiểu quỷ mị hư vô đi qua, thuận tay, vẫn bắt đi rồi thần minh bảo vật. Đại chiến cùng càn quét hai không lầm, hắn đoạn đường này đánh tới, chính là như vậy làm. Triệu Bân đến chiến, phương tây hư vô có chấn thiên tiếng quát, có nhất thanh niên đạp không mà đến. Đó là táng hải thần tử, cùng thần khư chi chủ, địa ngục chi chủ một cái bối phận. Tu vi sao, hàng thật giá thật đế thần, hơn nữa huyết mạch cực kỳ bá đạo. Nhìn cái kia một đầu tóc dài màu vàng kim, mỗi một luồng đều có thiểm điện xé rách, cái này đáng giá triệu bân quét sạch sát khí vừa xài bước thiên mà đến Chân áp táng hải thần tử người còn chưa tới liền tế ra một mặt thần kính thần kính rất bất phàm quang mang vạn đạo phổ chiếu thiên địa cũng là hủy diệt thiên địa a à, triệu bân đầu cứng rắn nghênh không đụng phải cái ngay ngắn bị chấn lộn nhào chờ đợi nhìn lên mới biết cái kia quỷ dị thần kính đúng là một tôn hoang thần binh a à không đúng là tàn phá hoang thần binh mặt kính một nửa là sau bổ sung đấy dù vậy, cũng bá đạo vô cùng, suýt nữa hủy hắn thần khu. o ô, n, g. Thần quang trời giáng, thái vũ cung từ thương miểu mà đến, sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Đều là không hoàn chỉnh trí cao thần khí, nó cả hai, vẫn là không chia trên dưới đấy. Phong, tán hải thần tử vung tay vung lên, thần kính quét ra hủy diệt quang mang. Phong ta, triệu công tử cười lạnh, một cái đại đập bia tay vung mạnh tới. Này nhất kích, có thái vô cùng gia trì, trưởng uy to lớn hào hùng. Thần kính không phải kháng đánh, đã trúng một trường, quang mang diệt vong không thiếu. Tiền bối, hắn cái này thân thể ngươi rất là ưa thích. Triệu bân truyền âm nói. Rất tốt, đế phong có đáp lời, hồn phách cần một cỗ thân thể dung thân. Táng hải thần tử nhục thân liền không tệ lắm, hắn không kén ăn, chấp nhận lấy dùng quá. Chờ đợi nơi nào ngày hắn cải tạo nguyên thần, còn có thể dùng nó, tạo ra năm đó thần khu. Được rồi. Triệu bân đánh vào rồi cửu tiêu, nhất kiếm chém đứt rồi thiên khung. Táng hải thần tử hư lạnh, vô tận lôi quang từ thiên chém xuống. Đồng nhất trong nháy mắt, hắn lại thi bí pháp, diễn xuất rồi một vòng thái dương. Phá. Triệu bân tế ra quy thiên cửu kiếm, đem lôi quang đều chảm diệt. Tùy theo, chính là vĩnh sinh vương tỏa, nhất kích đụng nát rồi thái dương. Thu. Táng hải thần tử hét to, lấy đại thần thông, đem triệu bân đã thu vào thần kính trong kính, tự thành một đại giới, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là thi sơn cùng huyết hải. Mà triệu bân, liền bị vây ở bên trong, gặp trí cao thần uy, khí huyết băng diệt. Tốt một mặt thần kính, triệu bân ánh mắt như đuốc, từ trong cơ thể nộ lấy ra thái vô cung. Thấy hắn dương cung cải tên, một mũi tên bắn thủng trong kính đại thế giới. Phốc, táng hải thần tử phun máu, đã trúng thần kính cắn trả, nguyên thần gặp trọng thương. Triệu bân tận dụng mọi thứ, một cái đại la thiên thủ, đem đè xuống cửu thiên. Sát, tám hải thần tử phẫn nộ gào thét, thân dung rồi thần kính, cưỡng ép phá trưởng uy. Hắn biến hình thái, tóc vàng thành huyết tóc, vẫn có dị tượng đại giới tạo ra. Không dùng được, triệu bân mở kim thân, từ thiên mà đến, một cước đạp sụp đại thế giới. Tám hải thần tử lại bị chém, lại gặp cắn trả, lão huyết phun khí phách chắc lậu. Hắn cho là hắn rất hành, bằng tàn phá hoang thần binh, có thể nhẹ nhõm chân áp triệu bân, không ngờ, đối phương cũng có trí cao thần khí, hơn nữa, vẫn là thái vũ cung. Còn có gì dựa vào? Triệu bân liền mở tang thần chung cùng táng thế quan, một trái một phải từ thiên nện xuống. Còn có thần long nhị khí, cũng như đao và kiếm, công phà tồi khô lạc hủ cường. chương 2082, Hợp lực bắt. Phốc, sạc sạc, táng hải thần tử đẫm máu, nhưng cũng chỉ là đẫm máu, không quá nhiều trở ngại gia hỏa này thật kháng đánh a à. triệu bân dù chưa ngôn ngữ thần thái đại biểu hết thảy tự nhiên chân chính kháng đánh đấy không phải táng hải thần tử mà là cái kia thần kính hoang thần binh dù tàn phá cũng phòng ngự vô cùng hơn phân nửa tổn thương đều là nó tại khiêng người nào đem cái đồ vật này tu tốt đấy đế phong thầm nói tiền bối nhận ra này thần kính triệu bân thuận miệng hỏi một câu hoang thiên kính năm đó ta làm đánh nát đấy đế phong tùy ý nói Người nói vô tâm người nghe hữu ý, triệu bân kinh phải cẩn thận gan không khỏi run lên. Chí cao thần khí A, à, không phải chí cao thần không được phá hủy, thái vũ thần tướng như thế sâu. Triệu bân, người đáng chết. Táng hải thần tử tức giận, tế ra thọ nguyên, đổi lấy cường đại thần lực. Thấy hắn chắp tay trước ngực, sau lưng có một đạo cổ xưa bóng người ầm ầm hiển hóa. Tuy là hư ảo, có thể bóng người kia lại nguy nga như núi cao, uy áp to lớn hào hùng, khí tràng sông tới cửu thiên thập địa, liền thái vũ cung, đều ông ông thẳng run rồi. a à, triệu bân một bước không có đứng vững, ngay tại chỗ bị đụng ngã lăn, thần khu suýt nữa tan vỡ. Trái lại táng hải thần tử, đến chống trời bóng người ra trì, khí thế trong nháy mắt bạo tăng. Người nào a à, triệu bân cưỡng ép định thân, khóe miệng còn có một vòi máu tươi lẫn tràn đầy. Nhưng, mặc hắn sức nhìn cùng tận, cũng thấy không rõ cái kia nhân chân dung. Táng hải thủy tổ, đế phong truyền âm nói, Khó trách, Triệu Bân nắm chặt thái vô cung, là hắn đánh giá thấp Táng Hải thần tử, có thể triệu hoán chí cao thần hư ảnh. Dù là chỉ là nhất đạo hư ảnh, cũng là bế nghế thiên địa đấy, uy áp vô tận. Chân áp, Táng Hải thần tử diện mạo dữ tợn, trong tay ấn quyết vì theo biến hóa. Dứt lời, liền thấy Táng Hải thủy tổ lấy tay, một trường từ thiên cái dưới, che trời giấu năm ngón tay, nghịch rối loạn càn khôn, đủ có thể hủy thiên diệt địa. Làm ta sợ Triệu Bân Oanh một bước đứng vững thân hình, cực tấn thúc dục thái vô cung. Hắn một cung đáp tam tiến, một cái vĩnh hằng bản nguyên, cái thứ hai kiếp trước chi lực, thứ ba chiến chi đạo, chờ đợi dương cung như trăng tròn, tam đạo phi tiến đồng thời bắn vào vân tiêu, lại đang trong khoảnh khắc, dung thành rồi một đạo, uy lực tồi khô lạp hù. Phanh, che trời đại thủ bị một mũi tên bắn ra cái đại lỗ thủng, trưởng uy diệt phong. táng hải thần tử kêu rên, liên đới hư ảnh, đều đạp một bước lui về phía sau không chờ cái kia thở một ngụm nhi, triệu bân phía sau liền có cửa môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vĩnh hằng nhất mạch tối cường công phạt, lực sát thương không chỉ bá đạo, cũng hủy thiên diệt địa, chỉ nhất kích liền oanh diệt táng hải thần tử triệu hoán thủy tổ hư ảnh. Phốc, táng hải thần tử lại gặp khắn trả, một cái lão huyết phun khí phách chắc lậu. Triệu bân thì thuấn thân giết tới, nhất kiếm đem nguyên thần, bổ ra rồi nhục thân. Đế phong cũng tự giác, tiện tay liền đem táng hải thần tử nhục thân cho lấy đi rồi diệt. Thừa dịp người bệnh muốn mạng người, triệu bân đuổi theo, lại là nhất kiếm. Chỉ là, cái này chém xuống một kiếm, tựa như đồng bổ vào sắt đá trên. Không phải táng hải thần tử nguyên thần cứng rắn, là cái kia hoang thiên kính tại thủ hộ hắn. Cũng đúng, dù sao cũng là hoang thần binh, dù nó là tàn phá, cũng cứng rắn vô cùng, có thể nói như vậy, có hoang thiên kính che chở, đế tiên giết hắn đều tốn sức. Bước ta mở đại, triệu bân vừa quát âm vang, cũng là mang theo thái vũ cung vung mạnh rồi đi lên. Vẫn là âm vang chi âm, dung tại táng hải thần tử nguyên thần trong hoang thiên kính, bị nhất kích nện bay ra, như một khỏa thiên thạch, hoành lật đến rồi lên chín từng mây, có lẽ quá nặng nặng, trong chốc lát liền áp sụp 10 vạn dặm trời cao. Cứu ta! Táng hải thần tử sợ rồi, kéo lấy tàn phá nguyên thần, phi thiên bỏ chạy. Hắn tốc độ là không chậm, thân pháp cũng không tầm thường, nhưng triệu bân tiến nhanh hơn. Lại là dương cung như trăng tròn, như lôi đình tiến, từ dưới hướng trên vắt ngang cửu thiên. Không, không không, táng hải thần tử gào rú, là phát ra từ linh hồn gào thét cùng kêu rên. Gào thét vang dội không có sâu dùng, khó thoát một mũi tên xuyên thủng, thỏa thỏa tuyệt sát. Cứu ta, Tán hải thần tử phía sau, còn có một âm thanh kêu rên. Đó là tán hải chi chủ, đã theo hư vô nện xuống đến. Đánh đơn độc chiến, quỷ mới biết được hắn đã trúng bao nhiêu hủy thiên diệt địa công phạt, nghiễm nhiên đã được nữ vương đánh không có người hình dáng, tựa như một cái nhuốm máu đống cát, nhập vào rồi thương hải ở bên trong, tạo nên một phiến đủ vạn trượng sóng biển. Một đường đi tốt, nữ vương từ thiên hạ xuống, một câu như trên thương tuyên án, băng lãnh cô quạnh. Nói đi là đi, táng hải chi chủ vừa rồi leo ra, liền bị nhất kiếm tuyệt sát, chết so táng hải thần tử vẫn phiền muộn, sau cùng hắn cũng là nhất mạch trí cao truyền thừa, đúng là tại bản thân địa bàn, bị một cái nương môn nhi tiêu diệt. Chanh diệt táng hải chi chủ, nữ vương lại rút kiếm thẳng hướng táng hải bát đại tế ti. Nàng đến lúc đó, đế tiên đang cùng chi đại chiến say xưa, linh hồn hồi phục rồi chính là cường, lấy đế thần tu vi, độc chiến bát đại chuẩn hoang, lại mảy may không rơi vào thế hạ phong. Oanh, phanh, vợ cả cùng tiểu tam lần thứ nhất liên thủ, vẫn rất có ăn ý đấy. Chờ đợi nữ vương tham chiến, liền liên tiếp có táng hải tế tự theo hư thiên rơi xuống. Chạy nơi nào chạy, Triệu bân tiếng quát chấn thiên, mang theo thái vô cung, đụng tới cái điểm danh. Thấy hắn như vậy dũng mãnh phi thường, chớ nói lão ô quy, đế phong cũng không khỏi kinh dị, tiểu tử này kiếp trước, cuối cùng thần thánh phương nào, vẹn vẹn mượn nhất bộ phận thần lực, tại đây giống như bá đạo, nếu là hoàn chỉnh không sứt mẻ, nên có nhiều đáng sợ. Tiểu tử, đến, hợp lực bắt lấy nó. Hư không một phương, lão ô quy hô kêu một tiếng. Không cần hắn nói, triệu bân cũng đã cầm theo cung đánh tới. Đến mức lão Ô Quy trong miệng nó, tất nhiên chỉ tàn phá Hoang Thiên Kính rồi, trước kia bị vung mạnh lật, liền trốn vào rồi hư vô, lúc này lại tự thân chạy đến rồi, mà lại linh trí không tầm thường, muốn giết hướng một phương, cho các hộ pháp trợ chiến. Lẽ ra, cầm chí cao thần khí cũng vô dụng, bởi vì làm căn bản luyện không hóa, còn phải phân ra ít nhất một tôn trí cao thần khí đến trấn áp, nhưng cái này Hoang Thiên Kính khác biệt, nó là tàn phá, so sánh với không xuất mẻ đấy, nó lại càng dễ chỉnh đốn. Đương nhiên tại đây dễ dàng, là đối với cửu thế thần thoại mà nói đấy, duyên cớ bởi vì toàn bộ thần triều, chỉ nàng mới có thể luyện hóa hoang thiên kính, vì cái gì nói như vậy lạc. Nàng từng vì thượng thương, có thần cấp treo, cũng chính là thiên đạo chi lực. Đụng nó, lão ô quy một tiếng gào to, thúc giục táng thần đỉnh. Đại đỉnh cũng hung hãn, nhất kích liền đụng ngã lăn rồi hoang thiên kính. Triệu bân sách cung mà đến, lại đem thần kính vung mạnh đã bay trở về. Phía sau một màn, vô pháp vô thiên rồi nhìn cái kia nhất đỉnh nhất huyền vũ một cung nhất triệu bân như tựa như đánh bóng chảy mà hoang thiên kính chính là cái kia cái cầu sửng sốt bị chỉnh có đến có hướng bang đương đương âm vang âm thanh như tựa như oanh lôi chấn sụp thành từng mảnh ngư thiên hoang thiên kính mỗi chịu một lần trọng kích quang mang liền ảm đạm một phần lúc đến lúc này khắc đã là lôi sấm to mưa nhỏ rất nhiều công phạt đều mất hủy diệt chi uy vẫn chạy Triệu Bân đón đầu lại là một cung, cho người hoang thiên kính đều đánh mơ hồ. Mơ hồ tốt, mơ hồ tốt chân áp, lão ô quy đã mở rộng đại đỉnh, đem thu đi vào, thời gian trong nháy mắt, vẫn thi triển hơn vạn phong ấn. Phong ấn cái gì đấy, đều không sao cả. Là quan trọng nhất, vẫn là táng thần đỉnh. Chỉ cần nó linh trí không đần đột, liền có thể vây khốn lấy hoang thiên kính ra không được. Không sứt mẻ trí cao thần khí, còn có thể ép không được một cái tàn phá hoang thần binh tách ra trưởng thành, đừng sóng. Triệu Bân lưu lại một lời nói, thẳng đến một phương đánh tới. Có trí cao thần khí nơi tay, đó là một mũi tên một cái. Lão ô quy tâm tình không tệ, cũng mang theo táng thần đỉnh, đại triển thần uy đi. Tu vi thấp không sao cả, có đỉnh này thủ hộ lấy, chuẩn hoang thần đều giết không chết hắn. Phía đông nam, trầm mặc thật lâu đế phong, đột nhiên truyền đến nhất lời. Nghe thấy chi, triệu bân quẹo thật nhanh ngoặt, thẳng đến đông nam. Trong lúc này, hắn vẫn nhìn sang hắn phương hướng, nữ vương cùng đế tiên liên thủ, sát bát đại tế ti quân lính tan giã, nguyệt thần mặc dù nhảy lên cửu, lại không rơi vào thế hạ phong, lục thiên thần tướng cũng là nghiêu bức hò hét, mang theo đao của hắn sát một đường chém một đường, dũng mãnh thần võ còn kém đến một câu, lão tử đệ nhất thiên hạ. chương 2083, Táng Hải Bảo Địa Oanh, Phanh, Thần Minh Hải, trước sau như một náo nhiệt, oanh âm thanh triệt tứ hải bát hoang từ nhìn về nơi xa xem, đâu còn nhìn đến gặp người ảnh, lọt vào trong tầm mắt đều là lôi đình cùng thiểm điện. Đầy trời thần ma bao quát cấm khu chi chủ, không một nghỉ ngơi, đều tại oanh kích. Cũng không dám nghỉ ngơi, khó tránh khỏi ngày nào đó, càng khôn áp chế lại chỉnh yêu thiêu thân. Cho nên nói, nên sớm không thích hợp buổi, mau chóng đem thần chiều hủy diệt, mới là vương đạo. Số xưa nay thần chiến, có thể tạo ra động tính như vậy đấy, là thật không nhiều khó được lớn như thế trận chiến, như vẫn diệt không được thần triều, đó mới vô nghĩa. Trăm vạn thần thạch, ta đổ thần triều bất diệt. Tam tôn thần khí, lão phu áp thần triều xóa tên. Muốn nói nhất chuyên nghiệp đấy, vẫn là quần chúng, đầy trời thần ma đánh bao lâu, bọn họ liền nhìn bao lâu, thật sự rảnh rỗi đến bị khùng, còn sẽ tụ tập nhi đánh bạc một ván, thậm chí vẫn bày quầy hàng, chỉnh cùng phiên trợ tựa như. Bình tĩnh, trí tôn trên tường thành, chỉnh tề một loạt, đều là ước lượng tay bóng người. Trước kia lo lắng không yên thủy thần, lúc này cũng ở đây thảnh thơi uống rượu. Hắn thần chiều cũng không phải là không người, trước đó không lâu, sư tổ đã truyền nói chuyện rồi, đi trước thần giới dạo chơi, đồng hành đấy, còn có nhà hắn tiểu sư thúc cùng tiên đình nữ quân, cái này không liền tới công việc sao. Bọn họ bảo vệ tốt đại đạo thiên cục là tốt rồi. Ân, âm vang âm thanh, táng hải thiên quân mãnh liệt ngừng, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn thiên là cầu viện tín hiệu, Nguyệt thần cùng đế tiên, giết tới bọn họ lão ra đi. Đáng chết, táng hải thiên quân bề bồn sợ bước ra, lấy trí cao thần khí, mở ra thông đạo. Theo hắn mà đến táng hải chúng thần, cũng dồn dập rút lui, nửa điểm không yếu kém. Lại rút lui chúng thần ma thấy chi, nhíu mày có, nhíu mày cũng có. Lại, vì cái gì nói lại, một hồi trước chính là cấm khu tập thể như xe bị tuột xích. Lần này, sợ không phải lão ra lại bị người đánh cắp đúng, Khẳng định như thế. Nhìn táng hải thiên quân suốt ruột phát hỏa như vậy, liền biết táng hải lão tổ gặp không may biến cố. Đánh, tiên tôn vừa quát âm vang, nửa phần muốn lùi ý tứ cũng không có. Còn có cái khác tứ đại cấm khu, cũng từng cái một vững như lão cầu. Ăn qua một lần thiệt thòi, bọn họ đến trước, từ lâu làm vạn toàn chuẩn bị, đến mức táng hải, mặc dù cũng vị trí cao truyền thừa, lại từ lâu không ở cấm khu một hàng rồi, mà nay bị người đánh cắp nhà là bọn hắn nội tình không tốt, chẳng trách người khác. Đây đều là tiểu tràng diện, không ngại bọn họ tấn công thần triều. Một câu, chỉ cần không đi trộm nhà của bọn hắn, tùy tiện trình. Đánh, đầy trời thần ma khí huyết thao thiên, lại một lần thúc giục thần khí. Lui táng hải một nhà, không quan trọng đấy, người còn nhiều mà. Oanh, thần minh hải náo nhiệt, thần giới táng hải, lúc này cũng tiếng sấm chấn thiên. Người không tại nhiều, giải rác mấy người, cũng có thể cãi nhau mà trở mặt 800 vạn trong thiên địa. Đồng dạng là lôi đình cùng thiểm điện, toàn bộ táng hải, đều lung chiều tại hủy diệt bên trong. Phốc, hư vô huyết quang hiện ra, một cái đầu lâu lăn xuống, sau đó chính là tàn khu. Táng hải đệ nhất tế tự lên đường, là bị tiên đình nữ quân nhất kiếm đưa đi đấy. Chiến đến lúc này khắc, bát đại tế thi đã táng diệt một nửa, phần còn lại vẫn còn ngoan cố chống lại, có thể vô luận như thế nào đánh, đều ép không được lục thiên nữ vương cùng tiên đình nữ quân. Diệt! Nguyệt thần nhất tự khẽ quát, một đạo luân hồi kiếm quang vắt ngang cửu thiên. Có huyết nhiễm thương không, tám hải thứ nhị hộ pháp, ngay tại chỗ bị tuyệt sát. Bởi vì hắn táng thân, cửu đánh nhất biến thành cửu đánh bát, cửu thế thần thoại sao. Cửu thế đều là trí tôn, thỉnh thoảng đem trước mấy cái luân hồi, kéo ra đến bóng bảy cũng có thể làm được quần ẩu thế trận, ra tới lăn lộn đấy, ai còn không có điểm tuyệt chiêu đặc biệt. Phốc, triệu bân một mũi tên bắn diệt một tôn thần minh đã rơi vào một hòn đảo đế phong một đường đều tại chỉ dẫn chỉ chi địa chính là tòa đảo này hoàn xem tứ phương còn có tám tòa đảo tọa lạc vị trí rất có chú trọng như là đại trận tám cái trận cước vô tận thần văn chữ khác vào đồ vật tại hư vô bên trong mà dưới chân hắn tòa đảo này chính là chính giữa khí tức mênh mông này dưới đảo có một tòa bảo tàng đế phong ung dung nói bảo tàng triệu bân nghe thấy chi hai mắt không phải bình thường sáng như tuyết. Chí cao truyền thừa bảo tàng A, bên trong đến giấu bao nhiêu bảo vật A. Này làm sao tốt ý tứ, hắn nghèo như vậy, liền chỉ vào tối nay bữa tiệc này rồi. Thiêu hủy cái kia tám tòa đảo, đế phong cười một tiếng. Được rồi, triệu bân một bước bước chân vào thiên tiêu. Từ thiên quan sát, vẫn thật là là nhất tòa đại trận, cực kỳ giống bát quái trận, bát tòa đảo đều là trận cước, đều là lấy cổ xưa thần văn, tiếp cận trung tâm hòn đảo, trong đó cất giấu vô số cấm chế, dù là con mắt của hắn lực đều tráng váng đầu hoa mắt. Không sao, hắn có chí cao thần khí, cứng rắn làm là được rồi. Hắn lại lấy bản nguyên thúc dục thái vô cung, một cung đáp bát tiến. O o n g theo hắn một tiếng hét to, bát tiến cùng bay từ thiên hạ xuống. Trận pháp bị nhiễu loạn, bát và đảo đều bị một mũi tên xuyên thủng. Chợt chính là một cỗ to lớn chi lực từ đáy biển mãnh liệt mà ra vừa gặp triệu bân từ thiên rơi xuống không để ý nhi ngay tại chỗ bị đụng ngã lăn một việc nhỏ chờ đợi đẩy ra mông lung mây mù chính thấy nhất tòa cổ xưa cử môn phá triệu bân không lời thừa ken kết lại là vài tiếng đánh nát rồi môn hộ mơ hồ trong đó có thể thấy một phiến đại thế giới như vẽ cuốn từ từ triển khai cái này chính là táng hải bảo địa tự thành càn khôn cất giấu vô tận tài phú a hắn một bước bước vào cũng là tại trước tiên, vô thức ngửa đầu. Ngửa đầu xem cái gì đâu, xem sơn, từng tòa thần thạch trồng chất thành sơn. Sơn phía trên, là tinh không, có nhật nguyệt treo, càng có tinh thần tô vẽ, nhưng đây không phải là nhật nguyệt tinh thần, mà là từng cái bí bảo, có đồng lô, bảo ấn, sát kiếm, thần đao, ngân thương, đại kích, phàm có thể gọi được với danh hào đấy, cái gì cần có đều có, không thiếu cực đạo thần khí, mỗi một tôn, đều lóe lên quang huy, chiếu cái mảnh này đại thế giới, kỳ quái, như giống như mộng ảo. Không sai. Triệu Bân ha ha cười một tiếng, sáng lên lưỡng nhãn, đều nhanh cháy rồi. Hắn không vội vã càn quét, mang theo Thái vô cung, đi một đường xem một đường. Táng Hải bảo điện sao? Cũng không dừng lại thần thạch cùng pháp khí, còn có vô tận bí quyển, hoặc nấp trong lầu các, hoặc treo giữa không trung, hoặc đặt ở đám mây, hoặc bày ở đỉnh núi, mỗi một cuốn đều thần quang lung chiều, quỷ mới biết được ghi chép bao nhiêu công pháp cùng thần thông có thể bị cấm khu cất chứa, như thế nào tam lưu mặt hàng. Đừng vội, còn có, ở chỗ sâu trong, có một tòa cung điện, có khắc phong ấn. Bên trong, Bày biện từng dãy giá sách. Trên giá sách, phóng cũng không phải là quyển sách, mà là từng cái một phủ đầy bụi hộp ngọc, mỗi một cái, đều có đan hương chi khí tỏa khắp, thấp nhất đều thất văn thần đan, số lượng nhiều, dù là hắn lịch duyệt, đều âm thầm nuốt nước miếng. Đương nhiên, cũng có phẩm giai thấp đan dược. Cái kia không, đều tại chân tường trong trồng chất đây nhìn từng ngụm chum đựng nước bày đặt chỉnh tề giả bộ toàn mẹ nó đan dược triệu công tử tam quan lại một lần bị phá vỡ không hổ là trí cao truyền thừa a dùng nước vạc phóng đan dược không biết con tưởng rằng những thứ này là gạo vạc đâu cái này nhiều đan phương đan thần không được khoa trương khoa trương ta xem qua đan dược triệu bân lại cậy mở rồi một tòa địa cung tại đây tất cả đều là luyện đan sư yêu thích vật nhi đủ loại đan phương cũng như ngôi sao đầy trời vô số xem hắn hoa mắt tiền bối cái này khỏa là vạn cổ trường sinh thụ a cái này gốc hoa trong truyền thuyết cửu thải huyết linh lung thật nhiều thần chỉ a rời đến đi tắm rửa chính là triều công tử như cái cải trang vi hành cán bộ kỳ cựu dẫn một đống phân thân tại táng hải bảo địa qua lại tàn bộ đi nơi nào đều ánh mắt sáng rỡ cấm khu bảo tàng quá mẹ nó chói mắt rồi cái này như đều làm rời đến đi, hắn thần chiều nội tình, không được nhất phi trùng thiên nơi nào. Cái này không liền trở nên giàu có rồi sao? chương 2084, Thiên Minh Tế huyết trận. Lên, Triệu Bân không có cần quét bảo vật, mà là trực tiếp dọn đi rồi táng hải bảo địa. Tiêu diệt cái này bảo tàng, hắn lại mang theo thái vô cung, chạy về phía chỗ càng sâu. Trong lúc, hắn từng xéo con mắt xem thiên, chính thấy Nguyệt Thần đánh tơi bởi táng hải hộ pháp tại, hay là hắn lần thứ nhất thấy nguyệt thần, động trước mấy đời luân hồi. Chín cái nguyệt thần khí chất, hơi có kinh ngạc, cũng là phong hoa tuyệt đại. Người nào như cưới ngươi? Triệu bân một tiếng nói thầm, cũng là não đại động mở. Lấy nhất đưa bát, không phải tạo một cái đại điểm dương. Người nào tới đây? Đột nhiên đấy, bỗng nhiên nghe thấy lục thiên thần tướng kêu gọi. Triệu bân thu con mắt, thẳng đến cái kia liền đi rồi. Hắn đến lúc đó, lục thiên thần tướng đang tại hải trong làm ẩm ý. Đáy biển, có nhất tòa cổ xưa cung điện. Trước điện, phần lớn là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Đều là táng hải cường giả, xem ra là thủ hộ tòa cung điện này đấy, chỉ bất quá, không địch lại lục thiên thần tướng, bị diệt sạch sẽ. Lúc này, người kia chính mang theo hắn thần đao, chơi bạc mạng bổ chém cửa điện. Nhưng, cung điện cấm chế mơ hồ, lực phòng ngự cũng bá đạo, mặc hắn chuẩn hoang tu vi, sửng sốt không có phá vỡ bảo tàng triệu bân gom góp đi lên, ánh mắt rạng rỡ Là phần mộ, đế phong ung dung nói. Phần mộ lục thiên thần tướng nhíu mày, không tự giác giữa, lại nhìn lướt qua cung điện, cảm tình hắn chém hơn phân nửa đêm, làm đến táng hải cấm khu tổ phần rồi. Oanh mở triệu bân hỏi. Diệt ta nhất tộc, nại ra hắn tổ phần. Lục thiên thần tướng thu đao, theo triệu bân trong tay lấy qua thái vũ cung. Này điện phòng thủ kiên cố, còn phải dùng trí cao thần khí hắn tiễn pháp tựa như không phải tốt cũng hoặc là lười nhác dương cung cài tên đem thái vũ cung đã coi như là một cái chảy gỗ hướng phía cửa điện chính là một hồi đương 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 có thể không phải dễ dùng gặp hắn oanh kích trên cửa điện đều có thần văn lưu chuyển chính là một loại cường đại phòng ngự trận pháp tại cực tấn hóa giải tổn thương căn bản là không cách nào dung chuyển cứng như vậy triệu bân kinh hãi tại mẹ nó lục thiên thần tướng a dùng thế nhưng trí cao thần khí liền a la phật tôn thấy hắn cũng phải đi vòng qua bây giờ đúng là oanh không ra một tòa môn chỗ này hộ thiên đại trận là có nhiều bá đạo tình huống nào lục thiên thần tướng đã ngừng bụng lấy lồng ngực miệng lớn ho ra máu cửa điện không có oanh mở hắn suýt nữa bị đánh tan khung rồi bất đắc dĩ hắn nhìn về phía đế phong tiền bối gọi táng thần đỉnh tới đây đế phong lời nói phiêu miểu không cần hắn nói triệu bân từ lâu kêu lão ô quy một tôn trí cao thần khí chưa đủ nhìn, liền lại thêm một tôn, hai đại hoang thần binh, vẫn oanh không phá hắn một tòa môn. Người nào hô lão phu? Lão ô quy không lâu liền đến, mà lại là vinh quang đầy mặt. Triệu bân tiêu diệt một tòa bảo tàng, hắn cũng quét sạch không thiếu bảo vật. Bởi vì cái gọi là, người gặp việc vui tinh thần thoải mái sao? Ai ơ uy? Lão đầu nhi này xuống, liền tiến tới trước cửa điện, trước dán lỗ tai nghe ngóng, thuận tay vẫn gõ, sau đó mới ngửa đầu xem bảng hiệu, tại là Tổ phần, Thái Vũ Cung, Táng Thần Đỉnh, Thiên Lôi Quyết, Đế Phong lại nói Được rồi, Lục Thiên Thần Tướng tặc đến tinh thần, khí huyết cuồn cuộn, cực tấn thúc giục Thái Vũ Cung, Lão Ô Quy cũng không lời thừa, ba năm bước lui về phía sau, hồi phục rồi đại đỉnh thần uy. Mà Triệu Bân, im lặng niệm Thiên Lôi Quyết, dẫn động ước vạn lôi đình. Cái này, cùng điện ô, ô, n, g run rẩy rồi, không phải sợ trí cao thần khí, mà là sợ thiên uy thật vừa đúng lúc triệu bân đưa tới lôi đình ở bên trong liền ẩn núp thiên uy phá lục thiên thần tướng một tiếng hét to dương cung bắn ra rồi một mũi tên lão ô quy trực tiếp hơn điều động táng thần đình chính diện cứng rắn nện đồng nhất trong nháy mắt triệu bân lấy lôi đình ngưng luyện thần kiếm từ thiên đánh xuống lần này dễ dùng ba người tam quản đủ dưới ngay tại chỗ đánh nát rồi cửa điện oanh cửa điện phá rồi trong nháy mắt toàn bộ cung điện đều một hồi lay động tùy theo chính là một cỗ âm khí từ trong điện mãnh liệt mà ra còn tốt ba người có trí cao thần khí hộ thể âm sát bất xâm thân chờ đợi đi vào chào đón trong đó tràng cảnh ba người cũng không khỏi ngơ ngác một chút đã nói rồi đấy tổ phần có thể trong điện cũng không thi thể cũng không quan tài liền nửa khối linh vị cũng không có liếc mắt một cái trông đi qua chỉ một cái biển máu ngã đầy yêu dị hoa các màu đều có mỗi một gốc đều có máu tươi tí tách trưa nay chính là ô ô thanh âm tượng vong linh thút thít cũng tượng lệ quỷ kêu rên dù là ba người hắn định lực cũng bất giác toàn thân lạnh lẽo tại chính là tổ phần lão ô quy lông mi trao lên thiên minh tế huyết trận đế phong hồn phách nhẹ nhàng ra tới nghe thấy chi triệu bân ba người đều một mặt mờ mịt trước đó chưa nói gặp qua nghe đều chưa từng nghe qua có gì môn đạo lục thiên thần tướng nhỏ giọng hỏi một câu trận này chế từ tám hải thủy tổ thái sư thúc, mở trận có thể phục sinh vong hồn, cần lấy vạn linh máu tươi đổ vào, là tế huyết. Đế phong chậm rãi mà đi, tại đây mỗi một gốc hoa, đều là một tôn thần, đến hậu duệ cung phục, hoa nở rộ ngày, chính là trở về thế gian thời điểm. Ừng ực, triệu bân nghe âm thầm nuốt nước miếng, lục thiên thần tướng cùng lão ô quy cũng là ngang nhau thần thái, mỗi một gốc hoa đô là một tôn thần, tại mẹ nó vô số nơi nào. Nếu như đều phục sinh, đủ có thể càn quét thế gian bất luận cái gì truyền thừa, sợ là ngũ đại cấm khu thấy, cũng phải tạm lánh phong mang. Cho nên nói, không nhìn không biết, nhìn qua đã giật mình. Nếu không phải tới đây xem qua, quỷ mới biết được táng hải vẫn nhẫn nhịn như thế cái đại chiêu, người nào thái sư thúc, cũng là nghiêu bức hò hét treo kiểm điện, có thể sáng chế như thế thông thiên trận pháp, nghịch loạn âm dương, không nhìn quy tắc. Những thứ này hoa, đều là táng hải cấm khu tiền bối lão ô quy hỏi. Nhà ngươi tổ phần, sẽ cung phụng cái khác truyền thừa người lục thiên thần tướng mắt liếc. Lấy tiền bối xem ra, những thứ này hoa, khi nào nở rộ. Triệu bân nhìn về phía đế phong. Ít thì trăm năm, nhiều thì nghìn năm, đế phong lời nói ung dung. Không cần chờ nghìn năm rồi, lục thiên thần tướng ngử lạnh, lại sách ra đao của hắn, đao mang vắt ngang vạn dặm nhất kích chặt đứt huyết hải. Nhìn cái kia từng gốc yêu dị hoa, cũng tại trong khoảnh khắc tàn lụi. Còn có huyết hải, cũng bởi vì càn khôn dạn nứt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô cạn xuống chỉ chưa ô ô thanh âm tựa như ma chú vô hạn vang vọng táng hải lão quân trở về không phải khóc chết lão ô quy ho khan nói chỉ là ngấm lại cũng là bởi vì quả tốt luân hồi thương thiên bỏ qua cho người nào năm đó như táng hải bất diệt lục thiên trước mắt như táng hải không công thần triều cũng sẽ không có tại việc sự tình quanh đi quẩn lại đều là huyết cùng kiếp dù sao cũng phải bắt kịp một lần đi rồi lục thiên thần tướng cuối cùng nhìn thoáng qua, mang theo thần đao lui ra ngoài. Lão ô quy càng nước tiểu tính chất, làm nóc phòng nạy ra rồi cái đại lỗ thủng nhất phi trùng thiên. Ngược lại triệu công tử, trái nhìn nhìn phải một phen, vô thức ngồi xổm tại đó, mang theo thái vũ cung, gõ khu vực, lòng đất, có vẻ như còn có càn khôn. Tầm mắt không tầm thường sao, đế phong cười cười, hơi có cảm nhận mà thôi, triệu công tử cười một tiếng. Là vì cảm nhận, là chỉ thần chữ độn giáp, tại huyết hải khô cạn trong nháy mắt, mãnh liệt run lên một cái, cũng chính là nói, cái mảnh này u ám thế giới, có độn giáp thiên tự, hãy nói đi. Thiên minh tế huyết trận không có đơn giản như vậy. Phanh, hắn một bước đạp thiên mà lên, dương cung cài tên, hướng phía một chỗ đối tới. Bỗng nhiên đấy, khu vực bị bắn ra rồi một cái động lớn, có lộng lẫy kim quang sông tiêu. Ai nha? Vừa đi không lâu lão ô quy cùng lục thiên thần tướng, đều quải rồi trở về lọt vào trong tầm mắt, liền thấy hơn 10 khỏa kim lắc lắc chữ cổ, tại triệu bân bên cạnh thân bay múa. Độn giáp thiên tự hai người đủ nhíu mày. Tiểu vật nhi, triệu bân chập choạng trượt cất trong túi rồi. Lão ô quy không nói chuyện, lục thiên thần tướng cũng không ngôn ngữ, hai người đều tập thể nhìn phía đế phong, vị tiền bối này, là nhìn hắn lưỡng không vừa mắt sao có tại có chuyện tốt, thế nào không nói sớm lạc. Trường 2085, hủy đi táng hải. Táng hải, Chí cao thần truyền thừa. Táng hải, 800 vạn bên trong cương vực. Mà nay, nhiễm nhiên đã thành phế tích, lại không thấy một tòa hoàn chỉnh cung điện, cũng không thấy một tòa hoàn chỉnh hòn đảo, mãnh liệt sóng lớn, cũng màu đỏ tươi máu tươi. Phốc, hư không lại thấy huyết quang, lại thấy một cái đầu lâu lăn xuống. Đó là táng hải đệ thất tế tự, cũng là táng hải duy nhất một cái còn sống tế tự, mấy vị khác cũng đã được tiên đình nữ quân cùng lục thiên nữ vương đồ diệt. Cứu ta, đệ thất tế tự kêu rên, kéo lấy tàn khu, trốn lảo đảo. Hắn cầu viện, bát đại hộ pháp nghe thấy, cũng là nê bồ tát sang sông, tự thân khó bảo toàn, nữ vương rất mạnh, đế tiên rất bá đạo, nguyệt thần đồng dạng cũng không phải là loại lương thiện. Diệt, đế tiên vượt thiên mà đến, nhất kiếm chém nát rồi đệ thất tế tự thần khu. Lục thiên nữ vương theo sau liền đến, lấy đại thần thông, trói buộc rồi cái kia nguyên thần. Oanh, phanh, hai người không lưu lại, một trái một phải sát nhập vào hư vô xong liền thấy hai đạo huyết xối bóng người từ thương miểu rơi xuống chính là táng hải thứ tứ hộ pháp cùng thứ lục hộ pháp đều là bị nhất kiếm tuyệt diệt nguyên thần thiên quân phần còn lại lục đại hộ pháp la lên là khàn cả giọng đấy bọn họ không chịu nổi nhu cầu cấp bách một tôn hoang thần binh áp tràng tử hết lần này tới lần khác thiên quân mang đi tộc trong trí cao thần khí đến nay cũng không quy quy không về cũng phải đánh a bọn họ như đi, liền đem táng hải chắp tay nhường cho. Ô, ô, n, g. Táng thần đỉnh đột nhiên run lên, có trí cao thần uy tự bản thân hồi phục. Lão ô quy hoàn nhìn thoáng qua hư vô, táng thần đỉnh như thế, đích thị là có cái khác hoang thần binh tới gần, đều là trí cao thần pháp khí, lẫn nhau tầm đó có cảm ứng, cũng chính là nói, táng hải thiên quân khoảng cách này đã không xa. Tốc chiến tốc thắng. Lão ô quy một tiếng hét to, toàn thân thần quang tứ xạ. Nhưng, không đợi hắn đại triển thần uy, liền thấy táng thần đỉnh bay mất, nói cho đúng, là bị người triệu hoán đi rồi, cùng thái vô cùng một đạo, bay về phía hư vô. Là đế tiên cùng nữ vương tại triệu hoán. Tốc chiến tốc thắng sao. Mau chóng thu thập lục đại hộ pháp, các nàng tốt rút khỏi tại phiến thiên địa, bởi vì táng hải viện quân, trận chiến vô cùng khổng lồ, không thích hợp chính diện cứng rắn làm. Phốc, sạc sặc vẫn là trí cao thần khí dễ dùng, nhất kích oanh đi tới, chuẩn hoang thần cũng phải quỳ. Mà táng hải lục đại hộ pháp, sẽ không thiếu bị chém, đều đã chạy lên đường đi rồi. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu bân lại động thái sơ thiên lôi quyết, nhất kích oanh trầm rồi một hòn đảo. Lão ô quy cùng lục thiên thần tướng cũng ở đây, ba người liên thủ, đó chính là hủy đi nhà tổ ba người. Đương nhiên, hủy đi nhà càn quét hai không lầm. Phàm bọn họ giết qua chi địa, không có chỗ nào mà không phải là hỗn loạn phế tích, cái gì cái linh hoa dị thảo, cái gì cái kỳ chân dị quả, chỉ cần có thể nảy ra đi, đồng dạng không lưu. Đều xấu thành bộ dáng như vậy rồi, càn khôn lại vẫn tại vận chuyển. Dẫn lôi oanh kích lúc, triệu bân từng không chỉ một lần sợ hãi thán phục, sợ hãi thán phục táng hải cấm khu nội tình, cũng không biết người nào tạo càn khôn, đến nay cũng không ngừng. Đây mới là cái gà mờ cấm khu, lão ô quy ung dung nói. Bây giờ xưng nó vì cấm khu, đã là cất nhắc. Lục thiên thần tướng đổ một ngụm rượu. Ân, cấm khu cũng chia mạnh yếu, lão ô quy sách bầu rượu. Muốn nói cường, còn phải là thần khư, nhà hắn càn khôn, là hiện có cấm khu ở bên trong, hoàn chỉnh nhất đấy. Lục thiên thần tướng lại vung mạnh động thần đao. Lui, một trong nháy mắt, nguyệt thần từ trên trời giáng xuống, phất tay áo cuốn đi rồi ba người. Nữ vương cùng đế tiên cũng không thấy tung tích, mà lại trước khi đi, vẫn không quên thúc giục táng thần đỉnh cùng thái vũ cung, tế ra rồi hủy diệt nhất kích, oanh xuyên thủng táng hải ầm vang mấy người chân trước vừa đi chân sau liền thấy vô cùng thần quang đó là táng hải thần kiếm táng hải cấm khu trí cao thần khí táng hải thiên quân sát trở lại cũng đúng như nguyệt thần sở liệu trận chiến vô cùng khổng lồ có táng hải trí tôn cũng có cái khác truyền thừa đại thần mà lại trong bóng tối còn có đệ nhị tôn hoang thần binh tựa như như ngầm hiện bị một đám lão ra hỏa liên hợp chấp trưởng ta sát đi về nhà trong nháy mắt táng hải thiên quân một bước cũng không có đứng vững đấy cái khác truyền thừa đại thần thấy cũng trong nội tâm nhất hồi hộp đây là trộm nhà sau đây là hủy đi nhà a à. đối phương cuối cùng đến rồi bao nhiêu người càng đem táng hải cấm khu đánh chính là thảm như vậy liệt hỏi qua chúng thần lại tập thể nhíu mày triệu bân không đủ gây sợ lục thiên thần tướng cùng lão ô quy vẫn là có thể tiếp nhận đáng sợ chính là nguyệt thần cùng đế tiên còn có lục thiên nữ vương cô nương kia nhi không phải chết rồi sao thái vũ cung táng thần đình khó trách chúng thần sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn đối phương đến người mặc dù không nhiều nhưng có một nửa đều là tuyệt đại loại người hung ác hơn nữa trang bị rất hoàn hảo hai cái trí cao thần khí a chậm thêm đến chốc lát toàn bộ táng hải đều có bị oanh bình rồi đáng chết táng hải thiên quân một tiếng thét dài diện mạo dữ tợn như ác quỷ đã tới chậm bọn họ đã tới chậm không biết táng rồi bao nhiêu trí tôn trong này liền bao quát thần tử thánh chủ bát đại tế ti cửu đại hộ pháp còn có táng hải bảo địa táng hải mồ vô tận thiên tài địa bảo tại đâu chỉ tổn thất thảm trọng quả thực là hủy diệt đả kích ga hắc xì triệu bân lại hiện thân lúc nhất nhảy mũi đánh chính là khí phách chắc lậu chờ đợi đứng vững mới biết đã đến thần thành đúng là sơ giao cổ thần cái tiểu viện từ kia một trận chiến này làm đến gọn gàng lão ô quy ha ha cười một tiếng nhìn lên liền biết không ít được rồi bảo vật. Lục thiên thần tướng cũng một mặt thoải mái, đã bao nhiêu năm, liền thuộc về tối nay sát đã ghiền. Nàng dâu, mệt không? Triệu công tử tặc hiểu chuyện nhi, hướng đế tiên trong miệng đút mấy viên đan dược. Đều là cửu vân thần đan, cũng chữa thương thánh dược, nguyệt thần từ cũng có phần nhi. Ngược lại nhìn về phía nữ vương lúc, hắn nghiêm trang đến một câu, muốn đan dược không, bán người mấy viên. Nữ vương không nói chuyện, chính là xem ánh mắt của hắn có chút tà, người nói, một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, sao đến người nào đó tại, thế nào liền không dùng được nữa nha. Giảm giá 8 phần 10, triệu bân ra giấu rồi thủ thế. Bắt em gái ngươi, nữ vương đơn giản không mắng chửi người, há miệng chính là quốc túy tinh hoa văn hóa của đất nước. Đến, cho ngươi mượn hai khỏa. Không cần, ta có. Nữ vương trên miệng nói qua, tay đã thăm dò vào rồi triệu bân thể nội tiểu thế giới, thuận tay cầm một thanh đan dược ra tới, mượn nhiều thương cảm tình, tự thân cầm không được sao? vẫn cùng ta ẩn núp, ngươi ẩn núp được? tại lưỡng có chuyện gì a? À? lão ô quy nhéo nhéo ơ. ân, lục thiên thần tướng thần thái cũng lời nói thấm thía. liền hai người bọn họ đều nhìn ra được, đế tiên cùng nguyệt thần có thể nhìn không ra. nói cái gì? các nàng có thể nói cái gì? người nào đó rất có nữ nhân duyên quá. vô nghĩa quy vô nghĩa, chính sự vẫn phải làm. đem táng hải hủy đi một phen, không có bị thương là giả đấy bao quát Nguyệt Thần ở bên trong, lúc này đều tại khoanh chân chữa thương. A, à, Triệu Bân mặc dù tổn thương không nặng, lại thuộc về hắn khó khăn nhất. Kiếp trước lực lượng, mượn một lần, liền khó chịu một hồi. Chỉ là lần này cắn trả, xa không bằng trước kia như vậy hung mãnh. Theo Nguyệt Thần lời nói nói, dùng nhiều mấy lần thành thói quen, nhưng còn phải kiềm chế điểm, khó tránh khỏi một cái lưu ý nhi, liền nhập quỷ môn quan rồi. Siêu đế phong nhẹ nhàng ra tới, đã nhập chủ táng hải thần tử nhục thân. Chiếu đến tinh huy, hắn cũng ngồi ở thụ bên dưới, tính tâm vận chuyển công pháp. Trong lúc, triệu công tử không ít dùng nguyên thần chi lực, giúp hắn chui luyện hồn phách. Thái vũ thần tướng A, đỉnh phong thời kỳ cứng rắn làm cấm khu, liền hoang thần binh cũng có thể đánh nát, hắn như tìm về năm đó cảnh giới, tuyệt đối để cho cấm khu nghe tin đã sợ mất mật. Trường 2086, Thần tự ý cảnh Đêm, Tiểu viện, Nguyệt thần lẳng lặng xem thiên, tựa như có thể xuyên thấu qua hư vô, trông thấy một cái tiểu vũ trụ. Lại đem là một cái dung vũ kỷ nguyên, lại để cho nàng nhớ lại rồi trước kia tranh vanh tuế Nguyệt. Lần này, cũng không thể như vậy lỗ máng, đế phong lời nói ung dung. Như có chọn, ta làm sao không muốn bình bình đạm đạm. Nguyệt thần khẽ nói, ai? Đế phong muốn nói lại thôi, tới rồi chỉ còn thở dài. Hắn không phải Nguyệt thần, lại tựa như biết Nguyệt thần tâm cảnh cổ xưa niên đại có chút cái này sự đích xác thân bất do kỳ gió nhẹ nhẹ phẩy nguyệt thần từ hư vô thu con mắt nhìn phía triệu bân cùng nàng một đạo xem ra đấy còn có đế phong hai mắt cực tẫn híp lại ngay tại trước phút chốc triệu bân ý thức đột nhiên biến mất rồi đúng chính là biến mất vì hôm nay chỉ còn thân thể xác không nguyệt thần như gió mà tới ngón tay ngọc khép lại đặt ở cái kia mi tâm thật lâu cũng không trông thấy nàng ngôn ngữ, chỉ mỹ mâu lóe lên thâm thúy chi quang. Thế nào, đế phong hỏi một câu. Thần tự độn giáp, nguyệt thần chậm rãi nói. Đế phong nghe hơi nhíu mi, sớm biết viên kia độn giáp thiên tử dị thường bất phàm, không nghĩ được, dung nhập thể nội lại vẫn có thể thao túng người chi ý thức. Lúc này triệu bân, chính là một cái rất tốt ví dụ, không xác định là phúc hay là họa. Siêu, gió nhẹ nhẹ phẩy, nguyệt thần lăng không không thấy. Độn giáp ý cảnh, nàng cũng nghĩ qua đi nhìn một cái. Nhưng, thần tự bài xích, bình chứng cách trở, bị cản lại. Đế phong đã từng nếm thử, nhưng cũng như nguyệt thần, nhập độn giáp không cửa. Đây là đâu? Triệu bân ý thức lướt đi, một thân một mình, mờ miệt nhìn xem tứ phương. Hắn cũng chẳng biết tại sao biết chạy tại đây đến, chỉ biết con mắt có thể xem chi địa, không thấy nhật nguyệt tinh thần, không thấy sông núi thảo mộc, toàn bộ chính là hỗn hỗn độn độn một phiến, vô luận từ chỗ nào xem, cũng giống như vẫn chưa khai hóa nguyên thủy vũ trụ. Tình huống nào? Hắn như cái du khách, một đường đi một đường xem, trước mắt không hiểu. Hắn là thần du thái hư sao cái này là một cái cổ xưa ý cảnh. Không ai cho đáp án. Cũng phải có nhân tài hành. Đi lần này nhìn qua, không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng, có lẽ ba năm năm, có lẽ trên trăm năm, bởi vì này quỷ dị thế giới, tựa như không có thời gian khái niệm, cũng hoặc thân là người ngoại lai hắn không ở hỗn độn trong thời gian có ai không hành trí một chỗ hắn hô kêu một tiếng xong tĩnh tâm lắng nghe đáp lại một câu không có ngược lại cái thế giới này oanh một hồi lay động trước mắt hắn cảnh tượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đã có biến hóa lớn như thế nào cái biến hóa pháp đầu thanh khí tăng lên chọc khí trầm xuống cái này hỗn hỗn độn độn lại phân ra thiên địa nói hỗn độn sơ khai cũng không chút nào quá đáng cái này là một phương vũ trụ diễn hóa sử. Triệu bân trong lòng một câu, chắc chắc suy đoán không giả. Xem qua, cũng đúng là như thế, hỗn độn sơ khai phía sau, nhật nguyệt xen lẫn, đã có ngày đêm luân hồi, trong lúc này quá trình, tại hắn xem ra, vô cùng dài rằng dặc mà khá dài trong năm tháng, dần dần có bốn mùa thay thế, dần dần có phong vũ lôi điện, thương hải, ruộng dâu, sông núi, thảo mộc. Vạn vật đã ở diễn sinh. Đây là hắn thấy, cũng là hắn biết rõ đấy. Hắn không biết chính là ngoại giới cũng có kỳ cảnh dị tượng. Nhìn hắn thân thể đã là quang mang lóe sáng, tựa như một vòng Thái Dương bình thường, chăm chú xem trong cơ thể hắn, như là cất giấu một cái vũ trụ, mà lại chính đang thôi diễn vạn vật, mỗi có một lần biến hóa, hắn thân thể đều có oanh run lên. Nhục thân lột xác, đế phong một câu trầm ngâm. Huyết thống niết bàn, nguyệt thần cũng một tiếng thì thầm. Nhưng vô luận là loại nào, căn nguyên đều tại thần tự độn giáp. Đúng là nó dung nhập Triệu Bân mới có được hôm nay biến hóa. Là phúc là hỏa, đã không cần phỏng đoán. Nhất định là chuyện tốt ra. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân thân thể nở rộ quang mang, mới chậm rãi tản đi, còn có trong cơ thể hắn vũ trụ, cũng liếm ở vô hình, hết thảy, đều trở lại như lúc ban đầu, dù là hắn hai người tầm mắt, lúc này đều lại tìm không được cái kia thần tự độn giác, bởi vì nó đã cùng Triệu Bân, triệt triệt để để hòa làm một thể rồi. Cũng coi như khai sáng khơi dòng rồi. Đế Phong cười thu con mắt. Xa nhớ năm đó, không biết có bao nhiêu người nếm thử dung hợp độn giáp. Trong đó, liền bao quát vĩnh hằng thủy tổ, tới rồi, cũng không thành công. Vạn cổ phía sau, lại thực sự có người đi tới một bước này, tạo hóa bao nhiêu, trước tạm bất luận, ít nhất cái kia ý nghĩa phi phàm, nghĩ nghiên cứu độn giáp thiên tự bí mật, cái này tiểu bối chính là cái cửa khẩu đột phá, dung rồi độn giáp mới thấy rõ. O, O, N, G. Nguyệt thần cũng đã thu con mắt, tiện tay lấy ra rồi hoang thiên kính. Nàng tế ra thiên đạo chi lực, đốt thành hỏa diễm cưỡng ép rèn luyện. Hắn kiếp trước, ta có thể nhận ra, đế phong tìm mà ngồi tại đó. Có lẽ, Nguyệt thần cười một tiếng, bởi vì nàng cũng không có nhìn thấy chân nhân. Chỉ là, liên quan đến hư vọng hà, triệu bân kiếp trước, tuyệt đối làm đến được nghịch thiên hai chữ. Đế phong không lại truy vấn ngọn nguồn, hai ba miếng rượu vào trong bụng, chuyên tâm cải tạo nguyên thần. Ngày thứ tư, lão ô quy chậm rãi mở con mắt, một cái đục ngầu khí thổ thỏa thích đầm đìa. Lục thiên thần tướng tỉnh lúc, chính thấy ra hỏa này ngồi sổm cây già dưới nhìn lén nguyệt thần, cũng không biết tại tự thân ngẫm nghĩ cái gì có chuyện tốt đâu cười đều cười ngốc không sót phải đấy, còn có cái kia niết dâu rìa mở ám, đừng đề cập có nhiều tiêu chuẩn rồi. Lớn lên đẹp, cũng không thể một mực xem nơi nào. Hiểu không biết được, như thế nào chế ngự, hấp dẫn, ân, một thân đồ hóa trang, đích xác rất có bộ dạng tùy mị. Lục thiên thần tướng cũng ngồi xổm tại đó, cũng như lão ô quy, cất tay thưởng thức, thầm nghĩ, nguyệt thần như ngày nào đó đáp đài hát hí khúc, định có không ít người chạy tới vây xem, người nào như đem nàng cưới, cuộc sống gia đình tạm ổn không biết qua có nhiều thoải mái. Đang lúc nói chuyện, có một người đã đi tới. Chính là đế phong, nhập chủ táng hải thần tử nhục thân, đi đứng không phải linh hoạt. Tại đây, cũng không ngại hắn lấy đồ trong túi, mà lão ô quy cùng lục thiên, chính là cái kia cái túi, thấy hắn vung tay lên, liền từ hai người thể nội thế giới, cầm hai người ra tới, a à, không đúng, là hai đạo nguyên thần, cũng táng hải thần, cũng đã được luyện diệt linh trí, chỉ còn thuần túy nguyên thần chi lực, mà hắn, muốn chính là bực này lực lượng, lấy trợ giúp hắn hồn phách lột xác nguyên thần. Đủ không? Lão Ô Quy không khỏi ha ha cười một tiếng. Chưa đủ ta còn có. Lục Thiên thần tướng cũng đứng lên. Càng nhiều càng tốt, Thái Vũ thần tướng cũng là thật sự người. Được rồi, hai người nửa câu lời thừa không có, trực tiếp mở rộng thể nội nhỏ thế giới. Chợt, chính là như chiều lại như hải tinh túy, từ trong mãnh liệt mà ra, đều là dùng táng hải trí tôn nguyên thần luyện hóa mà thành, vốn định giữ lấy tự thân dùng, bây giờ thái vũ thần tướng cần, tất nhiên không keo kiệt, chờ đợi nơi nào ngày cái này tôn thần, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, dẫn bọn hắn trang bước dẫn bọn hắn phi. Hô! Tắm rửa nguyệt quang, đế tiên cùng nữ vương liên tiếp tỉnh lại. Hai người không nhàn rỗi, thi pháp trợ nguyệt thần rèn luyện hoang thiên kính. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng đại, ba người liên thủ, đêm hôm đó liền phá hoang thiên kính chí cao lạc ấn. Lạc ấn phá, phần còn lại đều tốt làm, hướng chết đốt là được rồi. Tiếp xuống làm nhà ai, lục thiên thần tướng không thể chờ đợi được mà hỏi. Đánh Phật Quốc, lão ô quy gào to nói, còn nhớ rõ A à là Phật tôn thù. Đầu óc người nước vào rồi, liền mấy người chúng ta, đi đánh Phật Quốc trước kia nguyệt thần một cái, không phải đem Phật quốc náo long trời lở đất. Người muốn nói như vậy, ta cũng có thể lén lút đi vào sóng một vòng nhi, cũng có thể phóng vài thanh hỏa, cũng có thể hủy đi hắn vài tòa chùa miểu. Lục thiên thần tướng đổ một ngụm rượu, vấn đề là, cái này có cái gì dùng, động được rồi Phật quốc căn cơ hủy được rồi Phật quốc càn khôn náo cùng đánh, là hai khái niệm. Đến, xem như ta không nói, lão ô quy một tiếng ho khan. Làm nhà ai, lục thiên thần tướng xem chính là ba đại nữ thần thiên uyên, nguyệt thần, đế tiên cùng nữ vương là trăm miệng một lời. Lại một lần, nữ vương bày ra tế đàn. Bị hiến tế đấy, là táng hải đệ thất tế tự. a à, cùng với tiếng kêu rên, đệ thất tế tự táng diệt thành cho. Tùy theo, liền là một bộ tinh không đồ tải hư vô diễn hóa. Đi, nguyệt thần, đế tiên, nữ vương cùng lục thiên thần tướng chẳng phân biệt được trước sau biến mất. Chỉ bốn người bọn họ, mang đi táng thần đỉnh, thái vũ cùng cùng hoang thiên kính đây cũng không phải là đi trộm nhà, phải đi hủy đi nhà, đi liền đánh, đánh xong liền đi. chương 2087, Vũ trụ biến thiên. Ta còn muốn đi càn quét một phen lạc. Lão ô quy dương mắt nhìn hư vô, trông mòn con mắt. Thiên uyên nơi nào, đã từng là cấm khu, có thể không có vài tòa bảo tàng. Có thể, hắn tu vi không tốt, cứng rắn đi theo tham chiến, đến trí cao thần khí che chở. Cái này có chút lãng phí, cho hắn táng thần đỉnh, cũng sử dụng không ra tối cường uy lực. Ai? Xem qua hư vô, hắn lại xem Triệu Bân, tiểu tử này thân thể tại sáng lên. Nhìn nhiều vài lần, mới phát hiện manh mối, này hàng ý thức, đã chạy đi đâu. Thần tư ý cảnh, Triệu Bân vẫn đặt cái kia nổi lên, là khách qua đường cũng là quần chúng. Hắn thế giới trước mắt, diễn hóa đến nay, đã là vạn vật phồn vinh mạnh mẽ, linh lực như mưa bụi, lung mộ thiên địa phương. Cũng chính là bởi vì linh lực dồi dào, thực vật mới đặc biệt sum xuê, vẻn vẹn một gốc tiểu thảo, đều có vài chục trượng cao, che trời cổ mộc, càng là tùy ý có thể thấy được, tuyệt đối là tu luyện thánh địa. Có thể chính là như vậy một phiến tu luyện thánh địa, không thấy một cái sinh linh, không có chim bay cá nhảy, cũng không thần ma tiên Phật, nhiễm nhiên chính là một cái nơi vô chủ. Hắn biết rõ, hỗn độn sơ khai phía sau còn chưa sinh sôi như vậy vật còn sống. Sinh linh hiện thế, cũng nên có cái kia thì một cái quá trình. Thật là một cái vũ trụ hắn đi một chút ngừng ngừng, không biết nhìn bao nhiêu năm tháng, mới xuống như thế cái kết luận. Có thể hắn vẫn như cũ không hiểu, cái này kỳ quái ý cảnh ở bên trong, vì sao lại có vũ trụ khai hóa chi cảnh, hắn lại như thế nào đi tới nơi này đấy, còn có, thế nào mới có thể ra đi, đợi đến vũ trụ hủy diệt. Mang theo như vậy nghi hoặc, hắn đến rồi một trận rất khá dài đường đi. Đơn giản liền là để ý cảnh trong vũ trụ, bay tới trôi đi, có phần nghĩ nhìn một cái, hỗn độn sơ khai sau cái thứ nhất sinh linh, giải cái dạng gì. Cái này chờ một cái, lại là một cái thế sự xoay vần. Hắn thấy được, nhưng là cái không đâu vào đâu quái vật, sinh ra tam khỏa lão đại, mỗi một khỏa, đều lớn như sơn nhạc, nó chi thể hình, quả thực chính là đội trời đạp đất đấy, thậm chí mỗi một cái hô hấp, cũng như anh lôi. Nó dị thường bạo ngược, tam miệng mở lớn, cách ba năm lần phun ra liệt diễm, đốt một phiến lại một cánh rừng. Quái vật kia phía sau, trong thiên địa lại lần lượt nhiều hơn rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh linh, đó là dạng gì đều có, hình thể một cái so một cái khổng lồ, cũng là một cái so một cái bạo ngược, ngẫu nhiên gặp được, đó chính là một lời không hợp liền mở làm, không có gì bí thuật thần thông, đều là nguyên thủy nhất chém giết. Cũng chớ xem thường vật lộn, một cái tát chụp được đến, đế thần đều chưa hẳn gánh vác được, như bọn chúng thông hiểu thần thông, chuẩn hoang thần đối địch cũng phải quỳ. Cái này chính là vũ trụ giữa nhóm đầu tiên sinh linh, tiên thiên liền có không gì sánh kịp lực lượng, dùng dã man cùng cường đại để hình dung, thích hợp nhất không được. Có lẽ bọn chúng quá làm ẩm ý, nghênh đón một trận hỏa kiếp. Cũng không phải là con người làm ra, mà là tự nhiên lực lượng. Triệu Bân là người chứng kiến, thiên địa đại biến, toàn bộ vũ trụ đều đọa nhập rồi băng phong kỷ nguyên, không thích hợp nữa sinh linh còn sống, cái kia từng cái một đại gia hỏa, đều tại băng thiên tuyết địa trong ngã xuống, lại hồn quy thiên địa phương. Tự nhiên thiên đạo, Triệu Bân phiêu tại tuyết sơn chi đỉnh, lặng lặng ngửa mặt nhìn thương miểu. Băng Phong không phải con người, là đại càn khôn làm ra, lúc này thiên đạo vẫn còn mới bắt đầu nhất trạng thái, là không có linh trí đấy. Không biết bao nhiêu năm phía sau Hàn Băng giải phong, vạn vật hồi phục. Vũ trụ giữa nhóm thứ hai sinh linh, ứng vận mà sinh. So sánh với nhóm đầu tiên, bọn chúng dáng vóc liền nhỏ rất nhiều rồi. Nhỏ không có nghĩa là không làm trận chiến, chỉ cần gặp được không có không hẹn không đấy. Kiếp nạn, cũng không thiếu được bọn chúng đấy, chỉ bất quá, lần này không phải băng phong, mà là lôi đình cùng thiểm điện, gần như bao phủ toàn bộ vũ trụ, suýt nữa lại đem thiên địa, bổ trở lại hỗn độn thời kỳ. Sau đó, không biết bao nhiêu cái thế sự xoay vần, cũng không trông thấy nửa cái vật còn sống. Triệu bân là quần chúng, càng nhiều thời điểm đều tại xem hư vô. Hắn không biết, cái này có tính không diệt thế. Chỉ biết, tự nhiên thiên đạo thời kỳ cũng sẽ từng trải nhiều lần sinh linh đại diệt việt cũng có lẽ là thiên đạo đang ép sinh linh khai hóa dù là có tai nạn cũng sẽ tổn sống sót nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai sinh linh đã thành lịch sử hạt bụi bọn chúng là cường đại có thể bọn chúng thiếu linh tính thiên truy bách luyện sao triệu bân trong lòng như vậy nghĩ chí nhóm thứ ba sinh linh hắn như cũng là người chứng kiến bọn chúng rõ ràng yếu đi rất nhiều nhưng so với trước hai nhóm sinh linh thông minh Ít nhất, không có vĩnh viễn làm loạn. Chờ đợi kiếp nạn tiến đến lúc, biết rõ tìm chỗ tránh né. Chịu đựng qua đại diệt tuyệt, trong huyết mạch liền sinh sôi này sau một loại trí nhớ, sinh tồn trí nhớ, từ sau nhiều đời truyền thừa, mà lại càng truyền càng nhiều, này sẽ là một loại bản năng, bẩm sinh. Linh trí khai hóa, chính là tại lần này lần trong truyền thừa, có thể đề thăng. Lần thứ 9 đại diệt tuyệt hậu, triệu bân cuối cùng gặp được người, chuẩn xác hơn nói, là một tôn ma nó chưa nói tới khai sáng tu luyện hệ thống, cũng là hiểu được thế nào vận dụng thiên địa lực lượng rồi. Cái này, hẳn là đi đến quỹ đạo chính. Triệu bân như cái u linh, vòng quanh cái kia tôn ma, qua lại xoay quanh nhi. Nó có lẽ linh trí chưa đủ, thậm chí không biết bí thuật huyền pháp, nhưng nó một hơi, có thể thổi từ một tôn hàng thật giá thật đế thần, không có cái khác, nó tiên thiên lực lượng cường đại. Án tổ thần lời nói nói, không phải một cái cấp độ đấy, mặc người thần thông đa dạng, cũng không chịu nổi một cái tát chụp chết. Cho nên nói, hắn rất xem tốt cái này tôn ma, như sống đầy đủ lâu, như lĩnh hội đủ nhiều, không hẳn không thể cùng thiên sóng vai. Sự thật, chính như hắn sở liệu, cái này tôn ma rất kiên đĩnh, trải qua nhiều lần đại diệt tuyệt, chẳng những không có chết, vẫn cảm muốn sống mạnh, bình thường nhất nhảy mũi, vũ trụ đều sẽ cùng theo run rẩy run lên. Có thể nó, vẫn là sống không quá tuế nguyệt, cuối cùng già nua dưới đi. Nó rất hiên ổn, triệu bân cũng rất hiên ổn, người từ khi ra đời chính là chạy tử vong đi đấy vũ trụ cũng đồng dạng vô luận loại ngày nào nói cuối cùng có một ngày sẽ đi hướng suy vong oanh đột nhiên một tiếng ẩm vang chọc cho triệu bân ngửa con mắt lọt vào trong tầm mắt liền thấy một cái đại thủ theo xa xôi hư vô đến bao trùm toàn bộ vũ trụ trưởng chỉ tầm đó còn có vĩnh hằng ánh sáng lóe sáng đó là tận thế quang huy bởi vì nó toàn bộ vũ trụ sinh linh đều bị áp không thể động đậy còn chưa chân chính rơi xuống vũ trụ liền sụp đổ rồi vết nứt trong đó nhật nguyệt tinh thần sông núi thảo mộc thương nguyên u cốc đều tại trong khoảnh khắc nổ diệt diệt thế sao triệu bân thần sắc trắng bệch dù là thân là quần chúng cũng nhịn không được nữa run sợ cái tay kia quá mạnh mẽ xa xa bao trùm thiên đạo chi thược hắn là mắt thấy vũ trụ đại càn khôn sụp đổ đấy yếu ớt như nhất tờ giấy trắng a à, già nua ma một tiếng thét dài hóa ra vạn trượng ma thân nghịch thiên sông về cái kia che trời đại thủ, nó là cương quyết bướng bỉnh đấy, vô địch không biết bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc tìm được rồi đối thủ, kích động cũng kích động. Tiếc núi chính là, nó cũng xa xa chưa đủ nhìn, chờ đợi đại thủ rơi xuống, nhất kích chính là tan thành mây khói, liên đới toàn bộ vũ trụ, đều hóa thành hạt bụi. Hạt bụi không tiêu tan, ngưng tụ thành rồi một khỏa tự, một khỏa thần tự. Triệu bân xem thần sắc ngơ ngẩn, như thế nào không nhận biết đó là độn giáp thiên tự hắn là khó có thể tin, thần tự độn giáp đúng là như thế đến đấy, đúng là vũ trụ hủy diệt luyện hóa thành, cái kia cái khác độn giáp thiên tử, cũng là từng cái một vũ trụ còn có cái tay kia, siêu việt hết thảy chúa tể sao. chương 2088, Vĩnh Hằng Đạo Khu Chiếu đến tinh huy, triệu bân ý thức mơ mơ màng màng trở lại. Mở con mắt trong nháy mắt, hắn cái động tác thứ nhất chính là ngửa đầu xem thiên. Ý cảnh trong diệt thế đại thủ, nhiễm nhiên đã thành ác mộng, lái đi không được, thậm chí nhìn lên tinh không lúc, Trung Quy đột nhiên sinh ra một loại tận thế phủ xuống ảo giác. Xem cái gì đâu lão ô quy gom góp đến. Không có gì, triệu bân vô thức thu con mắt. Người đã chạy đi đâu, lão ô quy tò mò hỏi. Vào một phương ý cảnh, triệu bân một cái kình phong bóp nghi. Còn tưởng rằng ngươi đi lạc đường, lão ô quy đổ một ngụm rượu. Nguyệt thần bọn họ đâu? Đi thiên uyên hủy đi nhà. Thế nào không chờ ta tỉnh lại? đợi ngươi hoa cúc đã thành kim châm rồi. Triệu bân không lại nói, chỉ tính tâm nội thị khí lực. Xem xét một vòng, cũng không thấy thần tự độn giáp. Nhìn không thấy không có nghĩa là không tồn tại, thần tự đã cùng hắn hòa làm một thể. Nguyên nhân chính là chúng nó tương dung rồi, hắn mới giác một loại trước đó chưa từng có minh mông. Hắn biết rõ, đó là thần tự độn giáp ban cho ý cảnh, cất giấu vũ trụ biến thiên. Siêu, hắn vung rồi tay, trong tay áo bay ra một phiến kim quang đó là độn giáp thiên tự, một đường đạt được đều tại này. Thần tự là từ vũ trụ luyện hóa mà thành, những thứ này chữ cổ hơn phân nửa cũng đồng dạng. Khác biệt chính là, thần tự độn giáp thật giống như bị xuất ra ánh sáng, nhưng những thứ này không có. Thật trói mắt nơi nào. Lão ô quy thổn thức sách lưỡi, không nghĩ tới triệu bân có cái này nhiều thiên tự. Cái đồ chơi này là có thể đồ tốt a à? năm đó hắn cũng cất chứa qua không thiếu. Tại thần tự ý cảnh ở bên trong, nhìn thấy gì? Đế Phong ung dung nói. Vũ trụ biến thiên. Triệu Bân không có dấu giếm, đem ý cảnh chứng kiến hết thảy, nói thẳng ra. Chớ nói lão ô quy, Đế Phong đều kinh sợ, xem độn giáp thiên tự thần thái, cũng bởi đó đại biến, cái này từng khỏa kỳ dị đích thực chữ cổ, chỉ là móng tay lớn nhỏ, đúng là do từng cái vũ trụ luyện hóa mà thành, người nào mẹ nó lớn như vậy quyết đoán, lại vì cái gì như vậy làm, chỉ vì tạo trong truyền thuyết độn giáp thiên thư. Cho ta mượn một khỏa lão ô quy cầm một quả thiên tự chạy tới làm nghiên cứu đế phong cũng nghĩ mượn một quả càng nghĩ vẫn là bỏ qua rồi thiên tự không phát ra ánh sáng lại dòm ngó cũng vô dụng đến mức triệu bân thần tự nên là cái dị loại nếu không thì hắn cả hai cũng không thể nào quy làm một thể trước tạm tu luyện đế phong lưu lại một lời nói lại chạy tới cải tạo tự thân nguyên thần rồi không cần hắn nói triệu bân cũng đã ngồi xuống từ lúc dung rồi thần tự độn giáp, hắn khí lực có nhiều biến hóa, đặc biệt là nhục thân, tựa như được rồi lực lượng thần bí gia trì, mặc dù không vận chuyển công pháp, bên ngoài thân cũng có lôi điện xé rách, đây là thân thể, cường đại đến cấp bậc nhất định biểu hiện bên ngoài, còn có huyết mạch của hắn bản nguyên, tựa như cũng lột xác rồi một phen, so với trước kia, càng cường càng bá đạo. Oanh! Chờ đợi công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn, phảng phất có một tiếng sấm rền vang vọng. Trong nháy mắt, cả người hắn cũng như cháy rồi bình thường, toàn thân, đều giấy lên kim sắc liệt diễm, chính một lần lại một lần chui luyện hắn khí lực, cốt cách lốp bốp âm thanh, thế nào nghe cũng như một chuỗi pháo đốt. Lão ô quy nghe nói, vô thức xéo con mắt xem ra. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, liền là một bộ quỷ dị chi cảnh tượng. Trong mắt của hắn triệu bân, đốt đốt, liền hóa thành một phiến hỗn độn sau đó thanh khí tăng lên, chọc khí trầm xuống, có thiên địa khai ích, có vạn vật diễn hóa, có thể thấy sông núi thảo mộc, cũng thấy nhật nguyệt tinh thần, đoạt thiên tạo hóa. Trưa nay, chính là ảo diệu đạo âm, tựa như thần khúc giống như vang vọng. Hắn nghe mê mẩn, tâm thần không tự giác chìm đắm vào, khó mà tự kìm chế. Chờ đợi thoảng qua thần, triệu bân lại thành hỗn đột, lại tới một lần khai thiên tích địa. Như như vậy cảnh tượng, đủ rằng có ba ngày lâu, xem hắn hoa mắt. Đừng vội, còn có. Triệu bân bên này còn chưa nghỉ ngơi, đế phong cái kia cũng tới đại động tính không hổ là thái vũ thần tướng lúc này mới mấy ngày liền thuế biến thành nguyên thần hắn chi dị tượng cũng dị thường to lớn bắt đầu chính là thần thú thế trận khục lão ô quy cái này âm thanh ho khan mang theo vài phần ta là phế vật xấu hổ trong nội viện liền hắn ba một cái lột xác một cái niết bàn có vẻ như liền hắn không có chuyện gì không có chuyện làm vậy thì tranh thủ tìm ít chuyện làm quá kết quả là hắn đem tự thân xác rùa đen tháo xuống rồi mai rùa đen trên tràn đầy vết nứt lại không tu có thể đã hư mất tất cả đều chuyện làm tiểu viện nhất phái yên tĩnh so sánh với tại đây tinh không ở chỗ sâu trong liền rất náo nhiệt rồi hủy đi nhà tổ bốn người đã đánh vào thiên uyên đó là một câu lời thừa không có trực tiếp vận dụng trí cao thần khí nện xuyên thủng nhà hắn tổ phần kinh thế đại hỗn chiến hết sức căng thẳng cùng với lôi đình thiểm điện đánh chính là long trời lở đất chiến cuộc sao không quan trọng người nào chiếm thượng phong, bởi vì nguyệt thần bọn họ chuyến này, không phải là vì sát nhân, mà là vì hủy đi nhà, thuận tiện đồ mấy cái thiên uyên trí tôn, dù như thế, thiên uyên cũng không chịu nổi công phạt, thương vong cực thảm trọng. Tiên giới có phẫn nộ gào thét thanh âm, vẫn còn công phạt đại đạo thiên cục thiên uyên chúng thần, đến nghe thấy cầu viện, trước tiên rút ra thần minh hải, mang theo bản thân trí tôn, sát hồi rồi lão ra, tới đồng hành đấy, cũng không có thiếu đại thần. Đến, lại rút lui một nhà. Bên ngoài chàng thế nhân là đưa mắt nhìn thiên uyên chúng thần chạy cách chiến trường đấy. Nhưng, thần minh hải ầm vang thanh âm cũng không bởi vì có nửa phần ngừng. Đầy trời thần ma sợ là đã đánh đỏ mắt, cả đám đều bạo ngược không chịu nổi, táng hải đi rồi không sao cả, thiên uyên rút lui cũng không sao, chỉ cần ngũ cấm khu vẫn còn, liền chấn được chàng diệt, quản ngươi là ai đến, ai tới cũng không có dùng. Ngày thứ tư, triệu bân dị tượng mới chậm rãi tản đi, hết thảy quang mang cũng liếm ở vô hình lão ô quy thấy chi vui vẻ liền bu lại vòng quanh hắn xoay quanh nhi mà lại ánh mắt nhi rất kỳ quái rõ ràng chỉ là ba đến năm cái ngày đêm nhưng này hàng đầu vai tràn đầy hạt bụi làm cho người ta chưa phát hiện cho rằng tuế nguyệt đã qua nghìn năm thần kỳ như vậy sao lão ô quy đưa tay chạm đến vẫn thật là là bụi bặm kèm theo tang thương sờ qua hắn lại sát vào một phần tại triệu bân trên người người tới người lui lão con mắt biến dị thường thâm thúy lột xác rồi một phen tiểu tử này huyết thống bản nguyên, biến có vẻ như không phải tượng vĩnh hằng thể rồi, như là cái loại sản phẩm mới. Còn có cái kia nhục thân, cũng cường nói chuyện không đâu, hắn gặp qua thần tôn đấy, đồng cấp vẻn vẹn luận nhục thân cường độ, trước mặt cái này lắp ráp gà mờ vĩnh hằng thể, vậy mà so vĩnh hằng thủy tổ cái kia sơ đại tiên thiên vĩnh hằng thể càng cường. Xung rồi độn giáp thiên tự nguyên nhân. Lão ô quy ngắt sâu rìa, có thể nghĩ đến chỉ cái này một loại khả năng. Đúng, khẳng định như thế, độn giáp thiên tự thế nhưng vũ trụ luyện hóa đến đấy. Hắn nhìn lúc, triệu bân khí lực run lên một cái, đánh tan đầu vai bụi bặm sau đó liền thấy cái kia thể nội, bay ra một luồng kim quang, hóa thành một cái khác triệu bân, vô luận tu vi cảnh giới vẫn là đạo ẩn khí huyết, cũng độc nhất vô nhị. Vĩnh hằng đạo khu, lão ô quy lông mi trao lên, sử tại giữa hai người, nhìn lại xem. Hồi lâu, hắn mới lại xuống kết luận, tuyệt đối là vĩnh hằng đạo khu không thể nghi ngờ, Vĩnh Hằng Thể bắt Đại Tiên ẩn núp một cái, không giống với phân thân, có thể tại giới định trong thời gian, hoàn toàn phục chế ra cái kia bản thân, chiến lực cùng bổn tôn ngang nhau. Hô, Triệu Bân cuối cùng tỉnh, mà lại là bổn tôn cùng đạo khu đồng thời mở con mắt. Độn Giáp Thiên tự thật không có uổng công dung, đuổi gấp liền mở ra nhất mạch tiên tàng. Vĩnh Hằng đạo khu thực dụng a, đơn đấu làm chỉ là lúc, vậy thì quần ẩu quá. Người cái này vụn vặt huyết thống, tiên tàng mở rất trượt a lão ô quy đạo một việc nhỏ triệu công tử vừa nói một bên cao thấp dò xét đạo khu đừng nói như là soi gương đó là càng xem càng xuất khí không được hoàn mỹ chính là thời hạn quá ngắn chỉ bất quá nửa ngày lắp ráp huyết thống tại đây điểm không tốt không có tiên thiên huyết mạch bền bỉ siêu phong nhẹ phẩy nguyệt thần như mộng bình thường hàng lâm cũng chỉ nàng một người cũng không thấy đế tiên bọn họ cái kia ba lạc, lão ô quy nhìn nhìn hư vô. Ra biến cố sao triệu bân cũng đi lên trước đến. Chờ đợi ở chỗ này, không cần thiết xuất thành. Nguyệt thần lưu lại một lời nói, lại lăng không tiêu thất. Cùng nàng một đạo biến mất, còn có triệu công tử. chương 2089, cố thủ. Triệu bân lại hiện thân, đã là một cái kỳ dị thông đạo. Nguyệt thần tự nhiên cũng ở đây, lối đi này chính là nàng tạo ra đấy. Tâm nhi các nàng, triệu bân lay động một bước mới đứng vững đều tại chỗ an toàn không có gì đáng ngại nguyệt thần cười cười ta đây lưỡng về trước tiên giới trở về triệu bân lông mi trao lên không hủy đi nhà ngày sau lại hủy đi không muộn nguyệt thần nói qua nhẹ phẩy ống tay áo triệu bân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái giống bị mở một loại vô thượng tầm mắt chứng kiến là nhất mảnh hắc ám hắc ám ở chỗ sâu trong có một phiền ánh sáng thấy không rõ hư thực nhưng mơ hồ có thể thấy sông núi cùng thảo mộc như là một phương đại thế giới. Cái đó là Triệu Bân lại xem Nguyệt Thần, một cái tiểu vũ trụ, Nguyệt Thần không giấu giếm. Triệu Bân nghe không khỏi sướng sờ, lại vô thức xem hắc ám. Lần này, hắn cùng tận rồi sức nhìn, nhưng như cũng nhìn không rõ. Nó chính tới gần chúng ta chỗ vũ trụ, Nguyệt Thần khẽ nói, như vậy vội vã trở lại tiên giới, đại đạo thiên cục biết chịu nó quấy nhiễu. Nó như đến không chỉ đại đạo thiên cục, toàn bộ vũ trụ đại càn khôn, bao quát đại càn khôn phía dưới đủ loại nhỏ càn khôn, đều có không khác biệt gặp cái kia xông tới, chí tôn thành cần ngươi cố thủ, để tránh thiên cục gặp cái kia ảnh hưởng đến mà nửa đường tan vỡ. Minh Bạch, Triệu Bân không nhiều hơn nữa hỏi, ai bảo hắn là chí tôn thành chủ đâu? Đại đạo thiên cục là do hắn khống chế, tất nhiên hắn trở về cố thủ. Hủy đi nhà phía trước, còn phải trước thành thành thật thật bảo vệ tốt đại bản doanh tại thần tự ý cảnh ở bên trong nhìn thấy cái gì nguyệt thần hỏi vũ trụ biến thiên lời giống vậy triệu bân lúc này lại như thực bàn giao một lần so sánh với đế phong cùng lão ô quy nguyệt thần mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không khiếp sợ đã từng là thiên đạo sao trung quy biết được một chút thế nhân không biết bí mật chỉ bất quá nàng năm đó một chút suy đoán mà nay bị có thể chứng thực mà thôi ra ngoài nhiều ngày lại trở lại thần minh hải Triệu Bân hung hăng hít một hơi. Không nhìn không biết, nhìn qua đã giật mình, công phạt hắn thần triều thế trận, so với hắn trong tưởng tượng càng khổng lồ, không nói đến lần này cuối cùng đến rồi bao nhiêu thần cùng ma, liền nhìn cái kia hơn 10 tôn hoang thần binh, liền đầy đủ dọa người, rõ ràng là đêm tối, sừng sốt bị cái kia quang mang chiếu nếu như ban ngày, trắng dọa người. Khó có thể tưởng tượng, đại đạo thiên cục là như thế nào chống đỡ lâu như vậy đấy. Đương nhiên cái này cũng quy công tại Càn Khôn áp chế, xuống cấp tốt. Nguyệt Thần lại biến mất, mang theo hắn, tại trí Tôn Thành trong lăng không hiển hóa. Thấy chi, thần triều đám người cường hãn đều đặc biệt đến tinh thần, tụ đến rồi một phiến. Sau đó trò chuyện, Triệu Bân một bước lên trời, đã rơi vào thương miểu nhất đỉnh. Nguyệt Thần thì đã mang đến Táng Thần đỉnh, đặt ở Càn Khôn trong. Ta không nhìn lầm a, à, đó là Vĩnh Hằng Thủy Tổ bản mệnh thần đỉnh. Trừ nó, cái nào còn có như vậy to lớn hào hùng uy áp cùng khí tràng. Không hổ là đi theo thần tôn ác chiến hoàn vũ thần khí, quả nhiên hung hãn bá đạo. Một tôn thần đỉnh, xem thành trong người ánh mắt dạng dỡ. Hắn thần chiều, cuối cùng có trí cao thần khí áp tràng tử rồi. Có người vui vẻ, từ cũng có người phiền muộn, như ngoài thành đầy trời thần ma, lúc này ngay tại tập thể cao mày, bởi vì thiên cục phòng ngự, bỗng nhiên tăng cường, hoặc là nói được rồi thần bí chi lực gia trì, mà lại nhiều hủy diệt chi ý trí cao thần khí. Tiên tôn hai mắt gần như híp lại thành sợi, gắt gao nhìn chầm chầm vào đại đạo thiên cục. Như hắn, bà la, a la, cùng chấp trưởng hoang thần binh những cái kia thần, cũng đều là như vậy thần thái, trí cao thần khí tầm đó, lẫn nhau là có cảm ứng đấy. Trong lúc nhất thời, chúng thần sắc mặt, đều biến không phải dễ nhìn. Trước có càn khôn chói buộc, phía sau hoang thần binh áp trận, buồn nôn người nơi nào. Người cũng không thể lại mơ hồ. Thương miểu đỉnh, Triệu Bân vỗ vỗ táng thần đỉnh. Đại đỉnh có đáp lại, lại mang theo vài phần nhỏ ngạo kiều. Coi trọng ngươi. Triệu Bân cười một tiếng, lại đi xuống rồi hư vô, đã rơi vào thần triều đại điện trước. Ngoài điện, đã là bóng người ô ương, quét mắt qua một cái đi, thuộc về hắn tu vi thấp nhất. Nghe nói, người đem táng hải bảo tàng dò xét. Nghe nói, bảo tàng trong có rất nhiều thiên tài địa bảo. Nghe nói, người cho chúng ta dẫn theo không hiếm thấy trước mặt lễ nhiều người địa phương chỉ sợ đám lão già này tụ tập chơi đùa lý do thoái thác đó là một bộ tiếp một bộ nhi đấy biết rõ đấy đây là ở học không biết còn tưởng rằng là mấy cái cường đạo thủ lĩnh tại chỗ trở lấy chia của đâu đừng nghe ngoại nhân mù phấp phới không thể nào nhi triệu công tử nói nghiêm trang ngọn nguồn tức cũng không được bình thường đủ nhà hắn tú nhi cũng ở đây đâu cái kia không chính xử tại cung điện mái hiên trên Nhìn lên Phiêu Miểu Hư vô đâu có Sư Tôn bảo kê, xem cái nào dám tìm hắn mù gào to. Đích xác, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu chúng thần tâm lý nắm chắc. Sư tổ, ngươi xem cái gì đâu thủy thần ha ha cười một tiếng. Cái này cũng là thần triều đám người cường hãn muốn hỏi đấy, Từ Nguyệt thần trở lại trí Tôn Thành, liền xử tại mái hiên trên, như băng điêu không chút sứt mẻ, liền nhìn chằm chằm vào Phiêu Miểu Hư vô xem, chúng nó đã từng nhìn lên, làm sao tầm mắt chưa đủ cái gì không có nhìn thấy tiểu vũ trụ, từ bên ngoài đến tiểu vũ trụ. Nguyệt thần không ngôn ngữ, triệu bân thay nàng trả lời, không phải vậy xem những ngôi sao. Nghe thấy chi, chúng thần tập thể nhíu mày, càng thuộc về cốt hóa cấp đám kia đại thần, đều nhíu lông nghi, từ bên ngoài đến tiểu vũ trụ, sợ không phải muốn ra cái dung vũ kỷ nguyên. Đến rồi, vắng lặng thật lâu Nguyệt thần, đột nhiên một câu khẽ quát. Dứt lời, liền nghe oanh một tiếng vang, toàn bộ hoàn vũ đều một hồi lay động. Cái này phút chốc, lên tới chúa tể xuống đến phàm nhân không có một cái có thể đứng ổn đấy trách rồi quỷ mới biết động đất rồi thiên phía dưới tràn đầy nghi hoặc kinh dị phàm nhân mờ mịt thần tiên cũng không rõ ràng cho lắm a à, triệu bân cái này tiếng kêu đau đớn dị thường lờ mờ lúc này vẫn đặt cái kia lay động nguyệt thần không có lừa gạt hắn thiên cục thật sẽ gặp sông tới nếu không phải hắn tại thành trong nếu không phải táng thần đỉnh cùng nhau chống đỡ đại đạo thiên cục thật có thể sẽ toác ra đại vết nứt tú nhi nhưng còn có triệu bân cưỡng ép đứng vững vàng thân hình lần thứ hai xông tới nhanh nhất bán nguyệt nguyệt thần lời nói ung dung bán nguyệt đầy đủ trở lên đi hủy đi hai nhà triệu bân xoa xoa đôi bàn tay nhiều người lực lượng đại lão phu cũng đi 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 đều đi nện hắn cái nát vụn chúng đại thần đều xoa tay chủ yếu là bị ngăn ở thành trong lâu như vậy đều nhanh biệt suốt nội thương tâm tình khó chịu nhu cầu cấp bách tìm cái chỗ phát tiết một chút, trí cao truyền thừa lão ra cũng rất phù hợp, hủy đi ai mà không hủy đi a. À. Trước tiên lui ngoài thành chi địch, Nguyệt thần một bước bước ra, lại như một trận huyễn mộng, mất tung ảnh. Nhưng chúng thần rõ ràng thấy được, nàng biến mất trước phút chốc, biến hình thái, chuẩn xác hơn nói, là đổi một cái luân hồi, cái nào luân hồi đâu tam thế Nguyệt thần, nhìn cái này đầy trời mộng ảo bỉ ngạn hoa, đều là bởi vì nàng mà nở rộ. Cái này cũng được bọn tiểu bối lưỡng nhãn viên trượt chuẩn hoang thần kiếp tổ thần sờ lên cái cằm, không cần hắn nói chúng thần trong mắt cũng đều nở rộ rồi nóng bỏng quang mang đời thứ ba nguyệt thần đế thần cảnh tu vi lại hướng lên đi ra gần nửa bước chính là chuẩn hoang thần mặc dù là cái quá độ cảnh giới nhưng không ngại nó có thần phạt cái này không liền tới sống cửu thế thần thoại độ kiếp phối hợp táng thần đỉnh thủ hộ bản thân không phải đem ngoài thành đám kia đồ danh con nhất nồi hầm cách thủy nữa a à. audio điện tử võ tấn bền chương 2090, Tam Thế Nguyệt Thần Kiếp. Tối nay thần Minh Hải, cùng trước kia có chút khác biệt. Nơi nào khác biệt đâu ngửa mặt lên trời xem, đầy trời đều là cánh hoa. Chấn thiên ẩm vang, bởi vì cái này một màn quỷ dị mà ngừng. Không biết bao nhiêu trí tôn ngửa con mắt, cái này êm đẹp đấy, nơi nào đến hoa. Đương nhiên không phải cúc hoa, là bị ngạn hoa, nó không phải chân thực, xúc tua liền tán. Cố làm ra vẻ huyền bí, tiên tôn hừ lạnh, nhất kiếm vắt ngang cửu thiên, bổ ra rồi phiêu miểu hư vô. Có một đạo bóng hình xinh đẹp, tắm rửa nguyệt quang đi ra, xinh đẹp tựa như ảo mộng. Nguyệt thần ma đạo quân híp lại rồi hai mắt. Tam thế nguyệt thần, vô tưởng lão thần ung dung nói. Rốt cuộc chịu đi ra bà la ma thần cười lạnh. Như nàng, cái khác cấm khu chi chủ đám, cũng đều là ánh mắt nóng bỏng. Nhưng, cười cười, chúng nó liền không cười, bởi vì xét đánh rồi. Tiếng sấm phía sau, chính là một cỗ để cho thiên địa đều phải run rẩy uy áp. Thần phạt, vẫn là bà la ma thần, nghĩ cũng không nghĩ, liền thúc giục phục ma tán. Cái khác cấm khu chi chủ cũng như thế, tập thể thúc giục bản thân hoang thần binh. Thần phạt tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể phá, đem người độ kiếp kích sát là tốt rồi. Oanh, hơn 10 tôn trí cao thần khí liên hợp nhất kích, trực tiếp oanh xuyên thủng hư thiên. Nhưng mà, không cái gì sâu dùng, trời bị đánh bể, có thể lôi đình cùng thiểm điện vẫn còn lôi đình thiểm điện tại thần phạt liền tại thần phạt vẫn còn nguyệt thần liền vẫn còn cái này sao làm sao có thể có người khiếp sợ cả kinh hai mắt nổi bật cái kia nhiều chí cao thần khí lại không oanh diệt nguyệt thần con nít đến tiền não tử bị lừa đá rồi a à. quần chúng trong lão gia hỏa đều mắt liếc bên cạnh thân thanh niên như ngươi là nguyệt thần biết đứng cái kia bị người đánh có thể đó là trí cao thần khí không phạt cực tấn tập trung, nhất định chúng mục tiêu. Năm đó tang thần chung, nguyệt thần vẫn hẳn phải chết lạc. Ngươi vừa rồi thấy chính là quỷ. Đừng mẹ nó cằn nhằn rồi, chạy a. À. Vẫn là càng già càng lão luyện đám cực hạn, nghiễm nhiên đã bộ dạng xun xoe mở chạy rồi. Nguyệt thần mở thần phạt, rõ ràng lừa người, không chạy chờ gặp xét đánh. Chạy, đây trời thần ma cũng đã thoát ra thần minh hải, chỉ có chấp trưởng hoang thần binh đại thần, vẫn xử tại đó phiến thiên địa, lúc này, đã chống đỡ trí cao thần khí, sát nhập vào cửu thiên, muốn đỉnh lấy thần phạt, cường sát cửu thế thần thoại. ầm vang, vừa gặp thần phạt hàng lâm, ước vạn lôi đình như vũ trúc xuống. Tùy theo, chính là liên tiếp âm vang đương làm âm thanh rồi. Đó là cấm khu chi chủ đám, lấy trí cao thần khí ngạnh kháng lôi kiếp. Muốn nói trí cao thần pháp khí, đích xác cứng rắn, mặc dù gặp không may thần phạt, cũng đồng dạng kiên đính, bất luận hủy diệt lôi đình thế nào phách chảm, đều không thể đem thiêu hủy. Diệt, tiên tôn tiếng quát chấn thiên, lấy chấn thiên kỳ quét ra rồi tận thế chi quang. A à, la Phật tôn thì vung tay vung lên, to như vậy khốn Phật trung, nghìn không đánh tới. Nguyệt thần dung nhan thanh lãnh, ngưng luyện pháp tắc thành kiếm quang, chém nát rồi tận thế chi quang, chờ đợi khốn Phật trung giết tới, bị nàng một trường, vung mạnh lật đến rồi lên chín từng mây. Chân áp. Bà La Ma thần mở miệng thành phép, phục ma tán quét sạch rồi thần hải. Tới chẳng phân biệt được trước sau đấy là thần khư chi chủ cùng địa ngục chi chủ chới nhìn hắn lưỡng bối phận thấp công phạt không tầm thường một đao nhất kiếm cũng chí cao thần khí một cái chém nứt rồi thiên địa một cái đánh nát rồi càn khôn uy lực khủng bố phốc hư không huyết quang hiện ra nhuộm hồng cả lôi đình cùng thiểm điện nhưng bị chém cũng không phải là nguyệt thần mà là hồn vực chi chủ cửu thế thần thoại đại thần thông đỉnh lấy thần phạt tới đổi cái vị trí cái này nhất đổi khủng khiếp hồn vực chi chủ đã trúng tứ phương oanh kích, một phương thiên kiếp, tam phương hướng chí cao thần khí, dù có hoang thần binh thủ hộ, cũng suýt nữa bị đánh tàn. Ngắn ngủi phút chốc, Nguyệt thần đã không ở thần Minh Hải. Nàng lại hiện thân lúc, đã là hải ngoại bao la mờ mịt đại địa. Cái này nhiều người, ô ương một phiến tất cả đều là thần cùng ma, mới từ thần Minh Hải rút khỏi đến, trước phút chốc, vẫn còn xem đại chiến, cái này một giây, liền gặp không may hủy diệt thần phạt. Phốc, sạc sạc, cái kia là một bộ máu tanh đáng sợ này hình ảnh. Lôi kiếp như diệt thế tay, nhất kích chính là một mảng lớn. Ừng ực, càng bên ngoài thế nhân, đang chạy trốn ở bên trong, tập thể mạnh nuốt nước miếng. Không hổ là cửu thế thần thoại kiếp, chỉ phút chốc, liền hủy trên trăm tôn thần. Đi, đi nhanh, trong thiên địa, nhiều hơn tiếng kêu rên cùng tiếng gào thét, cùng lôi minh cùng ngúa. Đầy trời thần ma đều tại trốn, cũng không phải sợ nguyệt thần, mà là sợ nguyệt thần kiếp, Yêu nghiệt cấp bậc chưa đủ số, vô luận người nào đi, đều là bị hàng duy đã kích pháo hôi, trừ phi là đám kia có hoang thần binh hộ thể cấm khu chi chủ. Bọn ngươi, đi được rồi. Nguyệt thần một câu băng lãnh mà cô quạch, tựa như thượng thương tuyên án tử vong. Nàng cũng đích xác nói được thì làm được, người ở nơi nào nhiều, liền hướng chỗ nào gom góp. Độ kiếp sao, nhiều người mới náo nhiệt, không phải vậy, nàng hơn nửa đêm ra tới xem những ngôi sao. Làm đến gọn gàng hắc ám hư vô ở bên trong có triệu bân một tiếng kêu tốt không sai hắn cũng đi ra cũng không phải là ra tới ngắm phong cảnh mà là nhặt nhạnh chỗ tốt trí tôn sao vẫn là có nhiều như vậy cái kháng đánh đấy đã chúng xét đánh không có chết kéo lấy máu chảy đầm đìa tàn khu từng cái một chạy so con thỏ còn nhanh cái này chính là mục tiêu của hắn a à, không đúng là mục tiêu của bọn hắn ra tới không phải hắn một người còn có tổ thần đám kia đại thần khó được nguyệt thần mở đại, không phải tổ đội ra tới chống đỡ chống đỡ chàng tử A. À. Đều đừng đoạt, ta đây đấy. Triệu bân đi đứng tặc chập choạng trượt, nhìn chằm chằm vào một phương đuổi tới. Cái kia, có một tôn bỏ chạy thần, là một cái cái kia tướng mạo xấu xí sứt sẹo lão đạo nhân, chớ nhìn hắn bề ngoài không ra gì, cũng là một tôn hàng thật giá thật đế thần, lần trước công phạt thần triều liền hắn, lần này vẫn là không nhớ lâu. Siêu, sứt sẹo lão đạo chạy trước chạy trước liền không thấy nhi rồi, chui vào rồi hắc động. Không gian hắc động tốt, so hoang sơn dã lĩnh thích hợp hơn giết người cướp của. Triệu bân như quỷ mị, lén lút đi vào theo. Hắn đến lúc đó, xuất sẹo lão đạo đang trốn tại hắc ám ở chỗ sâu trong chữa thương. Có đau hay không hắn không biết, chỉ biết cái đồ kia rất khó chịu, đã trúng nguyệt thần một hồi xét đánh, tổn thương chỉ còn một nửa thân thể, mà lại thần khu vẫn còn từng khúc diệt phong. Người nào xuất sẹo lão đạo cảm nhận không tầm thường, lại thông suốt đứng lên bắt ngươi mệnh người triệu bân tay cầm long uyên từng bước một đi ra ngươi triệu bân xuất sẹo lão đạo thần sắc đột biến xoay người lại mở chạy chạy triệu bân một cái thuấn thân giết tới nhất kiếm chém nát rồi cái kia tàn khu đồng trong nháy mắt hắn diễn xuất rồi vĩnh sinh vương tỏa lăng không đè xuống phốc xuất sẹo lão đạo suýt nữa bị nghiền nát nguyên thần chân thân cực tấn vặn vẹo cũng không phải là hắn kháng đánh là triệu bân lưu lại một phần lực tốt xấu đế thần cấp nguyên thần, tác dụng lớn đầu luyện ra nguyên thần lực, cho thần triều chi nhân rèn luyện khí lực. Hắn không lưu lại, lại như quỷ mị chuồn ra hắc động. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một đạo thần quang, hoa thiên mà qua. Cũng là gặp phải xét đánh thần, so sức sẹo lão đạo thảm hại hơn, chỉ còn nửa cái nguyên thần, xem chân thân hình thái, là một cái một tay lão giả, cũng là một tôn đế thần cảnh. Giao cho ngươi rồi. Triệu bân không đuổi theo, hóa ra vĩnh hằng đạo khu nói khu bầy cái chỉnh đốn, thẳng đến này phương hướng. Mà triệu bân, thì bí mật đi hư vô, xuôi theo lôi minh mà đi. Đánh thật xa, liền thấy một phiến hủy diệt lôi hải, cũng không phải là bất động bất động, đông tây nam bắc quay trở về, mỗi đến một chỗ, liền sẽ có một phiến trùng thiên huyết quang, đều là trí tôn huyết, trong đó, không thiếu chuẩn hoang cấp đại thần. Lừa người, nguyệt thần cũng là chuyên nghiệp đấy. chương 2091, dắt chó đi dạo, đồ. A, à nhân gian cũng có địa ngục, là địa ngục liền có tiếng kêu rên. Mà nay đêm hồng hoang, trình diễn chính là bực này tên vở kịch. Thần cùng ma gặp xét đánh chàng diệt, sau một cái thảm thiết đến. Phàm lôi hải phô qua địa nhiều huyết hoa nở rộ, không phải từng cái diệt, là thành từng mảnh thu hoạch, chứa nói thế nhân, liền tiên giới chế tài người đều run sợ rồi, ở nơi này là tiếp nhận thiên kiếp, rõ ràng là đi lòng vòng nhi đồ thần. Tại đây, chỗ tối còn có một bó lớn nhặt nhạnh chỗ tốt người có quá nhiều trí tôn, chạy trốn chạy trốn liền rơi trong hầm rồi. Có quá nhiều trí tôn, không có bị lôi kiếp gài bẫy, lại bị một đám không nói võ đức đấy, an bài là rõ ràng, hoặc là bị trôn bắt, hoặc là bị đổ diệt. Đường đường cửu thế thần thoại, chỉ biết trốn. Muốn nói nóng nhất đại đấy, vẫn là cấm khu chi chủ. Nguyệt thần đỉnh lấy lôi kiếp đầy trời phi, bọn hắn thì mang theo trí cao thần khí, đầy trời đuổi theo, đuổi theo còn tốt, vấn đề đuổi không kịp, ngẫu nhiên một lần ngăn ở cái kia, còn thế nào đều đánh bất diệt, đối phương cũng có trí cao thần khí hộ thể. Ân, đuổi theo đuổi theo, hồn vực chi chủ đột nhiên ngừng. Cũng không phải là không phải đuổi theo, là hắn lão ra ra biến cố. Hủy đi hắn lão ra người, tất nhiên đế tiên, nữ vương cùng lục thiên thần tướng. Binh chia làm hai đường, một đường tại tiên giới hố thần nhất đường ở tại thần giới hủy đi nhà. Kết quả là, bọn hắn ba liền chạy hồn vực đi, Nguyệt thần đã nói, tối nay là cái ngày tốt lành, tiểu vũ trụ sông tới, ngoại trừ có hạn vài cấm khu, cái khác truyền thừa càn khôn, bao nhiêu đều có có hư hao, rất thích hợp hủy đi nhà, như đại lực suốt kỳ tích, thiêu hủy cái kia càn khôn cũng không phải là không thể nào. Đáng chết! Hồn vực chi chủ nghiến răng nghiến lợi, vứt bảo nguyệt thần, một bước lên trời mà đi. Theo hắn đi, còn có hồn vực tàn binh bại tướng, từng cái đều huyết khốt đầm đìa. Sát! Hồn vực rút lui, nhưng chúng cấm khu chi chủ vẫn đang liều mạng đuổi giết nguyệt thần, đây thật là một cỗ thanh lưu, đều tại trốn, chỉ có bọn họ xông về phía trước. Dắt chó đi dạo, Tú Nhi cũng là chuyên nghiệp đấy. Lại làm một phiếu triệu bân, quải khi trở về đến rồi một câu nói như vậy. Ngó ngó cái kia một đại giúp cấm khu chi chủ, cả đám đều như ăn thuốc súng, thuận tiện vẫn đánh một cái gà con huyết, Nguyệt Thần đi tới nơi nào, bọn hắn liền đuổi tới nơi nào, mắt to nhất nhìn, có thể không phải là cái đại hình dắt chó đi dạo hiện trường sao? Dắt chó đi dạo tốt không ngại đồ thần. Trận này kiếp đến quả thực xinh đẹp, tổ thần cũng toát ra đầu. Ân, so hủy đi nhà mau hơn, triệu công tử truyền đạt rồi một bầu rượu, sợ là liền nguyệt thần bản thân cái, đều đếm không hết nàng cuối cùng giết bao nhiêu chí tôn rồi, cộng thêm bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt diệt đấy, đối phương thương vong, đã là cực kỳ thảm trọng. Thượng thương không phải quấy rối mới tốt, tổ thần nhìn về phía hư vô. Không thể như thế không biết xấu hổ a à. Triều công tử cũng ngửa ra đầu. Năm đó, để ngũ thế nguyệt thần độ kiếp, liền từng bị bày qua một đảo. Thái thượng người kia, 89 phần 10, tổ thần đổ một ngụm rượu. Cái khác thượng thương, không có chế tài hắn triệu bân hỏi. Cái kia ai biết, tổ thần tiện tay lạc đường bầu rượu, mang theo ra hỏa thẳng đến rồi một phương. Lại một đầu cá lọt lưới, hơn nữa còn là hắn một cái người quen cũ. Thái thượng, triệu bân trong lòng có một tiếng mặc nghiệp, tùy theo theo hư vô thu con mắt. Cá lọt lưới không chỉ một đầu, hắn cũng nhíu lấy một cái đại cái đấy. Đó là một tôn chuẩn hoang thần, như không nhìn lầm, bà la tỏa hạ thần tướng, chiến lực trước tạm bất luận, là thật mẹ nó kháng đánh, đã trúng nguyệt thần một hồi xét đánh, chẳng những không có chết, mở chạy tốc độ vẫn không phải bình thường trượt, thậm chí là hắn trước trước sau sau đuổi theo hơn 800 vạn dặm mới đưa cái kia đuổi theo. Triệu bân, bà la thần tướng trong mắt hàn quang hiện ra, cuồn cuộn sát khí tiệc thiên cuốn địa phương hắn biết có người đuổi theo tới đây, không nghĩ được, dĩ nhiên là vĩnh hằng thể. Người tự thân đi vào, vẫn là vãn bối bắt người đi vào. Triệu bân từng bước một đạp thiên mà đến, trong tay vẫn mang theo bao tải. Đây cũng không phải là phổ thông bao tải, trong đó tự thành một đại giới đấy. Tu vi không cao, khẩu khí cũng không nhỏ. Lục thiên thần tướng nhe răng cười, vùng đao chém nứt rồi thiên địa. Hắn có một tuyệt chiêu đặc biệt nhi, mẹ nó sở trường lấy lớn hiếp nhỏ thật cho rằng đây là ở thần giới. Triệu bân thân như kinh hồng, tránh khỏi một đao, lật tay chính là nhất kiếm. Lục thiên thần tướng cũng nước tiểu tính chất, cũng không trốn tránh, lấy bí khí ngạnh kháng nhất kích. Mà hắn, thì vung tay vung lên, tế ra mấy vạn đạo pháp thì, như đao kiếm phách chảm. Phá! Triệu bân trong lòng nhất quát, cũng diễn hóa pháp tắc, thành đầy trời lôi điện. Đao kiếm đối với lôi điện, nghênh không va chạm, đụng ra thành từng mảnh quang hỏa. Chân áp, bà la thần tướng đăng thiên mở ra một cái đại đỉnh, tựa như là núi nện xuống. đồng nhất trong nháy mắt, cái kia hướng trên đỉnh đầu, còn có một vầng huyết sắc thái dương ngang trời, bằng một cái phá đỉnh ép tới ở ta. triệu bân vung kiếm chỉ thiên, quy thiên cửu kiếm sông lên trời mà lên, đánh nát rồi đại đỉnh. chờ đợi huyết thái dương phổ chiếu quang huy, hắn đã tế ra thần long nhị khí trực tiếp bổ diệt. a, à, bà la thần tướng tiếng rên rỉ lờ mờ đỉnh đầu vẫn tùy theo nổ nát vụn nửa bên. Cắn trả để cho hắn rất khó chịu, nhưng càng khó chịu đấy, là cái thiên kiếp này uy lực còn lại. Nếu không phải đã trúng một hồi xét đánh, chiến lược đã lớn ngã, hắn biết ép không được thiếu thần. Năm nào, ta nhất định chảm ngươi. Bà la thần tướng quẳng xuống một câu ngoan thoại, đúng là xoay người mở chạy rồi. Trạng thái không tốt, bây giờ cái này quang cảnh, rất thích hợp chiến lược tính chất rút lui. Nhanh bước sang năm mới rồi, không đi ta thần triều ăn bữa sủi cảo. Triệu bân một cái thuấn thân đuổi theo trí, cho người sống lưng chọc lấy cái huyết lỗ thùng. Không chờ lục thiên thần tướng đứng vững, hắn liền tế ra hồng mông chi hải, ngay tại chỗ nuốt hết. Mở, bà la thần tướng phẫn nộ gào thét, nhất kiếm khai thiên tích địa, cưỡng ép sát ra. Trước mặt, liền thấy một cái hư ảo hà, sóng biển trừng vạn trượng cao. Hắn cái này một tên bất lưu thân, lại đã bị cuốn trở về, lại phốc thông một tiếng, ngã vào rồi hồng mông chi hải nhúm máu thần khu bị ngạnh xanh xanh nhìn thành rồi bùn máu chỉ còn hư ảo nguyên thần như cái người không biết bơi ở bên trong vung vẩy vào đi ngươi triệu bân chống đỡ ra bao tải đem nguyên thần phong rồi đi vào hắn không lưu lại lại cầm theo long uyên thẳng hướng nguyệt thần cái kia phương hướng nghe thiên kiếp lôi minh thanh thế đã suy yếu không thiếu cũng chính là nói trận này thần phạt nóng người sắp kết thúc tiếp xuống mới là chân chân chính chính kiếp nguyệt thần cửu thế luân hồi, cực tấn nghịch thiên, có thể không có đặc thù thiên phạt. ầm vang, bị hắn giết trở lại cái kia phiến thiên địa lúc, chính thấy cuối cùng một đạo lôi băng diệt. Cảnh hoàng tàn khắp nơi hư không, ngoại trừ nhiễm thần, không còn người thứ hai. Nhìn bên ngoài chàng, cũng là thần ma rất nhiều, trong đó nhất trói mắt một đám, chính là chúng cấm khu chi chủ, hình thái một cái so một cái chật vật, diện mục dữ tợn cũng là một cái so một cái dọa người, còn có trước kia chạy tán loạn đầy trời thần ma, lúc này cũng đã giết trở về, chỉ bất quá đều núp xa xa, trừ bọn hắn, chính là thần triều người đều giấu ở hắc ám hư vô. Phần còn lại chính là quần chúng rồi, sau đầy trời thần ma trốn càng xa xôi. đặc thù thần phạt không ai dám đi phía trước gom góp, mặc dù là các đại cấm khu chi chủ cũng đều tạm lánh phong mang, chí cao thần khí là kháng đánh, nhưng cũng không phải là bất diệt. đã là thiên kiếp, cuối cùng có kết thúc lúc. bà la lạnh lùng nói sát y áp đều ép không được. Cái khác cấm khu chi chủ, cũng nhiều là như vậy tâm cảnh. Oanh! Vạn chúng nhìn chăm chú dưới có một phiến hỗn độn thần quang, tai kiếp trong hiển hóa. Hỗn hỗn độn độn ở chỗ sâu trong, thấp thoáng lấy một đạo mơ hồ mà cổ lão nhân ảnh. Chào đón cái kia chân dung, vô luận thần ma, vẫn là quần chúng, cũng không khỏi sửng sốt một chút. chương 2092, ta đến kết thúc. Thái thượng, tiếng kinh hô vang vọng, không chỉ một chỗ, đó là bốn phương tám hướng đều có. Không sai, thiên kiếp trong hiển hóa đạo kia cổ xưa bóng người, chính là Thái Thượng, Thái Thượng Tông Khai Sơn Thủy Tổ sao. Hắn pho tượng, rất nhiều người đều là gặp qua đấy, mà thế nhân nhiều không biết chính là, hắn vẫn là thời đại này thiên đạo một cái. Thế nào chính là Thái Thượng Tông Thủy Tổ đâu cái này, có cái gì thuyết pháp sao? Sợ không phải một trận nhân quả kiếp, hai người tại vạn cổ trước liên lụy nguồn gốc. Cái gì đều không sao cả, liền tới một tôn pháp tắc không phụ lòng nguyệt thần bức cách còn chưa khai chiến bên ngoài chàng thế nhân liền đã đều nghị luận rồi càng nhiều người ở hoàn nhìn thiên địa hơn phân nửa còn có đệ nhị pháp tắc sao có một loại dự cảm bất tường tổ thần lông mi hơi nhíu thần triều rất nhiều lão gia hỏa cũng như thế cái khác pháp tắc đã như vậy rồi hết lần này tới lần khác là thái thượng cái kia quát con b triệu bân cũng là quần chúng xem chính là phiêu miểu hư vô kiếp trong lộ ra thái thượng, ngoài sáng bí mật đều lộ ra quỷ dị. So sánh với thế nhân, thân là độ kiếp người nguyệt thần, liền dị thường bình tĩnh, hoặc là nói, vì hôm nay một màn này, cùng nàng trước kia đoán trước đấy, độc nhất vô nhị, ở nơi này là thái thượng pháp tắc, rõ ràng là thái thượng bản nhân, chỉ bất quá, này đây pháp tắc hình thái hiển hóa, tu vi cảnh giới, cùng nàng đồng cấp. Thượng thương là có nhiều rảnh rỗi nơi nào. Tiên giới chúa tể hướng hư vô nhìn thoáng qua, ánh mắt nhi rất là kỳ quái nàng là chúa tể như thế nào lại nhìn không ra kiếp trong pháp tắc có manh mối nguyên nhân chính là nhìn ra nàng mới thổn thức thiên đạo đây là cho thái thượng thương lượng cửa sau a bọn ta thích xem hai người bọn họ đánh nhau tối tăm trong lời nói là chúng thượng thương lại nói thế nhân nghe không được đích xác bọn hắn rất rảnh rỗi vừa gặp nguyệt thần độ kiếp đúng lúc thái thượng không an phận vậy thì chỉnh một chút có ý tứ đấy chứ đã là muốn đánh liền cho các người đánh đã từng là thiên đạo đối với đương đại thiên đạo, nhất định cho an bài trên. Có thể có giác ngộ. Thái thượng sâu kín cười một tiếng, giải rác bốn chữ, tựa như ma chú bình thường. Đám khán giả nghe nói, cũng không khỏi sửng sốt, cái này mẹ nó là pháp tắc thân. Không cái gì giác ngộ. Nguyệt thần một bước bước ra, đầy trời đều đã nổi lên bỉ ngạn hoa. Bầu trời không nguyệt lượng, nàng quanh thân, nhưng có nguyệt quang tại thong thả. Thái thượng thì khóe miệng hơi vỉnh, sau lưng thiên địa, đã thành hỗn độn một phiến, hỗn độn trong dị tưởng diễn hóa, chính là khai thiên tích địa chi cảnh, tạo ra được một phương thế giới, ảo diệu nói chi âm, dường như thần khúc, vang vọng từ xưa đến nay. Diệt, thấy hắn vung tay vung lên, một đạo hỗn độn trường hà, quét sạch thương vũ. Nhất thời, trời cùng đất định giảng, chỉ hỗn độn chi quang, phổ chiếu càn khôn. tranh Nguyệt thần lấy luân hồi thành kiếm, nghịch thiên nhất kích, bổ ra rồi hỗn độn. Phía sau nàng, cũng như một phương đại thế giới, giống tựa như nhân gian tịnh thổ. Cửu thế thần thoại, ta đến kết thúc. Thái thượng một câu băng lãnh, hóa thiên địa vì hỗn độn, khốn trụ nguyệt thần. Nhưng, không thế nào dễ dùng, nguyệt thần bước liên tục tung tăng, mỗi một bước bước ra, dưới chân đều có một đóa bỉ ngạn hoa tràn ra, hoa nở cái đó, luân hồi chi quang bay múa, bất luận hỗn độn nuốt hết, cũng chìm bất diệt luân hồi, càng trói không được nàng. Rất tốt, thái thượng thần khu run lên, Hỗn độn đại thế giới, âm ầm tạo ra. Khai thiên tích địa chi cảnh, là vạn vật diễn sinh, cũng là vạn đạo hủy diệt. Thời cách vạn cổ, người vẫn là không nửa phần tiến bộ. Nguyệt thần đạp hoa mà đến, như một giấc mộng bình thường, hàng lâm hỗn độn thế giới. Một cước này, có thể khủng khiếp cho người khai thiên tích địa, lại đạp hồi rồi hỗn độn. A! À, thái thượng kêu rên, dường như một đạo oanh lôi, chấn sụp tiên khung. Chưa kịp hắn đứng vững, liền thấy một cái óng ánh bàn tay như ngọc trắng trước mặt mà đến đùng thanh thúy tiếng bạt tai có thể so sánh oanh lôi vang dội nhiều hơn đã bao nhiêu năm thái thượng lại bị đánh một cái miệng rộng tử lại vì cái gì nói lại bởi vì ngày tháng năm nào mặt của hắn không ít đụng nguyệt thần tay mà nay ra mặt dày như vậy đều là bị đánh ra tới đấy vẫn là dù sao vẫn cũng đánh không nên thậm chí cách ba năm lần liền muốn chịu lưỡng hạ nhìn xem đều thương không ít người đều vô thức sờ sờ mặt, nhìn xem lệch ra không có lệch ra. Bọn họ không có lệch ra, thái thượng lệch ra, bị một trưởng đánh lệch ra đấy. Thoải mái, triệu bân sách bầu rượu, thần triều trí tôn đều sách bầu rượu. Nếu không phải tình cảnh không đúng lúc, bọn hắn còn nghĩ gào thét nhất cuống họng đâu. Sát, thái thượng lôi đình tức giận, hỗn độn con mắt, diễn lấy hết hủy diệt. Hắn không lại che giấu, hỗn độn chi quang, chiếu đầy càn khôn. Nguyệt thần không để ý lấy hắn, luân hồi pháp tắc, tính bằng đơn vị hàng nghìn bay múa, mỗi một đạo cũng như một cái huyến lệ mà mộng ảo tinh hà, tung hoành cửu tiêu phía trên, rối loạn thiên địa, cũng chém nứt rồi hỗn độn, cực tấn trọng thương thái thượng. Oanh, phanh, hai người một trước một sau, một đường chiến vào phiêu miểu nhất đỉnh. Chờ đợi thế nhân ngửa mặt lên trời xem, chính thấy thiểm điện xé rách, đầy toàn bộ thiên vũ, cùng khô diệt pháp tắc, xen lẫn cùng múa, đến mức đại chiến người, lấy bọn hắn tầm mắt, cũng chỉ có thể trông thấy mơ hồ bóng người, một đông một tây mở bí thuật đối oanh, ánh đao kiếm quang, trường ấn quyền ảnh, phô thiên cái địa, mỗi có một lần va chạm, tất có lôi hỏa nổ tung, tất có vầng sáng, hoành phô tứ hải bát hoang. Quá mạnh mẽ. Chuyện đó, rất nhiều người đều lại nói, thần sắc ngơ ngẩn, cũng hãi hùng khiếp vía. Tại đây cường, là chỉ nguyệt thần, chỉ cần mắt không phải mù, đều biết nàng chiếm thượng phong. Trái lại thái thượng, lôi sấm to mưa nhỏ, đập vào đập vào tựu yên lặng cũng không thể nói ỉu xìu nhi, là nguyệt thần khí chẳng quá mạnh mẽ, lấn át hắn. Ta, cũng nghĩ đi lên đạp hai chân. Uống rượu, cũng ngăn không nổi triệu công tử cái kia trương miệng. Đâu chỉ hắn, thần triều chi nhân đều có như vậy ý niệm trong đầu nhi. Giống, bang bang, vẫn là vạn chúng nhìn chăm chú, thái thượng đập vào đập vào, liền biến hình thái. Đó là một đầu hỗn độn long, như núi vì cái gì, nhìn hư vô đều rung động. Có long, nơi nào có thiếu Phượng Hoàng, cùng với Phượng Minh, Nguyệt Thần cũng biến hình thái. ầm vang, nhất long nhất Phượng, ác chiến cửu thiên, đánh chính là thương vũ lần lượt băng liệt. Không người nào biết bọn hắn chiến rồi bao nhiêu hiệp, chỉ biết, hủy thiên diệt địa chi cảnh, như thành một vài bức bức tranh, cho minh mông hư vô, cửa hàng một cuốn lại một cuốn. Cái này đến chụp được đến. Triệu bân nắm chí nhớ tinh thạch, hướng về phía bầu trời chính là một hồi tạch tạch tạch. Như hắn, Lâm Chi Hỏa cũng ở đây phách, mỹ mâu trợn mắt khép lại, trực tiếp lạc ấn. Thượng thương xuống một chuyến không dễ dàng a, à. hình tượng này đến đặt ở đầu giường trừ ta. Giống, long gào rú gào thét, không chỉ phẫn nộ, còn nhiều hơn kêu rên ý tứ. Thái thượng bị nện rồi, nhìn long thể, không chỉ cảnh hoàng tàn khắp nơi, vẫn là càng đánh càng nhỏ. Này tiêu tan so sánh, nguyệt thần phượng khu, thì giấy lên cửu thải thần hỏa. Nàng tai kiếp trong lột xác, tại trong chiến đấu Niết Bàn, Quang Huy phủ kín rồi hạo vũ. O, O, N, G. Phượng Hoàng dương cánh, luân hồi chi quang vắt ngang vạn dặm, thái thượng bị cưỡng ép đánh nát. Là hắn trước hóa long, cũng là hắn về trước người về hình, lại chỉ thừa lại một nửa thân thể. Lại thua rồi, lúc cách vạn cổ, hắn lại thất bại một trận. Đánh không lại, liền thể hiện ra ra mặt dày tầm quan trọng. Hắn chạy, như bức hò hét mà đến lại xám xịt bỏ chạy. Còn chưa xong, cuối cùng có một ngày, định lấy ngươi huyết, tế ta đạo. Thái thượng trở lại thiên đạo, nhưng có băng lãnh lời nói, hàng lâm thế gian. Lời này, chỉ nguyệt thần một người nghe thấy, hôm nay đã là lần thứ hai nghe. chương 2093, vô đề. Thái thượng bỏ chạy, hư vô chỉ còn nguyệt thần một cái. Kiếp đã kết thúc, nàng đã vượt qua, cũng niết bàn rồi. Tựa như ảo mộng bỉ ngạn hoa, lại giải đầy thiên địa giống tựa như thần khúc nói âm lại một lần vang vọng càn khôn cái này không còn thế nhân đều vẫn chưa thỏa mãn dù sao vẫn cảm giác thiếu chút gì đó thiếu cái gì đâu khuyết điểm nhi càng to lớn động tính tốt xấu là cửu thế thần thoại cũng chỉ dẫn suốt một tôn pháp tắc nhưng mà ngoại trừ thái thượng lại không thấy đệ nhị tôn pháp tắc thân sát thiên kiếp mặc dù kết thúc rồi nhưng sự tình không xong chúng cấm khu chi chủ đã chống đỡ trí cao thần khí, liên thủ sát nhập vào hư vô, muốn thừa dịp nguyệt thần suy yếu cái đó, đem kích sát, trừ này, cũng không có thiếu đính thiên đại thần, mà nay nguyệt thần không có thiên kiếp trợ uy, liền lại không kiêng sợ. ầm vang, vừa rồi vắng lặng hư vô, lại lên sấm sét vang dội Đầy trời thần ma quá nhiều, uy áp nghiền thiên địa dung chuyển. Chấn thủ đại đạo thiên cục. Nguyệt thần lưu lại một lời nói, lấy táng thần đỉnh mở ra thông đạo, xoay người không thấy. Triệu Bân biết rõ, nàng lại giết hồi rồi thần giới, tiếp tục nàng hủy đi nhà nghiệp lớn. Nơi nào chạy? Chúng cấm khu chi chủ hét to, lấy hoang thần binh tập trung, cực tẫn đuổi giết. Còn có đầy trời thần ma, cũng như biển chiều giống như cuồn cuộn, đều tử theo đuổi không thả. Đi! Triệu Bân cái thứ nhất rút lui, cùng thần chiều chúng thần rút lui hướng về phía trí tôn thành. Chờ xem, đầy trời cái gì còn sẽ sát trở về, còn sẽ tấn công thiên cục trò hay tan cuộc rồi vẫn chưa thỏa mãn thế nhân cũng còn xử tại đó thì thao tự nói hơn nửa năm rồi đám hơn nửa năm tới rồi đúng là như vậy kết cục quả nhiên vẫn là thiên kiếp tốt nhất sử dụng tam thế nguyệt thần một trận thần phạt không biết giết bao nhiêu trí tôn như vẻn vẹn luận thành bại thần triều đã là người thắng rồi bởi vì cấm khu từ hạ giới từ đầu đến cuối cũng không oanh phá thiên cục siêu chiếu đến tinh huy triệu bân hàng lâm trí tôn thành tế ra rồi hồng mông chi hải. Xong, liền thấy hắn cùng thần triều chúng thần đem rất nhiều pháp khí lạc đường đi vào. Những thứ này đều là bọn hắn càn quét đến đấy, nhiều hơn phân nửa đều là cực đạo thần khí. Đừng xem xét, luyện. Tổ thần gỡ tay áo, bản mệnh thần lực như biển rộng giống như mãnh liệt. Chúng thần cũng không nhàn rỗi, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất luyện hóa. Thật nhiều thần khí, thành trong người tụ đến một phiến nam nữ già trẻ đều có cũng ánh mắt dạng dỡ vẫn là đánh cướp đến tiền nhanh a à, đi ra ngoài một chuyến làm nhiều như vậy thần binh đương nhiên cũng không phải là người người có phần nhi muốn được thần khí công lao đầy đủ mới được tại đây rồi trí tôn thành ở chỗ sâu trong triệu bân tìm một tòa trống trải sơn cốc sau đó chính là anh một tiếng vang táng hải bảo địa bị phóng tại đó rất nhanh liền thấy thủy thần ôm sổ sách nhi tới đây cùng hắn một đạo đấy cũng không có thiếu lão gia hỏa, đều là thần triều quản sự nhi đấy, đều Triệu Bân gọi tới, là kiểm kê, ngày sau, cái này chính là bọn hắn thần triều bảo khố. Giao cho các ngươi. Triệu Bân lại làm mặc kệ trưởng quỹ, dứt lời, liền vào phiêu miểu hư vô. Hắn như hạ quân cờ, đem từng cái thần khí bày tại thiên cục trận cước trên. Đây trời thần ma còn sẽ đến, chính là một trận đánh lâu dài. Như thế, để thăng thiên cục lực phòng ngự, rất có thiết yếu mau mau nhanh. Không ai nhàn rỗi, dù trong đêm tối, thành trong cũng bóng người tích lũy động. So cái này càng náo nhiệt đấy, là thần giới, ầm vang âm thanh bên tai không dứt. Không cần đi lên xem xét, liền biết lại là một cái đại hình dắt chó đi dạo hiện trường. Mà Nguyệt Thần, chính là dắt chó đi dạo đấy. Dẫn chiến, nàng đây là ở dẫn chiến. Chỉ một người, liền kiềm chế nhiều như vậy đại thần, như thế nào tính cũng không thiệt thòi, không chỉ vì thần chiều tranh thủ thở dốc thời gian, vẫn là không ngại đế tiên bọn hắn hủy đi nhà, chờ đợi thời cơ chín mùi, nàng không ngại chơi biến mất, qua đi hỗ trợ. Đương đại thiên đạo, lại chiến chỉ là đã từng là thượng thương, xấu hổ không phải. Tại đây, còn có mặt mũi gào to lặc, thương lượng cửa sau thù lao, lấy ra. Đừng nghe bọn họ mù phấp phới, lão phu coi trọng ngươi, làm, tiếp tục cùng nàng làm. Thượng thương đám không thể nhàn rỗi, không có chuyện gì, liền ưa thích bắt người trêu đùa. Không khéo, tối nay liền cái kia thì một cái, lại đem thiên đạo mặt mất hết rồi. Ân, cũng chính là thái thượng rồi, như bức hò hét xuống, đã chúng bỗng nhiên đến. Ngày khác, ta nhất định chảm nàng. Thái thượng nghiến răng nghiến lợi tư thái, cực kỳ giống một cái ác quỷ. Thâm hụt tiền mua bán, hắn thường xuyên làm, tối nay chính là đại phóng huyết. Các vị thượng thương đám cũng mặc kệ cái này cái kia, cửa sau cũng không phải là trắng mở đấy. Nhàm chán đấy, không chỉ thượng thương, còn có hạ giới chúa tể. Như tiên giới chế tài người, hơn nửa đêm đấy, liền cô quạnh khó nhịn. Kết quả là, thần triều khiêng kết nghĩa, bị nàng mời đến làm khách rồi. Đại tỷ, ta bề bộn nhiều việc, triệu bân nghiêm túc nói. Bề bộn cũng không cần tính sổ lâm chi họa lời nói ung dung. Tính cái gì sổ sách, triệu công tử lại đặt cái kia cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Thượng thương chi nhãn dùng tốt không phải, lâm chi họa đập lé lên một cái mỹ mâu. Dùng tốt, triệu bân ha ha cười một tiếng đuổi giúp cho người chuyển ra rồi một ngọn núi sơn không phải phổ thông sơn là dùng tiên thạch cùng thần thạch xây đấy vẫn là câu nói kia tiền có thể giải quyết sự tình cái kia cũng không phải sự tình cái này vẫn là không sai biệt lắm thấy tiền lâm chi hỏa tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều chế tài người cũng nghèo nàn a à, không phải tìm chỗ vớt điểm sao đại tỷ còn không có lập gia đình a à. triệu bân xoa xoa tay cười cười như thế nào, tìm ta cái này làm mối đến rồi lâm chi họa mắt liếc. Ta thần triều, nhân tài đông đúc, tùy tiện chọn. Triệu bân chính nhi bát kinh nói. Tẩy tẩy ngủ đi. Lâm chi họa lười nhác phản ứng ra hỏa này, vung tay lên, cho người đưa đi. Có lẽ nàng dùng sức quá mạnh, triệu bân lúc rơi xuống đất, nhất cái chữ đại rất ngay ngắn. Chưa kịp hắn bỏ lên, liền thấy vân yên hiển hóa, không cái gì lời thừa, kéo liền đi. Người cũng cô quạnh khó nhịn triệu bân lắc lắc đầu đều muốn làm cha, vẫn là không đứng đắn. Vân Yên mắng, cha, triệu công tử nghe nói, một cái thuấn thân, đã rơi vào triệu gia ngọn núi. Hắn đến lúc đó, cây già dưới đã tụ đầy bóng người, đều là mỹ nữ. Giao nguyệt trong phòng, ngoại trừ nàng, còn có vong tình cổ thần cùng tam thanh đan thần. Gia hỏa này cũng là một cái lăng đầu thanh, mở cửa liền muốn đi đến bên trong sông. Làm cái gì sở vô xương cùng long phi một trái một phải níu lại rồi hắn. Ta muốn làm cha, triệu công tử cười đều cười ngốc không sót phải đấy. Không ai với ngươi đoạt. Mẹ nó gấp nặng đầu rồi. Không cho vào, vậy thì ở ngoài cửa đám quá. Chờ đợi, đó là làm cho người ta dị thường dày vò đấy. Nhìn cái kia cha, lúc này cũng rất tâm phiền ý giáo, tự hạ lâm ngọn núi, liền ở trước cửa đi qua đi lại, đi một chút ngừng ngừng, đã không biết chuyển bao nhiêu lòng vòng nhi, khi thì còn sẽ bới ra lấy cửa sổ hướng trong phòng nhìn, cái gì không có nhìn xem, thiên sát xứng thiên sát, ân, thiên sát chi thể. Khó được đại hỷ sự, phần tử tiền đều chuẩn bị cho tốt. Cái này gần sang năm mới, ai còn không phải chỉnh một chút đồ Tết. Trong đêm, trí tôn thành vẫn như cũ náo nhiệt, từng cái chóp núi đều có bóng người. Triệu gia thiên sát chi thể muốn sinh ra rồi, thần triều không phải ăn mừng một chút. Oanh! Trong tiếng nghị luận, bỗng nhiên nghe thấy cửu tiếng xét đánh, rất nhiều dị tượng diễn tại hư vô. Chờ đợi hướng lên trời nhìn lên, chính thấy thiên hà bay múa, đó là thiên sát chuyên chúc dị tượng. Hoa hoa! Tiếp theo, chính là hài nhi khóc nỉ non thanh âm, chiếu đến nguyệt quang vang đầy toàn thành. Sinh ra rồi, thiên sát xứng thiên sát dựng dục sinh linh, rốt cuộc giáng sinh rồi. Tháng 12 ngày 31, 2022 năm, ngày cuối cùng. 2023 năm, chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Trường 2094, Tiểu tử Nguyệt, Đến, cô cô ôm một cái. Tiểu gia hỏa, cười cười quá. Cái này hai mắt, thật là thanh tịnh. Hôm nay triệu ra ngọn núi, bóng người như chiều, thế nào xem đều giống như họp chợ cái gì cái thúc thúc đại gia, cái gì cái thẩm thẩm đại nương, đến rồi một phiến lại một mảnh. Không có một cái tay không, đều là chạy tới xem em bé đấy. Nhắc tới tiểu bất điểm, cái gì đều tốt, chính là đùa không cười. Còn có tóc của nàng, trắng như tuyết trắng như tuyết đấy tiền bối đám đều xem qua, không cái gì mau bệnh. Thiên sát chi thể sao, nên là tiên thiên tóc trắng. Nhân lúc còn nóng uống, họ triệu chính là cái kia cha, vẫn là rất thương nàng dâu đấy, đặc biệt chế biến thuốc bổ, đã đưa đến giao nguyệt bên giường, nhìn cái kia nhất muỗng tiếp nhất muỗng cho ăn, đừng đề cập có nhiều ôn nhu rồi. Ta thân tử không ngại, giao nguyệt ôn nhu cười một tiếng. Cái kia tranh thủ, ta tái tạo một cái. Triệu bân nghiêm túc nói. Không có đứng đắn, sao nguyệt mắt liếc nhưng cười vẫn là rất ngọt xinh đẹp chẳng biết lúc nào trên ngọn núi bóng người mới dần dần tản đi cây già dưới triệu uyên chính ôm cháu gái nhỏ cười ha hả nói những thứ gì phù dung từ cũng ở đây xét thấy nàng làm nãi nãi rồi vong tình cổ thần quyết định chìm đắm vào mấy ngày không phải chìm đắm vào cũng không được a à. triệu bân người kia muốn tìm nàng luyện một chút màn đêm buông xuống làm cha triệu bân cuối cùng rãnh tay, nhận lấy nhà hắn tiểu tử Nguyệt. Tiểu gia hỏa nhi phấn ục ục đấy, không hào phóng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, rất là đáng yêu, đặc biệt là cái kia mắt, thanh tịnh sạch sẽ, cực kỳ giống mẹ ruột của nàng. Có thể mặc dù là hắn, cũng đùa không cười nữ nhi. Phần lớn thời gian, hai người đều là mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Thế nào không cười lặc, theo nàng mỗ mỗ sao triệu bân nói nhỏ. Ân, nàng mỗ mỗ là không thế nào yêu cười, sao nguyệt một tiếng ho khan có lẽ mệt mỏi, nàng không lâu liền chìm vào mộng đẹp. Còn có tiểu bảo bảo, cũng ở đây ya ya trong ngủ say. Chỉ có triệu công tử, tĩnh đứng yên ở bên giường, lấy vĩnh hằng bản nguyên, giúp nữ nhi chui luyện khí lực. Thiên sát chi thể, hắn cũng là lần đầu gặp đích xác rất bất phàm. Tiểu tiểu một đứa con nít, từ khi ra đời, liền kèm theo một loại lực lượng thần bí. Hắn biết rõ, đó là huyết mạch chi lực, cũng là thiên sát chi lực, biết theo niên kỳ tăng trưởng, mà dần dần khai quật đêm, cũng không bình tĩnh. Xem triệu ra bên trên ngọn núi, khi thì sẽ có cổ xưa dị tưởng diễn hóa. Vẫn là thiên sát dị tưởng, tỉ mỉ lắng nghe, lại vẫn có đạo âm sen lẫn. Có muốn cùng nàng thành anh em kết bái không có, tổ thần lời này nói lời nói thấm thía Yếu điểm mặt A, à, đám lão già này đối người, bình thường đều là tụ tập nhi đến đấy. Nói thì nói như thế, bọn hắn thật muốn mượn điểm thiên sát chi thể huyết, hảo hảo nghiên cứu một phen. Chỉ là, càng nghĩ, vẫn là bỏ qua. Họ chịu cái đồ kia, có thể là nổi danh bảo hộ. Dám cho hắn nhà em bé lấy máu, tổ phần cũng có thể cho ngươi sốc. Kết cái cuộc hôn nhân trẻ thơ, ngược cũng không tệ. Ngẫm nghĩ chuyện này người nhiều nhất, thần chiều có rất nhiều tiểu bất điểm. Cũng không phải là tất cả lão gia hỏa, đều không đứng đắn, cũng có đáng tin cậy đấy. Như trường sinh tiên, đã đứng ở đỉnh núi hơn nửa đêm, là xem hư không dị tượng trên lịch sử đệ nhất tôn thiên sát chi thể so với hắn trong tưởng tượng càng thêm kỳ dị không nói cái khác liền nói cái kia huyết thống nhìn chung toàn bộ thần triều cũng khó tìm ra mấy cái có thể cùng chi sóng vai người như lấy ra tích truyền thừa đến nói triệu gia tiểu tử nguyệt chính là nhất mạch thủy tổ giống như tồn tại bởi vì nàng là vạn cổ duy nhất trước đây không có sau đó hơn phân nửa cũng sẽ không có không phải cái nào thời đại đều có thiên sát cô tinh không phải cái nào thời đại, cũng có thể gom đủ một nam một nữ hai cái thiên sát cô tinh. Cho nên nói, tiểu nha đầu kia, năm nào chi thành tựu, tuyệt sẽ không tại đế tiên phía dưới. Ta, muốn nhận nàng làm đồ nhi, thần long đạo tôn ý vị thâm trường nói. Như theo nguyệt thần cái kia luận bối phận, người hô nàng một tiếng tổ nãi nãi đều không quá đáng. Nhân quả đạo tôn thoải mái nhàn nhã đổ một cái tiểu rượu nhi. Thần long đạo tôn cũng ho khan, bóp nghi dáng vẻ, cũng dị thường tiêu chuẩn muốn trách thì trách nguyệt thần nàng thu cái đồ nhi không quan trọng chỉnh bọn hắn mấy cái này lão ra hỏa đều dị thường xấu hổ thấy người nào đó đều không có ý tứ hô tiểu triệu tử đấy cho ta đánh triệu bân lường trước không sai đầy trời thần ma thật sự sát trở lại yên ổn chỉ là ba năm ngày thần minh hải lại lên trấn thiên ẩm vang chờ đợi chúng thần lên thành tường ngoài thành đã là hơn 10 tôn hoang thần binh treo cao hư vô Chí cao thần khí sao đó là trước sau như một chói mắt. Thần cùng ma thần thái, cũng trước sau như một dữ tợn bạo ngược. Không sai, bọn hắn truy tìm nguyệt thần, cô nương kia nhi giống như nhân gian bốc hơi, nửa phần dấu vết đều tìm không ra. Tìm không được nguyệt thần, cũng không liền sát trở lại sao. Chỉ cần trí tôn thành không phải chuyển ổ, nàng chính là cái mục tiêu sống. Chờ đợi oanh mở thiên cục, không sợ nguyệt thần chẳng phải phạm. Âm hồn bất tán nơi nào. Thủy thần nắm bắt Real map, ổn nhất mức. Như hắn, thần triều chúng thần cũng nhiều là như vậy tâm cảnh. Thần triều, sớm xưa đâu bằng nay rồi, ít nhất, đại đạo thiên cục phòng ngự, đã cực tẫn đề thăng, táng thần đỉnh tuy bị nguyệt thần mang đi, có thể tùy thời cũng có thể kéo trở về chấn thủ. Lại nói đầy trời thần ma, mà nay thế trận, kém trước kia nhiều lắm. Cái này, đều quy công tại tam thế nguyệt thần, một trận thiên kiếp vỗ tới, không biết giết bao nhiêu trí tôn. Này tiêu tan so sánh, nghĩ anh phá đại đạo thiên cục, cũng không như vậy dễ dàng. Cấm khu thật là ý chí kiên định a, à? lại tới. Sợ là không đuổi tới Nguyệt Thần, một cái đại đạo thiên cục vung hỏa. Sớm nên như thế, một hơi đem công phá thiên cục mới là vương đạo. Có chiến hỏa địa phương, dù sao vẫn cũng không thiếu được quần chúng, nghe động tính đã tới rồi, cấm khu đám ý chí kiên định, bọn hắn làm sao không phải vậy, vì xem vở kịch lớn, còn kém tại Hồng Hoang đại lục an cư rồi, nơi nào có náo nhiệt liền hướng nơi nào gom góp nhà đầu, xem, pháo hoa. Triệu công tử lúc đến, trong ngực vẫn là ôm cái tiểu hoa nhi. Đúng là tiểu tử nguyệt, tối nay đặc biệt tinh thần, thế nào hống cũng không ngủ. Kết quả là, cái nào đó nghiêu bức hò hét cha, liền mang nàng đến xem náo nhiệt rồi. Chớ dọa hài tử, sơ giao cổ thần mắt liếc. Người khóc nàng cũng sẽ không khóc, triệu công tử một câu thâm trầm. Đừng nói, tiểu nha đầu đích xác gan lớn, chẳng những không nửa phần sợ hãi, xem ngoài thành thần thái, vẫn là một mặt mới lạ, thanh tịnh mắt to, nhiều sáng bóng lóe lên. Nàng như vậy tranh khí, người nào đó sống lưng, liền rất đặc biệt thẳng tắp rồi. Bởi vì cái gọi là, hổ phụ thân không khuyển nữ, lão tử không phải sợ, nữ nhi nơi nào có sợ rồi. Được, oa nhi này tử hành. Minh thần càng xem càng yêu thích, tiện tay vẫn là tiến đưa một luồng thần quang. Đó là thủ hộ chi quang, như như vậy thủ hộ, tiểu tử nguyệt thể nội, đã có rất nhiều, đều là đại thần đưa đấy đặc biệt thương cái này nha đầu ta ôm một cái tinh nguyệt cổ thần mẫu tính đại phát nhận lấy tiểu tử nguyệt trên tường thành có không ít nữ thần trong nháy mắt tụ đến không thiếu muốn liền bản thân sinh một cái quá triệu bân sách ra bầu rượu thần triều nhiều người sống độc thân cũng nhiều không chỉ nam sống độc thân còn có một bó lớn nữ sống độc thân thân là thần triều chi chủ gấp chính là cái kia phát hỏa a à. ta nói thần vương điện có phải hay không lui, chúc không đột nhiên một câu. Không cần hắn nói, chúng thần cũng đã trông thấy. Xem treo tại hư vô một tôn trí cao thần khí, phía trước phút chốc, rách nát rồi hư không, trở về thần giới. Cùng nàng đi, còn có một bó lớn thần ma, cũng thần vương điện trí tôn. Đây cũng là nhất mạch trí cao truyền thừa, tuy là suy tàn rồi, nhưng nội tình vẫn còn. Hỏi như vậy đề đến rồi, đánh chính là thủ phạm, vì cái gì nửa đường bỗng nhiên triệt binh nữa nha rất hiển nhiên, lão già bị tịch thu rồi. Hủy đi nhà hắn người, tất nhiên nguyệt thần, đế tiên, nữ vương cùng lục thiên thần tướng, lúc này, đang tại thần vương điện tổ địa làm ẩm ý đâu có chút cái truyền thừa, không phải để cho bọn họ chịu chút đau khổ, là không nhớ lâu đấy. Nếu không thì, sát ra ngoài làm một phiếu vô đạo gào to rồi một tiếng. Đầu óc nước vào rồi, liền hướng bên ngoài ngược ngược. Tổ thần hà ra từng hơi. Lời này, chúng thần cũng nghĩ nói, trong đó cũng bao quát Triệu công tử. Đây trời thần ma thế trận, mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng không phải là hắn thần triều có thể so sánh đấy, Phòng thủ dư giả, nếu muốn mặt dày mày dạn sát ra ngoài cứng rắn làm, 10 cái thần triều cũng không đủ diệt đấy. Chiến tranh cũng không thể chỉ bằng một lời nhiệt huyết, còn muốn chú trọng chiến lược. Kiềm chế là tốt rồi, nguyệt thần bọn hắn biết hướng chết hủy đi nhà. Đêm đã khuya, sao nguyệt lên thành tường, ôm đi tiểu tử nguyệt triệu bân bọn hắn vẫn còn hơn nửa đêm ngủ không được lại tại trên tường thành bầy nổi lên lần lượt từng cái một cái bàn uống rượu có đánh cờ cũng có ngoại trừ có hạn mấy vị toàn mẹ nó lão quang côn nhi âm vang thanh âm một lòng chính là một đêm đương nhiên không có anh mở thiên cục gãi ngứa ngứa cũng không đủ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a à. đạo tiên đứng ở thành lâu hướng ra ngoài nhìn lại xem trước có táng hải phía sau thiên uyên cùng hồn vực liền thần vương điện đều rút lui, có chút cái trí cao truyền thừa, lại vẫn không muốn triệt binh ý tứ, sợ là thật trở lão gia bị hủy đi, mới có thể cam tâm tình nguyện trở lại thần giới. Rút lui, nói rút lui liền rút lui. Ngày thứ ba, ngoài thành hư vô trí cao thần khí, liền thiếu đi một cái. Lần này triệt binh đấy, là thần cốc trí tôn, lúc đến hùng hổ, lúc đi, lo lắng không yên, thần cốc chi chủ cái kia tấm mặt mo này, muốn rất khó xem có nhiều khó coi, ngoại trừ chửi mẹ tâm tư không còn cái khác ý niệm trong đầu ngày thứ sáu lại một nhà rút khỏi thần minh hải chính là âm tuyền nhất mạch đồng dạng là trí cao truyền thừa nếu không phải nhà bị hủy đi bọn hắn sẽ không đi như vậy gấp âm tuyền phía sau chỉ là năm ngày chính là yêu cung nói đi là đi hào không yếu kém có người đi liền có người đến tắm rửa tinh huy nguyệt thần như mộng bình thường hàng lâm trí tôn thành hắn đã mang đến táng thần đỉnh, đặt ở trận cước trên, là vì gia trì thiên cục phòng ngự, bởi vì tiểu vũ trụ đợt thứ hai trùng kích, không lâu buông xuống. Nàng không phải một người tới đấy, vẫn là mang lấy đế phong cùng lão ô quy. Cái này, thái vũ đệ nhất thần tướng. Đám lão già này tầm mắt kỳ cao, liếc mắt một cái liền nhận ra đế phong thân phận. Năm đó cứng rắn làm cấm khu tuyệt đại loại người hung ác, thần triều có hắn rất nhiều tiểu mê đệ. Đế phong trầm mặc ít nói, Lễ nghi tính chất cười một tiếng, liền xoay người không thấy nhi rồi, như cái du khách, tại trí tôn thành qua lại tản bộ, kỳ thần tạo thành, hắn năm đó không chỉ một lần lại tới, lúc cách vạn cổ, coi như là trở lại trốn cũ. Ta, hầm cách thủy vương bát canh đi. Líu díu lời nói, rất nhanh tại đống người vang lên. Lão ô quỳ bị vây rồi, có người muốn chịu chút món ăn dân dã nhi. Đến rồi, vẫn là nguyệt thần, nhắc nhở một tiếng. Cái gì đến rồi, tiểu vũ trụ trùng kích, Triệu Bân từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, như bàn thạch, cố thủ trí tôn thành. Lần này trùng kích, so với lúc mãnh liệt, suýt nữa cho hắn đánh bay. Còn có táng thần đỉnh, đã trúng càn khôn sông tới, ông ông âm thanh, như anh lôi. Tiếp theo nước xoáy kích, là lúc nào? Triệu Bân hỏi. Thiếu bán nguyệt, nguyệt thần cười, đã ôm lấy tiểu tử nguyệt, tiểu nha đầu này, sinh quả thực có thể nhân, nếu là ngẫu nhiên cười một cái, biết càng đáng yêu. Nàng đến nhanh, đi cũng nhanh, lúc đi, lại mang đi táng thần đỉnh. Hủy đi nhà sao, hoang thần binh là thiết yếu lợi khí. Tối nay cũng là ngày tốt lành, có tiểu vũ trụ sông tới, có chút cái truyền thừa càn khôn, lại có phá rác, không làm khó hắn cái long trời lở đất, không bỏ. Chúc mọi người nguyên đán vui vẻ. Vài ngày trước dương tính rồi, đã truyền âm, nhưng một mực đau đầu, đang cố gắng điều dưỡng, khỏi bệnh rồi, biết tận lực bổ trương. Trường 2095, Vũ trụ tri tử gần đây ta thần giới thật mẹ nó náo nhiệt a à. rất nhiều trí cao truyền thừa bị làm có thể không náo nhiệt sao hồn vực bị hủy đi nhà lúc ta tại tổ địa bị oanh xuyên thủng minh mông thần giới không biết từ chỗ nào một ngày nhiều hơn ẩm ý nghị luận xem cuộc vui còn dùng chạy tiên giới thần giới náo nhiệt không thể so với thần minh hải tiểu gặp lúc này thế nhân đều đặc biệt thoải mái cho tới bây giờ đều là cấm khu khi dễ tứ phương thời đại này liền tốt một nhà tiếp một nhà, đó là đụng tới cái gặp nạn. Siêu, Nguyệt thần cầm theo chu thần kiếm, lại hàng lâm một phiến tinh không. Con mắt có thể xem chi địa, có thể thấy một phiến mông lung tiên thổ. Đó là tiên mộ, thần giới ngũ đại cấm khu một cái. Nàng tới đây, không phải ngắm phong cảnh, là tới gây sự đấy. Đồng hành đấy, còn có đế tiên, nữ vương cùng lục thiên thần tướng. Đế tiên bọn hắn còn tốt, ngược lại nữ vương, hôm nay có chút quái dị, trung quy tại trong lúc lơ đáng, vuốt ve dưới bụng, dù sao vẫn cảm giác trong bụng, nhiều hơn một cái hơi yếu tiểu sinh linh, chờ đợi nội thị khí lực, ai nha thật là có cái vật nhỏ. Mang thai nữ vương ngơ ngác một chút. Không sai, nàng là có em bé rồi, họ chịu em bé. Hóa phàm một trận kiếp, thật là đáp nhất đưa một. a à, đế, triệu công tử cái này nhảy mũi, đánh chính là thiên khung đều bởi đó ẩm vang run lên. Thân là thần triều chi chủ, hắn là vô cùng chuyên nghiệp đấy, đã ở trí tôn trên tường thành, trong nhiều ngày, một bên ngộ mộ đạo, một bên giỏ ngó ngoài thành đầy trời thần ma. Muốn nói ngũ cấm khu, thật không phải bình thường kiên đính, đồng đội đều nhanh đi hết, vẫn là mẹ nó tử chiến không lùi, cả ngày ẩm vang, nghe lỗ tai ông ông đấy. Có loại chờ đi, thủy thần ước lượng rồi ước lượng bàn tay nhỏ bé. Đúng, có loại chờ đi, thần chiều chúng thần cũng nghĩ nói. Không có hoang thần binh thủ hộ, bất kỳ một cái nào cấm khu, đều có bị hủy đi khả năng, phải biết, nguyệt thần bọn hắn cũng có trí cao thần khí, tặc cường cực hung hãn. Chiến tranh, chỉ sợ sĩ khí sa sút Mà nay đầy trời thần ma, liền càng đánh càng bại kình phong. Từ công phạt thần chiều đến nay, đã có đại nửa năm. Nửa năm qua, chuyện tốt nhất cọc không có, buồn nôn sự tình ngược một bộ tiếp một bộ, trước có càn khôn áp chế, theo thần cấp một đường xuống đến tiên vương cấp, sau có nguyệt thần kiếp một hồi hủy thiên diệt địa lôi không biết mang đi rồi bao nhiêu trí tôn lần này đủ loại không một không ở yếu đi bọn họ nội tình tại đây cách ba năm lần còn có trí cao truyền thừa nửa đường triệt binh cho đến ngày nay trừ thần khư địa ngục ma vực phật quốc cùng tiên mộ cái khác trí cao truyền thừa đã là rút lui cái sạch sẽ hơn nữa như thế nào hô đều hô không đến đều là heo đồng đội đều thời khắc ngấu chốt như xe bị tuột xích ngũ đại cấm khu đồng dạng có thể phá thần chiều. Tiên tôn một tiếng này hét to, chấn sụp minh mông tiên khung. Lời này, đặc biệt đề khí, đầy trời thần ma lại tới chiến ý. Xong việc nhi, này hàng liền về nhà thu y phục, nên là phơi quần áo quá nhiều, một người thu không đến, thanh bản thân trí tôn, tất cả cho gọi đi rồi. Đáng chết, bà la ma thần hừ lạnh một tiếng, diện mạo giữ tợn dọa người. Thần khư, địa ngục cùng Phật quốc chi chủ, cũng đều là cái này thần thái. Quả thật, tứ đại cấm khu cũng có thể diệt thần hướng, nhưng này đáng chết đại đạo thiên cục, lực phòng ngự quá mạnh mẽ, sợ là không chịu oanh mở, liền sẽ dò xét lão ra. Đi! Thần khư chi chủ vung tay lên, triệt bỏ trí cao thần khí. Tới chẳng phân biệt được trước sau, địa ngục chi chủ cũng đã đăng thiên mà đi. A-di-đà à, Phật, triệt binh triệt binh. A-la à, Phật tôn những lời này, không biết đẻ ép bao nhiêu hỏa khí. Nhưng, hắn là Phật, cũng không thể trước mặt mọi người chửi mẹ, rút lui bà la ma thần dù không tình nguyện vẫn là mở ra trở lại thần giới thông đạo ma vực trí tôn cũng đi xám xịt không người còn có đại chiến tâm tư to như vậy thần minh hải tại ba năm trong nháy mắt biến dị thường chống trải vang vọng nhiều ngày ầm vang thanh âm cũng bởi vì cấm khu chuyển đi triệt để chôn vùi cái này rút lui đám khán giả cũng không đi hoặc là nói đều vẫn chưa thỏa mãn chờ đợi kịp phản ứng từng cái một đều thổn thức sách lưỡi rồi. Cấm khu đại liên hợp, đầy trời thần cùng ma, lại một lần không công mà về. Hơn nữa, lần này so với lúc bại thảm hại hơn, không biết táng rồi bao nhiêu thần. Còn sẽ lại đến. Tất cả người ở đây biết, ngày khác, cấm khu còn sẽ ngóc đầu trở lại. Nhiều như vậy trí cao truyền thừa, là sẽ không bỏ mặc thần chiều quật khởi đấy. Đề cập thần chiều, gần như tất cả mọi người, đều có phần kính sợ nhìn một chút thần minh hải, thần triều chân sâu nổ ngày rồi, lại để cho cấm khu trước sau hai lần không công mà về. Tất cả chớ động, lão phu tới trước. Tối nay ánh trăng không tệ, một khối. Thế nhân nhìn lên, trí tôn thành liên tiếp có người đi ra, đa số lão ra hỏa. Chờ đợi xuất thần minh hải, liền thấy hư không mây đen cuồn cuộn, trong mây sấm sét vang dội Là thần phạt, hơn nữa không chỉ một chàng, phong ấn nhiều ngày, đều đã ép không được rồi. Cấm khu như còn chưa đi, không biết nên làm cảm tưởng gì. Lại là thổn thức sách lưỡi thanh âm, tại trong đám người thành một phiến. Ngẫm lại cũng là hơn nửa năm không công cái kế tiếp thần chiều, chân trước vừa đi, thần chiều chân sau liền có bó lớn người phong thần, này tiêu tan so sánh, thần chiều chi quật khởi, cấm khu sợ là ép không được rồi, cái này nhất mạch truyền thừa quá kiên đĩnh rồi. Không sai, triệu bân nhìn thoáng qua ngoài thành, xoay người hồi rồi ngọn núi. Lại một tràng đại kiếp kết thúc, hắn cũng phải ngẫm nghĩ phong thần không có thần môn tiếp tục đúc cầu ngày khác tốt vượt hà phong thần hắn lần ngồi xuống này chính là hơn phân nửa nguyệt vĩnh hằng dị tượng không phải gián đoạn đồng dạng không phải gián đoạn đấy còn có ngoài thành lôi minh thần triều nhiều nhân tài gần như mỗi ngày đều có người mở thần phạt nói là phong thần triều dâng cũng hào không quá đáng tạo ra được một vài bức kỳ cảnh bị một đám sử quan từng cái khắc lục ba ngày sau nguyệt thần cùng đế tiên trở lại không thấy nữ vương cùng lục thiên thần tướng Nữ vương nói, gần đây ngỗ có điều ngộ ra, muốn tìm cái mà bế quan. Một ngày này, trí tôn thành oanh âm thanh không ngừng, nhiều hơn một phiến lại một mảnh đại thế giới. a à, không đúng, nói cho đúng là bảo địa, đều là hủy đi nhà lúc chuyển trở về. Ngày thứ năm, Nguyệt thần mở ra nhất cái lối đi, từ thiên ngoại tiếp hồi rồi một người. Chính là Lạc Hà, tại hư vô ngủ say nhiều ngày, cuối cùng tại tối nay thức tỉnh. Nàng lúc đến, đầy trời thần quang làm bạn, có dị tưởng, có cổ xưa nói âm, người mang vũ trụ tổ thần thấy chi lông nghi chọn lão cao thần sắc cũng dị thường đặc sắc chớ nói hắn liền thái vũ thần tướng thấy cũng không khỏi đến sửng sốt một chút nếu không thì thế nào nói là cửu thế thần thoại chính là đại thần thông lại thừa dịp vũ trụ luân chuyển làm ra như thế cái tạo hóa tiểu sinh linh còn chưa sinh ra chính là nghịch thiên cấp cái này có thể là cái gì cái huyết thống thủy thần tò mò hỏi vũ trụ chi tử thái vũ thần tướng khó được có vẻ mỉm cười Hí, Chúng thần nghe nói, cũng ngược rút một cái khí lạnh. Họ Triệu nhân ra, mẹ nó thừa thải yêu nghiệt a, à. lại muốn làm cha. Triệu Bân đã tỉnh, cười vẫn là như vậy ngốc không sót vài. Lạc Hà thì nhu tình như nước, cái này em bé mang thai rất nhiều năm, đích xác không dễ dàng. Triệu Bân phàm Trần Cố hiếu lúc này đều cười hoài niệm. Vẫn còn nhớ kỹ, Triệu Bân năm đó lúc đi, hạng gì quyết tuyệt. Trong nháy mắt đã là nhiều năm như vậy tiểu bảo bảo cũng nên sinh ra rồi. Hoa hoa, đã là vũ trụ chi tử, sinh ra lúc, động tính tự nhiên sẽ không nhỏ rồi. Hắn một tiếng khóc nỉ non, như một đạo vạn cổ lôi đình, hoàn vũ đều vang vọng. Ngày đó, vô tận thần quang, khuynh hướng vẩy thần minh hải, một vài bước dị tưởng, đủ diễn ba ngày lâu, ảo diệu nói âm, cũng là nhiều ngày không dứt. Cái này em bé, có thể so sánh tiểu tử nguyệt hoạt bát nhiều hơn, tiểu nha đầu thế nào đùa cũng không cười, hắn liền tốt, xem ai đều cười tủm tỉm đấy mà lại cười rộ lên không dứt cái này theo ta triệu công tử sách hài tử như sách con thỏ thường xuyên sách đứng lên nghiên cứu vũ trụ tri tử huyết thống dù là hắn vĩnh hằng thể đều rất cảm thấy áp lực vì thế hắn không ít lén lút cho hài tử lấy máu đẹp cái kia viết nghiên cứu một chút vì thế phù dung không ít vặn lỗ tai hắn làm cha đấy thế nào như thế không phải đáng tin cậy đêm hạo thiên mang theo rượu lên triệu ra ngọn núi trừ hắn ra còn có thái cổ thần tử chiến thiên hành ca ba hiếu tình thuyên chuyển tại đỉnh núi bảy cái bàn rượu ta phải đi rượu qua ba tuần hạo thiên cười cười đi đâu có chút mơ hồ triệu bân trong nháy mắt thanh tỉnh về nhà hạo thiên đổ một ngụm rượu tiếng nói khàn khàn trong mắt nhiều tang thương tự đến cái vũ trụ này đã nhiều năm hắn chưa bao giờ quên mất qua cố hương triệu bân muốn nói lại thôi vốn định giữ lại, lại trương không mở miệng. Hắn đã từng lưu lạc tha hương, hạo thiên chi tâm cảnh, hắn tự là hiểu. Độc tại tha hương vì dị khách, tâm tâm niệm niệm đấy, vĩnh viễn là cố hương. Uống, chiến thiên hành có lẽ sớm biết, cười cũng ảo ảo. Uống, triệu bân cũng ngồi thẳng rồi, lại đưa đến rồi hơn 10 vò rượu. Uống, hạo thiên cũng phóng khoáng, đều không cần thần lực hóa giải cảm giác say. Đêm dài vắng người, chiến thiên hành uống linh ninh say mềm, lung la lung lay đi rồi, hắn không muốn nhìn ly biệt, vốn định tống biệt, tới rồi cũng là đưa lưng về phía phất tay. Lưu lại dùng phòng thân. Triệu bân là tỉnh dậy đấy, tiễn đưa một tôn chuẩn hoang thần binh. Trưa nay, cũng không có thiếu đan dược, có thể chữa thương bổ thần lực. Hạo thiên cùng hắn khác biệt, nhà hắn vũ trụ, cũng không tại phụ cận. Cho nên nói, hắn muốn tại vũ bên ngoài, một thân một mình đi một cái khá dài đường. Có thể hay không tìm được cố hương, hắn không biết, Hạo Thiên cũng không biết, có lẽ là tử lộ. Đa tả, Hạo Thiên cười một tiếng, trả lại cho Triệu Bân đến rồi một cái đại hùng ôm. Gió nhẹ nhẹ phẩy, Nguyệt Thần cùng đế tiên mộ tả một hữu hiện thân. Hai người đại thần thông, lấy tuế Nguyệt Luân Hồi, mở ra ra nhất cái lối đi, là thông vãng vũ trụ bên ngoài đấy, bọn hắn vì hôm nay có thể làm đấy, cũng chỉ có nhiều như vậy, có hay không có thể tìm được cố hương vũ trụ, đều xem Hạo Thiên tạo hóa. Siêu, cơ ngưng xương cũng tới, đều là từ bên ngoài đến khách đến cấp hạo thiên tống biệt cái này người thường xuyên hô nàng tam muội nàng nghe nghe thành thói quen sau này còn gặp lại hạo thiên cười khoát tay một bước bước lên thông đạo xoay người trong nháy mắt hắn lại nhìn lại cái vũ trụ này rất nhiều năm cái này có hắn cố hiếu cũng có quý giá trí nhớ hắn không hối hận đến chuyến này hoặc là mệnh trung chú định có chuyến này hắn đi rồi tại triệu bân đưa mắt nhìn dưới một bước lại một bước càng lúc càng xa ai thần triều nhiều thở dài thật tốt một nhân tài cuối cùng không thể lưu lại lần này vừa đi gặp lại không biết năm nào có lẽ từ biệt liền vĩnh biệt bảo trọng triệu bân cũng vùng rồi tay chính như năm đó diệp thần đưa cái kia giống như tiền bối cơ ngưng xương xéo rồi con mắt nhìn phía nguyệt thần cùng đế tiên hạo thiên đường nàng cũng muốn thử xem, nàng cũng nhớ nhà. Dù là, đó là một cái tử lộ, nàng cũng muốn chết đến trên đường về nhà. Có biết, cái kia nhân vì cái gì đưa người tới cái vũ trụ này? Đế tiên ung dung nói. Không biết, cơ ngưng xương nhẹ lay động đầu. Vì nó, Nguyệt thần nhẹ phẩy rồi ống tay áo. Cơ ngưng xương chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, thật giống như bị mở vô thượng tầm mắt. Con mắt có thể xem chi địa, có thể thấy một phiến ánh sáng, đó là một phiến mông lung thế giới. Tiểu vũ trụ cơ ngưng xương thấy chi, thì thào một câu. Nàng, muốn tiểu vũ trụ bản nguyên, nguyệt thần không giấu giếm. Cơ ngưng xương trong linh hồn, có lạc ấn đấy, là một loại sứ mệnh lạc ấn. Cái loại này lạc ấn, chỉ nàng thấy được, bởi vì đó là hoang thần cấp ấn ký. Nàng không biết, là ai đưa cơ ngưng xương tới được, chỉ biết, cái kia nhân rất cường đại, cường đại đến liền nàng, liền triệu bân, liền đế tiên, tất cả tính vào được. Có thể làm cho một tôn hoang thần phó thác hy vọng, cái này thân phụ đại khí vận tiểu nữ oa đã định trước không tầm thường, như có một trận đánh cờ, nàng có lẽ là mấu chốt nhất tử. Cái này bề bộn, nàng biết vô điều kiện đi giúp. Chỉ vì, cái vũ trụ kia đã cứu triệu bân một mạng. chương 2096, xuất quan. Chiến loạn phía sau, thần tiên lưỡng giới khó được yên ổn, đủ giam 3 tháng, cũng không trông thấy cấm khu có quy mô động. Vừa đến thương vong quá thảm trọng, cần một đoạn tuế nguyệt nghỉ ngơi lấy lại sức. Thứ hai, cách mỗi gần nửa nguyệt, liền không hiểu có một lần đại dung chuyển. Không biết là duyên cớ nào, chỉ biết càn khôn sẽ gặp một loại lực lượng thần bí xông tới. Thần giới ngũ đại cấm khu còn tốt, căn cơ kiên cố. Như bọn chúng, chịu mấy lần xông tới, không quá nhiều trở ngại. Cái khác trí cao truyền thừa sao? vốn là suy tàn nhiều năm, lại gặp không may hủy đi nhà, căn cơ có nhiều hư hao, đã là không lớn bằng lúc trước, lúc này, đều tại cần cù tu càn khôn, không rảnh chú ý hắn, đặc biệt là trí cao thần khí, lão tổ có nói, nhất định canh giữ ở hang ổ, để ngừa bị hủy đi, cũng vì thủ hộ càn khôn. Cấm khu không gây sự, cơ bản không đại sự, cái cục diện này không sai, ít nhất, tại thần triều mà nói, là một cái quật khởi thời cơ tốt. Nhìn thần minh hải ngoại, gần như mỗi ngày đều có người độ kiếp, lên tới thần phạt, xuống đến huyền tiên kiếp, chỉnh chính là cái kia khí thế ngất trời, không biết chọc bao nhiêu quần chúng, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu truyền thừa đến tìm nơi nương tựa, không thiếu nghịch thiên yêu nghiệt, cũng không thiếu đính thiên đại thần, thời buổi rối loạn, ôm đoàn sưởi ấm. Thu, đều thu, bởi vì cái gọi là hải nạp bách xuyên, có để chính là đại, thần chiều ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngắn ngủn chỉ là mấy tháng, thần chiều dưới đáy uẩn đã là vững vàng thăng lên mấy cấp. Ya yeah, ya. Yeah. Triệu ra ngọn núi nhiều âm thanh hơi thở như trẻ đang bú em bé âm thanh. là tiểu tử vân cùng tiểu tử nguyệt chỉ là mấy tháng liền xuống đất đi bộ, cất bước tập tính tiểu cước bước, tại xanh mơn mởn trên đồng cỏ truy đuổi tiểu hồ điệp. cũng như trước kia tiểu nha đầu không khóc cũng không cười, rất là cao lạnh. ngược lại triệu tử vân không chỉ hoạt bát, vẫn là không phải bình thường gây sự hắn tại triệu tử nguyệt trước mặt, nhất là có điệu bộ rồi. Tựa như thời khắc tại biểu hiện một phen lời, ta là ca ca. Cái này cũng không kém, như theo trong bụng mẹ bắt đầu tính, thật sự là hắn là ca ca. Chỉ là, triệu tử nguyệt trước sinh ra, nàng làm tỉ tỉ, có vẻ như cũng không có mau bệnh. Chính trực sáng sớm, lưỡng tiểu ra hỏa tiến tới cây giả dưới một trái một phải, tò mò đánh giá một cái đen sấm cái hộp, biết sáng lên, liền treo ở không trung Ân, nội thành thế giới hỗn thiên ma hộp. Nó là từ đế tiên cùng nguyệt thần liên thủ chế tạo. Trong đó thời gian lưu tốc, cùng ngoại giới khác biệt, triệu công tử đang ở bên trong tu hành, bình thường bán nguyệt không thấy người khác, mỗi một hồi ra tới, đều một thân bụi bằng. Dầm dầm, triệu tử vân xảo quyệt, đuổi gấp liền cho hỗn thiên ma hộp rót một chút thủy. Chuyện này, hắn thường làm, có rất nhiều dâu ria dậm dạp lão ra ra nói qua, tưới nước có thể trừ tà, hắn cũng không biết trừ tà là cái gì, mắc tiểu, ở nơi này nước tiểu. Vì thế, Lạc Hà không ít đánh hắn cái mông, vẫn là dù sao vẫn cũng đánh không thay đổi. Có lẽ ăn đòn nhiều hơn, hắn cái này tiểu dáng vóc, trưởng thành như nhất tuổi, liền ngừng. Không sai, là ngừng, thế nào ăn đều không dài. Còn có tiểu tử nguyệt, tình huống tới độc nhất vô nhị. Thế nào vẫn là chưa trưởng thành nữa nha thủy thần nắm bắt dâu ria, nhìn lại xem. Ngươi hiểu cái gì, thủy tổ cấp huyết thống, lớn lên chậm. Lão ô quy nói rằng, ân, trên lịch sử có tiền lệ đấy, nhân quả đạo tôn lời nói ung dung. Thường nghe Thái Sư Thúc nói, vĩnh hằng nhà thủy tổ, một nghìn hơn tám tuổi lúc, vẫn là một cái tiểu thiếu niên. Tổ thần ước lượng rồi ước lượng tay. Chúng lão ra hỏa, người một lời ta một câu, căn nhằn đã hơn nửa ngày. Xong việc nhi, triệu công tử nhà em bé, liên lạc đường một cái, tiểu tử Nguyệt vẫn còn, tiểu tử Vân không còn, cũng không biết bị người nào mang đi rồi, khắp núi tìm không ra người. Lạc Hà Thành thói quen, bởi vì ba ngày hai đầu ném hài tử. Triệu tử vân vì cái gì như vậy xảo quyệt, ngoại trừ theo hắn cha bên ngoài, đám này lão ra hỏa, là thật không thể bỏ qua công lao, như lần này, trở về đều có lộn nhào rồi. Nói đến thói quen, triệu bân cũng sớm thành thói quen hắc ám. Hỗn thiên ma giới như không giữa hắc động, nửa phần quang minh cũng không trông thấy. Lần này đi vào, hắn đã ngồi trăm năm nhiều, trong lúc không khác pho tượng, tơ vân không động, nhìn cái kia đầu vai, xem cái kia tóc dài, sớm lạc đầy bụi bằm. Trăm năm thời gian, hắn không sống uổng, luôn luôn không ở đúc cầu. Lúc này nhìn, cầu đã đúc ra hơn phân nửa, toàn thân đều đạo uẩn lung chiều. Hắn tâm vô ngoại vật, tạo cầu lúc cũng không quên ngộ đạo, ngộ thời gian, cũng là ngộ luân hồi, bởi vì này hỗn thiên ma giới, là nguyệt thần cùng đế tiên luyện chế, vẫn là có tuế nguyệt cùng luân hồi chi lực còn sót lại, ở chỗ này lĩnh hội, được trời yêu ái. Nhưng, cái này xa xa chưa đủ. Lấy đạo đúc cầu sao, vẫn là cần cái khác đạo làm gạch thêm ngói. Hắn là liên quan đến rồi rất nhiều lĩnh vực, nhưng đạo lĩnh hội, là cao thấp không đều đấy, như mộng chi đạo, đến nay đều là cái gà mờ, kém mộng tiên quá xa. Gió nhẹ nhẹ phẩy, hắn chậm rãi mở con mắt, cái lưng mệt mỏi, dối khí lực lốp bốp, to lớn hào hùng lực lượng, ở trong người mãnh liệt cuồn cuộn. Hắn cuối cùng xuất quan, quanh thân có dị tượng xen lẫn. Hắn hiện thân trong nháy mắt, không thiếu tiền bối hướng cái này xem ra. Thấy hắn nửa chút không phong thần dấu hiệu, lại không khỏi một tiếng ho khan. Vẫn không được thần chúc không thổn thức, hắn đầu nhi đều nhanh đuổi theo hắn. Hắn không có thần môn, nơi nào như vậy dễ dàng. Vô đạo một câu thâm trầm. Cả đời dừng lại thiếu thần cảnh, cũng không phải là không thể nào. Minh thần nói rằng, dục tốc bất đạt. Lời này xuất từ Thái Vũ Thần Tướng. Hắn mới là thật hữu tình thuyên chuyển, đặt cái kia tự thân cùng tự thân đánh cờ. Giải rác một câu, chưa có người phản bác hắn, có lẽ tại Triệu Bân mà nói, thành thần cơ hội chỉ một lần, tuyệt đối không thể có nửa phần sai lầm, chậm một chút không sao, có thể càng là nhiều tích góp từng tí một đạo dưới đáy uẩn, nhất kích phá quan mới tốt. Cha Lưỡng tiểu gia hỏa đã đánh về phía triệu bân, hồi lâu không thấy, rất đúng thân mật. Triệu bân một tay một cái, hắc ám trăm năm, nhớ chết hai tiểu bảo bảo rồi. Không dài cái không có chuyện, lực lượng tại dài là được. Nhà hắn cái này lưỡng tiểu hoa nhi, lúc này cũng rất khủng bố. Nghịch thiên huyết thống, mặc dù vẫn là không tu vi, nhưng có huyết mạch lực lượng khai quật. Mà như vậy lực lượng, biết cùng với niên kỳ tăng trưởng, càng ngày càng bá đạo đấy. Trong đêm, thần triều chi chủ tự mình xuống bếp. Triệu ra bữa tối, vẫn là rất ấm áp đấy sau khi ăn xong triệu bân một thân một mình đi lên đỉnh núi một chạm chính là hơn nửa đêm không ai biết rõ hắn tại nghĩ cái gì giống như cái băng điêu cũng không nhúc nhích thưa dịp tuổi trẻ nhiều tạo mấy cái quá hoàng đế không vội thái dám gấp vẫn là có nhiều như vậy cái lão ra hỏa cấp bách luồn lên nhảy xuống nhìn này tòa đỉnh núi trên bao nhiêu mỹ nữ a à? lãng phí tài nguyên tranh đêm dài vắng người triệu bân cầm một thanh trúc kiếm lẳng lặng vũ động mua kiếm cũng là ngộ kiếm đúc cầu cần cái này một đạo cực tận để thăng chiêu kiếm của hắn không hẳn như vậy có nhiều huyền diệu nhưng hắn mua kiếm động tác lại có một loại không nói ra được y uẩn đó là hóa phồn chí giản cũng là phản pháp quy chân rất nhiều tu kiếm đạo tiền bối cũng bất giác xem mê mẩn rồi nghĩ tu đi hỗn thiên ma giới tu a không lãng phí hiện thực thời gian đại bằng cũng là hơn nửa đêm ngủ không được cất tay xem triệu bân luyện kiếm hắn nhìn không thấu triệt, nhưng tiền bối đám lòng dạ biết rõ, hỗn thiên ma giới là huyền ảo, ngoại giới một ngày trong đó 10 năm, có thể nó lại huyền ảo, không có nhân gian khói lửa, đã là chiến tri đạo lô dưỡng Bách Kinh, liền thiếu không được hồng trần khí tức. Tranh, tựa như như ngầm phát hiện kiếm ngân vang thanh âm, một lòng chính là mấy nguyệt. Thành trong người thành thói quen, không ít người vẫn là đã chạy tới nghe đạo âm. chương 2097, lột xác quá trình. Nhất kiếm, Triệu Bân múa ba năm. Ba năm giữa, hắn chưa bao giờ hạ xuống đỉnh núi, tựa như một cái sách sợi con rối, cần cù múa kiếm, kiếm ngân vang như tiên khúc, cả ngày không ngừng, gặp có tiểu bối đi ngang qua, đều có theo bản năng ngừng chân, nghe xong chính là hơn nửa ngày. Mẫu thân, phụ thân như thế nào vẫn là không xuống. Cây già dưới tiểu tử vân âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà hỏi. Lời giống vậy, tiểu tử Nguyệt cũng muốn hỏi, như thường ngày, hai người bọn họ cũng không thiếu hướng đỉnh núi chạy, nhưng chỉ là không thể đi lên, bởi vì có một đạo sáng lên màn nước ngăn cản. Hắn, tại ngộ đạo, đế tiên ôn nhu cười một tiếng, sao nguyệt cùng lạc hà bế quan, diệu ngữ bọn hắn cũng đều bế quan, lưỡng tiểu gia hỏa đều là gọi nàng mẫu thân đấy, mà nàng, không chỉ là mẫu thân, vẫn là một cái phi thường xứng trước sư phó. Cái này không, chính trực sáng sớm tốt thời gian, giáo hài tử luyện kiếm cùng cảm ngộ thiên địa. Đừng nói, thủy tổ cấp huyết thống, vẫn là rất nghịch thiên, cái đầu mặc dù không thấy dài, có thể tu vi cũng là vững bước để thăng, bây giờ, đã là hai cái hàng thật giá thật tiểu thiên võ, mỗi tiến nhất cảnh, đều có dẫn suốt một trận thiên phạt đến. Lại nói huyết mạch bản nguyên lực lượng, gần như mỗi ngày, đều có khai quật. Đến lúc này, đã cực tấn khủng bố, nói trời sinh thần lực, cũng hào không quá đáng. Ách, lưỡng tiểu gia hỏa nhu thuận thu con mắt, chuyên tâm luyện kiếm đế tiên thì vẫn còn nhìn xem đỉnh núi. Ba năm thời gian, nàng mỗi ngày đều tại, cũng mỗi ngày đều xem, có phần biết triệu bân tâm cảnh, không có thần môn, chính là trong bóng đêm tìm tòi tìm quang minh, liền nàng cũng không biết, triệu bân có hay không có thể phong thần, chỉ biết, con đường kia không dễ đi. Nghỉ ngơi một chút a chờ đợi thu con mắt, đế tiên lại ôn nhu cười một tiếng. Dứt lời, nàng tựa như mộng bình thường biến mất. Nàng vừa đi, liền thấy lưỡng tiểu hài tử, lén lén lút lút bỏ lên đến. Chăm chú nhất nhìn, đúng là hô lỗ oa cùng gây sự quỷ, có lẽ bởi vì công pháp xuyên cớ, cũng hoặc huyết mạch xảy ra vấn đề, cái này lưỡng cũng là đầu không thấy dài, đứng ở đó, sau tiểu tử nguyệt cùng tiểu tử vân cao không đi nơi nào. Đến, tới đây, gây sự quỷ ngoắc một cái tay. Tiểu tử nguyệt rất cao lạnh, dù đế tiên đi rồi, vẫn là đang tu luyện. Ngược lại tiểu tử vân, để trần cái bàn chân nhỏ, vui vẻ đã chạy tới rồi ta là đại gia ngươi, biết. Hồ lỗ oa nghiêm trang, gây sự quỷ thì một mặt cười tủm tìm. Lời này, bọn hắn mỗi một lần đến đều có nói, không có lừa gạt hài tử. Xa nhớ năm đó, bọn hắn cùng triệu công tử, là ở trên miệng bái qua kết nghĩa đấy, ân, triệu bân là lão tam, như thế tính toán, có thể không phải là lưỡng đại gia sao. Dạy ngươi tuyệt chiêu đặc biệt, còn nhớ đến, gây sự quỷ nháy mắt ra hiệu nói. Ân, tiểu tử vân gật đầu, nhất kiếm hướng người nào đó đúng quần chọc tới. Được, có tiền đồ. May mà gây sự quỷ trốn nhanh, không phải vậy, nhất định thấy huyết quang. Gây sự sao, hắn cái này tuyệt chiêu đặc biệt nhi, có thể hại không ít người. Triệu gia thường xuyên ném hài tử, hơn phân nửa đều là triệu tử vân. Vẫn là có một ít không phải nghiêm chỉnh người, đem hắn sách về nhà chơi đùa, chơi lấy chơi lấy, tiểu gia hỏa liền sẽ đến đại chiêu, hơn nữa, không hề điểm báo, lưỡng đại gia nói có bao nhiêu kình phong dùng nhiều lớn kình phong cái kia không vương tạc cùng hồ lai vẫn là đặt nằm trên giường đâu thiếu chút nữa bị đảo thành thái giám đương nhiên lưỡng đại gia vẫn phải điểm mặt đấy nam có thể hướng chết đảo nữ có thể không thể loạn chọc lấy bên này đế tiên đã nhập thương miểu nhất đỉnh nguyệt thần đã ở tại đó đang lẳng lặng nhìn hư vô thế nào đế tiên hỏi tiểu vũ trụ trong có người nguyệt thần khẽ nói thượng thương có lẽ oanh hai người đàm luận lúc trí tôn ngoài thành có lôi minh vang vọng đó là thiên kiếp bán thần cấp thiên kiếp hơn nữa là hai trận nhìn độ kiếp người đúng là triệu bân hai cái đầu nhi ân cũng chính là nhược thủy cùng hạo thần chân cái thiên phú dị bẩm tuổi còn trẻ liền giết tới rồi bán thần cảnh luận tu vi nói bọn hắn mau đuổi theo trên sư tôn một chút mau bệnh không có khó tránh khỏi hai người bọn họ năm sau liền có thể phong thần. Dâu cá chê cười nói. Ngươi cho rằng, thần minh là rau cải trắng chưa cắt huyền đạo mắt liếc. Chuyện đó không giả, nói chuyện chính là tư không kiếm nam, ta xem qua sách sử, trăm tuổi trước nhập bán thần đấy, nhiều không kể xiết, nhưng tám trăm tuổi trước phong thần đấy, lại chỉ nguyệt thần một cái, phong thần. Cũng không có đơn giản như vậy. Siêu, siêu, thành trong, đã có không ít lão gia hỏa xuất thành, là cho hai người hộ đạo bọn hắn thành thói quen, gặp có thần chiều người độ kiếp, hẳn là chúng thần áp trận. Rất có phu thê tướng, thủy thần nhéo nhéo dâu rìa. Lời này, không người phản bác, bởi vì nhược thủy cùng hạo thần, chân vô cùng xứng. Trước kia, thân vi sư tôn triệu bân, không có thiếu tác hợp, trời đất tạo nên sao. Nhược thủy kiếp, dị thường to lớn, lôi phạt phía sau có đặc thù thiên kiếp. Nàng dẫn suốt rồi pháp tắc thân, đều là nữ thần, trong đó có cái kia thì một cái, hôm nay vẫn còn chàng, không là người khác, đúng là lạc hà bổn tôn sơ giao. Nhược thủy còn như thế, càng không nói đến hạo thần rồi. Vạn cổ không một hồng hoang thể, thiên kiếp càng bá đạo. Hắn dẫn xuất pháp tác thân, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy thần, trong đó có lưỡng, lúc này hay là đám bọn hắn hộ nói người, thần long đạo tôn cùng hám thiên man thần. Đánh, truy chết hắn. Viên thần như ăn nửa tấn thuốc súng, ngao ngao thẳng gọi. Từ này ngày lên, rất nhiều thiên cũng không có thấy cái này chỉ khi con. Lão thoại nói khéo, chuyện tốt thành đôi. Hạo thần cùng nhược thủy thiên kiếp, vừa rồi kết thúc, lại có người xuất thành. Lần này, chính là đại hạ Hồng Uyên, một đời man vương, âm nguyệt vương cùng bất diệt ma quân. Tiếp nhận cũng là bán thần thiên kiếp. Hắn bốn người, tại phàm trần đại hạ địa giới, đều đã làm một cái thời đại đệ nhất thiên hạ, đến rồi tiên giới, cũng coi như hậu tích bạc phát, mặc dù gặp không may không thiếu tai nạn, cũng không ngại trở ngại bọn hắn một đường hát vang. Có thành thần tiềm chất, đạo tiên cùng đạo quân cũng cười một tiếng. Cái này bốn cái, cũng không so với nhược thủy cùng hạo thần, ít nhất niên kỳ đặt cái kia bầy biện đâu vô luận nói uẩn lắng đọc, vẫn là nội tình thích góp từng tí một, đều rất có tiền đồ, nếu không ngoài ý muốn, bọn hắn biết trước một bước tiến dai thần cảnh. Độ kiếp sao, nhiều người mới náo nhiệt. Hồng Uyên bốn người còn chưa hạ tràng, liền thấy sáu người đăng thiên. a à, không đúng, không phải người, mà là sáu cái dị thú, đúng là Tiểu Kỳ Lân, Thanh Loan, Đại Bằng, Cửu Vĩ Hồ, Hỗn Độn Long cùng Thái Thượng Hung Hổ, chỉnh chính là cái kia hấp tấp. Sau đó, chính là nữ tử buổi biểu diễn dành riêng rồi. Ma hậu bắt đầu, Vũ Linh Hoàng Phi cùng Linh Lung theo sau, tiếp theo, chính là Yên Vũ, U Lan, Tử Linh, Vũ Hoa Tiên, Hồng Tước Bổn Tôn cùng Tự Tại Tàn Niệm. Nói tóm lại, lại là một vòng độ kiếp triều dâng, chừng bán nguyệt, chưa từng ngừng gặp cái này quang cảnh luôn có người đến tìm nơi nương tựa thần triều nhân tài nhiều lắm a à, trong đêm triệu bân đột nhiên ngừng nhất tiếng kêu đau đớn có phần lờ mờ là tiểu vũ trụ xông tới càn khôn mà lại lần này đến dị thường mãnh liệt thân là trí tôn thành chủ đã chúng nhất kích như là bị chặt rồi một đao còn tốt thiên cục càn khôn chắc chắn càng có ba tôn hoang thần binh áp trận mới không hư hại xấu ba năm ngộ tới rồi hạng gì tình trạng không thiếu tiền bối vuốt tròm dâu, ánh mắt rất sâu thúy. Lúc này xem người nào đó, có vẻ như đã không phải một người, càng giống là một thanh thần kiếm, tuy là phong mang nội liếm, có thể như một khi bộc phát, liền có thể kiếm bổ thiên địa. Nói đến tu kiếm, thần triều có bốn cái tiền bối rất lời nói có trọng lượng. Thật vừa đúng lúc, triệu bân vừa mới xuống núi, bọn hắn liền xuất quan. Chính là kiếm thánh, kiếm tôn, kiếm hoàng cùng kiếm ma, ra linh phía sau đã hóa ra chân thân, tu vi mặc dù xa không kịp đỉnh phong, nhưng đối với kiếm đạo cảm ngộ, cũng còn tại. Năm người từng gặp nhau luận đạo, thậm chí toàn bộ bầu trời, đều kiếm khí bay múa. Kiếm đạo đường không phải một cái, năm người tất cả có điều ngộ ra, cũng là trăm sông đổ về một biển. Chưa đủ, còn chưa đủ. Triệu bân lẩm bẩm lời nói, tại trong đêm như tựa như nói mê, khi thì vang lên. Cái gì chưa đủ đâu nói chưa đủ, muốn đúc cầu, vẫn là cần càng nhiều lĩnh hội. Cái này đêm, hắn buông xuống kiếm, tại đỉnh núi chuyển ra một tòa lò luyện đan. Đến, đổi luyện đan rồi, chiến thiên hành thấy chi, một tiếng ho khan. Ta và ngươi nên may mắn, bất hủ thần thể nói qua, truyền đạt một bầu rượu. Đích xác, chiến thiên hành cười một tiếng, sau cùng, bọn hắn đều có thần chi môn, không giống triệu bân, đã sớm có thể trùng kích thần cảnh, sửng sốt vượt không ra cái kia nửa bước. Oanh! Trong lò luyện đan, đã giấy lên triệu bân nguyên thần hỏa, kim quang lộng lẫy. Luyện đan, cũng là ngộ đan, đúc cầu gạch cùng ngói, cũng có cái này một đạo. Tam thanh đan thần từng đến xem qua, cũng không phải là dạy hắn luyện đan, mà là nhìn hắn luyện đan, kẻ này ngộ tính nghịch thiên, đã không cần nàng giáo, thiếu chính là vô tận ma luyện. Phía sau nhiều ngày, thành trong không còn triệu bân múa kiếm lúc kiếm minh. Hoặc là nói, đổi con đường, kiếm ngân vang âm thanh đã biến làm đan hương. Đan, cũng có thiên kiếp, hắn cái này ra đan, cách ba năm lần liền sẽ có lôi minh, đan chi dị tượng, đa dạng, đan hương chi khí thành dáng mây không tiêu tan tham thì thâm tiểu vũ linh lời nói thấm thiên nói kỹ nhiều không áp thân thương không đuổi gấp liền bồi thêm một câu xưa nay sớm có đạo lý hai câu này chợt nghe xong đều không có mau bệnh bởi vì đạo lý là nhìn người mà định ra đấy triệu công tử rõ ràng thuộc về người sau nghịch thiên ngộ tính còn có hắn nhai không nát chỉ là là vấn đề thời gian mà thôi ba năm xuân thu đông hạ, không gặp triệu bân xuống núi đỉnh. Dù là gặp càn khôn sông tới, hắn cũng không triệt hồi hỏa diễm. Ba năm này, nên là hắn một cái lột xác quá trình, làm cho luyện đan dược phẩm dai, một đường kéo lên, nổ lô sự tình thường xuyên có, ngăn không được hắn tiến lên đường. Như thế tu, sẽ không ma trường A. Trần Huyền lão một tiếng nói thầm, Dương Huyền tông đám người, cũng nhiều tại vuốt tròng dâu. Như thế lo lắng, không ít người đều có, kẻ tại thiếu thần không thể đi lên, đổi người nào ai không gấp, nhưng nếu gấp nặng đầu rồi, đích xác là có khả năng tẩu hỏa nhập ma đấy. Hắn, là trải qua sóng to gió lớn đấy. Ma tử cười một tiếng, từ đầu đến cuối, đều vô điều kiện tin tưởng cái kia yêu nghiệt. Cái này không giả, từng không chỉ một lần sáng lập thần thoại người, dễ dàng như vậy trầm luân. Năm thứ năm, triệu bân vứt sạch rồi lò luyện đan. Người nào nói không có đan lô, không thể luyện đan rồi. Nhìn hắn, luyện cũng rất trượt, đan đan tất có lôi kiếp. Chí năm thứ 8, nhân hỏa diễm đều không cần rồi, trực tiếp thải nhật nguyệt tinh hoa, trích dẫn lực lượng tinh thần, như vậy luyện ra đan dược, đẳng cấp phẩm giai trước tạm bất luận, mỗi một cái đều vô cùng chói mắt, giống như là từng khỏa lộng lẫy những ngôi sao nhỏ. Lúc này mặc dù không bằng ngươi, nhưng hắn nhất định siêu việt ngươi. Tổ thần cười nói, hậu sinh khả ý A, à, đan thần nhất cười, vẫn là rất xem tốt triệu bân đấy. Năm thứ 9, Hư vô có dị tưởng, hơn nửa đêm đấy, nhiều hơn một vòng thái dương. Đó là đan chi dị tưởng, cũng là đan chi quang huy, phổ chiếu hắc ám. Quá nhiều người bị thức tỉnh, người người đan hương, từng cái một bước lên đỉnh núi nhìn bầu trời, chính thấy thần quang bay vụt, cùng pháp tắc cùng ngúa, màu ngọc bích như tinh hà thong thả. Thần đan, không ít người kinh dị, xem lưỡng mắt tròn căng. Không sai, đó là một khỏa không thể giả được thần đan. Vì luyện nó, Triệu Bân toàn bộ người đều mơ hồ, không biết hao tổn rồi bao nhiêu tinh lực, trong mắt hiện đầy tơ máu, 9 năm chưa từng hợp con mắt, cực tẫn mỏi mệt. Chương 2098, màn che. Gia đan. Triệu Bân một tiếng này hét to, mặc dù khàn khàn không chịu nổi, lại âm vang hùng hồn. Theo hắn dứt lời, thương không rung động, thần đan nở rộ rồi tia sáng chói mắt. Chợt, chính là đan lôi, kim sắc thiểm điện, tại thần đan trên bổ ra rồi từng cái ngân đường, nhưng chỉ là kích không toái viên kia đan, ngược lại thiên truy bách luyện, đem một khỏa cái nho nhỏ đan dược, chế tạo như thái dương giống như chói mắt. Cái này, liền thành rồi quỷ diện diêm la một tiếng sách lưỡi. Thiếu thần cảnh, tạo ra được thần đan, thủy thần cũng thổn thức. Chỉ là ngẫm lại, liền cũng không cái gì ly kỳ, nhà hắn sư thúc đa tài đa nghệ đấy, trước kia, bản mệnh thần khí đều tạo đi ra, càng không nói đến một khỏa thần đan. Hô, Triệu bân than dài khẩu khí này lúc, toàn bộ người hơi kém ngã cái kia. Cũng bởi vì càn khôn sông tới, đến quá mạnh, đều cho đụng hộc máu. Siêu, Nguyệt thần nhẹ phẩy tay, đem triệu bân luyện ra đan, đưa vào rồi trong cơ thể hắn. Đan dược tuy nhỏ, ý nghĩa trọng đại, từ triệu bân phục dụng, có trợ giúp phong thần. Phụ thân, lưỡng tiểu gia hỏa đã leo lên, đưa bàn tay nhỏ bé tìm tòi triệu bân dâu 9 năm rồi, khí phách phong phát thần triều chi chủ, đã là dâu rìa sồm xàm. 9 năm rồi, tiểu tử Vân cùng tiểu tử Nguyệt, vẫn là là năm đó cái kia tiểu bộ dáng. Có nghĩ ta, triệu bân cười, tràn đầy phụ thân hiền hòa. Tốt đẹp thì giờ, ai không nghĩ phụng bồi hài tử. Nhưng, cái này loạn thế chi thu, nghĩ thủ hộ bọn hắn, nhất định phải bước ra cái kia nửa bước, chỉ có trải qua chịu bó tay, mới biết quyền đầu cứng đáng quý, thân vì phụ thân, hắn cũng không muốn tại hài tử trước mặt, lại lộ ra như vậy không chịu nổi. Suy nghĩ, cho các ngươi làm tốt ăn. Triệu Bân một tay một cái, tiêu tiêu xái xái đi xuống núi đỉnh. Trong đêm, không ai quấy rầy cả nhà bọn họ, khó được ăn bữa cơm đoàn viên. Sau khi ăn xong, người nào đó lại phạm bệnh cũ, ngồi dưới tàng cây ngẩn người, chuẩn xác hơn nói là ngộ đạo, nghĩ sớm một ngày vượt Hà Phong thần, thời gian là không thể sống uổng đấy. Làm mẹ, phu dung quả thực nhìn không được rồi. Sau đó, Triệu Bân liền bị ôm theo lỗ tai túm đi rồi lại sau đó, thần triều chi chủ liền bị đẩy vào rồi tiên đình nữ quân gian phòng. Cưới hỏi đàng hoàng A, bái đường đấy, cái này đều đã bao nhiêu năm, không phòng tân hôn. Trên thực tế, người triệu công tử nghĩ phòng tân hôn đấy, làm sao, đế tiên trạng thái không tốt. Bây giờ đêm, nàng liền không thế nào thuận tiện, linh hồn vẫn còn hồi phục. Theo Nguyệt thần lời nói nói, lên giường, liền không còn duyên đỉnh phong trạng thái. Kết quả là, cái này vợ chồng son, tại phòng tân hôn ở bên trong, bày chỉnh thể, đêm dài minh mông, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm, cái khác không có gì, chính là người đánh cờ, mặt có chút hồng, một cái mặt đỏ tới mang tai, cái kia, thì dung nhan nhuộm đầy dạng mây đỏ. Nếu không thì, cho người mượn cái phân thân đế tiên khẽ nói. Một cái sao đủ, triệu công tử lau một cái máu mũi. Tiên đình nữ quân bị chọc cười, xấu hổ nàng, vẫn là rất mê người đấy. Phân thân, là không có đấy, trên giường không có lãng mạn, nhưng trong bàn cờ có. Cái này, là bọn hắn lần thứ nhất đánh cờ, rơi xuống rơi xuống, không chung liền thấy dị tượng. Nhiêu bức, không biết bao nhiêu người hướng lên trời xem, không thiếu đạo hạnh cao thâm lão ra hỏa. Lên giường cũng có thể trên ra dị tượng đến, trong phòng hình ảnh đến có nhiều hương diễm. Thế nào không có âm thanh nhi lạc, hơn phân nửa bầy cấm chế. Không đứng đắn người, lỗ tai dựng thẳng cái kêu là một cái cầm lăng. Đáng tiếc, cái gì cũng không nghe được, nửa chút âm thanh cũng không có. Sáng sớm, Triệu Bân sớm ra khỏi cửa phòng, cái lưng mệt mỏi rũi chính là cái kia vinh quang đầy mặt. Ngoài núi, hướng cái này xem người, phần lớn nhíu mày, đã nói rồi đấy ba ngày ba đêm đâu. Còn có, đế tiên người đâu chờ đã hơn nửa ngày, không có thấy nàng ra tới. Trên thực tế, người trời còn chưa sáng liền đi, tìm nguyệt thần xem tiểu vũ trụ đi. Cha, tiểu tử vân kéo triệu bân góc áo triệu công tử thấp con mắt lúc chính thấy tiểu gia hỏa ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn xong hỏi một câu hồn nhiên mà lại âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói trắng hay không cùng cha nói ai bảo ngươi hỏi đấy triệu bân cầm lên rồi em bé cái kia tiểu lão đầu nhi cái kia chim chóc còn có cái kia kim mau hầu triệu tử vân hồ đồ vô chi nói một hơi một nhóm lớn nhi thật sao triệu công tử nghe nói mang theo hài tử liền xuống núi a à, phốc, giặc giặc. Một ngày này, trí tôn thành gà bay chó chạy, không biết bao nhiêu người bị đánh. Có thể nói như vậy, phàm theo triệu tử vân trong miệng. Nói ra tục danh, vô luận là người vẫn là động vật, đều bị đạp cái bán thân bất toại, thần triều chi chủ hỏa khí rất lớn, nhà ta em bé như thế nghe lời, đều bị các ngươi dạy hư mất. Vẫn là ngọn núi kia đỉnh, vẫn là kim sắc hỏa diễm. Chỉ bất quá, lần này không phải luyện đan, mà là luyện khí đan có đan chi đạo, khí có khí chi đạo, đây đều là đường. Ngược lại đã quên, người còn có cái binh chủ xưng hô. Nói chuyện chính là mộng tiên, trùng hợp theo triệu gia ngọn núi đi ngang qua. Xa nghĩ năm đó, triệu bân nhục thân thành thần, lấy thần chi huyết cốt, rèn luyện long uyên, cứng rắn đem tự thân bản mệnh khí, đã luyện thành một thanh cái thế thần kiếm, thế nhân tiến đưa hắn cái binh chủ mỹ danh, toàn bộ thần giới đều biết. Muốn ngộ bao nhiêu đạo, mới có thể thành thần nơi nào. Rất nhiều tiểu bối đều tại hỏi, hỏi cái kia bọn với kiến thức rộng rãi đại thần. Đại thần nhiều lắc đầu, chớ nói bọn hắn, liền đế tiên cùng nguyệt thần cũng không biết. Không thần môn thiếu thần, cuối cùng thế nào thành thần, không ai có thể nói ra nguyên cớ, bởi vì xưa nay chưa từng có, hắn có thể hay không thành thần, là một cái ẩn số. A, à, mấy tháng này, triệu bân tiếng rên rỉ, biến càng là nhiều lần rồi. Vẫn là càng khôn sông tới, theo ban sơ gần nửa nguyệt, đến lúc này ba năm ngày một hồi. Hắn biết rõ, mỗi một lần xông tới khoảng cách, vẫn là sẽ không ngừng giảm bớt. Cũng chính là nói, tiểu vũ trụ khoảng cách đại vũ trụ, đã đầy đủ tới gần. Càng là như thế, hắn càng là nghĩ nhanh chút tạo ra cái kia tòa cầu. Dùng vũ kỷ nguyên buông xuống, có lẽ tạo hóa, có lẽ là hạo kiếp. Hắn tạo một cây đao, kim sắc đao, vẻn vẹn là đao thể, liền dùng 3 năm, mỗi ngày đều tại rèn đốt, lấy bản mệnh nguyên thần hỏa, đem thiên truy bách luyệt. Chí Tôn Thành cũng có luyện khí sư, là hắn trung thực quần chúng. Không hổ là binh chủ, luyện khí thủ đoạn, đều cùng người khác bất đồng. Chí năm thứ tư, hắn triệt hồi rồi hỏa diễm, cũng triệt hồi rồi lôi điện. Vẫn là nhật nguyệt tinh hoa, vẫn là lộng lẫy tinh huy, bị hắn đưa tới dùng. Hắn muốn tạo thần khí, Âu Dương lão đạo thì thào một tiếng. Không cần hắn nói, chúng luyện khí sư cũng đều lòng dạ biết rõ đấy. Năm đó, hắn luyện thần đan, trước mắt, nơi nào có không ra thần binh. Có lẽ, đây là hắn định giới hạn, xuất thần khí, mới có thể dừng tay. Nhanh! Triệu Bân cũng có lẩm bẩm lời nói, luyện khí đồng thời, cũng ở đây tạo cầu. Cái kia tòa ngoại nhân nhìn không thấy cầu, cơ bản chỉ còn một bước cuối cùng. Lúc này nhìn, hư vọng hà ngoại tướng, đã là không trải qua triệu hoán thong thả. Nó cho người cảm giác, rất đúng áp lực, dù là ngoại tướng, cũng to lớn hào hùng. Nhanh, như cái này hai chữ, Nguyệt Thần cũng lại nói, xem chính là phiêu miểu hư vô. Nàng mỗi ngày phải làm sự tình, chính là nhìn cái kia cái kỳ dị tiểu vũ trụ. Mà nay, dù bất tận tận sức nhìn, cũng có thể rõ ràng trông thấy đấy, trong đó có sơn hà thảo mộc, có nhật nguyệt tinh thần, nó là có chính mình càn khôn dựng dục đấy, đợi nó cùng đại vũ trụ chạm vào nhau, liền sẽ kéo ra hòa tan vào kỳ nguyên màn che. Chương 2099, đao ra cầu thành. Tiểu vũ trụ là tiểu vũ trụ. Hôm nay thần giới, rất nhiều nhắc đến cái này lời nói, cơ bản truyền tự có hoang thần binh trí cao truyền thừa. Đã bao nhiêu năm, cách ba năm lần liền có cản khôn xung đột. Bọn hắn không biết nguyên do, từng hợp lực lấy trí cao thần khí thôi diễn, cũng không biết vì sao như vậy. Mà nay, cuối cùng tìm được rồi căn nguyên, là đường xa mà đến tiểu vũ trụ, liên lụy đại vũ trụ, nếu không phải tiểu vũ trụ đến gần vô hạn, vẫn thật là nhìn không thấy. Khó trách càn khôn xung đột khó trách vũ trụ đại dung chuyển, khó trách tiên giới càn khôn áp chế đại biến. Khá lắm dung vũ kỷ nguyên, thì ra là thế. Tiên tôn u cười, con người chán đầy trước đó chưa từng có nồng nhiệt tinh quang. Như hắn, cái khác cấm khu cùng trí cao truyền thừa, cũng nhiều là như vậy thần thái. Từ lần trước công phạt thần triều, đã qua đi rất nhiều năm. Trong lúc, bọn hắn không chỉ một lần nghĩ đến tìm cái chàng tử trở về. Thế nhưng, càn khôn xung đột, cần phải thủ tại gia tộc, bây giờ tốt rồi tìm được căn nguyên chỉ cần chờ là tốt rồi chờ tiểu vũ trụ dung đại vũ trụ liền sẽ không còn có xung đột chẳng những sẽ không còn có tiên giới càn khôn áp chế còn sẽ trở lại bình thường biết thời gian dần trôi qua yếu đi đến lúc đó đầy trời thần ma hạ giới liền bọn hắn rửa sạch trước hổ thẹn ngày các vị tâm sự a à? bà la ma vực truyền ra lời nói hỏi chính là tất cả đại trí cao truyền thừa trò chuyện nói trò chuyện liền trò chuyện ngày đó tất cả nhà liền phái đại thần, tề tụ thần thành, là họp. Họp gì đâu, đại liên minh hội. Năm đó thương vong thảm trọng, nhất định để cho thần chiều trả giá bằng máu đại giới. Một đêm này, thần giới sóng ngầm mãnh liệt, mùi thuốc súng có phần nồng hậu dày đặc. Cũng bởi vì cấm khu cùng trí cao truyền thừa, hiệu triệu lực quá khổng lồ, không biết bao nhiêu thế lực được rồi truyền âm, không biết bao nhiêu đại thần ứng triệu hoán, âm thầm kết minh, chỉ đợi dung vũ kỷ nguyên hàng lâm, trên đời công phạt thần triều lão phu lại người được chiến hỏa khí tức sống được lâu lão ra hỏa đều tại trong đêm leo núi nhìn xa thần giới những năm này quá bình tĩnh ngoại trừ ngẫu nhiên tới một lần lay động gần như không chiến loạn cũng gần như không thấy cấm khu bóng dáng có thể tối nay cái kia tất cả ngủ say mãnh thú tựa như đều thức tỉnh có thể chọc trí cao truyền thừa như vậy ăn ý bọn hắn có thể nghĩ đến đấy chỉ có tiên giới thần triều cấm khu trước sau hai lần không công mà về thế nào biết bỏ qua đề cập thần triều tối nay cũng phi thường náo nhiệt nội thành cùng thần minh hải ngoại đều có sấm sét vang dội ngước mắt nhìn xem ngoài thành nhiều thiên kiếp có tiền bối cũng có một đời tuổi trẻ bát thành trở lên đều là tiên vương kiếp phần còn lại không đủ hai thành đều là bán thần kiếp lại nhìn nội thành dẫn xuất lôi điện đấy là một thanh kim đao ân cũng chính là triệu bân rèn luyện cái thanh kia đủ dùng ba năm thời gian mới đúc ra như vậy quang cảnh lúc này đao đã thành, chỉ một bước cuối cùng niết bàn. Án triệu bân định giới hạn, chờ đợi nó lột xác thành cực đạo thần binh, chính là công đức viên mãn. a à, cùng với lôi minh, triệu bân kêu rên, cũng thường xuyên vang lên. Tiểu vũ trụ đến gần vô hạn đại vũ trụ, càng khôn xung đột, đã biến càng là nhiều lần, cách mỗi mấy canh giờ liền có một hồi, mặc dù có ba tôn trí cao thần khí chống đỡ. Hắn cũng ăn không tiêu, chịu một lần trùng kích, liền không khác bị chặt một đao như vậy tình trạng dưới tạo thần binh, khó như lên trời. Nên cầm lại trí tôn thành khống chế quyền, hoặc ngươi, hoặc đế tiên, hoặc lão phu, hoặc thành trong bất luận cái gì nhất tôn đại thần, dù sao vẫn khá giả để cho hắn khiêng áp lực khổ sở chống đỡ. Tổ thần đổ một ngụm rượu, lời là đối với Nguyệt thần nói, ngụ ý cũng rõ lộ ra, đổi lại trí tôn thành chủ, từ bọn hắn đến gặp càn khôn xung đột. Đến mức triệu bân, tháo xuống một thân gánh vác, định có thể nhanh hơn đi ra con đường kia. Có áp lực, mới đến tiềm năng khai quật, nói chuyện chính là đế tiên. Vẫn là khai quật tổ thần khóe miệng thẳng kéo, người kia tại tiên giới, dung trí cao thần khí, lại mượn kiếp trước chi lực, cũng có thể cứng rắn làm chuẩn hoang thần rồi. Đây là thiếu thần nên có nội tình hai người các ngươi đối với kỳ vọng của hắn, cũng không tránh khỏi cao quá nói chuyện không đâu. Thiếu thần cực hạn, không phải của hắn cực hạn, nguyệt thần lời nói ung dung. Thật đến như vậy hung ác tổ thần nhìn nhìn đế tiên, lại xem xét nguyệt thần. Hung ác điểm tốt, nguyệt thần cùng đế tiên dù chưa ngôn ngữ nhưng thần thái đại biểu hết thảy bởi vì không có thần môn triệu bân như cũng là một khối gì thiết cần một thanh thần trùy đối với hắn thiên truy bách luyện mà càng khôn xung đột chính là cái kia đem cái búa bị chém là thật khai quật tiềm năng cũng là thật sự thật chứng minh quyết đoán của các nàng là rất đúng so sánh với nhiều năm trước triệu bân bây giờ khí lực cường đại hơn huyết mạch cùng bản nguyên nhưng càng thuần túy còn có thần tự độn giáp, đã là không chỉ một hồi đáp giao phó hắn thần lực. Như cái này cũng có thể quy về nội tình, đó chính là càng nhiều càng tốt. Thành thần cơ hội, có lẽ chỉ một lần, không thể tùy theo hắn thất bại. Siêu, Nguyệt thần nhẹ phẩy tay áo, triệt bỏ đặt ở thiên cục lên hoang thiên kính. Cái này vừa rút lui không quan trọng, vẫn còn rèn luyện kim đao triệu công tử, suýt nữa bị đụng trồng xuống đỉnh núi, bởi vì hắn, treo lơ lửng giữa trời kim đao, cũng suýt nữa ngã xuống hư vô, Triệu gian nàng dâu, người cứ như vậy nhìn xem tổ thần nhìn sang đế tiên. Đương nhiên không phải, đế tiên cũng phất tay áo, triệt bỏ thái vũ cung. Ta, tổ thần một hơi thở gấp lấy, hơi kém chuyển ra uẩn nhướng đã lâu, mà lại có nhục nhã nhận mà nói, người điên A. À. Hai cái nữ nhân điên A, à, một cái thân nàng dâu, một cái thân sư tôn, bắt được người nào đó, hướng tử chỉnh A. À. A, à, triệu công tử kêu rên, không chỉ lờ mờ, khóe miệng còn nhiều hơn máu tươi chúng thần ánh mắt nhi, cũng biến dị thường kỳ quái, luyện khí như luyện đan, không cho phép quấy dày, người nào đó tình cảnh, liền đủ lúng túng, hết lần này tới lần khác, còn có lửa cháy đổ thêm dầu đấy. Như nguyệt thần, cũng như đế tiên, không giúp đỉnh lấy càn khôn xung đột thì thôi, vẫn là mang phá đấy, một cái rút lui hoang thiên kính, một cái tháo rồi thái vô cung, hắn thần triều chi chủ có thể đứng ổn mới là lạ lạc. Ta nếu là triệu bân, tối nay sẽ đem hai nàng XX rồi viên thần hướng về phía thiết bổng hà ra từng hơi, rất cảm thấy mỏi mệt, là thay họ chịu mỏi mệt, luyện khí cũng không đến sống yên ổn, lại chịu như vậy vài đau, khó tránh khỏi liền chạy thăng thiên đi. Không sao, hắn kháng đánh, hám thiên man thần lời nói thấm thiên nói. Ân, hắn tu trường sinh quyết đấy, thần long đạo tôn ngồi xếp bằng nhi ngồi ở trên tảng đá, xem xét tự tại ta thiên, lại nhìn một chút đại la tổ tiên, nhìn lướt qua trường sinh tiên, lại liếc một cái bất niệm thiên, thuận tiện, vẫn là tiến đưa bàn đại tiên cùng lão thần côn một cái mê người đôi mắt nhỏ thần nhi, cái này nhất hoa tử, cộng thêm cái kia họ triệu đấy, đều mẹ nó nhân tài. Muốn uống xà canh, bàn đại tiên nhéo nhéo dâu ria. Ăn thịt long không tốt sao lão thần côn kéo rồi kéo lỗ tai. Đúng, ăn thịt long, đúng lúc, trước mặt liền một đầu, vẫn là trong truyền thuyết thần long, tu vi cao tải ba ta người nhà nhiều, không phục đến làm nơi nào. Phốc, bóng người tụ tập nhi chàng diện, dù sao cũng phải thấy chút huyết. Thần triều chi chủ huyết quang, cũng rất chói mắt nơi nào. Đã chúng càn khôn lần lượt xung đột, khí lực đều đã nứt ra, mỗi một đạo khe hở, đều có sán sán kim huyết lẫn tràn đầy, có đau hay không, không người biết được, nhìn xem là rất hãi người đấy. Cha, tiểu tử vân cùng tiểu tử nguyệt đều ngẩng rồi cái đầu nhỏ. Ngoan, trở về phòng trong, diệu ngư ôn nhu cười một tiếng, mang đi lưỡng tiểu ra hỏa. Táng thần đỉnh cũng không thể lại rút lui nhân quả đạo tôn truyền âm nói không cần hắn nói nguyệt thần cùng đế tiên cũng sẽ không đem táng thần đỉnh rút lui đi còn sót lại một tôn trí cao thần khí chống đỡ như cũng cầm đi triệu bân khiêng không gánh vác được trước tạm bất luật, đại đạo thiên cục bát thành biết tan vỡ đây là không có việc gì tự tìm phiền phức lên triệu bân oanh một bước đứng vững hai tay chống trời bỗng nhiên đấy từ trong cơ thể hắn lẫn tràn đầy máu tươi cuốn mang theo hào hùng chi khí như từng cái kim sắc tinh hà hướng lên trời mà đi, rót vào này đem kim đao ở bên trong, như từng đạo lạc ấn, cực tấn chữ khắc vào đồ vật, thành cực đạo thần văn. Oanh! Càn khôn không hiểu ý, lại tới một lần mãnh liệt xung đột. Lần này, triệu công tử nửa cái khí lực đều nát, sán sán gần cốt lộ ra ngoài, rất đúng dọa người, tuy là vận chuyển trường sinh quyết, thân thể cùng chân thân trùng tạo tốc độ, cũng dị thường chậm chạp, chỉ vì có một gỗ rất lực lượng cường đại đè nặng hắn. Điểm đến là dừng được rồi. Tổ thần lại quát to nguyệt thần cùng đế tiên, chúng thần cũng nhiều tại truyền âm. Như vậy, cái kia hai cái tuyệt đại nữ thần, nửa phần đáp lại cũng không có, đau lòng quy tâm thương, cũng phải phân biệt đợi, nếu ngay cả cái này đều nhịn không được, đàm phán gì nghịch thiên phong thần. O ô, n, g. Càn khôn sung đột lại tới, cho thần triều chi chủ đụng ra hoa. Đó là huyết hoa, cũng là quang hỏa, toàn bộ người đều cháy rồi. Tự đứng ngoài nhìn, hắn không còn là một người, Càng giống là một đoàn hỏa diễm, ánh vàng rực rỡ hỏa diễm, đốt không gian vặn vẹo, cũng đốt khí lực quang mang sông tiêu, có một cỗ to lớn hào hùng uy áp, trong nháy mắt lung mộ thiên địa phương. A, à, lần này kêu rên, không còn là Triệu Bân một người, bốn phương tám hướng đều có. Kêu rên người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là đặc thù huyết thống, bản nguyên cực kỳ sao động, cũng gặp không may vĩnh hằng truyền thừa uy áp, dù sao vẫn cảm giác trên lưng đẻ ép một tòa núi cao không chờ bọn họ thở một ngụm nhi, thiên địa lại một trận lay động. Cũng không phải là càn khôn xung đột, là vĩnh hằng dị tượng diễn thành đại giới. Huyết mạch phục cổ, thủy thần sờ lên cầm nhỏ. Phàm là có chút tầm mắt đại thần, đều nhìn ra rồi manh mối, mà nay triệu bân, bản nguyên tại lột xác, cái kia, là một loại phục cổ niết bàn, trực bức thủy tổ. Thần tự độn giáp, thái vũ thần tướng xem càng thấu triệt, huyết mạch phục cổ là có đấy, nhưng độn giáp thiên tử, cũng ở đây giao phó cái kia lực lượng, là bởi vì càn khôn xung đột mà khai quật. Cho nên nói, Nguyệt Thần cùng Đế Tiên không phải chơi với lửa, là ở bức triệu bân niết bàn, tuy nhiên quá trình hung tàn một chút, lại rất hữu dụng, hắn thật tại biến. Mở, triệu bân vừa quát âm vang, rèn ra kim đao đệ nhất kéo xuống thần quang. Cực đạo thần khí ra, vạn trượng kim sắc đao mang, vắt ngang cửu thiên. Tiếp theo, chính là chấn thiên ẩm vang, một cái hư ảo hà, lấy hắn làm trung tâm, thong thả ra, vẫn là hư vọng ngoài thiên hà tướng. Cùng trước kia khác biệt chính là, nó thần bí cổ lão rồi không ít, mà lại trên sông, vẫn là nhiều hơn một tòa cầu, nhất gạch nhất ngói, cũng đạo ẩn cùng pháp tắc, có luân hồi, có tuế nguyệt, có không gian, có tạo hóa, có kiếm đạo, có vĩnh sinh. Cái kia đủ loại, ngưng, cùng với triệu bân nhất tự khẽ quát, kim sắc thần đao một tiếng ô, ô, n, g run rẩy Chờ đợi kim đao đệ nhất kéo xuống thần quang rơi vào cầu ở bên trong, toàn bộ cầu thể đều bị choáng rồi một tầng vĩnh hằng sắc thái tựa như bất hủ chi lực kéo dài không tiêu tan không thần môn đúc thần cầu chúng thần nhiều lẩm bẩm lời nói đủ nhiều hơn phân nửa trước đó cũng không biết lần này nhìn thấy mới biết triệu bân đường hắn muốn vượt hà phong thần hắn cuối cùng hiểu bao nhiêu đạo mới có thể tạo ra như vậy một tòa cầu chiến thiên hành thổn thức sách lưỡi cao ngạo bất hủ thần thể cái này cũng rung động vô cùng đổi lại hắn Liên quyết làm không được, thậm chí, đều khó có khả năng nghĩ vậy con đường. Audio điện tử võ tấn bền chương 2100, tốt tạo hóa ha. Đao ra cầu thành, công nước viên mãn Nhìn triệu công tử, đã phiêu rồi Này phiêu, không phải cái kia phiêu Hắn thật sự hóa thành một đoàn hỏa, treo ở rồi triệu gia đỉnh núi Không sai, liền đặt cái kia nổi lên Không thấy hắn vượt hà, cũng không thấy hắn phong thần cái này, là mấy cái ý tứ hồ lai gái gái sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên cái ót, trái nhìn nhìn phải một phen, ánh mắt đã rơi vào tổ thần trên người, cùng nhau xem ra đấy, cũng không có thiếu tiểu bối. Nên là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nghỉ một chút, tổ thần vuốt vuốt dâu cho cái tươi mắt thoát tục trả lời. Trên thực tế, hắn cũng không biết đó là cái gì ngụ ý. Chớ nói hắn, đứng ở hư vô cái kia hai vị, hơn phân nửa cũng không hiểu ra sao. Đích xác, Nguyệt Thần cùng Đế Tiên cũng thiếu mi hơi nhíu. Cầu đã xuất, nên vượt Hà Phong Thần mới đúng. Sau cùng, cũng nên có như vậy ba hai câu nói lời nói. Bây giờ hóa thân hỏa diễm, là muốn tại rèn luyện một phen bản thân sao? Nhưng, không có cái này thiết yếu nữa a. À. Triệu Bân lúc này nhục thân cường độ, nhiễm nhiên đã vượt qua đồng cấp Vĩnh Hằng Thủy Tổ, chân thân muốn lột xác, chính là nhập thần cảnh, hắn đã chân chân chính chính tới rồi cực hạn. Thật lâu, hai người cũng không có nói chỉ nhẹ phẩy ống tay áo, đem Hoang Thiên Kính cùng Thái Vũ Cung lại thả lại rồi tại chỗ. Triệu Bân bây giờ hình thái, đã không cần càn khôn xung đột đối với cái kia Thiên Truy Bách Luyệt, bọn hắn cũng không dám lại như thế chỉnh, bởi vì tiểu vũ trụ buông xuống, một lần cuối cùng đại xung kích chính là trước đó chưa từng có cường. Điểm ấy, xem tiên giới càn khôn liền biết, áp chế đã theo tiên vương cấp, hạ xuống thái hư cấp, đây chính là đại càn khôn cực tấn co rút lại phòng ngự, là vì nghênh đón tiểu vũ trụ. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Chờ đợi dung vũ kỷ nguyên tiến đến, hết thảy đều sẽ từ từ đi trở về quỹ đạo. Vẫn là cần bao lâu, thái vũ thần tướng hỏi. Nhiều nhất ba ngày, Nguyệt thần nhìn thoáng qua phiêu miểu. Không sai, đế phong đổ một ngụm rượu, trong mắt có tinh quang lóe sáng. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến rồi, tiểu vũ trụ sao. Đích thị là sơn tốt thủy cảnh tốt cũng tốt, hắn liền thích xem phong cảnh, ngắm phong cảnh lúc, nên là không ngại hắn mang ý tứ đồ vật trở về ví dụ như tiểu vũ trụ bản nguyên vẫn là xem không cần tu luyện đại quản ra quát to một tiếng rất có tiền bối uy nghiêm lời này dễ dùng vẫn còn xem triệu ra ngọn núi bọn tiểu bối cũng một tiếng ho khan top năm top ba lui trở về luyện đan luyện đan tạo phù tạo phù tu vi giết tới bình cảnh người dứt khoát xuất thành độ kiếp rồi bên này nguyệt thần cùng đế tiên đã xuống một trái một phải vòng quanh triệu bân nhìn lại xem hắn là có ý thức đấy chỉ bất quá đang mơ hồ trạng thái xem qua triệu bân hai người lại nhìn cái kia cây cầu lấy đạo chế tạo này cầu đoạt thiên tạo hóa vượt qua thật có thể phong thần hỗn thiên ma vương thầm nói như cái này đều nhập không được thần cảnh vậy hắn thật sự vô duyên thần vị rồi lão ô quy ngồi ở trên tảng đá ý vị thâm trường thổ một ngụm nhỏ bé lòng vòng nhi ba ngày tại những người khác mà nói là dày vỏ đấy. Tựa như cấm khu cùng trí cao truyền thừa, lúc này cũng rất sốt ruột phát hỏa. Dùng vũ kỷ nguyên nơi nào, muốn trộm tiểu vũ trụ bản nguyên đấy, cũng không dừng thái vũ thần tướng, bọn hắn cũng yêu thích vô cùng đông nghịch thiên tạo hóa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngày đầu tiên, toàn bộ vũ trụ người đều rất cảm thấy áp lực. Áp lực đến từ đại càn khôn, trầm trọng khiến người ta thở không nổi. Ngày thứ hai, thiên địa nhiều dị tượng vô tận đạo âm, vang vọng vũ trụ. Ngày thứ ba, lăng không dưới nổi lên lộng lẫy thần vũ, giải đầy càn khôn. Thế nhân nhiều tại ngửa mặt lên trời xem, tam lưỡng trong nháy mắt, dù sao vẫn cảm giác tâm cảnh thăng hoa rồi. Cũng là một ngày này, một tiếng ẩm vang vang vọng, toàn bộ hoàn vũ đều bởi đó rung chuyển, không biết bao nhiêu núi cao nứt vỡ, cũng không biết bao nhiêu đại thế giới đổ sụp. Hạo kiếp, tựa như hàng lâm thế gian, toàn bộ hư vô đều sấm sét vang dội. Còn tốt, đại càn khôn cực tẫn bảo hộ, không người thương vong. Vẫn là tốt, các giới chế tài người đều đầy đủ chuyên nghiệp, xóa đi rồi lôi đình cùng thiểm điện, cũng bỏ qua rồi tai họa cùng tai nạn, mới cưỡng ép ổn định rồi thiên địa. Đây là thế nào? Đầy tinh không đều là kinh dị thanh âm, quá nhiều người hoang mang, trước mắt không hiểu. Không ai cho đáp án, bởi vì biết rõ đáp án đấy, cơ bản đều chạy về phía cái kia mảnh tân thế giới, cũng chính là tiểu vũ trụ, đã ở trước mấy cái trong nháy mắt, cùng đại vũ trụ giáp giới, một lần cuối cùng càn khôn xung đột, cũng chỉ còn lại dập dần dạng. Oanh, phanh, tiểu vũ trụ là minh mông, nhưng dù sao vẫn không thể thiếu nhiều như vậy một người chạm mặt. Đồng đội còn tốt, nếu là cừu ra, tất nhiên một lời không hợp, ngay tại chỗ mở làm. Hồn vực chi chủ cũng rất không may, tiểu vũ trụ bản nguyên không có tìm được, lại đánh lên rồi nguyệt thần, thậm chí ba năm hiệp đánh xuống, khí lực suýt nữa bị hủy đi tán giá. Một phương khác, thiên huyên lão thần cũng vận khí không tốt, đánh lên rồi đế tiên. Đều là kẻ thù cũ, cũng không cái gì lời thừa, trực tiếp đấu võ. Thái vũ thần tướng tẩu vị không tầm thường, vào tiểu vũ trụ, liền không thấy nhi rồi. Gặp lại hắn lúc, trong tay vẫn là mang theo một khỏa huyết xối đầu lâu, chăm chú nhìn xem, chính là bà la ma vực đại thần, đến chết, cũng không có nhìn thấy người nào diệt hắn. Thế giới mới, không phải chiến trường, nhưng hơn hẳn chiến trường. Đến rồi quá nhiều đại thần, Đánh nhau người là vừa nắm một bó to. Âm vang âm thanh là có đấy, có thể đại vũ trụ thế nhân, cơ bản nghe không được. Hai vũ trụ dung hợp, một phương là có càn khôn thủ hộ đấy, oanh âm thanh nhiều bị ngăn cách. Tốt tạo hóa ha, lâm chi hỏa cố thủ càn khôn lúc, cũng không quên dòm ngó tiểu vũ trụ. Tân thế giới bản nguyên, nàng cũng nghĩ lộng một chút, nghiên cứu một chút. Đáng tiếc, nàng chính là chúa tể, tiên giới ai cũng có thể đi tới, duy chỉ có nàng không được còn có thần giới, phàm trần, địa phủ chế tài người, cũng đều là như thế tình trạng, chỉ có thể xem không thể cầm, cái này, là thượng thương đám đã sớm định tốt quy củ. Càn khôn áp chế, bắt đầu tăng trở lại rồi. Chí tôn thành, chúng thần đứng ở đỉnh núi, lặng lặng nhìn lên thương miểu hư vô. Tỉ mỉ cảm nhận, áp chế đang từ thái hư cấp, hướng phía tiên vương cấp diễn biến. Dùng vũ kỷ nguyên màn tre đã kéo ra, đại càn khôn vận chuyển đã đi vào quỹ đạo. Biến, hắn biến, tiểu vụ linh như một luồng lưu quang, một bên gào to, một bên luồn lên nhảy xuống. Là vì biến, là triệu công tử cái kia đoàn hỏa, lại một lần hóa hồi rồi hình người rồi. Chờ đợi chúng thần xem ra, triệu bân đã rơi vào đỉnh núi. Hắn là tỉnh dậy đấy, toàn thân không tổn hại, một thân một mình, nhìn xem hư vọng ngoài thiên hà tướng, nhìn nhìn hắn đúc ra cái kia tòa cầu, thật lâu không nói lời gì. Còn chờ cái gì, phong thần nơi nào, viên thần ngao ngao thẳng gọi triệu bân không đáp lại thần thái rất yên ổn cũng là lông mi hơi nhíu vượt hà phong thần đường là rất đúng có thể cây cầu kia có vẻ như vẫn là thiếu chút gì đó làm a à, vương tạc cùng dâu cá chê đứng ở chân núi hô nhất cuống họng không chung cũng có càng thuộc về đại bằng người kia gào to vang dội nhất om sòm tổ thần vung tay lên đem nhất bang tử nhân tài đều đưa vào rồi mộng đẹp một trường này bổ xuống toàn bộ thiên địa đều an tĩnh rồi phần lớn đều tại xem triệu bân. Nếu có thể phong thần, hắn biết đứng cái kia bất động. Đã là bất động, tự nhiên có đạo lý của hắn. Triệu bân cái này một chạm, chính là giam ba tháng, chưa từng rời qua đỉnh núi. Ngược lại trong lúc này, hắn sở tu chi đạo rất nhiều pháp tắc, lần lượt bay múa, như tựa như từng đạo lạc ấn, một đạo tiếp một đạo khác vào cái kia tòa cầu. Còn có thể khác cái tạo hình ra tới thủy thần nhỏ giọng nói. Sợ là cái kia tòa cầu không hoàn chỉnh đạo tiên lời nói ung dung. Chuyện đó, rất được chung ý, nếu không thì, triệu bân cũng sẽ không một mực đặt cái kia chơi đùa. Không ai dám quấy giày, cũng không ai dám đi lên hỏi thăm. Nguyệt thần có lẽ biết nguyên nhân, nhưng cô nương kia nhi không ở. chương 2101, vượt hà phong thần. Đệ lục Nguyệt, hồng hoang đại lục có dung chuyển, oanh âm thanh chấn thiên. Không ít người bị kinh động, chờ đợi tìm được ngọn nguồn, đều là sững sờ xa nhìn phương xa chính thấy một phiến hải lăn lộn vạn trượng sóng lớn vô vọng hải thần triều cũng tới không thiếu trí tôn thấy nhiều nhíu mày là vô vọng hải không thể nghi ngờ tiên giới chúa tể bắt nó đã sửa xong vô vọng hải phía sau chính là một ngọn núi tại hải trong đột ngột từ mặt đất mọc lên đó là thần sơn trong đó có thần bậc thang xuôi theo thần bậc thang có thể nhập thần giới rất tốt vô đạo ngược chắp tay sau lưng như cái lão đại gia tại hải trong đổi tới đổi lui. Lên một đời tiên giới chúa tể sao, hắn tại vị lúc, không có thiếu tu cái này càn khôn. Khác biệt chính là, lâm chi họa so với hắn cần cù, mới bao nhiêu năm, liền đã sửa xong. Một điểm không biết trốn kiệt sức. Chúc không ước lượng rồi ước lượng tay, minh thần cũng là càng già càng lão luyện. Đều là đã làm chế tài người đích nhân vật, đều càng muốn sống gà tặc. Chờ xem, chờ cái mấy nghìn năm, cái kia gọi lâm chi họa tiên giới chế tài người, cũng sẽ như bọn hắn năm đó, làm gì cái gì không được, liền suy nghĩ lười biếng. Đệt bắt nguyệt, thiên giới lại tới một lần chấn thiên dung chuyển. Lần này, là càn khôn áp chế, lại thăng hồi rồi tiên vương cấp. Để cửu nguyệt, triệu bân cuối cùng bước lên này cây cầu, nhưng, cũng chỉ là bước lên, hành trí nửa đường, lại đi vòng vèo rồi trở về, xong việc nhi lại đặt cái kia ngẩn người. Vẫn là không là, muốn hiến tế điểm đồ vật gì, lão ô quy nói rằng. Vương bát tế thiên, pháp lực vô biên thủy thần sờ lên cái cằm. Sư Điệt Tế Thiên cũng có thể thăng thiên viên thần tao liễu tao lông khỉ. Hầu tử Tế Thiên, phiêu phiêu dục tiên chiến thiên hành cũng cùng một câu. Huynh đệ Tế Thiên, cái này có thể đi chuyển lệch thần long đạo tôn lời nói thấm thiên đạo. Trung dài Tế Thiên, xem đi, không đứng đắn người, không thể tụ tập nhi, như thành ngữ chơi domino tựa như, một người chỉnh một câu, có thể một hơi đối đến dài đằng đắng. Vô nghĩa quy vô nghĩa, chúng thần đó là phần phật một phiến đều đã rơi vào triệu gia đỉnh núi bản vẫn còn xem cầu triệu công tử bị chấn một bước lảo đảo chờ đợi đứng vững chúng thần đã vây quanh không biết còn tưởng rằng muốn đánh hắn đâu cầu có phải hay không muốn gặp huyết tổ thần hỏi vâng triệu công tử gật đầu người nào có thể nói ma vương một tiếng gào to thật mẹ ngươi cảm động a à. triệu bân chôn đầu không ngừng bóp mắt có thể xoa nhẹ cả buổi không có thấy bóp ra một giọt nước mắt đến. Đứa nhỏ này, đến, cái kia mát mẻ. Triệu công tử vung tay lên, công chúng thần chuyển ra khỏi sơn phong. Cầu, là muốn thấy huyết, nhưng, không phải ai hiến tế đều tốt sử dụng. Nữ không được, âm dương tương trùng. Bán thần không được, cảnh giới chưa đủ. Chí tôn không được, bởi vì bọn họ chứng qua đạo, cầu sẽ không nhận. Người nào hành đâu, ít nhất bản mệnh tu vi cùng hắn ngang nhau. Thời đại này, sợ là không có đệ nhị tôn thiếu thần tuy là có cũng là theo trên người hắn tìm đúng hắn có đệ nhị tôn thiếu thần vĩnh hằng đạo khu như vậy hiến tế đạo khu chính là tuyệt vĩnh hằng truyền thừa cái này nhất mạch tiên tàng thủy tổ như tại có lẽ sẽ không ngăn hắn có thể hắn đạo biết băng rồi đời sau căn cơ hắn phía sau truyền thừa vạn cổ huyết thống sợ là sẽ phải triệt để diệt tuyệt ngươi có phải hay không chờ ta thiêu hủy vĩnh hằng nhất mạch đâu triệu bân lời này không biết là thì thao tự nói, hay là đối ngoại nhân nói. Chúng thần nghe chi, đều cảm thấy không hiểu, trong lúc nhất thời có chút xem không hiểu người nào rồi. Bọn hắn xem không hiểu, lâm chi họa lại hướng lên trời nhìn một cái. Triệu bân mà nói, là đối với thượng thương nói, đường là triệu bân tạo đấy, có thể quy củ là thiên định đấy, muốn thành thần nhất định hiến tế, tuyệt tuy là nhất mạch tiên tàng, hủy cũng là vĩnh hằng truyền thừa. Muốn nhìn, không cho người xem. Triệu bân không hóa đạo khu, thân mình đi lên thần cầu. Lâm Chi Họa nhìn, Tiếu mi hơi nhíu. Như vậy đi, là không thể nào thành thần đấy. Lấy ta huyết, nhiễm ta cầu. Triệu Bân một bước bước ra, vung kiếm từ chảm một đao. Bỗng nhiên đấy, hắn thần khu mất một vòng quang huy, ngã hồi rồi tiên vương cảnh. Cái này mẹ nó cái gì thao tác, hướng cái này xem chúng thần, bao quát tổ thần ở bên trong, đều xứng sở tại đó, cho người nha vượt hà phong thần đâu thế nào vẫn là trở về chảm đâu lấy ta cầu chứng ta đạo triệu bân bước thứ hai phù một tiếng lại một đao lúc này bị chảm chính là nguyên thần cũng ngã hồi rồi tiên vương cảnh thật sao chúng thần toàn bộ đều lộn xộn rồi hảo hảo một tôn thiếu thần hai đao chém đi xuống sa đọa thành tiên vương rồi o o n g xem thần cầu nhiễm triệu bân huyết lại nhiều một vòng vĩnh hằng quang huy hắn chém tới tu vi cũng như một phiến nhìn không thấy ánh sáng đưa về cầu trong. Cái này, cả tòa cầu đều tốt tựa như biến sống động rồi, lấy pháp tắc chữ khác vào đồ vật thần văn, thật thành từng đạo bất diệt ngân đường, triệt để tuyên thành vĩnh hằng lạc ấn. Cái này mẹ nó cũng được tiên giới chúa tể đơn giản không bạo nói tục, thấy Triệu Bân cử động như vậy, thật sự nhịn không được miệng phun phân phương rồi. Hỏi như vậy để đến rồi, hành sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, được a. Thần cầu đã viên mãn, chính là chứng minh tốt nhất Người nào đó quả thật đa tài đa nghệ, hai đao chém đi xuống, cứng rắn trồng chất ra khỏi một cái hiến tế, nhưng không phải thiếu thần cấp hiến tế, là tiên vương cấp hiến tế. Cũng chính là nói, tiểu tử kia muốn theo tiên vương cảnh, trực tiếp trùng kích thần minh cảnh. Bán thần chỉ là quá độ tu vi, cũng không phải là mỗi người đều có. Từ tiên vương nhập thần cảnh, sự có tiền lệ. Chỉ bất quá, như vậy khó khăn, cao đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng, thêm với triệu bân từ chảm hai đao, khó có thể tưởng tượng khó khăn, chính là vô hạn tiếp cận tuyệt vọng. Lấy ta đạo, mở thần môn. Bước thứ ba, triệu bân đạp thiên địa lay động. Oanh âm thanh tùy theo vang vọng, cầu phần cuối, có một tòa nguy nga cử môn, phóng lên trời, xem chúng thần đều vô thức ngửa con mắt, thần sắc khó có thể tin, biểu lộ cũng cực tẫn đặc sắc, không nghĩ tới triệu bân từ trảm, càng không có nghĩ tới, tiên vương cảnh cái đồ kia, lại mẹ nó có thể mở được suốt thần môn, tới tới lui lui nhất gầy thao tác, là thật xuất ra ra phía chân trời rồi. Thần Môn nát, còn có thể lại mở viên thần giật giật khóe miệng. Ngươi cho rằng hắn đúc cái kia tòa cầu là bày biện xem tổ thần hít sâu một hơi. Có thể hắn tự trảm hai đao, thủy thần ngơ ngẩn đạo. Sở dĩ hắn trời sinh chính là sáng lập thần thoại chủ. Lão Ô Quy cười nói. Phốc, Triệu Bân ho khan một khẩu huyết, lay động mấy cái mới đứng vững. Hắn đổ không lên vĩnh hằng nhất mạch, nhưng không có nghĩa là hắn mở không ra cái kia vùng trời. Cha dưới núi, truyền đến âm thanh hơi thở như trẻ đang bú la lên. Là tiểu tử vân cùng tiểu tử nguyệt, đều tại ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn. Hắn có phút chốc ngoái đầu nhìn lại, lộ ra một vòng cười, đó là phụ thân độc hữu hiền hòa. Chờ đợi xoay người, hắn khí lực nở rộ rồi trước đó chưa từng có quang mang. Giờ khắc này, hắn có vô tận chiến ý, đó là hắn mà nói. Vượt hà, phong thần. Hắn nhất giống chấn tiên khung, đạp thần cầu, vừa xài bước qua hư vọng, như một đạo lộng lẫy thần mang, bay thẳng cửu thiên. ầm vang, hư vô có lôi minh, nhưng không phải thiên kiếp, mà là cấm kỵ. Cấm kỵ thành thiểm điện, từng đạo cũng hủy diệt, tùy ý bay múa, cực tẫn bổ chém, chạm hắn khí lực cảnh hoàng tàn khắp nơi, kim sắc huyết quang, nhuộm đầy hư vô. Thần triều chi nhân đều tại nhìn lên, chỉ sợ người kia, ngã vào phong thần dọc đường, hắn sợ rồi cấm kỵ, cũng bị làm tối tăm quy tắc, thật khả năng táng tại cửu thiên. Ta muốn thành thần, người ngăn được. Triệu bân cái này nhất giống, cùng đạo tề minh, xung đột rồi đại càn khôn. Bị hắn giết lên rồi, hóa thân thành một đầu kim sắc thần long, lấy vô địch chi tư, đỉnh lấy cấm kỵ thiểm điện, cường thế sát tiến vào thần môn, một lần hành động đánh vào thần cảnh. chương 2102, Vĩnh Hằng Thần Phạt Oanh, Phanh, Minh Mông Tiểu Vũ Trụ, tiếng sấm chấn thiên, ánh lửa trùng tiêu. Nhiều chỗ đều có chiến trường, đánh chính là được kêu là một cái long trời lở đất không có vô duyên vô cớ chiến hỏa, ngoại trừ cừu ra gặp mặt, hết sức đỏ mắt đấy, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, cướp đoạt tiểu vũ trụ bản nguyên. Bất quá, cũng không phải là tất cả người ở đây có vận khí tốt. Cũng không phải là tất cả mọi người đều tìm được rồi tiểu vũ trụ bản nguyên. Tìm không được dễ nói, có người tìm được rồi, vậy đoạt quá. Cỡ lớn hội đồng hiện trường, chính là như vậy đến đấy, thậm chí cả, dung hợp vũ kỷ nguyên mới kéo ra màn che không có mấy tháng, cái mảnh này tân thế giới, liền nhuộm đầy rồi huyết. Đương nhiên, cũng có không có tham chiến đấy. Những cái kia thần, liền đặc biệt gà tặc rồi, nhiều như ăn trộm, lén lút, tại xa xôi khu vực hèn mọn trưởng thành, cần cù tìm bản nguyên, vận khí tốt, còn có thể thừa dịp ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, là là vì nhặt nhạnh chỗ tốt. Lên, Nguyệt thần tự một phiến thương hải, nhiếp ra một phiến hỗn độn chi khí. Nó mông lung, không chỉ có thần bí cổ xưa, cũng rộng rãi hào hùng, nay chính là tiểu vũ trụ bản nguyên, cấm khu, trí cao truyền thừa, rất nhiều cao nữa là đại thần, cùng với tới đây thần cùng ma, tìm chính là cái đồ vật này. Tiễn đưa ngươi một đạo. Nguyệt thần nhẹ phẩy tay, đem hỗn độn chi khí cho cách đó không xa đế phong. Thái vũ thần tướng trạng thái không tốt, chính cần như vậy bản nguyên, lột xác niết bàn. Đa tả, đế phong chưa chối từ, trực tiếp dung nhập thể nội. Đừng nói, dung hợp rồi hỗn độn chi khí, cả người hắn đều nét mặt tỏa sáng rồi. Nhưng, xa xa chưa đủ, muốn trở lại đỉnh phong trạng thái, hắn vẫn là cần càng nhiều. Tìm bản nguyên, là một cái kỹ thuật sống, dù hắn tầm mắt, tìm chi cũng dị thường tốn sức. Điểm này, hắn còn kém nguyệt thần quá xa. Trung quy, cửu thế thần thoại từng làm qua thiên đạo. Đề cập thiên đạo, hắn một đường đi tới, không ít dò ngó tiểu vũ trụ càn khôn. Bản nguyên sở dĩ khó tìm, đại khái dẫn là bởi vì trời xanh, nhất định lại tới nơi đây tất lấy đại thần thông tre bản nguyên bọn hắn tìm đến chỉ là chút da lông da lông cũng được a à. con rồi tuy nhỏ cũng là thịt càng nhiều càng tốt oanh đột nhiên một tiếng ẩm vang vang vọng toàn bộ thiên địa đều một hồi lay động nhưng dung chuyển căn nguyên không ở tiểu vũ trụ mà tại đại vũ trụ thần phạt đế phong một bước lên trời cùng tận sức nhìn xem phương xa như vậy nhìn qua hắn con mắt bỗng nhiên lập lè rồi quang huy là thần phạt không thể nghi ngờ hơn nữa còn là vĩnh hằng thể thần phạt cũng chính là nói triệu bân bước ra rồi một bước kia bởi vì là nghịch thiên phong thần mới sở rồi tối tăm cấm kỵ mới xông tới rồi đại càn khôn mới liên lụy tiểu vũ trụ liên hắn đều cảm nhận tới rồi nguyệt thần há có thể không phát hiện nàng chưa trì hoãn lăng không tiêu thất chạy về phía thần minh hải thái vũ thần tướng cũng không lại tìm tiểu vũ bản nguyên theo sát phía sau thiên kiếp người được khí tức đấy không chỉ có Nguyệt Thần cùng Đế Phong còn có rất nhiều đại thần như Cấm Khu Chi Chủ cũng như chúng trí cao truyền thừa bản tại đau khổ tìm bản nguyên lúc này đều đã xác định thân nhiều tại leo núi nhìn xem hai mắt cực tận híp lại mắt to nhất nhìn ài nha dĩ nhiên là vĩnh hằng thể mở thần phạt nhưng điều này sao có thể người kia thần môn không phải từ lâu tan vỡ rồi cải lương không bằng bạo lực tiên tôn hừ lạnh một tiếng mang treo chấn tiên kỳ cái thứ nhất bước ra đi đến. Phật tôn, bà la, thần khư chi chủ cùng luyện ngục chi chủ, cũng chẳng phân biệt được trước sau. Tới một đạo đấy, còn có nhà mình chúng đại thần, đều tự tiểu vũ trụ giết ra. Lúc này không đến, còn đợi khi nào. Ngũ đại cấm khu liên hợp triệu hoán, triệu hoán rất nhiều trí cao truyền thừa. Không cần bọn hắn gọi hàng, trí cao truyền thừa cũng đã thẳng hướng thần minh hải. Bọn hắn cũng đều có tùy tùng, hoặc đồng đội hoặc liên minh, phô thiên cái địa này vẫn chỉ là tiểu vũ trụ giết tới thần giới cũng có trí tôn giết xuống này thế nào đều đi rồi vẫn là lưu lại tại tiểu vũ trụ đại thần cũng không khỏi nhíu lấy lông nghi những thứ này phần lớn là tầm mắt không tốt người đến lúc này cũng không biết nơi nào cùng nơi nào bọn hắn không biết cốt hóa cấp đại thần rồi lại lòng dạ biết rõ cho hậu sinh đám giải rồi nghi hoặc là vĩnh hằng thể nghịch thiên phong thần khó trách khó trách cấm khu cùng trí cao truyền thừa, lớn như vậy động tính. Ta sao nghe nói, triệu bân thần môn, từ lúc nhiều năm trước liền đã nứt vỡ rồi. Đường đã nứt, này mẹ nó còn có thể phong thần. Cái kia yêu nghiệt, tạo ra thần thoại còn thiếu. Đi nhìn một cái không ít đại thần trái nhìn nhìn phải. Chưa thấy qua thần phạt. Chưa có người để ý tới, ngược lại kết bạn mà đi, đi chỗ càng sâu. So sánh với trở về đại vũ trụ xem náo nhiệt, có vẻ như tìm tại đây bản nguyên càng hương. Cấm khu cùng chúng trí cao truyền thừa cũng không tại, đây chính là đại cơ hội tốt. Đi, đập cái nguyên bộ đấy. Không ít đại thần đều hóa một phiến phân thân, mang theo trí nhớ tinh thạch đi rồi. Mà bọn hắn bổn tôn, là tiếp tục tìm bản nguyên, xem náo nhiệt đụng tạo hóa lượng không lầm. Thần minh hải ngoại, đúng là mây đen răng đầy, sấm sét vang dội Thiên kiếp sao, đáng sợ uy áp, không khác biệt lung mộ thiên địa phương đó là vĩnh hằng thể thần phạt, hủy diệt lôi đình, đã ở hư vô ngưng tụ. Trời phía dưới, triệu bân như một tôn tấm bia to, sừng sững mà đứng, thần sắc rất yên ổn. Như vậy sớm độ kiếp, lãng phí A. À. Viên thần sử tại tường thành, nhếch miệng lại sách nói. Lời giống vậy, thần triều rất nhiều người đều tại nói. Thần phạt, thế nhưng đồ tốt, đặc biệt là vĩnh hằng thể thần phạt. Bằng triệu bân yêu nghiệt cấp bậc, tại đống người nhi trong độ kiếp, nhất kích đánh xuống đến, không được nằm một phía nơi nào. Dùng để đối phó cấm khu, thích hợp nhất không được. Bây giờ, sớm mở thiên kiếp, ai dám ngốc lấy đi phía trước gom góp. Hắn, sợ là phong không được thần phạt, bất niệm thiên lời nói ung dung. Chuyện đó, nói đến điểm quan trọng rồi, triệu bân đúng là phong không được hắn kiếp. Hoặc là nói, là hắn thần phạt sờ rồi quá nhiều cấm kỵ, căn bản là không giữ được. Oanh! Vạn chúng nhìn chăm chú dưới cửu thiên giáng xuống lôi đình, đen xì như mực. Chúng thần thấy chi, cũng không khỏi tâm cảnh run lên, này lôi kiếp quá mạnh mẽ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, sợ cấm kỵ nhập thần cảnh, tự nhiên không phải bình thường thần phạt. Chiến, triệu bân rất mạnh thế, một bước lên trời, một quyền oanh diệt lôi đình. Hắn ngỗ nghịch tựa như chọc giận tới tối tăm ý chí, tiếng sấm bỗng nhiên tăng cường. Chợt, chính là đầy trời lôi đình thiểm điện, tựa như mưa to bình thường chút xuống. Đến, triệu bân không sợ như tựa như thần mang trùng tiêu, nghênh đón trời ngạnh tiếc lôi kiếp. Không tầm thường thần phạt, bá đạo vô cùng, bổ hắn thần thân thể nổ. Tự nhiên, là kiếp cũng là tạo hóa, mỗi một đạo lôi đình, đều là đạo dấu vết, bị chém đồng thời, đã ở chịu thiên kiếp tẩy lễ, coi như là thiên truy bách luyện. Lúc này, như đến nhất hoa tử cừu ra, nên có nhiều thoải mái. Thủy thần ước lượng rồi ước lượng tay, lúc nói chuyện, vẫn không quên xem bốn phương. Có như vậy ý nghĩ đấy, thần chiều chỗ nào cũng có, triệu bân liền cũng đủ yêu nghiệt rồi, đã trúng xét đánh, cái kia khí lực đều liên tiếp tan vỡ, càng không nói đến là những người khác. Diệt! Ai nói không có cửu ra, đây không phải là đã tới rồi sao? Tiếng quát chợt nổi lên, một đạo kiếm quang tự thiên ngoại chém tới. Phốc! Triệu bân tránh không kịp, đã trúng cái ngay ngắn, lồng ngực nhiều hơn một đạo vết kiếm. Vừa gặp lôi đình đánh xuống, bổ thân hình hắn lảo đảo, hơi kém trồng xuống hư vô xem người ra tay, chính là thiên tôn người kia. Này bao nhiêu thần, thuộc hắn đi đứng nhất chập trọng trượt. Hắn phía sau, còn có 17 đạo nhân ảnh. Đều không ngoại lệ, đều là cấm khu chi chủ. Chí cao truyền thừa sao, bước cách đều là trói mắt đấy, tùy tiện sách ra một cái, đều có hoang thần binh, đều thần mang lung chiều, tự nhìn từ xa, giống tựa như vòng tròn quay liên tục thái dương, phổ chiếu thiên địa quang huy, mỗi một đạo đều nhuộm hủy diệt chi ý. Trừ bọn hắn, còn có rất nhiều đại thần. Chỉ bất quá, cũng không từng hiện thân mà thôi. Vĩnh hằng thể thần phạt, cũng không thể tùy tiện trở lên gom góp. Không có trí cao thần khí che chở, sông lên liền là chịu chết. Người hàng nhập lậu, mỏ quả đen. Tổ thần mắng một câu, mang theo ra hỏa ra khỏi thành. Tùy theo giết đi ra đấy, còn có thần triều đại thần đám. Sau lưng, thủy thần là vẻ mặt lúng túng, hắn nghĩ nhất hoa tử cừu ra, là đầy trời thần ma, cũng không phải là gấm khu chi chủ, đám kia tử đều có trí cao thần khí, chỉ cần không phải đặc thù thần phạt, cơ bản cũng có thể giết đi lên ngạnh kháng. Giết, sinh tử bất luận. Táng hải thiên quân phẫn nộ gào thét, trùng so tiên tôn còn mạnh hơn. Tục ngữ nói thật đúng, súng bắn chim đầu đàn nhi, hắn này nhất cuống họng gào thét ra, đem tự thân gào thét không còn, a à, không đúng, không phải gào thét không còn, là bị người lấy đi, cùng hắn một đạo bị lộng đi, còn có tứ cấm khu chi chủ. Chính là Nguyệt Thần, cũng đã giết tới, một cái đại thần thông, cuốn đi rồi ngũ cấm khu chi chủ, cũng không biết chuyển đi đâu rồi, dù sao chính là không còn. Cửu thế thần thoại tới rồi, tự không thiếu tiên đình nữ quân. Nàng cũng thủ đoạn không tầm thường, một cái tuế nguyệt trường hà, cũng lôi đi năm cái, không biết ở đâu mở ra chiến trường, dù là trong bóng tối ẩn núp đại thần, trong lúc nhất thời cũng không tìm được tung tích. Liền ngươi ba rồi, thái vũ thần tướng xuất quỷ nhập thần, cứng rắn lôi đi ba cái. Trạng thái không tốt, đây là cực hạn của hắn rồi, còn phải dốc sức liều mạng mới được. Thật sao, Hàn Minh cấm khu chi chủ, tại tam lưỡng trong nháy mắt, ném đi 13 cái, còn sót lại tiên tôn, Phật tôn, bà la, thần khư chi chủ cùng luyện ngục chi chủ, mang theo cuốn sát khí ngập trời, công hướng triệu bân, năm cái là đủ rồi, trung quy, tiểu tử này không phải nguyệt thần. chương 2103, đã đến không ít ha. Một đám bọn chuột nhất. Triệu bân một bước đứng vững, thuận tay hóa ra đạo kiếm đồng nhất trong nháy mắt, hắn mượn trước sinh chi lực, khí chàng bạo tăng. Đã thành thần, hắn tự thân xiềng xích tựa như giải rồi một tầng, so sánh với trước kia, hắn hôm nay có thể cho mượn càng nhiều nữa kiếp trước chi lực, rộng rãi hào hùng lực lượng, như có một đầu ngủ say vạn cổ hồng hoang mãnh thú, một lần thức tỉnh. Lấy người huyết, tế ta cờ. Vẫn là là thiên tôn, thân pháp nhất siêu tuyệt, người thứ nhất giết đến này phiến thiên địa. Hắn thần lực mãnh liệt cuồn cuộn, chấn tiên kỳ là một phen hô liệt, Dối loạn trời cùng đất, quét ra rồi hơn vạn đạo kiếm quang, đã tập trung vào triệu bân, cực tẫn bổ chém. Chỉ ngươi có trí cao thần khí. Triệu bân hét to, thể nội táng thần đỉnh ô, ô, n, g rung động, gỡ rồi chấn tiên kỳ chi uy. Mà hắn, là một kiếm vẽ ra rồi một đạo lộng lẫy tinh hà, trùng hợp tiên tôn giết tới, nghênh đón trời đụng phải một cái ngay ngắn, bị đánh hoành lật hư không tám vạn dặm. Thí chủ, người ma trướng rồi. Phật tôn tiếng nhiều anh lôi, bảo tướng trang nghiêm, Phật quang chiếu đầy càn khôn. Dứt lời, liền thấy khốn Phật trung lăng không mà đến, tựa như là núi che hạ. Mà con em ngươi trướng, triệu bân sông lên trời mà lên, lật tay lại là một kiếm. Kiếm cùng trung đụng, âm vang rung động, có ánh sáng hỏa nổ tung, cắt đứt lôi cùng điện. Đạo kiếm nứt vỡ, hủy đã thành một phiến pháp tắc. Khốn Phật trung cùng ô, ô, n, g động, biến lung lay sắp đổ. Phật tôn là kêu dên. Thanh Tĩnh con mắt nhiều hơn tàn khốc. Trấn áp, bà la ma thần vượt trời mà đến, phục ma thiên tán phổ chiếu khô diệt chi quang. Tới chẳng phân biệt được trước sau đấy, là luyện ngục chi chủ, thúc dục lục thần kiếm. Tế gia hủy diệt nhất kích, thành một đạo kiếm quang, như tựa như thần quang, vắt ngang minh mông trời. Phốc, Triệu Bân đẫm máu, bị phục ma thiên tán trúng mục tiêu, hộ thể thần quang tan vỡ. Không chờ hắn thở một ngụm, lục thần kiếm mang liền tới rồi một kiếm chém nát hắn thần thân thể, văng tung tóe huyết cùng cốt, tại rơi xuống trong gặp không may lôi kiếp, nổ diệt thành cho. Phá! Triệu bân vừa quát âm vang, một cái đại đập bia tay vung mạnh lật ra phục ma ô. Bà la than nhẹ, đạp nửa bước lui về phía sau, chờ đợi luyện ngục chi chủ giết qua đến, cái kia khóe miệng còn có một vòi máu tươi trôi tràn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phiền muộn chi sắc, cái vật nhỏ này, so nàng trong tưởng tượng, mạnh hơn càng dũng mãnh phi thường A. Trả lại ngươi một kiếm, bước lui rồi bà la ma thần, triệu bân lấy lôi thành đao, trực kích một phương. Đao có thiên uy trợ thế, đứng vững rồi lục thần kiếm, cũng bổ lật ra luyện mục chi chủ. Chân áp, thần khư chi chủ thong dòng đến chậm, vô vọng thần đao ô, ô, n, g dung động cửu thiên. Một đao kia, có thể nói hủy thiên diệt địa, suýt nữa sinh bổ triệu bân. Ô, ô, n, g. Triệu bân thần lực hào hùng, khí huyết bốc lên, cực tẫn thúc dục táng thần đỉnh thủy tổ bản mệnh khí, vẫn rất bá đạo đấy, tự trong cơ thể hắn lao ra, đương một tiếng đánh bay vô vọng thần đao, bị cái kia cắn trả thần khư chi chủ, cũng lật ra đại té ngã, đem nhất phiến hư không nện ầm ầm sụp đổ. Tất chảm ngươi, tiên tôn dĩ nhiên đạp trời đánh trở về, sát khí như biển, uy thế khí thôn bát hoang. Phật tôn, bà la, luyện ngục chi chủ cùng thần khư chi chủ, cũng đều thần quang nở rộ. Chảm ta, triệu bân thần con mắt như đuốc, toàn thân đều giấy lên kim sắc liệt diễm. Hắn cải tạo khí lực, một người một kiếm, độc chiến ngũ đại cấm khu chi chủ. Oanh, phanh, thần phạt cái kia vùng trời, không chỉ có sấm sét vang dội, lại thêm hủy diệt quang hỏa. Sáu người với kiếp trong ác chiến, đánh chính là huyết quang bắn ra bốn phía, pháp tắc cùng lôi đình cùng múa. Đơn đấu ngũ đại cấm khu chi chủ, người nọ, sẽ là vĩnh hằng thể. Mới nhập thần minh cảnh, người kia không khỏi dũng mãnh phi thường quá nói chuyện không đâu. Chớ quên, đây chính là tiên giới, cấm khu chi chủ bị áp chế đấy. Người sợ không phải mắt mù, thần minh cảnh triệu bân không bị áp chế. Khó được có một không hai thần phạt, nơi nào có thiếu quần chúng, có tiểu vũ trụ đến đấy, có thần giới xuống đấy, cũng có tiên giới đánh đấm giả bộ cho có khí thế, đều không ngoại lệ đều trí tôn, nhiều người, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nhiều ẩm ý, có kinh ngạc có khiếp sợ, thần minh hải này phiến thiên địa, thật là một cái vũ đài, năm đó vở kịch lớn không ngừng, yên lặng mấy phen xuân thu, lại tới nhất suất, năm đó là nguyệt thần, mở kiếp hố chí tôn, lần này là nàng đổ nhi, đỉnh lấy thần phạt, nội chiến trí cao truyền thừa. Thần minh cảnh hắn, quả nhiên không phải thiếu thần có thể so. Bên ngoài chàng chỗ tối, thần long đạo tôn thổn thức rồi một tiếng. Thần triều chúng thần đã ở, thậm chí nghĩ đối với triệu bân dựng thẳng cái ngón tay cái cấm khu chi chủ hạng gì tồn tại, càng thêm trí cao thần khí hộ thể, hơn nữa, vẫn ngũ đánh nhất, như vậy thế trận, hạng gì cường hãn, phương hướng nhập thần cảnh triệu bân, lại gánh vác được công phạt, có như vậy vài lần, vẫn là không chỉ một lần trọng thương đối thủ. Cũng đúng, cấm khu chi chủ không phải bình thường trí tôn. Mà tiểu tử kia, có vẻ như cũng không phải bình thường thần. Đi đâu rồi? Tổ thần chưa xem thiên kiếp, mà là một lần lại một lần quét xem thiên địa phương hắn tầm mắt không tầm thường đấy, có thể mặc dù là nhãn giới của hắn, cũng tìm không được nguyệt thần, đế tiên cùng thái vũ thần tướng nửa chút dấu vết, còn có bị bọn hắn cuốn đi 13 tôn cấm khu chi chủ, cũng đều như người lúc bốc hơi, không hề khí tức có thể nói. Đã đến không ít a đồng dạng lại nhìn đấy, còn có nhân quả đạo chủ. Hắn cũng không tìm được nguyệt thần, cũng là tìm được rồi không ít mịt mờ khí tức, đó là cấm khu cùng trí cao truyền thừa thần cùng ma, cũng như bọn hắn, giấu ở hư vô, lén lén lút lút xem cuộc chiến, thế trận vô cùng to lớn, cao nữa là cấp đại thần cũng là vừa nắm một bó to. hắn trông thấy vô tướng lão thần, thần ma tôn cùng đạo ma quân, liền thánh ma người kia đã ở, bạo ngược con mắt màu đỏ tươi ướt át huyết. nếu không triệu bân có thiên kiếp, đám kia tử tuyệt đại loại người hung ác, sợ là sớm sông lên rồi. ta nói hai người hoàng thần binh có cần hay không, không cần cho ta dùng. nói chuyện chính là viên thần, xem chính là tổ thần cùng nhân quả đạo chủ thần triều có ba tôn trí cao thần khí, triệu bân cầm đi táng thần đỉnh, mà quá vô cùng cùng hoang vu thiên kính, thì tại tổ thần cùng nhân quả đạo chủ thể nội. Nếu nghĩ sát nhập thiên kiếp trong tham chiến, đắc dụng cái đồ vật này che chở, nếu không thì, sẽ bị thần phạt chém thành cho. Mà hắn, liền muốn tìm cấm khu chi chủ luyện một chút. Sau cùng, cũng có thể giúp đỡ triệu bân kiềm chế một cái. Tổ thần chắc con mắt, cao thấp liếc qua viên thần. Đạo chủ cũng chắc con mắt, ánh mắt so tổ thần càng nghiêng. Này con khỉ, thế nào liền đánh không thay đổi đâu hiếu chiến cùng chiến lược mạnh mẽ là hai chuyện khác nhau, liền hám thiên man thần đều được đứng sang bên cạnh, thật không biết người này ở đâu ra dũng khí. Giấu kỹ rồi, tổ thần cùng đạo chủ lưu lại một lời nói, một trái một phải, sát nhập vào kiếp trong. Đi vào mới biết, triệu bân thần phạt có nhiều bá đạo, dù có trí cao thần khí che chở, đã chúng xét đánh, cũng là ra chóc thịt bong, tàn phá như hoang vu thiên kính, căn bản là không cách nào hộ tổ thần chu toàn, bởi vì nó là tàn phá tam lưỡng đạo lôi quang, suýt nữa đem hắn hủy đi. tới đây a à ngươi, tổ thần đơn giản không đánh nữ nhân, trừ phi nhịn không được. lần này hắn hỏa khí sẽ không nhỏ, vừa đối mặt liền đem bà la ma thần bắt đi rồi, thần phạt quá mạnh mẽ, hoàng vu thiên kính cũng không phải kháng đánh, cũng không đến đổi lại chỗ đánh sao? người này cái ót nhi sáng ngời ta mắt, đạo chủ ngắm cũng chuẩn, vung tay vung lên. -a La Phật Tôn. Thật sao, Ngũ Đại cấm khu chi chủ ném đi hai cái, kiếp trong chỉ còn ba cái. Dù ta một người, đồng dạng chảm ngươi. Tiên Tôn Hào Khí ngất trời, chấn tiên kỳ lại quét sạch rồi hủy diệt chi quang. Thần Khư chi chủ cùng Luyện Ngục chi chủ là một đao một kiếm, bổ thiên liệt địa phương. Đến, Triệu Bân chân đạp hồng mông, thân dung hợp táng thần đỉnh, nhất kích bước lui Tiên Tôn. Chờ đợi Lục Thần kiếm cùng vô vọng đao bổ tới hắn đã đăng thiên mà lên, lật tay chính là một trường, đánh chính là lôi đình nổ, cũng ép tới hai đại cấm khu chi chủ lão đảo. Hủy! Tiên tôn hét to, lấy pháp tắc thành đao kiếm, đầy trời bổ chém. Triệu bân rất mạnh thế, diễn đạo thành tinh thần, lấy tinh quang phổ chiếu. Bang! Đương đương! Đao kiếm đối với tinh huy, đụng ra thành từng mảnh ánh lửa, nổ đầy thiên khung. Liền nhiêu đây, còn có thần phạt trong lôi cùng điện, không kiêm nể gì cả bay múa phốc, giặc giặc, triệu bân đẫm máu, ba đại cấm khu chi chủ cũng đẫm máu. Là thiên kiếp quá mạnh mẽ, lôi điện một đảo nhanh hơn một đảo mạnh mẽ. Nổi giận, bao quát tiên tôn ở bên trong, ba đại cấm khu chi chủ đều nổi giận. Tiên giới cái này chiến trường A, quá con mẹ nó buồn nôn rồi, một cái càn khôn áp chế, chỉnh bọn hắn, đều xử không ra đỉnh phong chiến lực, nếu như là ở tại thần giới, cần gì ba đánh một. Tùy tiện sách ra một cái, liền có thể trấn áp triệu bân sát chiến thiên kiếp hủy thiên diệt địa ác chiến người cũng tiếng quát như sấm triệu bân chiến đến điên cuồng cấm khu chi chủ cũng giết tới mắt đỏ lại là long trời lở đất lại là một bộ tận thế chi quang lung chiều cảnh tượng thế nhân bên ngoài khó gặp bóng người chỉ biết lôi hải đúng là sinh linh cấm địa yêu nhiệt cấp bậc chưa đủ không chí cao thần khí hộ thể ai đi ai chết thật nhiệt náo a à. thiên ngoại lại tới quần chúng ẩn thân ở hư vô Định nhãn nhất nhìn, đúng là thường xuyên tìm vương bát lục thiên thần đem. Trừ hắn, còn có tựa như ảo mộng lục thiên nữ vương. Lục thiên thần đem cũng may, vẫn là là năm đó như vậy nước tiểu tính. Ngược lại nữ vương đại nhân, so sánh với năm đó, bớt chút hứa uy nghiêm cùng băng lãnh, nhiều hơn một vòng ôn nhu cùng uyển chuyển hàm xúc, xem triệu bân lúc, còn có một ti nhu tình cười yếu ớt, hoa tàn hoa nở, rất nhiều năm, không biết là hoài niệm vẫn tưởng niệm. Sau kiếp, sợ là có một cuộc thần ma đại chiến lục thiên thần đem hoàn nhìn chu thiên ánh mắt lại rơi vào nữ vương đại nhân trên người những năm này nhà hắn nữ vương đại nhân tựa như ngã bệnh thần lực trung quy không hiểu biến mất mà lại là một năm nhanh hơn một năm yếu cho đến ngày nay chiến lực đã không kịp đỉnh phong lúc ba thành hắn đã từng hỏi qua có được hồi đáp chỉ giải rác bốn chữ cấm kỵ cắn trả hắn nhiều thông minh a à, tự sẽ không tin như vậy chuyện ma quỷ Ngươi, sợ không phải có bầu. Lục thiên thần đem sách bầu rượu, hỏi uẩn nhưỡng nhiều năm. Mới dám thổ lộ một câu. Hắn lục thiên nhất mạch rất quái dị đấy, đặc biệt là nữ tử, dựng dục sinh linh lúc, biết cùng với trong bụng hài nhi sinh trường, mà dần dần suy yếu, cho đến hài tử sinh ra, mới có thể khôi phục bình thường. Hắn không phải mù loà. Chủ nhân nhiều năm qua biến hóa, hiển nhiên hoàn mỹ phù hợp như vậy tình trạng. Nữ vương đại nhân không nói, có thể tại lục thiên thần đem xem ra, trầm mặc chính là ngầm thừa nhận. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới thổn thức, xem triệu bân ánh mắt nhi, mới tràn ngập sùng bái, người mẹ nó là thật như bức A. Cùng cải trắng cùng đến hắn lục thiên nhất mạch rồi, hơn nữa, hay là hắn lục thiên nhất mạch vương. Hắn rất khó hiểu, này lưỡng như thế nào chạy đến giường đi lên, châu già gặm cỏ non vẫn bá vương ngạnh thượng cung. Vô luận loại nào, tại hắn xem ra, họ triệu cái đồ kia, đều xứng đôi ba chữ, sâu nổ trời ngày sau ta phải không là đến gọi hắn một tiếng đại vương lục thiên thần đem một câu thâm trầm nói qua vẫn là chính nhi bát kinh nhìn thoáng qua nữ vương đại nhân có phần muốn biết nhà hắn chủ nhân trên giường là cái gì cái tư thái y như là chim non nép vào người phiêu phiêu dục tiên nữ vương đại nhân trầm mặc như trước không nói gương mặt rồi lại nhiễm từng mảnh dạng mây đỏ xét thấy dừng lại ở này rất lúng túng nàng một bước bước ra mất tung ảnh Chương 2104, đa dạng kiếp. Oanh ầm ầm. Vĩnh hằng thể thần phạt, thanh thế quá to lớn, toàn bộ hồng hoang đại lục cũng có thể nghe nói sấm sét, không biết kinh động đến bao nhiêu người. Từ trời quan sát, bóng người như dòng suối, đang từ minh mông tinh không hướng cái mảnh này tu sĩ thánh địa hội tụ. Trừ đây, thần giới cùng tiểu vũ trụ cũng là thần quang không ngừng, không chỉ là tham gia náo nhiệt, cũng là xem vở kịch lớn, thiên kiếp phía sau có thể không có một cuộc thần ma đại hỗn chiến. Thần triều đối với cấm khu, ai nhược ai cường, là một phương bị phủ diệt, vẫn trí cao truyền thừa lại không công mà về. Đã bao nhiêu năm, khó được lại kéo ra lớn như vậy chàng diệt, nếu không ngắm vài lần, lấy cái gì cùng hậu sinh đồ mặt dày. Đây là có nhiều rảnh rỗi, đào tiểu vũ trụ bản nguyên không thơm. Lâm chi họa là quần chúng, nhưng xem càng nhiều nữa, vẫn tiểu vũ trụ, bản nguyên mặc dù không nhiều, cũng là một tòa tự nhiên bảo tàng biết được liền nghịch thiên tạo hóa. Hết lần này tới lần khác, những cái này đại thần, đều như ong vỡ tổ hướng hồng hoang đại lục chạy, tham gia náo nhiệt có thể đem làm cơm ăn. Có thể, này, sẽ là những người khác đáp lại. Nhìn cái kia từng cái một nhân tài, cơ bản nhân thủ một khối trí nhớ tinh thạch, Sử tại chỗ bên ngoài, ken kết đập cái không xong. Mấy cái này hình ảnh, thế nhưng vạn cổ khó được nhất ngộ đấy, là có thể bán lấy tiền đấy, có rất nhiều người mua bán nhiều lần rồi cũng không liền trở nên giàu có rồi trong túi quần có tiền còn chưa không có tu luyện tài nguyên phốc giặc giặc triệu bân cùng cấm khu chi chủ đại chiến càng đánh càng máu tanh đương nhiên thương thế cũng không phải là toàn đến từ địch nhân công phạt còn có thiên kiếp lôi điện bổ đứng lên không dứt mà lại là càng bổ càng mạnh đến lúc này khác chớ nói ứng kiếp tiên tôn thần khư chi chủ cùng luyện ngục chi chủ dù là độ kiếp triệu công tử đều vết máu đầy người rồi kiếp, cũng chia mạnh yếu. Mà trận này thần phạt, liền bá đạo nói chuyện không đâu. Nhìn cái kia mỗi một đạo lôi đình, mỗi một đạo thiểm điện, tựa như đều được trao cho rồi một loại hủy diệt chi lực, bổ ở trên người, da chóc thịt bong đều là khinh đấy, hơn nữa, miệng vết thương rất khó khép lại. Chỉ vì, ngoại trừ lôi uy, còn có cấm kỵ, thậm chí một trận chiến này đánh xuống, bốn người cũng không còn rồi hình người, không có chỗ nào mà không phải là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Làm sao có thể? Tiên tôn thần con mắt màu đỏ tươi, nộ khuôn mặt dữ tợn, vĩnh hằng thể quá kháng đánh. Hắn kiếp cũng thật là đáng sợ. Sau năm đó tam thế nguyệt thần chuyển hoang vô kiếp, càng cường càng bá đạo, lấy hắn dưới đáy uẩn lại gánh không được rồi. Đồng dạng thần thái luyện ngục chi chủ cùng thần khư chi chủ cũng có ba đánh một, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm bắt lại triệu bân, có thể đánh qua mới biết tiểu tử này là thuộc súc sinh đấy, đánh như thế nào đều đặt xuống không ngã ngược lại bọn hắn chính nhi bát kinh ăn một bữa xét đánh lúc này liền hoang thần binh lại đều bị lôi cùng điện làm ra từng đạo dấu vết sợ là thời gian lâu dài còn có tan vỡ khả năng thoải mái triệu bân pháp tắc bay múa toàn thân bản nguyên phun ra nuốt vào tinh khí toàn bộ người đều cháy rồi màu hoàng kim liệt diễm nhuộm vĩnh hằng quang huy đốt đầy cửu thiên dù là bị đánh đứng không vững vẫn như cũ khí thôn bát hoang hắn là độ kiếp bên ngoài chàng thế nhân hai mắt nhiều viên trượt, người khác đã trúng xét đánh, là càng bổ càng ỉu xìu nhi, vĩnh hằng thể liền tốt, càng bổ càng vui sướng, như một đầu đánh máu gà hồng hoang mãnh thú, tại lôi hải trong mạnh mẽ đâm tới. Đúng là, Triệu Bân rất kích động. Hắn vô địch tâm cảnh, tai kiếp ở bên trong, đến cực hạn thăng hoa. Hắn nhuốm máu khí lực, là cùng với thiên kiếp lôi điện, thiên truy bách luyện, luyện ra rồi một vài bước dị tường, cũng tạo ra được thành từng mảnh như thần khúc đạo âm, đạo âm, là cùng tiếng sấm cộng hưởng đấy. Thậm chí cả, hắn mỗi một tiếng giống, đều động rung động càn khôn. Nhiều ít quần chúng đều bởi vì hắn, bị chấn hồ đồ vào mộng cảnh. Nghịch thiên thần, nghịch thiên thần phạt, cốt hóa cấp đại thần, đã đến không ít, tâm thần nhiều hoảng hốt. Bọn họ là vinh hạnh đấy, gặp qua vĩnh hằng thủy tổ phong thần, cũng đã gặp cửu thế thần thoại chứng đạo. Cùng là thành thần chi kiếp, triệu bân thần phạt, có vẻ như đã đã vượt qua sư tôn, cũng mạnh hơn rồi thủy tổ, nguyệt thần là còn sống thần thoại, nàng dạy dỗ đổ nhi, làm sao không phải vậy. Xem, biến sắc, trách trách vù vù thanh âm, tại một loại trong nháy mắt vang đầy trời địa phương. Là vì biến sắc, là chỉ thiên kiếp lôi điện, dường như bị tối tăm ý chí, đặc biệt thêm thuốc nhuộm, đó là xích tranh hoàng lục thanh lam tử, không một khuyết tràng. Từ nhìn từ xa, kỳ quái, sắc thái lộ ra. Nữ tử thấy, đôi mắt đẹp nhiều mông lung, duyên bởi vì hình ảnh quá mỹ diệu đẹp là thiên kiếp ngoại tướng hủy diệt mới là nó bản chất nhìn xem đẹp mắt lực sát thương cũng là rất quá sức điểm này xem kiếp trong bốn người liền biết dù trí cao thần khí bảo hộ cũng huyết cốt văng tung tóe như triệt tiêu hoang thần binh độ kiếp người có chết hay không bọn hắn không biết nhưng ứng kiếp cái kia ba thăng thiên khả năng rất lớn lúc này mới nơi nào đến đâu biến sắc phía sau rất nhiều lôi cùng điện vẫn là biến hình thái, có thần long xoay quanh, có phượng vũ cửu thiên, có bạch hổ gào thét, có kỳ lân bôn tẩu. Phía sau dị thú, đó là một đầu tiếp một đầu đến, hình thể không có lớn nhất, chỉ càng lớn, trong đó có không ít, thế nhân chưa nói gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua, toàn bộ nhất nổi món thập cầm, tại lôi hải trong tàn sát bừa bãi. Còn chưa xong, còn có đao quang kiếm ảnh, còn có sông núi thảo mộc, còn có nhật nguyệt tinh thần, còn có xuân thu đông hạ đây không phải là dị tưởng, đó là lôi chi hình thái, rất có khai thiên tích địa, làm diễn vạn vật hiện ra, đa dạng, xem thế nhân hoa mắt. Đây là kiếp tiểu bối nhiều kinh ngạc. Kiếp như đạo, vô cùng tận. Đám lão già này lời nói rất có ý tứ. Sống được lâu rồi sao, tất nhiên là kiến thức rộng rãi. Hiếm là cổ quái kiếp, nhiều không kể xiết. Càng là yêu nghiệt người, cái kia thiên phạt, càng lè lẹt, như trên lịch sử vĩnh hằng thần tôn, như lúc này thần triều chi chủ, đều là loại người này lui 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 đám khán giả đều tại hướng sau rút lui còn có nấp trong chỗ tối thần cùng ma cũng vô thức xê dịch rồi bước chân chỉ sợ cái kia họ triệu đấy đột nhiên hướng phương này giết qua đến lui về lui thần cùng ma con mắt đều có sát ý quanh quẩn triệu bân quá nghịch thiên càng sâu cửu thế thần thoại cùng vĩnh hằng thần tôn mặc kệ còn sống năm nào tất là bọn hắn hạo kiếp như như vậy yêu nghiệt có thể sớm diệt một ngày tuyệt đối không thể nhiều lưu một ngày liên thủ kích sát một phương khác thiên địa, truyền đến rung động lắc lư tiên khung hét to. Nhìn xa mà đi, có thể thấy sấm sét vang dội, không phải thiên kiếp, nhưng có hủy diệt chi quang. Chính là tổ thần, bắt đi rồi bà la ma thần, đại chiến sai xưa. Có thể đập vào đập vào, tự thành quần đấu. Trong bóng tối ẩn núp thần cùng ma, thành mảnh như mọc thành phiến giết ra, thiên kiếp quá hung hãn, bọn hắn không dám đặt chân, nhưng dù sao cũng phải tìm ít chuyện làm. Đúng lúc, bên ngoài chẳng có người quy ước khung. Chợ bà la sát diệt tổ thần, cũng cũng không tệ. Liên thủ kích sát, phương Tây mờ mịt, cũng có tê quát, âm thanh chấn càn khôn. Cùng A la Phật tôn ác chiến nhân quả đạo chủ, cũng gặp không may vây giết, không biết nhiều ít thần ma công tới, không cái gì lời thừa, sát sinh đại thuật phô thiên cái địa. Hắc, thần triều cũng không phải là không người, hám thiên man thần chưa lại ẩn núp, người thứ nhất giết ra. Phía sau, chính là thần long đạo tôn, Lão Ô Quy, Viên Thần, Thì Minh, Đạo Quân, Đạo Tiên, Phách Đao, Tà Quân, Tứ Đại Kiếm Tu. Có thể nói như vậy, phàm có thể đánh đấy, đều giết đi ra. Trong đó, cũng không thiếu bán thần cùng tiên vương. Đây là tiên giới, quản ngươi là thần minh vẫn đế thần, cũng hoặc chuẩn hoang thần, có một cái tính một cái, đều có bị áp chế đến tiên vương cảnh. Cùng dai, vậy còn sợ cái chim này. Chỉ cần không bị một cái tát chụp chết, vậy làm quá. Rất tốt, giết bản lại nhìn trò đùa thần cùng ma đều nhảy ra hắc ám như thái dương như tinh thần đầy trời đều là cùng thần chiều đám người cường hãn chiến tới rồi một chỗ hoặc đánh vào tinh trời hoặc chiến nhập hư vô hoặc thúc giục thần khí hoặc thi triển thần thông không biết mở ra nhiều ít chiến trường làm khí thế ngất trời thành từng mảnh dư ba thành khô diệt vầng sáng hướng tứ hải bát hoang lan tràn đụng nát rồi núi cao cũng sụp đổ rồi không gian toàn bộ thiên địa đều đọa nhập rồi đại hỗn loạn bay múa huyết quang, tại thương Vũ Đan sen. Con mẹ nó. Lục Thiên Thần tướng cũng không lại ngụy trang, mang theo thần đao tham chiến rồi, vừa đối mặt liền sinh bổ một tôn đế thần. Minh hữu sao, thời khắc mấu chốt, hắn cũng không thể như xe bị tuột xích. Chờ đợi lập cái đại công, quay đầu lại tìm họ Triệu Tâm sự, Tâm sự cùng cải trắng tâm đắc, trước có tiên đình nữ quân, sau có nhà hắn nữ vương đại nhân, có thể không có một chút tuyệt chiêu đặc biệt. Chương 2105, Trộm hài tử sát, chiến. Đã cách nhiều năm, hồng hoang đại lục lại thành một cái cỡ lớn hội đồng hiện trường. Thần ma đại hỗn chiến sao, đủ loại truyền thừa đủ loại có, như thế nào náo nhiệt làm sao tới. Có nhiều náo nhiệt đâu, náo nhiệt đến lâm chi hỏa, cũng không nhìn tiểu vũ trụ rồi. Chúa tể sao, này nhìn nhiều khách, thuộc nàng xem rõ ràng. Liếc mắt một cái quan sát hồng hoang đại lục, cái kia nhất rúm nhất rúm đấy, toàn mẹ nó chiến hỏa, đốt đốt, liền đốt tới tinh không đi, rất có đem chọn cái tiên giới, cũng làm thành chiến trường tư thế. Nàng đến nhìn chằm chằm vào a, à, vạn nhất cái nào không có mắt, quấy giày đại càn khôn, hoạt động không nên động thiên địa, cũng không thể ngồi nhìn không quản. Thí dụ như vô vọng hải, cũng thí dụ như thần sơn, thật vất vả mới sửa tốt. Dám cho nàng hủy, nàng là muốn nổi đoá đấy. Đánh đi, đều đánh chết mới tốt. Không chê sự tình đại đấy, cho tới bây giờ đều là những cái kia xem náo nhiệt đấy bổn tôn xem thì thôi, vẫn là hóa ra một mảng lớn phân thân, chạy về phía các đại chiến trường. Xong việc nhi, lại đập một ít hình ảnh. Cấm khu lần này trận chiến, có thể so sánh năm đó tiểu nhiều hơn. Cốt hóa cấp lão ra hỏa, đứng cao nhất, cũng xem xa nhất. Trận chiến vì cái gì nhỏ đi, tiền bối đám đều lòng dạ biết rõ. Năm đó, Nguyệt thần quá ác, không biết chôn giết rồi nhiều ít trí tôn. Đây chính là một cái. Thứ hai sao, cái kia không, cấm khu cùng trí cao truyền thừa liên minh, có không ít, cũng còn tại tiểu vũ trụ, đương nhiên không phải du sơn ngoạn thủy, là tìm tiểu vũ trụ bản nguyên, mặc dù là được rồi triệu hoán, cũng giả câm vờ điếc, coi như không nghe thấy. Là vì thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, nói chính là bọn họ. Này thường xuyên qua lại, trận chiến tất nhiên là không so sánh được năm đó rồi. Trái lại thần triều, những năm này cũng không nhàn rỗi, hải nạp bách xuyên, có để chính là đại, không biết thu nạp rồi rất nhiều truyền thừa, không thiếu trí tôn cùng đại thần. Trừ đây, chính là một đời mới quật khởi, thường thường liền có người độ kiếp, phong thần phong thần, tiến dai tiến dai, từng giọt từng giọt, trồng chất ra một nhóm không tầm thường chiến lực. Đây tiêu so sánh, mới có hôm nay trận này thần ma đại chiến. Không có cường hãn nội tình, thần triều cũng không dám giết ra trí tôn thành A. Đáng chết, kiếp trong huyết, càng nhiều càng lộng lẫy. Muốn đỉnh lấy thần phạt, kích sát độ kiếp người cái kia ba cấm khu chi chủ, cuối cùng gánh không được rồi, riêng phần mình chống đỡ hoang thần binh, chui ra khỏi thiên kiếp phạm vi, chỉ sợ tiếp tục đánh xuống, trí cao thần khí đều bị trẻ hỏng rồi. Còn chống đỡ được, triệu bân nhìn thoáng qua táng thần đỉnh. Một việc nhỏ, táng thần đỉnh có đáp lời, thần đỉnh ông ông thẳng run, cũng như triệu bân, dị thường kích động. Thần phạt sao, là kiếp cũng là tạo hóa, khó được như thế bá đạo thiên kiếp, rèn luyện một phen bản thân, so cái gì bí pháp rèn luyện đều tốt xử. Đau mặc dù đau một chút, nhưng thống khổ cũng vui vẻ lấy. Đại đỉnh lên từng đạo khe rãnh, là lôi phạt tổn hại, nhưng cũng là vô thượng ấn ký. Đó là uy, cũng là đạo, có thể chưa nói tới niết bàn, có thể chịu cái này lôi kiếp, lại làm cho nó, đột phá một loại gông cùm xiềng xích, là đỉnh phong càng đỉnh phong. Nơi nào chạy? Triệu bân đỉnh đầu lôi phạt, ở phía sau liều mạng đuổi giết ba đại cấm khu chi chủ. Tiên tôn không dám chiến, luyện ngục chi chủ cùng thần khư chi chủ, cũng đều phi thiên độn địa, cũng không phải sợ triệu bân, mà là sợ người kia kiếp. Này có cái gì phải sợ đấy? Lâm chi họa một tay nâng gương mặt, một người lầm bầm lầu bầu. Chí cao thần khí A, chỉ dựa vào lôi kiếp, là bổ không hỏng đấy, nhìn một cái táng thần đỉnh, ngay tại kiếp trong lột xác, chấn tiên kỳ, vô vọng đao cùng lục thần kiếm, đều là hoang thần bản mệnh khí, tới không chia trên dưới đấy, xấu không được. Cho nên nói, quyết đoán là đồ tốt. Tiên tôn sợ rồi, thần khư chi chủ cùng luyện ngục chi chủ cũng sợ rồi. Này nhất sợ không sao cả, ba đánh một cục diện, biến thành nhất đuổi theo ba. a à, không đúng, là nhất đuổi theo một đám. Khắp nơi đều là chiến trường, ai thấy thần phạt không nước tiểu rung động. Người mẹ nó chờ chút thần. Thấy triệu bân giết qua đến, đang cùng đạo ma quân ác chiến minh thần, mắng nhất cuống học, liền như đây bên nhiều người, có cấm khu cường giả, cũng có hắn thần triều trí tôn, đánh chính là chính náo nhiệt, người nào đó liền chạy nơi này. Triệu Bân chưa đáp lời, rồi lại cảm giác từng đợt nhức cả trứng. Bao nhiêu lần thiên kiếp, liền thuộc lúc này không thả ra tay chân. Vì sao không thả ra lạc? Bởi vì, người trong nhà cùng cừu ra, đều con mẹ nó trộn lẫn khối đi, muốn hố thần, chính là đả thương địch thủ một nghìn, tự tổn tám trăm. Trên thực tế, mặc dù không trộn lẫn khối, hắn hôm nay cũng rất khó hố đến người. Thần phạt mở quá sớm, cửu ra đều có phòng bị, phàm thấy hắn, cái nào không phải chạy so con thỏ còn nhanh, thật muốn đuổi theo, sao mà tốn sức. Trung quy, hắn không phải nguyệt thần, cũng học không được nguyệt thần tẩu vị, làm không được lăng không tiêu thất cùng lăng không hiển hóa. Giết nha! Chí tôn thành phương hướng, rất nhiều ngao ngao gào to âm thanh. Nhiều là tiểu bối, tu vi không tốt cái chủng loại kia, cũng nghĩ giết đi ra làm một cuộc. Muốn chết sao? Đại quản gia tỏa chấn, tắt liền cửa thành. Có ít người, có thể đi so đấu, là bọn hắn có cường hãn nội tình. Có ít người sao, như dâu cá chê cái loại này chiến ngũ mảnh vụn, đi chính là pháo hôi. Cửa đóng, nhưng không ngại có người đi vào tản bộ. Lúc này, liền có một cái u linh, phủ xuống trí tôn thành. Định nhãn như vậy nhất nhìn, đúng là mộng ma, bế quan nhiều năm, cuối cùng xuất quan, mà lại vẫn là lột xác rồi một phen, bằng không thì, vẫn thật là vào không được. Khá lắm đại đạo thiên cục. Mộng ma u cười, như thưởng thức phong cảnh, xuất quỷ nhập thần. Có lẽ nàng ẩn núp đến quá tốt, dù là thủy thần, cũng không cảm thấy nửa phần tung tích. Siêu, triệu ra ngọn núi, mộng ma như kiểu quỷ mị hư vô hiển hóa. Nghe nói, triệu ra thêm hai cái tiểu hoa nhi, một cái thiên sát chi thể, một cái vũ trụ chi tử, nàng đặc biệt đến xem nhìn, thuận tiện, mang về nghiên cứu một chút. Tiểu tử vân cùng tiểu tử nguyệt là ở đấy, chính dưới tảng cây luyện kiếm. Toàn bộ ngọn núi, cũng chỉ hắn hai người, Giao Nguyệt, Lạc Hà, Diệu Ngữ, Long Phi cùng sở vô xương các nàng, bao quát triệu uyên ở bên trong, đều giết ra trí tôn thành. Tiểu hài tử sao, tu vi thấp, tầm mắt chưa đủ, từ nhìn không thấy mộng ma. Mẫu thân đám lúc đi nói, không để cho bọn họ chạy loạn, liền chờ đợi trên núi. Không sai, mộng ma thản nhiên mà đến, xem đẹp mắt đẹp lòng. Này lưỡng đồ chơi nhỏ, sinh quả thực đáng yêu. Dù là nàng, cũng nhịn không được nghĩ ôm rồi ôm. Ôm, nói ôm liền ôm, cũng không biết là cái tính đại phát, vẫn là quá tốt kỳ này lưỡng mạch thủy tổ cấp huyết thống, người nàng còn chưa tới, liền cách không dò xét tay. Nhưng, không chờ nàng chạm đến, hai cái tiểu ra hỏa thể nội, liền riêng phần mình có một đạo thần mang chém ra, một cái tuế nguyệt, một cái luân hồi, là đế tiên cùng nguyệt thần lưu lại thủ hộ. Bằng đây, ngăn được ta. Mộng ma một câu u cười, tựa như sớm có đoán trước, một tay lướt nhẹ qua qua đánh tan rồi thần mang nàng cho là nàng đắc thủ rồi không khéo lại có người hàng lâm cũng là một đạo bóng hình xinh đẹp cũng sinh tựa như ảo mộng chắn hai cái tiểu ra hỏa thân trước mắt to nhìn lên ài nha lục thiên nữ vương tốt xấu là triệu bân em bé nơi nào có không đến nhìn một cái may mà đã đến bằng không thì lưỡng hài tử đã bị trộm đi lại là ngươi thấy nữ vương đại nhân mộng ma sắc mặt tức thì băng lãnh. Xa nhớ năm đó, nữ vương đại nhân còn đánh qua nàng đâu. Cũng là năm đó, nếu không nữ vương đại nhân như xe bị tuột xích, triệu bân có thể sống đến hôm nay. Thật là oan ra ngõ hẹp, mang một ngày xuất quan, liền đánh lên rồi này nương môn nhi. Tiểu mộng ma, có thể có nghĩ tới ta, nữ vương đại nhân lúc nói chuyện, căn bản không có nhìn mộng ma, đã ôn nhu ôm lấy tiểu tử vân cùng tiểu tử nguyệt. Này lưỡng tiểu gia hỏa, một cái mập mạp đấy, một cái phấn ục ục đấy, một cái cực kỳ giống triệu bân, một cái cực kỳ giống giao nguyệt, thật là đáng yêu. Năm nào, nàng tiểu bảo bảo như sinh ra, là đúng cũng rất đáng yêu. Đại tỷ tỷ, người là ai a à? tiểu tử vân âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà hỏi, tiểu tử nguyệt không vui trả lời, thực sự trừng mắt thanh tịnh mắt to, tò mò dò xét nữ vương đại nhân, tuy nhiên không phải mẫu thân, rồi lại như mẫu thân bình thường thân thiết. Đại tỷ tỷ luôn luôn băng lãnh uy nghiêm nữ vương đại nhân bị sưng hô thế này chỉnh giờ khóc dở cười lỗi bối phận rồi a à. đi đều đi rồi lại vẫn có thể nghịch thời không giết trở về quả thực xem thường ngươi rồi mộng ma cười lạnh ngươi tên là gì triệu tử vân nhà đầu người đây triệu tử nguyệt nữ vương đại nhân vẫn như cũng chưa xem mộng ma chính ôm lưỡng tiểu ra hỏa nói chuyện phiếm đâu lần này cử động tổn thương tính không mạnh vũ nhục tính thật lớn mộng ma vốn là tâm tình khó chịu mà nay bị không để ý tới, hỏa khí còn có chút ép không được rồi. Triệu bân hai cái hài tử, ta và ngươi, một người một cái. Mộng ma cưỡng chế rồi lửa giận, nhất nói tận lực nói yên ổn, mà lại thật là bản năng cho là, lục thiên nữ vương cũng là đến trộm hài tử đấy, triệu bân cũng là cửu nhân của nàng sao. Muốn, tự thân sinh quá, nữ vương đại nhân cười nói. Thật sao, mộng ma vốn là tâm tình khó chịu, nghe lời này, sắc mặt cũng đen, nàng coi như là đã nhìn ra, nữ vương đại nhân đây là muốn độc chiếm chiến lợi phẩm nơi nào hai cái hài tử một cái đều không định phân cho nàng điều này có thể nhẫn ta nghe nói nguyệt thần mang ngươi nhập qua luân hồi ta còn nghe nói đế tiên tiễn đưa ngươi đi qua tuế nguyệt nữ vương đại nhân nhẹ phẩy tay áo đem hai cái tiểu ra hỏa đưa vào rồi trong phòng mà nàng là lấy nhất gương soi mặt nhỏ ưu nhã xử lý một chút mái tóc tối nay trăng tròn hoa thắm có muốn hay không lại đi thời không chuyển chuyển một cái bằng ngươi. Ta mặc dù trạng thái không tốt, chỉnh đốn ngươi, vẫn là dư sức có thừa. Nữ vương đại nhân một bước đạp dưới lăng không tiêu thất. Tới một đạo biến mất, còn có mộng ma. Lâm chi hỏa thấy chi, phốc một tiếng nở nụ cười. Mộng đạo lĩnh vực đại thần nơi nào, có vẻ như cùng tiên giới bát tự không hợp, mỗi trở về, đều không thể thiếu được người một hồi dọn dẹp, liền như đây, vẫn là không nhớ lâu. Ai? Thủy thần mang theo một cây đao, đã rơi vào triệu gia ngọn núi Đáng tiếc Hắn đã tới chậm Không có nhìn thấy nữ vương đại nhân Cũng không thấy mộng ma Liền tiểu tử vân cùng tiểu tử nguyệt Một trái một phải nằm ở cửa sổ Mờ mịt xem bên ngoài Cùng ra ra nói Ai tới qua Thủy thần một mặt ôn hòa mà hỏi Hai cái đại tỷ tỷ Lưỡng tiểu gia hỏa tiếng nói non nớt Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú Đại tỷ tỷ Thủy thần lông nghi hơi nhíu Không quên hoàn xem bốn phương Cực tẫn thăm dò có thể tìm một vòng nhi, cũng chưa thấy dấu vết, nửa phần khí tức cũng không có. Nhưng, hai tử không biết gạt người, ắt có người đến qua. Là hắn chủ quan, không nghĩ tới có người lén lút vào thành. May mà, hai tử không có việc gì. Nếu không thì, tiểu sư thúc trở về, không được bổ hắn A. À. Nói đến tiểu sư thúc, hắn vô thức nhìn phía ngoài thành, nghe thiên kiếp tiếng sấm, có vẻ như yếu đi không ít, cũng chính là nói, lôi kiếp sắp kết thúc đợi hắn ôm hài tử, trở lại tường thành lúc, xa xôi phía chân trời, đã nhìn không thấy thần phạt thiểm điện, đặc thù thiên kiếp, xác định kéo ra màn tre. Phốc, triệu bân ho một ngụm máu tươi, lảo đảo một bước mới đứng vững. Lôi kiếp tản, nhưng thần tiền phi pháp xong. Hoặc là nói, chân chính thiên kiếp, giờ mới bắt đầu. Biết là cái gì kiếp? Thế nhân tụ tập nhi, đều nhìn phía mở mịt hư vô. Lúc này, liền rất nhiều chiến trường, đều tạm thời ngưng chiến rồi oanh vạn chúng nhìn chăm chú dưới cửu thiên một tiếng ẩm vang biến hỗn hỗn độn độn hỗn độn bên trong có khai thiên tích địa chi cảnh che vĩnh hằng quang huy sau đó chính là một cái che trời đại thủ cuốn theo diệt thế chi uy chậm rãi hiển hóa chương 2106, diệt thế thủ cái kia đó là cái gì rất rõ ràng là một tay thế nhân nhiều ngửa con mắt bao quát thần chiều cường giả cấm khu chi chủ cùng đầy trời thần ma cũng đều nhìn phía trời cao, hai mắt hiếp lại người có, thần sắc ngơ ngẩn người có, biểu lộ quái dị người cũng có. Vĩnh Hằng nhất mạch, thật là không đi bình thường đường. Đường đại Vĩnh Hằng thể triệu bân, chính là cái hoạt thoát thoát ví dụ. Xa nhớ hắn năm đó, tiên vương kiếp là một cái quan tài, bán thần kiếp là một cái đại trung, nhục thân thần minh kiếp là một cái sông, mà nay thần phạt, cũng là thành một phái riêng, lại đã đến một tay. Đừng nhìn là một tay, nhưng tại thế nhân xem ra, nó tựa như so bất luận cái gì pháp tác thân đều đáng sợ, bởi vì nó có một loại pháp tác thân so sánh không bằng diệt thế chi uy, này như một cái tác chụp được đến, không nỡ đánh chết một phiến nơi nào. Nghĩ vậy, vô luận quần chúng, vẫn là thần chiều cường giả, cũng hoặc đầy trời thần ma, đều lui về sau rồi một phiến thiên địa, liền cấm khu chi chủ, cũng vô thức xê dịch rồi bước chân, tận lực cùng triệu bân duy trì khoảng cách. Không phải bình thường đặc thù thần phạt, sợ là trí cao thần khí đã chúng, cũng có tan vỡ khả năng tay. Triệu Bân lẩm bẩm lời nói, chỉ hắn một người nghe thấy. Đúng, lại là tay, hắn giống như đã từng quen biết, dường như mơ tới qua. Còn có, thần chữ độn giáp ý cảnh ở bên trong, cũng có như vậy một tay, vẻn vẹn nhất khích, liền hủy một cái vũ trụ, đến nay nhớ lại, còn không miễn tâm thần rung động. Nhân quả kiếp sao? Nhìn qua mờ mịt hư vô, Triệu Bân trong lòng không nhịn được như vậy hỏi. Hắn dung hợp rồi thần chữ độn giáp, mới cùng diệt thế tay, nhấc lên rồi nhân quả. Điện, thật là ngươi. Thái thượng lẩm bẩm lời nói lúc, hai mắt là cực tấn híp lại đấy. Có một số việc, hắn trước kia không xác định, thấy diệt thế tay, mới chính thức hạ kết luận, quanh đi quẩn lại vô tận tuế nguyệt, vốn dĩ, thật là hắn năm đó kẻ thù cũ. Điện, chúng trời xanh nhiều chắc con mắt, tập thể xem thái thượng. Người nào đó thường xuyên lầm bầm lầu bầu, không khéo, bọn hắn lỗ tai không biết, cũng nghe được rồi hắn chính là thiên ngoại thiên nghiệt căn, phải chết, thái thượng lạnh lùng nói. Ha ha, chúng trời xanh dù chưa trả lời, nhưng thần thái đại biểu hết thảy, xét thấy người nào đó những năm này tao thao tác, hắn ngủ phấp với lúc, coi như đánh giám là tốt rồi. Tiểu thiên thiên, người phải đem hắn nhìn tốt rồi. Bằng không thì, nhà ngươi tiểu vân tử, khó tránh khỏi đã bị hắn giết chết. Trời xanh nhàm chán lúc, liền ưa thích tìm thú vui, thậm chí nói người nói bậy, cũng không lén lén lút lút, cơ bản đều là do trước mặt đổi. Dễ nói, tự tại thiên trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, ngay tại trong tay áo cất, theo con mắt vẫn là liếc qua thái thượng, một ánh mắt nhi, rất tốt giải thích rồi một phen nói. Ta không nhúng tay vào, người tốt nhất cũng chớ xấu quy củ. Thái thượng không nói, chỉ một tiếng cười lạnh. Chờ đợi tự tại thiên thu con mắt, hắn mới truyền âm rồi thương thiên. Ta và ngươi, làm giao dịch vừa vặn. Oanh, hư vô động rung động, tận thế quang huy, giải đầy hôn ám trời. Diệt thế thủ, cuối cùng diễn hóa hoàn thành, che trời thật lớn, mà lại ngón tay giữa, nhiều thần văn chữ khác vào đồ vật, như tựa như từng đạo bất hủ lạc ấn. Nó động, bát hoang đều rung động, hoàn vũ đều lay động, thậm chí rất nhiều tinh không, như mọc thành phiến sụp xuống, rất nhiều núi lớn cự nhạc, cũng ở đây phút chốc, ầm ầm giải thể. Không biết bao nhiêu ngày địa đều sấm sét vang dội. Hơn nữa, vẫn là sinh ra một vài bước quái tướng. Vốn là nóng bước tàn khốc ngày, rồi lại phiêu đầy đại tuyết. Vốn là xuân về hoa nở, rồi lại có cỏ cây héo rũ. Bốn mùa rối loạn xuân thu đông hạ. Ngày đêm cũng phá vỡ rồi nhật nguyệt luân hồi. Tựa như hết thảy đều trệch hướng quy tích Tiên giới chế tài người tiếu Mi hơi nhíu, xem diệt thế tay thần thái, vẫn là cất giấu vài phần nghi hoặc, cái kia một cuộc thần phạt, cũng chỉ là thần phạt trong một tay, nhúc nhích một chút, có thể quấy nhiễu đại càn khôn, duyệt lượt sử sách cũng không như vậy tiền lệ đại tỷ, người tiên giới làm gì vậy Phạm trần chúa tể có kêu gọi. Chính tu càn khôn đâu ngươi đừng quấy rối nơi nào, địa phủ chúa tể cũng có truyền âm. Sát một phát động toàn thân. Tiên giới không bình tĩnh, nhân gian cùng minh giới có thể an tâm. Còn có thần giới, cũng như gặp phải rồi tại họa lớn, nhiều chỗ đều hỗn loạn. Thân là chúa tể hồng trần khách qua đường, liền mục điêu cũng không khắc lại, muốn xuyên thấu qua bình chướng, dò mó tiên giới. Có lẽ đại càn khôn bị quấy nhiễu, khiến bình chứng có khuyết điểm, hắn vẫn thật là trông thấy một góc, trông thấy diệt thế tay, cũng trông thấy một đạo bóng hình xinh đẹp, cùng hắn làm cho khắc mộc điêu, sinh giống như đúc. Đại hạ hồng tước, liền hắn tự cái cũng không biết, tại sao lại bỗng nhiên hô lên này thì một cái danh. Chỉ biết, một tiếng này hô lên, đầu óc hắn nhiều hơn một phiến phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Đó là chuyện cũ trước kia, cũng là trước kia trí nhớ. Trong trí nhớ, có một quốc gia độ, danh gọi đại hạ, đại hạ có nhất ác nhân, danh gọi tử y hầu, chết đều chết hết, còn phải trời xanh rủ xuống thương xót, chuyển thế đầu thai, thành hắn cái này hồng trần khách qua đường. Tiến đưa ngươi một tôn thần khí, cho ta nhìn mấy ngày tiên giới. Đã bao nhiêu năm, hắn lần thứ nhất chủ động tìm Lâm Chi Hỏa. Lâm Chi Hỏa tiếu mi trao lên, cảm thấy ngoài ý muốn, phía trên vị kia, là có nhiều rảnh rỗi, rảnh rỗi đến muốn vượt giới xem náo nhiệt, vì thế, không tiếc dùng cực đạo thần binh làm trao đổi niềm vui ngoài ý muốn a à. Có chỗ tốt cầm, lâm chi hỏa từ không khách khí. Thu thần khí, nàng liền cùng thần giới chúa tể, cộng hưởng rồi tiên giới thượng đế thị giác. Tuy nhiên, đây là số quy củ đấy, muốn gặp xét đánh, nhưng không lỗ. Sư tỷ hồng trần khách qua đường một câu khàn khàn, giải rác hai chữ, nghẹn ngào cực kỳ. Tiên giới sinh linh thiên ngàn vạn, trong mắt của hắn, lại chỉ cái kia một đạo bóng hình xinh đẹp. O, O, N, G. Triệu bân tâm niệm vừa động, đem táng thần đỉnh ẩn núp vào vĩnh hàng giới. Đặc thù thần phạt, trí cao thần khí tiếp nhận không được, thật biết tan vỡ. ầm vang, kiếp trong đại thủ, rơi xuống, mang theo cuốn hủy diệt triệu uy, từ cửu thiên che rơi, những nơi đi qua, cái gì cái không gian, cái gì cái pháp tắc, đã thành trang trí, liền rong chơi ở mờ mịt huyết khí, bay múa với thương chống không thần quang, đều tại trong khoảnh khắc, hóa thành hư vô, toàn bộ thần phạt thiên địa, đều tốt tựa như đoạn nhập định giảng diệt diệt thế sao thế nhân thần sắc trắng bệch nói chuyện ngữ khí đều là run rẩy đấy đâu chỉ bọn hắn liền cao nữa là cấp đại thần đều ép không được tâm linh run rẩy cái kia cái bàn tay thật là đáng sợ mặc dù xuất từ thiên kiếp rồi lại cực kỳ giống diệt thế lên triệu bân vừa quát âm vang thần thân thể tùy theo run lên khí huyết cuồn cuộn chợt lấy hắn làm trung tâm có bốn đạo thần mang trùng tiêu thần mang thành cột sáng tráng kiện như núi chống trời mà lên, muốn đứng vững diệt thế đại thủ. Nhưng, không dùng được. Cột sáng chạm đến đại thủ, liền băng diệt thành cho, nổ thành rồi nghiền nát chi quang, chẳng những chưa ngăn lại, liền nửa phần sóng gợn cũng không lay động. Phá! Triệu bân trong lòng nhất quát, toàn thân dị tượng diễn hóa, khí lực đạo âm hưởng triệt. Hắn diễn xuất rồi táng thế hòm quan tài, tang thần chung cùng vĩnh sinh vương tỏa, hướng lên trời đụng phải đi lên. Đáng tiếc, vẫn như cũng không dùng được tám thế quan nát, tang thần trung sụp đổ rồi. Vĩnh hằng vương tỏa cũng hủy. Oanh, triệu bân nộ mở kim thân, chân đạp hồng mông hải, nghịch thiên đổi rồi đi lên. Có thể mặc dù là nguy nga kim thân, tại diệt thế trong tay, cũng nhỏ bé như châu chấu. Mở, triệu bân thần con mắt như đuốc, kim thân bên ngoài, lại lung mộ thiên ngự chi quang. Tùy theo, chính là vĩnh hằng tiên vực, ầm ầm tạo ra, giới bên trong tạo hóa vạn vật. Phanh. Sạc sạc, đệ nhất trong nháy mắt vĩnh hằng tiên vực liền sụp đổ trong đó vạn vật đều hủy đệ nhị trong nháy mắt trời ngự chi quang mục nát đánh lên hủy diệt yếu ớt như giấy trắng đệ tam trong nháy mắt kim thân tan vỡ bể pháp tắc từng đạo nổ thành hư vô phốc triệu bân đẫm máu nửa cái thần thân thể đều tán giá thành thịt nát vụn cốt diệt thế chi thủ sau đó liền đến oanh một tiếng đem vỗ vào trên đại địa tám trăm vạn dặm trời cùng đất bởi đó mà lay động. Đáng sợ uy lực còn lại, thành vầng sáng hoành cửa hàng cửu thiên thập địa. Chương 2107, một trận chiến nhập cửu thiên. Phanh, diệt thế thủ từ cửu thiên mà đến, vỗ vào đại địa. Nó như núi, vạn trượng cao to, xem chi cần nhìn lên. Mà độ kiếp người, liền dưới tay đè nặng, huyết quang bắn ra bốn phía. Chết, chết. Mắt thấy vĩnh hằng thể bị đập cái kia, bên ngoài chàng thế nhân đều trong nội tâm nhất hồi hộp không người trả lời, bởi vì diệt thế thủ vẫn còn ở, liền chứng minh độ kiếp người còn sống. Cái này như bức, này cũng không đánh chết. Khoảng cách chết, cũng không xa. Cốt hóa cấp đại thần, đều hai mắt híp lại. Đại dưới tay, triệu bân đã thành thịt nát vụn cốt. Liền như đây, diệt thế chịu y vẫn là đặt cái kia tàn sát bửa bãi, như sấm như điện, như đao như kiếm, điên cuồng mục nát cái kia khí lực, một bộ không làm chết hắn liền không bỏ tư thế. Chết đi, đầy trời thần ma đều lộ ra vẻ dữ tợn, còn kém liều lĩnh cười to. Nhìn thần triều cường giả, sắc mặt liền đầy đủ khó coi, phong cái thần dung dễ dàng sao lại làm cầu lại từ chảm đấy, này như táng tại thiên kiếp ở bên trong, đó mới vô nghĩa. Cho ta, lên, kiếp ở bên trong, có triệu bân gào rú, đó là phát ra từ linh hồn gào thét. Cao nữa là đại thần xem rõ ràng, cái kia trồng chất thịt nát phụn cốt, lại nở rộ quang mang, lúc này, chính cực tận cải tạo, cốt cách va chạm chi âm, lốp bốp. Oanh, độ kiếp người ngỗ nghịch, lại chọc giận tối tâm ý chí, đại thủ tại oanh rung động. Nhưng, nó mặc dù ép tới rừng triệu bân khí lực, cũng là ép không được hắn chiến ý. Lên, triệu bân này âm thanh gào rú, như một đạo vạn cổ lôi đình, động rung động hoàn vũ. Nói lên liền lên, hắn thật sự đỉnh lấy đại thủ, cứng rắn đứng vững vàng. Thế nhân đều rung động, diệt thế đại thủ như núi, hơn nữa, che trời thật lớn, nhỏ bé như con sâu cái kiến giống như triệu bân, lại con mẹ nó có thể đem nó nhô lên đến. Xem, lại tới một cái. Bóng người như nước thủy triều như biển, không biết cái nào nhân tài gào to rồi một tiếng. Không cần hắn nhắc nhở, thế nhân cũng đã hướng lên trời nhìn lại, hư vô lại thấy khai thiên tích địa chi cảnh, kế đệ nhất diệt thế thủ về sau, đệ nhị chỉ đã ở hư vô trong diễn hóa, cũng như cái thứ nhất, nhuộm tận thế chi quang, cuốn theo hủy diệt chi lực. Này, vẫn là mang bổ đau. Tổ thần nhìn, khóe miệng thẳng kéo. Nói bổ đao, thực không có mau bệnh, một tay liền cho Triệu Bân ấn tại đó, tuy là đứng lên, nhưng thời khắc đều có thể ngã xuống, như vậy quang cảnh, nếu là đệ nhị cánh tay cung áp xuống tới, không được đem độ kiếp người đánh thành cho a. À. Phá. Triệu Bân lại một giống, lấy chiến chi đạo, giấy lên hừng hực liệt diễm. Cực tấn hủy diệt, hoặc là chết, hoặc là niết bàn, hắn xé rách rồi diệt thế chi thủ, như một đầu thương long, phóng người lên cầm theo đạo kiếm, công hướng về phía thương vũ. Tranh, kiếm ngân vang nói ngay âm, vang vọng bát hoang. Một con đường riêng kiếm, đủ kéo dài rồi mấy vạn trượng. Vừa gặp đệ nhị cái bàn tay rơi xuống, bị hắn một kiếm chém đứt. Thủ tan vỡ, nổ thành diệt thế chi lực, mục nát thiên địa càn khôn. Thu, triệu bân vung tay vung lên, khí lực huyệt vị mở rộng ra, lại nuốt tận thế quang huy. Đúng, chính là nuốt, xem thế nhân kéo khóe miệng, này mẹ nó có thể tiêu hóa. Biến, nuốt diệt thế chi lực triệu bân, khí chất biến. Như hỏa thiêu đốt hắn, tựa như một vòng thái dương, quang huy phổ chiếu. Hắn sát khí ở bên trong, càng nhiều hủy diệt chi ý, thậm chí một tia từng sợi, đều trầm trọng như núi, rơi vào thế gian, cho thương không đụng ra khe rãnh, cho đại địa ném ra vực sâu, còn có cái kia pháp tắc, lúc này cũng phách liệt đến cực điểm, mỗi một đạo, đều nhuộm bất hủ quang huy, thành tinh hà, tung hoành thiên vũ ầm vang, hư vô sấm sét, không có ngừng, hỗn độn tái hiện, khai thiên tích địa. Đệ tam chỉ diệt thế thủ, một quang mà ra, dấu thiên địa đều đọa nhập hắc ám. Đến, triệu bân tóc vàng phiêu đáng, như một đạo thần mang, xuyên thẳng hảo vũ. Độ kiếp người sao, không thể quá nghiêu bức, sẽ chọc cho ý chí tức giận. Mà nay, triệu bân nghịch thiên công phạt, liền chỉnh thần phạt thật mất mặt, nhìn cái kia diệt thế đại thủ, lại mở rộng lớn thiên địa, ngón tay giữa bay múa quang mang, không biết là lôi vẫn là pháp tắc, lại vẫn có nhật nguyệt tinh thần xen lẫn. Chờ đợi nó che rơi, hư vô sụp xuống, lại thành vô tận hủy diệt. Triệu bân không sợ, cũng có ta vô địch, chỉ có một trận chiến nhập cửu thiên. Bị hắn giết lên rồi, một kiếm vắt ngang vạn dặm, đánh nát rồi diệt thế thủ. Đừng vội, kiếp còn chưa kết thúc, hỗn độn vẫn còn ở, khai thiên tích địa còn có, dựng dục rồi một cái lại một chỉ diệt thế đại thủ, một đạo tiếp một đạo trục được hư vô, chưa nói thế nhân, dù tiên giới chúa tể thấy, đều sắc mặt trắng bệch. Diệt ta, ngươi được không? Triệu bân dũng mãnh phi thường vô cùng, cầm theo đạo kiếm, giết tới nơi nào chém tới nơi nào. Ai nói hạt gạo chi quang, tranh không được nhật nguyệt chi huy, hắn này đoàn hỏa diễm, liền đem diệt thế bao trùm ở dưới hắc ám, chiếu đã thành ban ngày, cái kia vẩy đầy trời huyết, tựa như đều đã thành tinh thần, tô vẽ hư vô, dường như vĩnh viễn không tắt diệt. Đây cũng quá mãnh liệt. Đánh nhau vẫn là độ kiếp không biết bao nhiêu người nuốt nước miếng, mỗi có một cái đại thủ bị đánh diệt, bọn họ trái tim nhỏ, liền đi theo vung vẩy một chút, không phải bình thường thần, không phải bình thường thần phạt, kéo ra một vài bức cảnh tượng, đều là khai thiên cùng hủy diệt. Sử quan có việc làm, đều móc ra tiểu bản bản, dùng đầu lưỡi liếm liếm bút lông, đặt cái kia một hồi rồng bay phượng múa, ngày tháng năm nào, vĩnh hằng thể đại triển thần uy, mang theo một thanh đao mổ heo, một đường chặt lên rồi cửu thiên. Đao cũng tốt, kiếm cũng được, triệu công tử thật sự làm tới rồi thương miểu nhất định, đánh vào rồi hỗn độn. Cái kia, là thế nhân có khả năng hướng thấy cực hạn, một con kia chỉ diệt thế đại thủ, chính là tại hỗn độn sáng lập thiên địa lúc, lần lượt dựng dục đi ra đấy. Đập, ta cho người đập. Triệu bân hai tay cầm kiếm, tại hỗn độn bên trong, một hồi hồ bổ loạn trảm. Thương miểu bị chặt động rung động, hỗn độn bị chặt khô thất bại, dù có khai thiên tích địa, cũng không còn diệt thế thủ dựng dục, vẻn vẹn lôi cùng điện, tại bay múa trong lay động diệt. Thiên kiếp là bị đánh sợ rồi sao? Cũng không biết được nhà ai đại thần, đột nhiên đã đến một câu như vậy. Nghĩ có người phản bác, có thể nói đến bên miệng, lại không biết thế nào cằn nhằn. Từ tâm, không chỉ là một loại tinh thần, sợ vẫn là là một loại tư thái. Nhìn này thần phạt, đâu còn có thiên kiếp nửa chút bộ dáng, chỉ vẹn vẹn có ẩm vang, vẫn là độ kiếp người giúp nó làm ra động tính, quỷ mới biết ai là lão đại. Oanh! vẫn là vạn chúng nhìn chăm chú dưới hỗn độn nổ tung, tựa như vũ trụ bạo diệt. Lần này, không còn thiên địa khai ích, chỉ còn đầy trời thần vũ, lăng không nghiêng vậy. Phốc, cùng với thần vũ, triệu bân như một khỏa thiên thạch, từ phía trên rơi xuống. Thần phạt kết thúc rồi, kiếp dấu vết, là hắn cảnh hoàng tàn khắp nơi. Sát, tiên tôn tiếng quát chấn thiên, cầm trong tay chấn tiên kỳ, quét ra rồi một phiến thần quang. Không còn thiên kiếp, thần cùng ma cũng không cố kỵ nữa, như mọc thành phiến giết lên thiên khung. Một đám bọn chuột nhắt, đồng dạng băng lãnh mà cô quạnh lời nói, triệu bân lại tới một lần. Rơi xuống ở bên trong, hắn oanh một bước xác định thân, đạp thương không sụp đổ. Ô, ô, n, g. Táng thần đỉnh có phần tự giác, từ vĩnh hằng giới bay ra, lấy quang thủ hộ. Mà triệu bân, là dơ lên cao rồi hắn long uyên, chỉ phía xa minh mông thiên khung. Thiên phạt, lôi đình vạn quân hắn là mở miệng thành phép, hô cái gì đến cái gì, ước vạn lôi đình trong nháy mắt hội tụ. Lôi, có mạnh có yếu, hắn triệu hoán lôi điện, liền không phải bình thường bá đạo, bởi vì ẩn núp thiên uy, mà nay tiếp nhận rồi thần phạt, thiên uy tăng cường không ít. Trừ đây, chính là diệt thế chi lực, đó là kiếp trong tạo hóa, cùng thiên uy cùng múa. Đại thủ đã không có, tận thế quang huy vẫn còn ở, tại lôi ở bên trong, cực tẫn nở rộ. Trường 2108, nhặt quả hồng mềm niết thiên phạt lôi đình vạn quân triệu bân đứng lặng thiên khung vung kiếm chỉ phía xa phía dưới thái sơ thiên lôi quyết sao tất nhiên là chỉ nơi nào đánh nơi nào đầy trời lôi đình đánh xuống như thiên kiếp trong phạm vi nhất định không khác biệt công phạt từ đi xa xem cái kia chính là một mảng lớn lôi hải che mất một phiến thiên địa không chỉ có lực sát thương bá đạo vô cùng vẫn là tặc con mẹ nó trói mắt phốc giặc giặc trí tôn sao vẫn là có không kháng đánh đấy, trước phút chốc mới sông lên ngày qua, một giây sau, liền đã trúng xét đánh, nội tình bạc nhược yếu kém người, ngay tại chỗ huyết cốt văng tung tóe như nhúm máu đống cát, thành mảnh như mọc thành phiến rơi xuống, đại địa liền đủ tàn phá rồi, lại cho ném ra từng cái một hố to, không chờ thở một ngụm nhi, đổ ập xuống lại là một hồi lôi điện, một hơi nhi không có thở gấp thuận, liền thăng thiên. Đương nhiên, cũng có da dày thịt béo đấy, như cao nữa là cấp đại thần, cũng như cấm khu chi chủ, đều có chí cao thần khí hộ thể, chân chính thần phạt cũng có thể ngạnh kháng, chứ nói đạo bản thiên kiếp rồi. Diệt! Tiên tôn hét to, một đạo huyết sắc kiếm quang, nghịch thiên chém tới. Triệu bân xem cũng không xem, một bước chạy tới rồi khác một phiến thiên địa. Hắn cũng không phải sợ tiên tôn, mà là gia hỏa này, có trí cao thần khí thủ hộ, bực này tồn tại, bình thường công phạt bình thường bí pháp, căn bản không đả thương được đối phương, cho dù là ẩn núp thiên uy lôi điện, bổ chi cũng là gãi ngứa ngứa như thế, vậy trước tiên nhặt quả hồng mềm niết. Này nhiều thần ma, còn có thể không có mấy cái hàng nhập lậu. Chờ đợi đem thần ma giết tới thương vong trộn lẫn nặc, lại chỉnh đốn ra hỏa này. Một câu, hướng chết hố thần, một bên chứa thương một bên hố. Sát, chiến, thần phạt kết thúc rồi, các đại chiến trường lại lần nữa giấy lên chiến hỏa. Thần ma trận chiến khổng lồ, thần chiều cường giả, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, nhìn một mảnh kia mảnh hỗn loạn chiến trường, đều đánh chính là là hừng hực khí thế. Long trời lở đất chi cảnh, tùy ý không thấy. Tiếng kêu, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, gần như đi nơi nào cũng có thể nghe nói. Lại nói huyết quang, không phải từng đạo sụp đổ bắn, mà là thành mảnh như mọc thành phiến nở rộ. Oanh! Triệu bân lại hiện thân, đúng là một phiến hồn ám thương hải. Này, cũng là một cái chiến trường, mặt biển, hòn đảo, không chung. Liếc mắt một cái trông đi qua, tất cả đều là bóng người, có hắn thần chiều cường giả, cũng có cấm khu thần ma. Hắn trông thấy Trường Sinh Tiên, cũng nhìn thấy Bất Niệm Thiên. Còn có tự tại tàn niệm, Lớn Mập Tiên cùng lão thần Côn, cũng đều ở chỗ này, cùng thần ma chiến khí thế ngất trời. Thiên phạt, Triệu Bân không cái gì lời thừa, dẫn rồi lui cùng biệt, trực tiếp che mất Thương Hải. Quần công sát sinh đại thuật, nhất kích chính là một phiến. Có quá nhiều thần ma cũng không biết nơi nào cùng nơi nào, liền gặp không may xét đánh. Căn cơ cường đại cũng may, chịu lên vài đạo, bất quá ra chóc thịt bong. Vô cùng thê thảm chính là những cái kia nội tình không phải đủ trí tôn, hoặc nhục thân tan vỡ, hoặc nguyên thần bị trọng thương, một tôn tiếp một tôn rơi vào thương hải, ném ra từng mảnh sóng cả, trái lại thần chiều người, sờ rồi lôi điện, không khác như tắm gió xuân. Này, đều quy công với triệu bân, là hắn dẫn lôi, hắn chính là trưởng khống giả, nơi nào có không tránh mở người trong nhà không được hoàn mỹ chính là như vậy đấu pháp có phần hao tổn tinh lực đánh lâu tất suy hắn chi thái sơ thiên lôi quyết không khỏi quá bá đạo trốn ở một phương xem náo nhiệt đại thần rất nhiều thổn thức sách nói ẩn núp thiên uy tốt càng có diệt thế chi lực như vậy lôi cùng điện bình thường trí tôn vẫn thật là gánh không được vĩnh hằng thể thích hợp tại đống người đánh nhau khắc không được hắn thiên lôi quyết chờ gặp xét đánh là được rồi Triệu bân, nơi nào đi? Tiên tôn âm hồn bất tán, cầm trong tay chấn tiên kỳ, đuổi tới phiến chiến trường này. Trừ hắn, còn có thần khư chi chủ cùng luyện ngục chi chủ, một người sách đao, một người rút kiếm, một trái một phải, dắt tay nhau giết tới, ra tay chính là thiên địa sụp đổ. Ta chạy. Triệu bân không ham chiến, trước tiên chui ra khỏi thương hải. Cấm khu chi chủ cũng là một đám tử bướng bình người, liền nhìn thẳng hắn không thả, quét sạch sát khí ngập trời, ở phía sau đuổi sát không buông khó được triệu bân chỉ còn nửa cái mạng cơ hội ngàn năm một thuở oanh phanh sau lưng thương hải đại chiến cũng không ngừng bởi vì triệu bân một hồi xét đánh giết thần ma thương vong thảm trọng lúc này cũng không có thiếu trí tôn đặt cái kia lay động đâu đứng không vững không sao có bổ đau đấy phốc lưu cầu lúc triệu bân ho ra máu không chỉ có trung quy là tiếp nhận rồi một cuộc thần phạt không có bị thương là giả đấy. Nhìn hắn khí lực vẫn như cũ thành tổ ong, đủ bát thành bầy lên vết máu, trong thời gian ngắn đều không thể phục hồi như cũ, đều bởi vì thiên kiếp sát ý luôn luôn không ở hóa diệt hắn chi tinh khí. Chống đỡ, truyền âm chính là Táng Thần Đỉnh đã dung nhập thân thể của hắn. Hoang thần bản mệnh khí, thần quang lộng lấy, một lần lại một lần chui luyện hắn khí lực, là giúp đỡ cái kia chữa thương, cũng là giúp đỡ cái kia trừ bỏ diệt sát ý, đặc biệt hung hãn. Thật quá sức à, triệu bân cũng không nhàn dỗi, điên cuồng vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Là vì quá sức, là thần phạt sát ý, thật mẹ nó ương ngạnh. Chân áp, hét to âm thanh lên, vô tướng lão thần không biết từ chỗ nào giết đi ra. Đã là cao nữa là đại thần, ra tay há lại tiểu đà tiểu nháo, nhất tọa linh lung bảo tháp, giống giống như núi cao, từ phía trên đập tới, đem triệu bân đậy đi vào. Mở, triệu bân vừa quát âm vang vung kiếm bổ ra một đạo vết nứt, phọt người mà ra. Trước mặt, liền thấy thánh ma, dư tận che mặt con mắt xiết qua đến, dù chưa mở cực cảnh, có thể cái kia uy thế hỏa khí chàng, rồi lại chưa có người có thể so, một luồng ngụy thiên đạo chi lực, hóa luyện thành đao, đao mang tung hoành vạn dặm phách thiên tuyệt địa. a à, triệu bân tránh không kịp, bị một đao bổ hoành lật hư không tám vạn trường. Chưa kịp xác định thân, đạo ma quân liền giết tới rồi, tế ra một lần quỷ dị ma kính, phổ chiếu rồi mục nát chi quang, chỉ phút chốc, liền khô giết hắn khí huyết. Cốt, triệu bân điều động thần long nhị khí, nhất kích bổ ra rồi ma kính. Chờ đợi thần ma tôn giết tới, hắn đã trốn vào mờ mịt hư thiên, trước có đại la thiên thủ, áp sụp không gian, sau có khắp nơi không lôi kiếm, xé rách rồi thiên địa. chúc tài mọn, cũng dám múa dìu qua mắt thợ. Thần ma tôn cười lạnh, một kiếm đánh nát thiên thủ, một đao chặt đứt lôi điện. Đồng nhất trong nháy mắt, hắn trong mắt có ma quang lóe sáng, chính là một đôi đặc thù thần nhãn, không biết tạo cái gì lực lược, lược, lại nhất kích xé nát rồi triệu bân khí lực. Tốt thần nhãn, triệu bân trong nháy mắt mở quang minh thân, như hóa thân thái dương, vạn đạo quang mang nở rộ. Thật sao, thần ma tôn một cái không có để ý nhi, bị sáng ngời lưỡng mắt một vòng hắc. Trả lại ngươi một đao, triệu bân vung tay vung lên, quy thiên cửu kiếm đều xuất hiện, suýt nữa đem sinh bổ. Vì thế, hắn cũng nỗ lực bằng máu đại giới bị đuổi theo tới luyện mục chi chủ một đao trúng mục tiêu sống lưng sán sán xương sống lưng ngay tại chỗ bể hai đoạn tranh thần khư chi chủ cũng tới rồi một kiếm kinh hồng đánh xuyên hắn thiên linh cái vô cùng tàn nhẫn nhất tiên tôn chấn tiên kỳ nhất kích không nhìn nhục thân công kích trực tiếp hắn nguyên thần suýt nữa nổ nát hắn chân thân may mà có táng thần đỉnh bằng không thì hắn hẳn phải chết có loại đơn đấu triệu bân thả ngoan thoại cũng là chạy đi mở chạy người đi được rồi vẫn là vô tướng lão thần ngăn cản đường đi của hắn mặt cũng không có ngăn cản ta triệu bân lấy thần lôi mở đường bước lui rồi vô tướng lão thần phi thiên bỏ chạy hố thần sao hắn có lôi có điện tất nhiên là lấy trước không kháng đánh khai đao thật vừa đúng lúc vạn dặm bên ngoài một cái sơn cốc liền đánh chính là dị thường náo nhiệt phóc giặc giặc hắn hàng lâm không sao cả ước vạn lôi đình thiểm điện, nuốt sống sơn cốc. Với bên trong ác chiến thần ma, lại cũng rồi một phiến, quá nhiều trí tôn táng tại lôi trong. Để mạng lại, đúng là âm hồn bất tán chủ, lại dắt tay nhau đánh tới, tiên tôn sung trận ngựa lên trước. Triệu bân không ham chiến, lại chạy về phía một cái chiến trường, tiếp tục hố thần. Thật có lỗi, hôm nay một chương. Chương 2109, Diệt thế dung hợp chiến đạo. Lôi, không chỉ có thiên kiếp mới có, bí pháp đồng dạng có thể gọi ra. Tối nay thần triều chi chủ, liền đem lôi cùng điện, xuất ra tới rồi cực hạn, một đường giết một đường hố, mà lại là người kia nhiều hướng nơi nào gom góp, một cái thái sơ thiên lôi quyết, sửng sốt bị hắn làm ra thần phạt thế trận. Phốc, giặc giặc, phàm hắn chỗ đi qua, không có chỗ nào mà không phải là huyết quang bay múa. Nhất ổ lại một ổ tiên vương cấp đại thần, tại lôi trong tan vỡ nhục thân, nội tình không tốt người, càng là trực tiếp tan thành mây khói. Ai nói nhất không thể thao túng chiến cuộc. Hắn chuyến này bổ tới đây, liền khí thôn bát hoang. Không biết nhiều ít chiến trường bị càn quét, không biết nhiều ít thần, bởi vì hắn mà thăng thiên. Thần cùng ma huyết cốt, phủ kín rồi đại địa. Như thế bá đạo thái sơ thiên lôi quyết, vẫn là lần đầu thấy. Lôi thần như vẫn còn ở, thấy vậy quang cảnh, nên có nhiều vui mừng. Mặc dù hắn vẫn còn ở, cũng làm không ra như vậy máu tanh chẳng diện. Chưa tham chiến cốt hóa cấp đại thần, vừa nắm một bó to, tụ tập nhi xem triệu bân đại triển thần uy. Cũng không phải là tất cả thái sơ thiên lôi quyết, cũng có thể xưng thiên phạt, lôi trong vô thiên uy, thiên uy trong không diệt thế chi lực, tại vĩnh hằng thể trước mặt, đều được đứng sang bên cạnh. Hắn lôi, lực sát thương mặc dù xa không bằng thần phạt, nhưng đánh chính là chuẩn nơi nào. Dù thần chiều cường giả cùng đầy trời thần ma lăn lộn cùng một chỗ, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn hố thần người trong nhà không bị thương tổn. Đối địch sao, cái kia chính là một hồi thao tác mạnh như hổ. Lúc này mới bao lâu, tám tại hắn lôi trong thần ma, liền đã vô số kể, ngoại trừ những cái kia cao nữa là cấp đại thần, ai dám ngạnh kháng thiên uy cùng diệt thế chi lực. Đương nhiên, nghịch thiên chiến tích, đại giới cũng là vô cùng thê thảm đấy. Nhìn hố thần cái vị kia, huyết cốt lộ ra ngoài, khí lực thành tổ ong, nơi nào còn có người hình có thể nói, chỉ sợ cái đồ kia giết lấy ngốc giết, liền chạy hoàng tuyền lộ đi chỉ vì đuổi giết hắn trí tôn nhiều hơn rất nhiều chớ để lão tử trì hoãn một hồi nhi triệu bân ho ra máu không chỉ có mà lại lưu cầu mà lại phong thần nửa phần không ham chiến tiếp nhận rồi một cuộc có một không hai thần phạt hắn là đến chậm rãi rồi sau cùng cũng phải trước đem thể nội còn sót lại thiên kiếp sát ý đều trừ bỏ diệt có như vậy lực lượng tàn hại chớ nói cùng thần ma ác chiến hắn liền cải tạo khí lực đều tốn sức chống đỡ. Vẫn là này hai chữ, tám thần đỉnh lại căn nhân một lần. Triệu bân cần cù hố thần. Nó, là cần cù giúp đỡ triệu bân chữa thương. Có thể dù nó trí cao thần khí, trong thời gian ngắn, cũng xóa không mất sát ý. Không phải bình thường thần phạt, nó chi dư uy, chính là chỗ này giống như bá đạo. Để mạng lại, triệu bân sau lưng hét to, thành từng mảnh đều như anh lôi. Đánh tới thần ma nhiều lắm, mà lại là bốn phương tám hướng đều có. Quan sát thiên địa, nhiều như vậy chiến trường, thuộc bên này náo nhiệt nhất. Náo nhiệt tốt, náo nhiệt mới xứng đôi thần triều chi chủ bức cách. O O N G. Tình cảnh cái gì nguy cơ, đại đỉnh O O N G rung động, cũng biến càng kịch liệt. Chí cao thần bản mệnh khí, thời khắc mấu chốt, vẫn là rất cho lực đấy. Đốt. Triệu Bân thần con mắt như đuốc, huyết sôi khí lực, lại một lần cháy rồi. Đó là chiến ý cũng là đạo, đốt đã thành liệt diếm hướng chết rèn luyện sát ý. Này dễ dùng, hắn cùng với táng thần đỉnh một trong một ngoài, hai bút cùng vẽ, như gió cuốn mây tan, đem từng sợi như đao như kiếm sát ý, cường thế đập chết tại thể nội. Sau đó, chính là mục nát hóa thần kỳ. Cái kia gần như tàn phế khí lực, lấy mắt thường có thể thấy được chi tốc độ, cực tấn cải tạo, ban bác tất cả xương cốt tứ chi, đến trường sinh quyết đúc lại, lại thành cương cân thiết cốt, tàn hoang lục phủ ngũ tạc bởi vì sát ý diệt vong lại lần nữa phun ra nuốt vào vĩnh hằng tinh khí. Còn có kỳ kinh bát mạch, nguyên thần chân thân, thậm chí thể nội chảy tràn mỗi một vòi máu tươi, đều ở đây mấy cái trong nháy mắt, nở rộ rồi bất hủ quang huy. Đây chính là sau kiếp lột xác, cũng thần phạt thiên truy bách luyện sau niết bàn. Oanh! Cửu thiên động rung động, bị hắn chi sát khí, xông tới lay động cực kỳ. Đạo âm tùy theo vang vọng, như thần khúc, như ma chú, cùng với một vài bức xưa nay mà thần bí dị tược, một lần lại một lần lay động đầy càn khôn. Thật chói mắt nơi nào. Chớ nói gà mờ quần chúng, liền nấp trong chỗ tối cốt hóa cấp đại thần đám, lúc này đã ở thì thào tự nói. Một trận chiến nhập cửu thiên. Mục nát hóa thần kỳ. Cái kia họ triệu đứa con, có thể không có sáng lập thần thoại, rồi lại thật sự rõ ràng đã vượt qua sư tôn cùng thủy tổ, tuy là thần ma đầy trời, cũng che không được cái kia hủy diệt quang mang. Tốt một cái diệt thế chi lực. Triệu Bân Oanh một tiếng ngừng, đạp thương vũ đều sụp xuống. Niết bàn hoàn thành, cả người hắn khí chất đều biến cùng trước kia khác nhau rất lớn rồi. Bởi vì kèm theo diệt thế chi uy, đó là một loại uy hiếp linh hồn cường đại khí tràng. Nay đều quy công với thần phạt, cho hắn một cuộc kiếp, cũng tiến đưa hắn một cuộc tạo hóa. Niết bàn rồi bản thân cũng được trao cho rồi như vậy diệt thế chi lực. Như này coi như là một loại đạo lời nói đó chính là sơ nhập con đường diệt thế chi đạo đã cùng với hừng lực liệt diễm thiêu đốt hoàn mỹ sáp nhập vào hắn chiến chi đạo. Lô dưỡng bách kinh, hắn đạo, cũng theo hắn niết bàn. Luôn cảm giác, hắn giờ phút này, giống như cái tay kia. Ân, giống như thần phạt trong cái kia diệt thế chi thủ. Thế nhân lại nhiều tiếng ồn ào, xem triệu bân ánh mắt, cũng nhiều một vòng kiêng kỵ cùng mờ mịt. Người là người, thủ là thủ. Hình thái mặc dù hoàn toàn khác biệt, rồi lại có một loại diệt thế chi uy, vẻn vẹn nhìn nhiều vài lần, đều rất cảm thấy áp lực suy nghĩ một chút, liền cũng bình thường trở lại. Đó là hắn kiếp, cũng là hắn tạo hóa. Thiên truy bách luyện dưới tất có một cái đại niết bàn. Sát, phương đông hư vô, tiên tôn cầm trong tay chấn tiên kỳ giết tới, thần lực thao thiên. Phương tây mờ mịt, thánh ma cái kia một đám đại thần, cũng đều diễn mở dị tưởng. Nam phương thiên vũ, tiếng chuông vang vọng, a à la Phật tôn dẫn chúng Phật công tới. Phương bắc thương không, phục ma ô hoành thiên, bà la đưa tới nàng ma vực chúng thần diệt thế đại la thiên thủ triệu bân lật tay một trường từ cửu thiên che rơi cái này trong nháy mắt hắn phù hợp rồi một loại huyền ảo tâm cảnh cái gì tâm cảnh đâu thần phạt diệt thế tâm cảnh oanh đại la thiên thủ như là diệt thế thủ che thiên lấp địa thật lớn chưa kịp nó rơi xuống càn khôn liền sụp đổ rồi toàn bộ thiên địa đều hóa thành hắc ám chỉ có cái tay kia mang theo cuốn diệt thế chi uy mang theo cuốn tồi khô lạp hủ sức mạnh to lớn, đáp xuống thế gian. A, à, tiên tôn nhất tiếng kêu đau đớn, bị diệt thế trưởng uy áp ầm ầm quỳ xuống đất. Như hắn, giết tới này mảnh thiên địa đích thần cùng ma, vô luận là cấm khu chi chủ, vẫn là cao nữa là đại thần, đều ở đây phút chốc, cho thần chiều khiêng cầm, hành đại lễ, cái kia từng đợt ầm vang, đều là quỳ xuống đất âm thanh. Ừng ực, ừ, thế nhân xem thần sắc ngơ ngẩn, nuốt nước miếng cử động, cũng là đặc biệt đồng bộ. Đại tràng diện. Đây tuyệt đối là cái đại tràng diện. Cấm khu chi chủ A. Cao nữa là đại thần nơi nào. Nhiều như vậy trí tôn, lại bị vĩnh hằng thể một trường áp tập thể quỳ xuống, biết rõ đấy là thần ma đại chiến, không biết, còn tưởng rằng đám kia tử đại lão, tụ tập nhi bái tổ tông đâu. Mà triệu bân, chính là cái kia cái tổ tông, vốn là bức cách chói mắt, này mẹ nó một trường đánh tiếp, đánh ra một đống tôn tử đi ra. Hắn phong thần về sau, còn không có đạo hiệu A. Minh thần hướng này nhìn nhìn. Gọi hắn một tiếng thần tôn, nên là không có mau bệnh. Vô đạo cười một tiếng. Đừng làm rộn, đây chính là vĩnh hằng thủy tổ tôn hiệu. Trúc không nói rằng. Đồng cấp đồng cảnh giới, với phía trên người kia, vĩnh hằng thủy tổ đều chưa hẳn đi. Viên thần tao liễu tao lông khỉ, nghe ta đấy, đem hắn tôn hiệu lột rồi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 2110, đánh thần ma. Ta không tin, đây trời thần ma gào rú đều là phát ra từ linh hồn gào thét nhưng bọn hắn như vậy tư thái rơi tại thế nhân trong mắt đều không khác tại hô ra ra bởi vì đều đặt cái kia quỳ đâu là bị vĩnh hằng thể một trưởng đánh chính là quỳ đấy rộng rãi hào hùng trưởng uy phối hợp hủy thiên diệt địa chi lực lại để cho bọn họ trong lúc nhất thời đều không thể đứng người lên quỳ tốt quỳ đẹp mắt đều là cao cao tại thượng đích nhân vật chưa từng như vậy ném qua người xem náo nhiệt không chê sự tình đại liền hỉ xem này đại tràng diệt. Vì thế, thanh âm ca ca, vẫn còn ở trong khoảnh khắc, vang đầy tứ hải bát hoang, khó được như vậy vô pháp vô thiên, không được đến đặc tả không được lưu cái kỷ niệm. Tốt cảm giác kỳ diệu. Triệu bân không nhìn thần ma gào thét, chỉ lặng lặng xem tự thân bàn tay. Vừa rồi cái kia phút chốc tâm cảnh, quá quái dị, thậm chí tại không tự giác lúc, cả người hắn, đều dường như hóa thành cái kia diệt thế đại thủ. Đáng tiếc, vô thượng tâm cảnh không thường có như lúc này liền không có như vậy cảm giác không có xóa không mất nó từng tồn tại qua sự thật chờ đợi sau khi chiến đấu hảo hảo nghiên cứu một phen ắt có hiểu ra a à, ngũ đại cấm khu chi chủ một tiếng giống lấy hoang thần binh phá trưởng uy sau đó chính là thánh ma người kia lại không che giấu trong nháy mắt mở cực cảnh lúc này đã liền vô tướng lão thần đều nộ sinh ra ngũ quan còn có thần ma tôn cùng đạo ma quân, đều hóa ra ma đạo dị tưởng. Oanh! Ngắn ngủi trong tích tắc, quỳ xuống đất thần cùng ma, tập thể đứng dậy. Triệu bân một cái sáng ngời thần nhi, bị liên hợp khí chàng chấn một bước lui về phía sau. Sát! Chúng thần ma khuôn mặt dữ tợn, thành mảnh như mọc thành phiến sát nhập hư vô. Từ xuống nhìn xem, bọn hắn đều như tinh thần, tô vẽ tại minh mông thiên. Tranh! Triệu bân thu suy nghĩ, trước mắt bế nghế, lại hóa ra đạo kiếm thiên kiếp sát ý đã trừ bỏ diệt, hắn lột xác đã hoàn thành, đã có ác chiến chi lực. O, O, N, G. Giúp đỡ cái kia chữa thương táng thần đỉnh, lúc này, cũng dọn ra rồi tay. Nó dung hợp tại triệu bân thể nội, giao phó rồi triệu bân lộng lấy quang huy. Đó là cực tấn thủ hộ, chỉ cần nó tại, diệt triệu bân khó như lên trời. Oanh, phanh, chấn thiên ẩm vang, tức thì vang vọng, chấn thiên địa lay động. Khai chiến, triệu bân cùng đầy trời thần ma, tại cửu thiên khai chiến. Chờ đợi thế nhân hướng lên trời xem, chính thấy ức vạn lôi đình xé rách, lôi trong có quang hỏa, tựa như pháo hoa, nhuộm thần ma huyết, một đóa một đóa nở rộ. Thiên địa rối loạn, vô tận pháp tắc bay múa. Gặp này đại tràng diện, luôn không thể thiếu dị tượng. Thế nhân xem hoa mắt, thành từng mảnh đại thế giới, bầu bạn đạo âm diễn hóa, lại đang ẩm vang trong phá thành mảnh nhỏ, hóa thành thần quang, ngã vào thế gian quá mạnh mẽ. Đám khán giả con mắt là cao thấp thao túng chuyển động đấy. Thần cùng ma quá nhiều, cái đính cái đáng sợ, gắng phải sách ra một cái nhất dũng mãnh phi thường đấy, vậy liền thần triều chi chủ không ai có thể hơn. Tu vi thấp đấy, có thể thấy không rõ. Nhưng, cốt hóa cấp đại thần, rồi lại xem thực đấy. Cái kia họ chịu yêu nghiệt, từ khai chiến, chính là lấy mạnh mẽ đánh mạnh mẽ, tuy không phải vạn pháp bất xâm, nhưng có một trận chiến phá vạn pháp oai hùng, không nói đến cái kia chiến lực, hắn chi tâm cảnh, nên là vô địch đấy, lần lượt đẫm máu, lần lượt hùng lên, mộc chứ lôi đỉnh thiểm điện, càng đánh càng mạnh, giết tới rồi nhất điên cuồng. Nhìn cái kia từng cái lăng thiên trụy rơi đích thần, mỗi một cái, cũng như một khỏa nhuốm máu thiên thạch, một viên tiếp núi một viên nhập vào đại địa, hoặc sụp đổ thành thịt nát vụn cốt, hoặc nổ thành màu đỏ tươi huyết vụ, dù là còn có mệnh tại, cũng không dám lại sát nhập cửu thiên. Vì sao lạc, phía trên có một đầu người điên, điên đến liền mở cực cảnh thánh ma, có hoang thần binh hộ thể cấm khu chi chủ, đều bị liên tiếp đổi lật. Nhiều như vậy trí tôn, đầy trời quần ẩu, sừng sốt ép không được hắn một cái. Nhà hắn thủy tổ năm đó phong thần lúc, cũng không có mạnh như vậy. Siêu, sử quan đám lại có chuyện làm rồi, lại đang tiểu bản bản lên, một phen rồng bay phượng múa, năm đó, vĩnh hằng thể một người một kiếm, không có ai làm đối thủ. Sát, chiến, các đại chiến trường hét hò, cũng lần nữa quét sạch thiên địa. Cùng trước kia khác biệt chính là, thần chiều khí tràng, lại mơ hồ có như vậy một loại, mạnh hơn áp đầy trời thần ma thế, cứ thế rất nhiều thiên địa, đều có thần cùng ma chạy tán loạn cục diện. Cũng đúng, thần chiều chi chủ khí thôn bát hoang, thân là thần chiều người bọn hắn, há có sợ đạo lý, từng cái một đấy, đều giết được rồi người điên, đều là vượt xa người thường quy bộc phát chiến lực. Tự nhiên, cũng có gà tặc thần ma, chuyên chọn quả hồng mềm hạ thủ mà triệu công tử phụ thân Triệu Uyên, liền thuộc về tương đối bình thường cái kia một loại, hoặc là nói, cùng đám kia tử yêu nghiệt so sánh với, hắn có vẻ không đáng kể không có gì lạ, không có bá đạo huyết thống, cũng không nghịch thiên tư chất. Dù vậy, hắn vẫn là lên chiến trường, muốn tại trong chiến đấu ma luyện, cũng muốn tại trong chiến đấu lột xác, không muốn năm nào còn có nguy nan lúc, trở thành hài tử vướng víu. Hắn chiến trường là một phiến dãy núi, thần ma số lượng số lượng cũng không ít. Bất quá hắn không phải một mình chiến đấu hăng hái, phong tình cổ thần tại, kiếm thánh, kiếm ma, kiếm tôn cùng kiếm hoàng đã ở, trừ bọn hắn, còn có bất diệt ma quân, đại hạ hồng uyên, một đời man vương, âm nguyệt vương. Bắt sống đấy, có thần ma nhìn thẳng triệu uyên, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ. Nhặt quả hồng mềm nhất sao, triệu uyên có vẻ như chính là quả hồng mềm, hết lần này tới lần khác, hắn vẫn là triệu bân phụ thân, này như bắt, còn chưa triệu bân chẳng phải phạm. Phong, một tôn huyết phát thần minh hừ lạnh tế ra bảo tháp từ phía trên đập tới đồng nhất trong nháy mắt đông tây hai phương còn có hai cái thần minh riêng phần mình thúc giục pháp khí cũng không phải là công phạt mà là giam cầm gắng đạt tới nhất kích đem triệu uyên bắt lại a à, triệu uyên tránh không kịp mặc dù kiệt lực thi pháp vẫn bị đã chân áp chuẩn xác hơn nói hắn là bị nhầm vào rồi vì bắt hắn ba tôn thần liên thủ siêu phong tình cổ thần muốn vượt thiên mà đến cũng là bị một tôn đế thần ngăn lại. Khoảng cách đây không xa kiếm thánh, cũng muốn cứu viện, thế nhưng, cửu tôn thần hợp lực vây công, cứng rắn đem hắn ngăn ở rồi khác một phiến thiên địa. Vân Nhi, vi phụ cho ngươi mất mặt." Triệu Uyên một câu khàn khàn, trong lòng đã mặc niệm rồi chú pháp. Đó là tự sát cấm thuật, hắn tại tàng kinh các học trộm đấy. Đã là trên chiến trường, hắn liền có nào đó giác ngộ, đã đến, có thể liền không thể quay về, hắn không sợ chết sợ là trở thành hài tử gánh vác tựa như này phút chốc hắn có thể thịt nát xương tan nhưng không có khả năng bị trôn bắt đảo ngược càn khôn sinh tử hấp hối sắp chết có nữ tử khẽ quát đột nhiên vang lên định nhãn nhất nhìn mới biết là đại hạ hồng tước thi triển thần thông cưỡng ép cùng triệu uyên đổi rồi vị trí quên cả sống chết nói cho cùng bất quá một cái chữ tình cùng một cái mắc nợ chữ tình là đối với tử y hầu mắc nợ là đối với triệu gia năm đó chính là tử y hầu bức tử triệu uyên hiểu lầm cũng tốt bị lợi dụng cũng được đại hạ hoàng tộc đều thiếu nợ hắn đấy muốn chết huyết phát thần minh nhe răng cười một kiếm bổ tới đây chính là tuyệt sát nhất kích chúng mục tiêu tức là táng diệt oanh vẫn là là sinh tử hấp hối sắp chết toàn bộ thiên địa đều mãnh liệt một hồi lay động đang ở tiên giới sinh linh vô luận là thân dung hợp đại càn khôn chế tài người vẫn là ác chiến thần ma tiên phật không có một cái có thể đứng ổn đấy, đều ở đây cái trong nháy mắt, đã trúng một loại lực lượng cường đại sông tới. Thậm chí còn, phàm trần cùng địa phủ, cũng tới một phiến nghiêng trời lệch đất động rung động. Người mẹ nó có bị bệnh không? Hàm xúc như lâm chi hỏa, lại một lần miệng phun hương thơm, mắng chính là thần giới chúa tể, người kia lên một giây vẫn còn ở xem náo nhiệt, này phút chốc, liền hàng lâm tiên giới rồi. Đúng, chính là chân thân hàng lâm. Hắn đã đến không sao cả, Hắn thân dung hợp thần giới đại càn khôn, cũng theo hắn đụng vào rồi tiên giới. Này va chạm có thể khủng khiếp, toàn bộ tiên giới đều có sụp đổ đấy. Chương 2111, vũ trụ cấp làm loạn. Biết rõ là chết, tử y hầu vẫn phải tới, dù là chỉ ở trước mặt nàng kinh hồng vừa hiện, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì hắn, thần giới đại càn khôn xông tới tiên giới đại càn khôn. Toàn bộ tinh không, toàn bộ vũ trụ, thậm chí đang tại dung nhập đại vũ trụ tiểu vũ trụ Đều oanh một tiếng rung động. Không người có thể đứng ổn, bởi vì Càn Khôn đã loạn bộ, Càn Khôn bảo hộ ở dưới vạn vật, đều gặp không may đáng sợ trùng kích, tạo ra được một vài bức kỳ cảnh quái dị giống. Ngày đêm lại đảo ngược, bốn mùa hữu loạn đến. Nhật nguyệt tinh thần phủ rồi lôi đình. Sông núi thảo mộc nhiễm thiểm điện. Không biết bao nhiêu ngày mà lay động rung chuyển, cũng không biết nhiều ít thế giới sụp xuống tan vỡ. A, à, Đế Tiên một câu than nhẹ tới ác chiến ngũ đại cấm khu chi chủ, cũng tập thể kêu rên, lục tôn đại thần, đều tại trong khoảnh khắc, mang một cỗ không thể kháng cự lực lượng, quấn vào một phiến không biết lĩnh vực, chuẩn xác hơn nói, là tiên thần vết nứt, không thuộc về tiên giới, cũng không thuộc về thần giới. Nàng cái này coi như tốt, nhìn thái vũ thần tướng, đang cùng ba đại cấm khu chi chủ chiến náo nhiệt, có thể đập vào đập vào, liền ngã vào rồi nhất mảnh hắc ám, toàn thân, nhiều âm phong nhi tàn sát bừa bãi, bên tai, cũng nhiều lệ quỷ kêu rên, đó là âm tào địa phủ, minh giới chúa tể địa bàn. Nguyệt thần cũng không tốt đến đi đâu, nàng cùng ngũ đại cấm khu chi chủ chiến trường, bản tại trong luân hồi, cũng là đần đột, u mê liền đổi thiên địa, không còn là luân hồi, mà là kỳ quái thời không. Nữ vương đại nhân cùng mộng ma trùng hợp trái lại, một tên bất lưu thân nhi, liền từ thời không làm tới rồi luân hồi. rối loạn, hết thảy đều rối loạn, ngắn ngủn trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người cả ném, có thần minh té xuống phàm trần, có lệ quỷ phiêu thượng tiên giới, có người sống đọa nhập âm phủ, có tử thi leo ra phần mộ. Phốc, có người hay không táng thân, không người biết được. Nhưng, muốn giết đại hạ hồng tước cái kia tôn huyết phát thần minh, rồi lại chết thấu thấu đấy, mang tử y hầu một cước, đạp diệt một cái luân hồi. Ngươi, hồng tước thần sắc ngơ ngẩn, như tựa như đang nằm mơ. Sư tỷ tử y hầu cười, là một loại chưa bao giờ đối với bất luận cái gì nữ tử lộ ra hơn nửa phân ôn nhu kiếp trước kiếp này, gặp lại là vĩnh hằng phút chốc. Cũng chỉ có phút chốc, hắn liền gặp không may thiên đạo chế tài. Oanh! Lăng thiên một đạo lôi đình, thế nhân nhìn không thấy. Đó là hủy diệt, là trời xanh đối với chúa tể gạt bỏ. Phút chốc, một đời một thế, nhất sinh nhất tử. Tử y hầu táng diệt, chỉ còn một đạo tàn ảnh. Mặc dù là tàn ảnh, hắn cười, vẫn như cú ôn nhu. Đáng giá không? Lâm chi hỏa tựa như tại hỏi thăm, cũng tựa như thì thảo tự nói hỏi thế gian tình là gì khiến người sống chết chấp nhận nàng nghe nhiều hơn thể non hẹn biển cũng đã thấy nhiều sinh ly tử biệt chưa từng cái này có thể như thần giới chủ tể như vậy đến để cho nàng rung động tử y hầu triệu uyên lung la lung lay tâm cảnh trước đó chưa từng có phức tạp hắn tuy bị người nọ bước tử qua có thể hắn không hận người kia chỉ vì năm đó đêm đó tử y hầu đã cứu con của hắn chuyện cũ trước kia trước kia rồi ở kiếp này hắn chỉ nhớ rõ ân tình cầu ngươi trở về không tước hai mắt đẫm lệ như cái ném đi ra hài tử lảo đảo tìm khóc khàn khàn cực kỳ cũng đau nhức ruột gan đứt từng khúc hắn khắc lại nàng từng cái một mục điêu nàng lại làm sao không có bức tranh hắn một cuốn cuốn bức họa nhớ thương gặp lại phút chốc cũng là vĩnh hằng xa nhau ai ám dạ chi chủ một tiếng thở dài không tước là của nàng hóa thân nàng lại sao không biết cái kia tâm cảnh. Phàm giới một lần, quanh đi quẩn lại, bất quá một cái chứ tình. Ai? Lâm Chi Hỏa cũng một tiếng thở dài, không nghĩ tới là như vậy cái cục diện. Trên lịch sử cái thứ nhất mang trời xanh gạt bỏ chế tài người, có thể không phải một cái xứng trước chúa tể, nhưng tuyệt đối là một cái vị yêu thích mê người điên, ở kiếp trước như thế, cái này luân hồi cũng đồng dạng, thế gian hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, từ sinh đến chết, đều chỉ làm một người mà sống. Dung chuyển, Đến nhanh đi cũng nhanh, bởi vì thần giới chúa tể táng diệt, vũ trụ bỗng nhiên thành bình tịch. Các giới càn khôn tuy có tan vỡ, nhưng không ngại vận chuyển. Tình huống nào? Vô tận nghi hoặc che mất sinh linh ý thức. Phạm nhân không rõ ràng cho lắm, thần tiên cũng không hiểu ra sao. Nhìn hồng hoang, thần ma hỗn chiến lại ngừng nghỉ. Vô luận thần chiều cường giả, vẫn đầy trời thần ma, đều tại cao thấp thao túng xem, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết dung chuyển vì sao dựng lên. Chỉ biết, thời gian trong nháy mắt, thiếu đi rất nhiều người, có đồng đội, có cửu oán ra, cũng có quần chúng, lên phút chốc vẫn còn ở, cái này một giây liền không có, quỷ mới biết ném đi đâu rồi. Quỷ dị hơn chính là, các đại chiến trường đều nhiều hơn rồi chút không liên hệ người, có thần tiên, có yêu quái, cũng có quỷ hồn, tựa như, các giới không còn bình chướng, thậm chí cả, qua lại ghép nhà nhi thăm người thân. Phanh, triệu bân lảo đảo một bước mới đứng vững, cũng như thần ma, đầy trời nhìn xem. Đồng dạng cục diện, hắn chỗ chiến trường cũng có. Đột nhiên xuất hiện một phen dung chuyển, vây giết hắn trí tôn, ném đi rất nhiều, không thiếu cao nữa là cấp đại thần, trong đó liền bao quát vô tướng lão thần. Có người đi, cũng có người đến. Cái kia không, trống rỗng xuất hiện mấy cái quỷ hồn, chính đặt cái kia theo gió phiêu đâu khuôn mặt không hẳn như vậy có nhiều dữ tợn, ngoại trừ mê mang, chính là một mặt mộng bức. Lão phu là hoa mắt sau đó là một con chó a à ta tỏa kỹ đâu êm đẹp đấy, thế nào liền không có. Thần ma chiến trường, ở đâu ra phàm nhân, làm sao tới đấy. Ẩm ý lời nói, đầy chiến trường đều có, bởi vì đầy chiến trường đều là quỷ dị hình ảnh, không ai cho đáp án, ai cũng không biết được nơi nào cùng nơi nào. Sát, tiên tôn vừa quát nhiều anh lôi, tiên phong phá vỡ chiến trường yên tĩnh. Chúng thần cũng dồn dập thu con mắt, như từng đạo thần mang, đánh vào cửu thiên. Đến, triệu bân khí huyết bốc lên, bản mệnh pháp tắc như đao kiếm bay múa. Hắn vẫn như vậy khí thôn bát hoang, một người ác chiến đầy trời thần ma. Sát, chiến, các đại chiến trường chiến hỏa, lại một lần giấy lên, tiếng kêu chấn thiên. Quần chúng vẫn như cũ có, như u linh suốt quỷ nhập thần, đi lòng vòng xem náo nhiệt. Náo nhiệt không chỉ có tiên giới, còn có thần giới, phàm trần cùng địa phủ. Thần ma đại chiến ném đi không ít người, nhưng cũng còn tại trong vũ trụ, chỉ bất quá, quy ước khung sân bãi đổi. Bởi vì cái gọi là, cừu ra gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ở đâu đánh không phải đánh A, à, trước quật ngã rồi lại nói. Ném đi thật nhiều quỷ A. À. Đã đến thật nhiều đại thần nơi nào. Tối nay mình giới chế tài người, rất đúng bận rộn, một bên tu càn khôn, một bên mấy người đầu, lại một bên xem náo nhiệt, càn khôn hư mất đến tu, quỷ ném đi đến tìm. Đến mức náo nhiệt, không nhìn ngu sao mà không xem muốn nói đánh chính là nóng nhất hỏa đấy, vẫn thái vũ thần tướng cùng ba đại cấm khu chi chủ. Cái kia bốn cái, đều là tuyệt đại loại người hung ác, nhất định phải xem tốt, nếu là không để ý nhi quấy giày địa phủ đại càn khôn, hắn là muốn nổi đóa đấy, không có mấy trăm vạn thần thạch, ai cũng đừng nghĩ đi. Bề bộn về bề bộn, hắn vẫn không quên xem mờ mịt. Người nào, phía trên làm ẩm ý không? Người cứ nói đi phàm giới chế tài người có đáp lời. Bất quá, hắn so phía dưới vị kia sẽ lười biếng, không có mấy người đầu, cũng không có tu càn khôn, liền cất thủ, đầy trời mà tản bộ. Tiên giới vị kia đại tỷ nói, đụng chạm là một cái kỹ thuật sống, không thể cứng rắn va chạm, muốn đụng tự nhiên một ít. Như thế, mới không hỏng quy củ, mà còn có tiền cầm. Tối nay, hắn liền nhìn chuẩn, nơi nào náo nhiệt hướng nơi nào gom góp, nếu người nào ai không có mắt đánh hắn, vậy liền nhốt vào tù giam. Liền nhiêu đây rồi. thưa dịp Nguyệt Quang, hắn vào nhất tòa cổ thành. Đó là đại hạ đế đô, trong đêm vốn nên yên tĩnh, cũng là oanh âm thanh đầy trời. Có người ở kéo bè kéo lũ đánh nhau, có thể trông thấy long chiến cùng vũ linh hoàng phi, cũng có thể nhìn thấy cấm khu thần ma. Bọn hắn, đều là tại hồng hoang đại lục đi ném đi, đần độn u mê đã đến phạm trần, hơn nữa, vẫn đại hạ long triều hoàng thành. Hoàng thành tốt, hoàng thành thì đến nhà rồi. Đại hạ nhân tài đông đúc, càng thuộc thiên tông cùng đế đô nhiều nhất thường xuyên qua lại, cấm khu trí tôn liền bị quần đấu. Đại tỷ, người tiên giới thế nào? Phạm giới chủ tể hỏi. Thật lâu, cũng không trông thấy lâm chi hỏa đáp lời. Luận chế tài người, nàng mới là nhất chuyên nghiệp chính là cái kia, ít nhất, đêm nay nặng chuyên nghiệp, không tâm tình xem náo nhiệt, cũng không tâm tình đụng chạm, chỉ tập trung tinh thần tu càn khôn. Nàng trạng thái không phải tốt, khóe miệng tràn huyết không ngừng, xem ra, là gặp không may xét đánh. Dám chế tài nàng đấy, tất nhiên là trời xanh. Thần giới chúa tể như vậy sang bậy, nàng khó từ cái kia tội trạng, nếu không nàng cùng tử y hầu cộng hưởng trời xanh thị giác, cũng sẽ không có trận này làm loạn, tiên giới đại càn khôn cũng sẽ không nghiêm trọng tan vỡ. Phạm sai lầm, bị quản chế tài, nàng không lời nào để nói, còn phải tận lực đền bù khuyết điểm, chỉ sợ thiên đạo một cái tức giận, liền đới nàng cũng một khối xóa bỏ. Nói đến gạt bỏ, nàng đến lúc này vẫn là lòng còn sợ hãi, bởi vì, nàng là ngoại trừ thượng thương, duy nhất một cái làm chứng thần giới chúa tể bị oanh diệt người. Đều là chế tài người, mắt thấy cái kia chúa tể mang trời xanh gạt bỏ, không sợ mới là lạ, hướng sau nhiều năm, cái này cũng sẽ là một giấc mộng yểm, sẽ đối với nàng dây dưa không ngừng. Tân nhiệm thần giới chúa tể, là ai? Tu càn khôn lúc, nàng vẫn là dành thời gian hướng hư vô nhìn thoáng qua. Tử y hầu, trên lịch sử cái thứ nhất mang gạt bỏ chúa tể, cũng là tại vị thời gian ngắn nhất, cũng điên cuồng nhất một cái chế tài người, có đây vết xe đổ, thiên đạo lại thí sinh, nên là sẽ dị thường thận trọng. Tại nàng nhìn nhìn xem, thần giới có dị tượng hiện ra, chính là phong vị chúa tể dị tượng. Nàng không biết là ai, chưa hỏi thăm, lại không dám cưỡng ép dòm ngó. Phanh, nàng xem lúc, hồng hoang đại lục truyền đến kinh thiên ẩm vang, lại chấn tiên giới lay động. Chờ đợi nàng ngoái đầu nhìn lại, chính thấy một ngọn núi sụp đổ. Cái kia sơn, không phải bình thường sơn, là vô vọng hải trong thần sơn, cũng là tiên giới thông vãng thần giới đường, trước đó không lâu, nàng mới sửa tốt, mà nay bị người nện đá vụn bay đầy trời. Ai nện đây? Táng Hải Thiên Quân. Trừ hắn, còn có Âm Tuyền chi chủ, Thần Cốc chi chủ, Thần Vương Điện chi chủ cùng Yêu cung chi chủ, đều là từ thời không trong té xuống đến đấy. Tới một đạo té xuống đến đấy, còn có theo chân bọn họ ác chiến nguyệt thần. Chỉ bất quá, nguyệt thần ngã rồi vũ trụ biên hoang, hắn năm cái, chạy thần sơn đã tới rồi, nắm không phải bình thường chuẩn phong lầm chi hỏa nhất tự khẽ quát lấy đại càn khôn khóa ngũ đại cấm khu chi chủ có ý định cũng tốt vô ý cũng được thần sơn đích xác là bọn hắn đập hư đấy từ không thể bỏ qua chớ nói cấm khu chi chủ dù nện sập thần sơn chính là đế tiên cùng nguyệt thần nàng cũng chiếu phong không lầm bởi vì trời xanh nhìn xem đâu vốn là đối với nàng rất bất mãn rồi như lại nhường còn phải gặp xét đánh a à, táng hải thiên quân nhất tiếng kêu đau đớn toàn bộ người đều không thể động đậy rồi. Thần cốc chi chủ, âm tuyền chi chủ, thần vương điện chi chủ cùng yêu cung chi chủ, cũng là ngang nhau tình cảnh. Cao nữa là đại thần muốn thế nào, có chí cao thần khí hộ thể thì thế nào, chúa tể muốn thu thập bọn hắn, một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi. Đáng chết, bọn họ tức giận mắng, không biết là đối với nguyệt thần, hay là đối lâm chi họa. Là đúng đều có, là nguyệt thần đào hầm, một cái tát liền cho bọn hắn đánh cái này đến đấy còn có tiên giới chúa tể ngươi là thật con mẹ nó sẽ chọn thời điểm hiểu không biết được chiến tranh đâu mặc dù muốn chế tài không thể đánh xong lại nói